tiến vào luân hồi ti, không sai biệt lắm là chết chắc. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng người vẫn là lưu giữ một tia hy vọng, không phải sao. Không phải vậy lời nói, người sẽ không theo ta nói nhiều như vậy. Có lẽ đi, tuệ giả nói ra, ta đại khái là trông đợi chủ nhân ngài có thể sáng tạo dấu vết đi. La Quân nói ra, theo ta có thể đi vào kỷ phấn trắng thế giới, đồng thời mang đi tại tử cấm cùng đường thanh bắt đầu, cái kia bản thân là dấu vết bắt đầu cho nên, tin tưởng ta đi, ta cũng có thể đưa người cùng Lan Đình Ngọc mang đi. Ta nguyện ý tin tưởng chủ nhân, tuệ giả mắt lóe qua một sợi ánh sáng. La Quân nói ra, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Hiện tại ta bên này cũng có ưu thế, đó là ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ cũng không biết ta tồn tại. Hắn đón đến, tiếp tục nói, liều mạng là rất không có khả năng, dốc hết thiên châu cùng ương thế giới lực lượng, sợ cũng là đánh không dưới một cái kỷ phấn trắng thế giới cho nên, ta cần uy, cần chỉ có thể là đa tình báo. Mỗi người đều sẽ có uy, mỗi cái linh tôn cũng đều sẽ có uy. Người có biết hay không, pháp học chiếu cố lớn lên gạo già diệp có cái gì uy? Chỉ cần ta có thể bắt lấy gạo già diệp uy, như vậy ta phải cứu ra ngươi, còn có Lan Đình Ngọc, cũng không phải là việc khó. Tuệ giả nói ra, nhưng là chủ nhân, không nói trước gạo già diệp uy khó tìm, liền là trước kia, trưởng tôn cũng nói, Lan Đình Ngọc rất trọng yếu gạo già diệp cũng không có quyền đem thả đi. La Quân nói ra, đó là bên ngoài, vụng trộm, gạo già diệp trưởng khống pháp học biết, thả cái lan đình ngọc còn có ngươi, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Tuệ giả nói ra, uy, tiểu nô là thật không biết gạo già diệp hội có cái gì uy. Hắn đón đến, nói ra, bất quá. Bất quá cái gì, La Quân lập tức hỏi. Tuệ giả nói ra, tiểu nô tuy nhiên không biết, nhưng trưởng tôn có thể có thể biết bởi vì hắn tại pháp học hội địa vị là ảnh hưởng rất lớn, là quần nhãn tình sáng lên, hắn nói ra như thế ý kiến hay, tuệ giả cười khổ nói ra, nhưng là chủ nhân, trưởng tôn tu vi chính là động tiên đỉnh phong, khoảng cách không chung cảnh cách xa một bước, hắn đã tích lũy đầy đủ, chỉ thiếu chút nữa, chính là dựa vào đan dược thêm một tia kỳ ngộ có thể phóng đi, hắn cùng tiểu nô khác biệt, tiểu nô tuy nhiên cũng là hư tiên đỉnh phong, nhưng tích xúc còn kém rất nhiều lại nhiều đan dược cũng không cách nào tiến lên ngài thật có nắm chắc có thể cầm xuống trường tôn sao hắn hiện tại đối chúng ta thế nhưng là hận thấu xương là quân sờ mũi một cái nói ra khó làm cũng muốn làm a à, ta nghĩ biện pháp xem ra đột phá khẩu chỉ có thể đặt ở trường tôn thân thể ân đúng ta muốn như thế nào mới có thể đi tìm tới trường tôn đâu tuệ giả nói ra thiên long điện trung quanh trận pháp lợi hại ngài tính toán có ẩn thân thuật cũng là không thể tiếp cận. Trước đó tới đều là bởi vì tiểu nô là đạt được trận pháp cho phép, cho nên ngài tại thiên long điện bên trong là tuyệt đối không thể tìm trưởng tôn. La quân nói ra, cái này ta biết, tại thiên long điện động thủ, ta không phải chán sống sao? Tuệ giả nói ra, lúc này trưởng tôn tựa hồ là bị già thiên cấm đủ, bất quá vấn đề này không lớn, trưởng tôn thật muốn đi ra ngoài, già trời cũng ngăn không được. La quần nói ra ta cần một cái đến từ pháp học nhà họp băng cho ta truyền tin trưởng tôn, lúc này trưởng tôn mất đi đan dược, rất muốn nhất vẫn là đan dược. Hắn bị khinh bỉ, khẳng định muốn đột phá không trung cảnh. Tuệ giả nói ra, đúng, hắn một khi đột phá đến không trung cảnh, thân phận địa vị lại hội nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, giả thiên cũng không dám bắt hắn thế nào, lần này sai lầm, cũng không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, cho nên, ta cần một người cho ta hướng đi trưởng tôn mật báo nói cho trưởng tôn ta có đầy đủ đan dược có thể cho hắn tuệ giả nói ra nhưng là chủ nhân trưởng tôn nếu như vô tình gặp hắn ngài hắn chỉ sợ sẽ không chút do so dự ra tay trực tiếp cướp đoạt lại sẽ không cùng ngài bàn điều kiện la quân nói ra cái này thật là cái vấn đề ngươi yên tâm đi ta cũng không phải người ngu ta sẽ muốn hảo kế hoạch về sau lại hành động hắn đón đến nói ra ngươi có biết hay không tại rời kinh bên trong có cái gì pháp học hội người có thể tiếp xúc đến trưởng tôn? Ta biết một cái, Lý Ngõa Tháp. Lý Ngõa Tháp cùng trưởng tôn có chút giao tình, hắn ở tại. Tuệ giả lập tức đem những tin tức này nói cho La Quân. La Quân liền để tuệ giả kiên nhẫn chờ đợi, hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách nghĩ cách cứu viện hắn đi ra. Lúc này, La Quân đối tuệ giả cũng là thật tâm. Mặc kệ tuệ giả là ý tưởng gì, nhưng hắn cũng xác thực làm đến hắn hứa hẹn cho nên la quân cũng nhất định phải lấy thực tình đợi hắn không lại xem hắn như nô bộc la quân kết thúc cùng tuệ giả trò chuyện về sau hắn cũng lâm vào khổ tư một bên tần khả khanh thấy thế liền hỏi sự tình thế nào la quân liền nói ra ta cùng tuệ giả câu thông một phen lúc này tuệ giả tình huống cũng không tốt lắm hắn chống đỡ không mấy ngày ta nhất định phải tăng tốc hành động tần khả khanh nói ra có thể là hành động như thế nào la quân nói ra ta hiện tại nghĩ là tìm tới pháp học chiếu cố lớn lên gạo già Diệp Huy, sau đó dùng cái này áp chế hắn, để hắn thả người, đồng thời thuận tiện đem tất cả chúng ta đều đưa ra kỷ phân trắng thế giới. Tần Khả Khanh nghe vậy bị kinh ngạc, nàng lập tức nói ra, đây cũng quá ý nghĩ hảo huyền đi. Pháp học chiếu cố lớn lên, người không phải nghe tuệ giả nói sao. Đây chính là nhất đẳng cao thủ, chỉ sợ đều đã là thiên vị cảnh cao thủ. Tại kỳ phân trắng thế giới bên trong đều là một phương bá chủ. Chúng ta ở trước mặt hắn, còn kiến hôi đều tính toán không. Ngươi dám đi tìm hắn Huy." Tần Khả Khanh nói tiếp, "Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi." Thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều mưu kế đều là buồn cười. La Quân liền có chút im lặng, nói ra, "Vậy ngươi cho ta nghĩ cách đi ra." Tần Khả Khanh nói ra, "Ta có thể không nghĩ ra được." La Quân nói ra, "Vậy ngươi trước im miệng." "Ngươi?" Tần Khả Khanh tức giận không nhưng ngẫm lại vẫn là im miệng la quân cảm thấy cùng tần khả khanh là thương lượng không ra cái như thế về sau sau đó đem linh tuệ hòa thượng kêu đi ra nhanh nhạy ta muốn nắm trong tay trước trưởng tôn sau đó dựa vào trưởng tôn đi tìm gạo già diệp uy la quân nói ra linh tuệ hòa thượng không khỏi cười khổ nói ra vừa mới tần cô nương cùng đạo hữu ngươi lời nói bần tăng cũng là nghe thấy bần tăng cảm thấy tần cô nương nói tới tuy nhiên không lắm nghe nhưng cũng có đạo lý a có cái mau đạo lý, là quân nói ra, đều sẽ nói không được, các ngươi ngược lại là nói được a à. Việc này, bản thân không có khả năng hoàn thành, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Là quân nói ra, nhưng ta nhất định phải xử lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, làm sao bây giờ? Là quân nói ra, đây không phải đang cùng ngươi nghĩ biện pháp sao? Ngươi trí tuệ, chẳng lẽ nghĩ không ra một đầu biện pháp đến? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mấu chốt là, đạo hữu người có phải hay không cử chỉ điên rồ la quân nói ra ừm linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng vẫn là không cách nào hiểu ngươi tình nghĩa a à. bần tăng biết ngươi trọng cảm tình nhưng ngươi cùng một cái linh tôn tuệ giả nặng tình cảm gì nói cái gì thành tín còn có cái kia lan đình ngọc hắn vốn là ngươi giết vợ cừu nhân ngươi lại muốn mạo hiểm như vậy đi cứu hắn phù này hợp nhân tính sao hai người này chết liền chết có gì tốt cứu tính toán thật là tốt cứu giúp cũng không nên cứu. Giết vợ cửu nhân, tần khả khanh giật mình nhìn về phía linh tuệ hòa thượng. Hiển nhiên, nàng là có chút mộng. La quân lại là không tâm tình cùng tần khả khanh giải thích cái gì, hắn nhìn về phía linh tuệ hòa thượng, nói ra, Lan Đình Ngọc cùng tuệ giả bị bắt, là bởi vì bọn hắn tại yểm hộ chúng ta thoát đi. Đạo lý này vĩnh viễn đứng ở đằng kia, nhanh nhạy, nếu như ta thật dựa theo lời ngươi nói mặc kệ, không để ý bọn họ. Như vậy, người thật còn có thể tiếp tục tin tưởng ta sao linh tuệ hòa thượng ngây người hắn cũng nhìn về phía la quân hắn không nói một lời sau một hồi khá lâu hắn mới lên tiếng không sai đạo hữu ngươi một mực cũng không có thay đổi bần tăng có chút tư duy vẫn là không có chuyển biến tới bần tăng cũng quên bần tăng dự tính ban đầu bần tăng sở dĩ như vậy tin tưởng nói bạn ngươi là bởi vì đạo hữu ngươi cho tới bây giờ đều là một người như vậy a di đà phật là bần tăng lấy tướng. La quân hơi hơi thở dài, hắn đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Cứ việc nơi xa bất quá là phòng bị tu di bên trong lấp kín bia thử tường. Hắn theo rồi nói ra, ta hy vọng, ta có thể làm một cái không thẹn lương tâm người. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là thua thiệt rất nhiều người. Phi dung vì ta, mất đi tánh mạng, lạc ninh bị ta đuổi đi, mất mạng, ta muốn đền bù, lại vĩnh viễn đền bù không đã chết đi người ta thậm chí còn thua thiệt linh nhi rất nhiều cũng thua thiệt nữ nhi của ta cho nên ta không muốn có càng nhờ có hơn thiếu tuệ giả bất quá là một cái linh tôn hắn có lẽ liền liêm sỉ đều không có nhưng hắn đều làm đến hứa hẹn ta đổ vật ta há có thể liền hắn cũng không bằng còn có lan đình ngọc thù là thù ân là ân hắn cứu lạc tuyết là ta ân hắn chủ động dụ địch để cho chúng ta đào tẩu đây là hắn đối với chúng ta ân nghĩa ân nghĩa muốn trước trả thù về sau tự nhiên cũng muốn báo. Đại trưởng phu, ân oán rõ ràng, ngay vào lúc này, tần khả khanh não hải lóe qua cái này tám chữ. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt là quân, thân hình là như thế vĩ ngạn. Nàng cảm thấy hắn là một cái có thể cho nàng không tín mặc người. Nàng có thể hoàn toàn đem chính mình hậu bối giao cho hắn. Cái này, liền cũng là la quân mị lực vị trí. Linh tuệ hòa thượng nổi lòng tôn kính, hắn sau đó nghiêm túc giúp la quân tự hỏi la quân đạo hiếu đầu tiên chúng ta phải hiểu đối thủ là dạng gì tồn tại đối thủ một trong động tiên đỉnh phong lấy hai người các ngươi thực lực ở trước mặt hắn giống như là hai đầu mèo đối mặt một con mãnh hổ các ngươi tuy nhiên rất nhanh nhẹn nhanh nhẹn nhưng cũng chỉ có chạy trốn phần còn cái kia gạo già diệp lại càng không cần phải nói một ánh mắt có thể giết chết các ngươi linh tuệ hòa thượng nói ra còn có nhân gian hết thầy thủ đoạn vậy thì đối với bọn họ tới nói đều là không có tác dụng cái gì hạ độc mai phục ám toán chờ một chút toàn bộ không có tác dụng sẽ chỉ tự rước nhục linh tuệ hòa thượng nói rất tàn khốc nhưng cũng là sự thật la quân xác thực là nghĩ không ra biện pháp đến cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhanh nhạy kinh nghiệm nhưng là biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có linh tuệ hòa thượng bỗng nhiên cười một tiếng ngoá có biện pháp ngươi không nói sớm La Quân lập tức nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng chỗ lấy không nói, thứ nhất là cảm giác khó có thể hoàn thành, thứ hai, cũng rất hao phí bần tăng tâm huyết tinh lực, nhưng lúc này đã đạo hữu người khăng khăng muốn làm, cái kia bần tăng cũng chỉ có thể giúp các người thử một lần. Mau nói, La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu người muốn tìm bọn hắn Huy. bần tăng lời nói thật muốn nói với người đi, dạng này người, uy cơ bản không có. Bọn họ có truy cầu đại đạo quyết tâm, cũng có bỏ qua hết thảy quyết tâm trần duyên thân nhân hết thảy có thể đoạn nhưng bọn hắn chỉ có hai dạng đồ vật không thể đoạn cái kia khác biệt là quân cùng tần khả khanh nhìn không chuyển mắt nhìn về phía linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nói ra một mệnh không thể đoạn là quân im lặng cái này không nói nhảm à nếu có thể trưởng khống hai người kia mệnh còn cần phải ở chỗ này tình thế khó xử sao nhưng là quân cũng không đánh gãy linh tuệ hòa thượng lời nói Tần Khả Khanh hỏi, cái kia thứ hai đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thứ hai, Tu Vi không thể đoạn. Là quần nhãn tình sáng lên, tại Linh Tuệ Hòa Thượng nhắc nhở phía dưới, là quân cảm giác được chính mình tựa hồ rõ ràng bạch một ít gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không hợp ý nhau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, trước mắt mà nói, chúng ta không có năng lực nắm giữ mạng bọn họ. Nhưng bần tăng có cái biện pháp, có thể dùng thế lực bắt ép ở bọn họ Tu Vi làm sao dùng thế lực bắt ép la quân cùng tần khả khanh chăm miệng một lời hỏi linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra bần tăng có một ít huyền ảo pháp tắc nếu là dung nhập vào trưởng tôn động thiên tri bần tăng có thể cam đoan trưởng tôn vĩnh viễn cũng khó khăn tiêu hóa kể từ đó hắn tu vi rốt cuộc không có cách nào thăng vì hắn tu vi bần tăng muốn đến hắn nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp tới la quân nói ra đã như vậy cái kia còn tìm cái gì trưởng tôn trực tiếp đi tìm gạo giả diệp tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải nói như vậy, bần tăng pháp tắc muốn biến hóa ra, rất không dễ dàng. Audio điện tử võ tấn bền. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra hắn khó xử, nói muốn là tốt diễn hóa, còn có thể để đạo bạn ngươi ăn nhiều như vậy nín. Là quần nào nào, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng còn lại thích xúc một hơi toàn bộ phóng xuất ra lúc này mới tạm thời vây khốn Bruna. Lúc này thực là căn bản không có năng lực đến diễn hóa pháp tắc. Cho dù là diễn hóa xuất pháp tắc, cũng nhiều nhất có thể đối trưởng tôn mang đến chướng ngại. Muốn là phóng tới gạo già diệp chỗ đó, hắn vài phút có thể tiêu trừ. Cái này, người đã sách, nhất định có diễn hóa xuất pháp tắc biện pháp, đúng không? La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, biện pháp thật là có, nhưng bần tăng cần hai vị trợ giúp. Giúp thế nào, La quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, âm dương thai ngén vạn vật, hai vị song tu, dùng hợp âm dương chi lực. Bần tăng tại âm dương chi lực bên trong tu luyện, đồng thời diễn hóa pháp tắc. Bần tăng pháp tắc quá mức huyền ảo, rất nhiều thứ, tài liệu, bần tăng đều không có cách nào đi siêu tập. Chỉ có thể ở cái này thai ngén vạn vật trong sức mạnh, nhìn có thể hay không vô sinh có, chế tạo ra một tia pháp tắc tới. Cái này, là quân ngốc ngẩn ngơ tần khả khanh cũng là khuôn mặt đỏ lên nàng sao lại không biết song tu đây như vậy sao được tần khả khanh vô ý thức cự tuyệt nàng đối nam nhân là không quá cảm mạo riêng là cùng la quân còn không có tình cảm gì la quân lập tức nói ra tần cô nương không nên hiểu lầm song tu cũng không phải là chỉ có thịt tu thịt tu bất quá là hạ thừa công pháp thịt tu càng ngồi chính là linh tu chúng ta chỉ cần pháp lực giao dung lẫn nhau tâm ý dung hợp có thể linh tuệ hòa thượng cười ha ha nói ra đạo hữu, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a à? ừm la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra thịt tu càng tầng thật là linh tu nhưng là hai cái không có cảm tình cơ sở người có thể linh tu thành công sao linh tu thịt tu cần phải khó nhiều la quân lại là không sợ hắn có cùng áo đen tố trinh linh tu kinh nghiệm cũng nên thử một lần la quân nói ra tần khả khanh nghe được la quân nói không dùng phát sinh quan hệ Nàng hơi hơi thở phào. Nàng nói ra, vậy được rồi, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, đến mức có thể thành công hay không, ta không dám hứa chắc. Là quân nói ra, hết sức tốt. Bất quá, là quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu là trưởng tôn đem động thiên bên trong pháp tắc cầm lấy đi mời gạo giả diệp tiêu trừ đâu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái này không cần lo lắng, vừa đến, không có người sẽ đem tự thân động thiên không giữ lại chút nào bại lộ cho người khác. Thứ hai cái này pháp tác dung nhập hắn động thiên tri, ngoại nhân cũng nhìn không rõ ràng, là quả quyết lý giải không huyền ảo. Giống người tâm một chút vi diệu tâm tình, người khác là quả quyết không cách nào trưởng khống. Cũng là giải thích không rõ ràng. Là quân nói ra, cái kia tốt. Tần khả khanh thì nói ra, nhưng là, trưởng khống trưởng tôn lại như thế nào đâu, hắn cũng không phải gạo già diệp đối thủ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vẫn hữu dụng, đến lúc đó chỉ muốn các ngươi trợ giúp bần tăng, lại thêm trưởng tôn động thiên tư nhuận, bần tăng có thể lại diễn hóa suốt lợi hại hơn pháp tắc tới. Cam đoan để gạo già diệp cũng vô pháp trải nghiệm, đừng nhìn gạo già diệp đã đến thiên vị cảnh, nhưng là tại tạo hóa cảnh phía dưới, thiên vị cảnh cũng không ra hồn. Bần tăng năm đó đã đạt tạo hóa cảnh đỉnh phong, mắt thấy muốn bước vào lợi hại hơn đại đạo, không nghĩ tới thiên đạo xuất thủ, để bần tăng hết thảy đều sắp thành lại bài. Lợi hại hơn đại đạo, tần khả khanh ngừng lại cảm thấy hứng thú đến, hỏi lợi hại hơn đại đạo là cái gì linh tuệ hòa thượng lại là không muốn nói hắn nói ra thiên cơ không thể tiết lộ la quân lại là lười nhác xoắn suýt những vật này hắn nói ra cho nên hiện tại muốn hành động bước đầu tiên là nhất định phải ta cùng tần cô nương linh tu thành công linh tuệ hòa thượng nói ra không sai la quân nói ra vậy được rồi tần cô nương ta đến dạy ngươi như thế nào vận công linh tu tần khả khanh gật đầu là quân ngay sau đó đem xong tu pháp quyết toàn bộ nói cùng tần khả khanh nghe, tần khả khanh nghe rất nghiêm túc, nàng lý giải năng lực cũng rất mạnh, cũng không lâu lắm đã toàn bộ rõ ràng. Về sau, là quân cùng tần khả khanh đối diện lẫn nhau ngồi xếp bằng. Là quân cùng tần khả khanh ý niệm bắt đầu giao lưu. Hai cỗ pháp lực, nếu là có thể tại nữ tử thể nội dung hợp, hiệu quả là tốt nhất. Nhưng nếu như ta hai người lòng có không bằng, liền dễ dàng tổ hỏa nhập ma. Ta tu luyện có đại bản nguyên thuật, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể trưởng khống. Cho nên, vẫn là người pháp lực dung nhập vào trong thân thể ta tới. Tần khả khanh ngật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, tần khả khanh pháp lực thuận lợi tiến vào la quân trong thân thể. La quân cũng không chống cự, ngược lại cũng vận ra pháp lực muốn cùng tần khả khanh pháp lực dung hợp. Hai cỗ pháp lực dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác gì là khác biệt huyết mạch muốn dung hợp lại cùng nhau đây là một cái vô cùng khó khăn đồng thời nguy hiểm chuyện kinh khủng linh tu cơ sở là muốn tình ý dung hợp dạng này tương đương để lẫn nhau huyết dịch trở thành cùng một loại nhưng la quân cùng tần khả khanh căn bản là không có cái gì cảm tình cơ sở la quân biết chuyện này khó làm nhưng hắn cũng nhất định phải xử lý có một số việc đến phát hiện không được về sau lại đến nói không phải vậy lộ ra la quân là có ý khác chiếc này cỗ pháp lực qua tiếp xúc lập tức kịch liệt bài xích lên. Thậm chí có loại muốn lẫn nhau thôn vệ xúc động, đây là một loại bình thường phản ứng tự nhiên, tương đương với có một cỗ lực lượng tại la quân trong thân thể đánh nhau. Loại này lực lượng quấy tạo nên đến, như hai cỗ rối loạn như dòng điện, chỗ sinh ra hậu quả, người trong cuộc cũng không cách nào khống chế. La quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cỗ này pháp lực dư âm mãnh liệt trùng kích la quân đại não. Nếu là tầm thường cao thủ, giờ phút này liền trực tiếp đi vào hỏa ma nhưng lúc này là quân đại bản nguyên thuật lập tức hiện ra uy lực cái kia não vực chi nhàn nhạt, nhạt màu tím vần quanh một mực bảo vệ la quân não vực là quân tại cái này một cái chớp mắt lập tức thu hồi pháp lực tần khả khanh cũng gấp nhanh thu hồi pháp lực hô thu hồi pháp lực về sau tần khả khanh thở dài một hơi vừa mới trong chớp mắt ấy đến cùng nguy hiểm cỡ nào trong nội tâm nàng là rõ ràng sinh tử chi hiểm a Tần Khả Khanh chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi. Ngươi thế nào? Tần Khả Khanh lo lắng hỏi. Là quần khoát khoát tay, nói ra, ta không có trở ngại. Hắn thực tế nguyên khí đã tổn hao nhiều, vốn là hắn nguyên khí chữa trị toàn bộ nhờ đan dược. Tự thân thân thể thực là một loại mệt mỏi mệt trạng thái, bây giờ như thế xông lên đụng, tất cả tác dụng phụ liền đều hiển hiện ra. Tần Khả Khanh nói ra, thế nhưng là ta cảm giác thân thể ngươi rất không thích hợp, La Quân nói ra, ta cần phải thật tốt điều dưỡng một chút. Tần Khả Khanh nói ra, cái kia, vậy được rồi. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, Tần Cô Nương, thực ngươi không có hiểu La Quân ý tứ, cũng không có hiểu được thương thế hắn đến cùng là tới trình độ nào. Thương tổn rất nghiêm trọng, Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, hắn đón đến, nói ra, cái này hậu quả, hắn biết. Tần Khả Khanh không hiểu, nói ra, nếu biết, vì cái gì còn muốn?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, hắn biết, cùng ngươi mặc kệ như thế nào, đều khó có khả năng linh tu thành công, bởi vì các ngươi lý niệm bất đồng, không có cảm tình cơ sở. Nhưng là, hắn như không làm như vậy, ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn? Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân. La Quân sắc mặt trắng bệch. Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nói ra, có ý tứ gì? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, phải nhanh chóng chữa cho tốt hắn thương chỉ có thịt tu. Muốn đi cứu người, cũng nhất định phải các người thiệt tu thành công. Thực, đó cũng không phải là quân đạo hữu một người sự tình. Tính toán không cứu Lan Đình Ngọc cùng tuệ giả, các người muốn rời khỏi kỷ phấn trắng thế giới, cũng cần tại Mỹ giả diệp đầu động đầu óc. Linh tôn nhóm còn tại đối phó Lan Đình Ngọc, hy vọng theo Lan Đình Ngọc thân thể tìm tới lạc tuyết tin tức. Chờ bọn hắn tìm tới lạc tuyết, tìm tới những người kia về sau, các người cũng sẽ bạo lộ ra đến lúc đó tất cả mọi người là một con đường chết cho nên thực ngươi cũng nhất định phải liều mạng tần khả khanh nói ra cái này linh tuệ hòa thượng nói ra là quân đạo hiếu có đưa chư chỗ chết quyết tâm chẳng lẽ tần cô nương ngươi liền nhan sắc cũng không nguyện ý hy sinh một chút không tần khả khanh quả thực không quá nguyện ý linh tuệ hòa thượng cũng không lại nói hắn nói ra bần tăng đi về nghỉ là quân đạo hiếu Người đem bần tăng phong bế đi đợi đến các ngươi lúc nào xong tu thành công lại đem pháp lực vận chuyển đi ra bần tăng liền tới diễn hóa pháp tắc nếu là không làm được cái kia cũng không cần hô bần tăng bởi vì bần tăng cũng đã bất lực đường là chỉ đi ra có đi hay không là các ngươi sự tình về sau linh tuệ hòa thượng trở lại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong là quân đem linh tuệ hòa thượng phong bế dù sao ở bên ngoài xử lý chút tư mật sự tình thời điểm có người tham quan cái kia luôn luôn khó chịu La Quân hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Khả Khanh, nói ra, nhanh nhạy bị ta phong bế, hắn không biết nhìn đến tình huống bên ngoài. Tần Khả Khanh cũng nhìn về phía La Quân, nàng nhìn thấy La Quân con người tràn ngập bình tĩnh cùng thâm thúy. Cho nên, ngươi là cố ý đến thụ bực này trọng thương." Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, "Vâng." Tần Khả Khanh nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Trong lòng ngươi biết đáp án. Ngươi là muốn nói cho ta biết?" người không phải vì nhan sắc tần khả khanh nói ra la quân nói ra đây là nhanh nhạy nghĩ đến biện pháp nhưng lúc này chỉ có người mới có thể giúp ta tần khả khanh cười nhạt một tiếng nói ra là ta lấy tướng la quân nào nào tần khả khanh nói ra không phải trợ giúp ngươi mà chính là vẫn luôn là ngươi tại trợ giúp chúng ta lúc này người tuy nhiên có muốn cứu người nhưng tuệ giả cũng là vì trợ giúp chúng ta mới bị bắt lại lan đình ngọc cũng thế mà lại, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng phải cần đi khống chế trưởng tôn. Đây không phải ngươi sự tình, ta lại muốn bận tâm bề ngoài cùng nhan sắc, buồn cười a. À. Ngươi thương thế kia, chịu đựng được quá không đáng. Thật xin lỗi, đây là ta sai. Là quân vui mừng trong bụng, hắn từ không sai dĩ nhiên minh bạch tần khả khanh ý tứ. Lòng hắn, là có một tia hắn suy nghĩ. Hắn cùng tần khả khanh ở giữa, ái tình là tuyệt đối không có nhưng đối với dạng này ngực lớn nữ nhân xinh đẹp, hắn vẫn là tồn tại nam nhân bản năng. Cho nên, ngụy quân tử cũng tốt, vì cứu người cũng được, lúc này, là quân đều là thở phào một hơi. Tần khả khanh đứng dậy theo, nói ra, đi gian phòng đi. Đến đón lấy song tu, tiêu chuẩn hơi lớn, bên này đoán chừng sẽ bị bác bỏ, ta đem phát tại ta uy chat công số thiên đạo minh, hoan nghênh đến đây. Khoan hãy nói, cái này tư vị, thật đúng là tiêu hồn cực kỳ. Mà lại, là quân cũng biết ngày sau không sẽ cùng Tần Khả Khanh có quan hệ gì. Cho nên lần này phát sinh quan hệ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, là quân mặc quần áo, trước ra phòng ngủ. Vừa đến phòng ngủ, là quân nghe được bên trong có tiếng xào sạc tiếng mặc áo. Là quân không có đợi bao lâu, Tần Khả Khanh mặc lấy đêm tối tường vi khải giáp đi ra. Tần Khả Khanh vẫn là như thế tư thế hiên ngang, Bất quá mặt vẫn là nhiều một vệt mới làm phụ nữ ửng đỏ. Càng nhiều một phần phong tình. La Quân thấy được nàng cái này khải giáp, nhớ tới đồ đồng phục hấp dẫn, nhớ tới nàng chế phục phía dưới hương diễm phong cảnh. Tần Khả Khanh vừa nhìn thấy La Quân ánh mắt, biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nàng nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống đi, nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử. La Quân sờ mũi một cái, nói ra chẳng lẽ hiện tại cảm thấy ta không phải sao? Ngươi là lưu manh, vô lại, tần khả khanh nói ra. Là quân nói ra, ta dựa vào, chính nhân quân tử chẳng lẽ ở giường cũng muốn chứng chạc đàng hoàng sao? Tần khả khanh khuôn mặt đỏ lên, nàng biết mình không thể nói với là quân những thứ này, nói gì với ngươi, ngươi đều có thể hướng giường dẫn. Là quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, là quân cũng nghiêm mặt nói ra, còn muốn cứu người, chúng ta bắt đầu đi. Tần Khả Khanh cũng trở nên nghiêm nghị, nàng gật đầu, nói ra, tốt. Lần này, hai người lại lần nữa ngồi xếp bằng. Sau đó, là quân điều động pháp lực tiến vào Tần Khả Khanh thể nội. Tần Khả Khanh cũng không kháng cự, đồng thời, nàng ngược lại cảm thấy là quân pháp lực có loại cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá, làm là quân pháp lực tiến vào trong cơ thể nàng lúc, nàng y nguyên có một loại run dày cảm giác. Như chính mình tất cả mọi thứ, thân thể, bí mật đều bại lộ tại la quân ngay dưới mắt đây là linh tu bước đầu tiên cũng may là tần khả khanh đã trải qua qua vừa rồi cùng la quân mấy lần thân mật trước đó đã thẳng thắn gặp nhau lộ rõ cho nên hiện tại nàng cũng không có quá lớn mâu thuẫn kể từ đó chiếc này cỗ pháp lực còn thật dung hợp lại cùng nhau rất nhanh hai cỗ pháp lực dung hợp cuộn trào mãnh liệt lên theo tần khả khanh thể nội lao nhanh đến la quân thể nội tại âm dương chi thai ngén có vô cùng ảo diệu cùng năng lượng La Quân cũng không có vội vã đem nhanh nhảy kêu đi ra, mà là dựa vào tần khả khanh pháp lực đến tư nhuận tự thân, hắn thương có chút nghiêm trọng. Đồng thời, La Quân nuốt đan dược. Âm dương pháp lực cấp tốc tiêu trừ đan dược, đem tất cả dinh dưỡng nuốt vào đi vào. Về sau, cỗ này pháp lực tại La Quân thể nội lao nhanh, La Quân cảm thấy trong thân thể tất cả mệt mỏi đều bị mát lạnh tư vị thay thế. Bị hao tổn, mỏi mệt tế bào hoặc là trực tiếp khô héo mà chết, hoặc là tỏa ra sinh cơ bừng bừng vô số mới tế bào mọc ra Là quân thường thế cũng cấp tốc khôi phục não vực bên trong vô số tế bào tham lam hấp thu gỗ này âm dương nguyên thần chi dựng dục ra đến tinh khiết lực lượng không lâu sau là quân tránh thức khôi phục lại đỉnh phong trạng thái tuy nhiên cũng hao tổn không ít đan dược nhưng lần này hiệu quả muốn tốt nhiều trước đó đan dược khôi phục nguyên khí đan dược hao phí nhiều mà lại có chút trị ngọn không trị gốc cảm giác giống như là một chiếc xe người không ngừng cho nó cố lên, nhưng là một mực không cho nó dừng lại, đó là muốn xảy ra vấn đề lớn. Mà âm dương nguyên thần trị liệu là một lần đại bảo dưỡng. Nhanh nhạy, ra đi, ngay vào lúc này, là quân mở ra phong ấn, đem linh tuệ hòa thượng phóng xuất ra. Linh tuệ hòa thượng sau khi đi ra, liền nhìn thấy đã thành hình âm dương nguyên thần. Hắn mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, không tệ, đều thành. Là quân đạo hiếu, thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không? tần khả khanh nghe xong lời này tâm lý cái này tức giận a à. là quần nói gấp con chó người cố ý quấy rối đúng không? linh tuệ hòa thượng cười lên ha hả. hắn sau đó nói với tần khả khanh hôm nay người không có có tổn thất cái gì bất quá nhàn sắc bề ngoài mà thôi nhưng người tu vi nhất định có trợ giúp rất lớn còn có thể giúp người cả đám người thoát khốn mà ngày khác người nhất định sẽ cảm tạ bần tăng vì người kéo cái này một cọc duyên phận mặc kệ ngày khác người cùng là quân đạo hữu hữu tình vô tình nhưng cái này một cọc duyên phận định ra hắn không biết đối người thấy chết không cứu cho nên nói thế nào đều là tần cô nương ngươi kiếm lời cái này logic nhất thời để tần khả khanh có chút thổ huyết chính mình thân bạch chi thân cho cái này la quân hóa ra còn là mình kiếm lời bất quá tần khả khanh cũng lời cùng linh tuệ hòa thượng tranh luận linh tuệ hòa thượng nói tiếp hướng âm dương nguyên thần bên trong rót vào đầy đủ đan dược bần tăng muốn đi vào diễn hóa pháp tắc. La quân nói ra, tốt. Đón lấy, La quân đem đan dược xuất ra một triệu tới. Hắn hết thảy một tỷ thuần dương đan, thêm cho trưởng tôn một trăm triệu, hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao hơn ba trăm triệu đan dược. Còn lại còn không đủ bảy trăm triệu đan dược, La quân chính mình cũng hơi xúc động, đan dược này thật đúng là dùng tốt ra. Như thế dùng xuống đi, bảy trăm triệu cũng không trải qua dùng một triệu thuần dương đan thuốc rất nhanh dung nhập vào âm dương nguyên thần chi âm dương nguyên thần diễn sinh vạn vật năng lực phun hút không thể đo lường làm âm dương nguyên thần nuốt quá nhiều đan dược về sau hội diễn sinh ra rất nhiều liền la quân cùng tần khả khanh đều vô pháp tưởng tượng đi ra đồ vật linh tuệ hòa thượng tiến vào âm dương nguyên thần tâm địa mang hắn cấp tốc vận chuyển tự thân pháp lực la quân cùng tần khả khanh chỉ cảm thấy linh tuệ hòa thượng trong lòng khu vực điên cuồng hấp thu bên ngoài đi qua âm dương nguyên thần phun ra nuốt vào về sau thuần dương chi lực. Hắn còn thỉnh thoảng hấp thu âm dương nguyên thần pháp lực. Điểm ấy đan dược, làm sao đầy đủ, lại thêm gấp 30 lần. Linh tuệ hòa thượng hô lớn. Ta dựa vào, là quân thịt đau, nhưng lúc này lại thịt đau cũng không thể bớt. Hắn lập tức điều ra 30 triệu thuần dương đan thuốc tới. Vô cùng thuần dương đan thuốc diễn hóa thành thuần dương chi long, Thuần Dương chi Long tại La Quân pháp lực khống chế phía dưới, vây quanh Âm Dương Nguyên Thần. Thuần Dương đan thuốc như giang hà lao nhanh đồng dạng rót vào Âm Dương Nguyên Thần chi. 30 triệu đan dược, rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, Linh Tuệ Hòa thượng tại điên cuồng, tham lam hấp thu nguyên khí cùng pháp lực. La Quân chỉ có lần nữa rót vào đan dược. Chọn vẹn lại tiêu hao 70 triệu đan dược, cũng là 101 triệu đan dược, toàn bộ bị Linh Tuệ Hòa thượng thu nạp chống không. Như thế về sau, Linh tuệ hòa thượng mới từ âm dương nguyên thần đi tới, hắn tràn ngập mỏi mệt. Đồng thời, hắn tay xuất hiện một cái lấp lóe kim sắc tinh thạch, tinh thạch này không lớn, chỉ có ngón tay cái đồng dạng cười to, hình bầu dục. Hắn đem cái này mai kim sắc tinh thạch giao cho la quân tay, nói ra, cầm lấy đi, các loại trưởng tôn làm khó dễ lúc, bố trí xuống động thiên pháp tắc, người dùng pháp lực đem tinh thạch này tan thành phấn vụn. Đến lúc đó, bần tăng cái này nhất đạo pháp tắc hội nhiễm tại hắn động thiên bên trong, La quân tiếp nhận hắn nhìn linh tuệ hòa thượng mệt mỏi nói ra ngươi tiếp tục tiến vào âm dương nguyên thần chi ta cho ngươi rót vào đan dược người tu dưỡng sinh thức linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng không có việc gì bần tăng chỉ cần tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong tu dưỡng một hồi tốt la quân nhớ tới cái gì nói ra nếu như ta sử dụng âm dương nguyên thần lại cho ngươi không ngừng rót vào thuần dương đan thuốc ngươi có thể khôi phục năm đó một tia tu vi sao nói đùa cái gì Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng hiện tại không có cái gì, muốn khôi phục năm đó một tia công lực, vậy ngươi cái này tối thiểu cũng muốn 30 tỷ đan dược. Mà lại, các ngươi nguyên thần cũng không chịu nổi nhiều như vậy dược lực. Ta dựa vào, ngươi không phải nói đùa sao, một tia công lực muốn 30 tỷ đan dược. Là quần giật mình nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cũng không phải nói đùa, đạo hữu người cái này một tỷ đan dược, cũng tại nhân gian nhìn lấy vẫn được. Thật đến tiên giới, Động một tí là mấy chục tỷ đến điểm báo đan dược lượng giao dịch. 30 tỷ, rất ít. Ta, là quân nhất thời không phản bác được. Tựa hồ, chính mình muốn đi đường, y nguyên vẫn là rất xa A. Giống một người đến độ cao nhất định, cho là mình không tệ. Nhưng cẩn thận đi xem, mới phát hiện, nguyên lai like phía trước còn rất xa đường. Là quân đan dược chỉ còn lại có hơn 5 tỷ, hắn không khỏi cảm khái đan dược này dùng đến là thật nhanh A. Như thế về sau. La Quân bắt đầu làm chính sự. Hắn để Tần Khả Khanh trốn ở phòng bị tu di bên trong, để Linh Tuệ Hòa Thượng hồi huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi. Đón lấy, hắn ẩn thân về sau, xuyên thẳng qua tại phồn hoa rời kinh thành. La Quân ở trên không phi hành, rất mau tìm đến pháp học hội sứ giả lý ngõa tháp chỗ ở chỗ. Hắn lấy thần niệm bắn phá, liền kinh hỉ phát hiện, lý ngõa tháp ở nhà. Lúc này là vừa vặn vào đêm, là quân phát hiện lý ngoá tháp là có nhà có miệng, hơn nữa còn có một đứa con gái. là quân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thô bạo buông xuống đến lý ngoá tháp nhà, sau đó lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem cả nhà toàn bộ độ hóa. đối với linh tôn nhóm là quân không có cái gì lòng thương hại, chỉ cần nhớ tới bọn họ đối với nhân loại phạm phải hành vi phạm tội, lòng hắn hội cứng rắn như sắt. đương nhiên là quân cũng không nguyện ý nhiều thương tổn vô tội, về sau có cơ hội. Để người một nhà này hoàn tục cũng không phải là không được. Lý Ngóa Tháp người một nhà đối La quân ngoan ngoãn, nghe lời cực kỳ. La Quân cùng Tần Khả Khanh ở đâu ngói tháp nhà yên tâm ở, hơn nữa còn ăn một bữa không tệ bữa tối. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng là La Quân cũng biết, có một số việc là gấp không được. Hắn lại sốt ruột, cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai Lý Ngóa Tháp đi Thiên Long Biệt, sau đó mới có thể để cho Lý Ngóa Tháp đến liên hệ trưởng tôn. Không phải vậy lời nói liền sẽ cho người sinh nghi. Đêm đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh ở Lý Ngoá Tháp nhà một gian đơn độc phòng ngủ. Bất quá trong phòng ngủ, La Quân cùng Tần Khả Khanh vẫn là tiến cái viên kia to lớn phòng bị tu di bên trong. Một đêm này mặc dù đêm dài đằng đẵng, nhưng là Tần Khả Khanh hiển nhiên không sẽ nhàm chán đến muốn cùng La Quân ngủ đến đánh ra thời gian. Cho dù nàng có lòng này, lấy nàng tính cách, liền cũng vĩnh viễn không làm được chuyện như vậy tới. La Quân thì là đề nghị, mình hai tiếp tục linh tu đi, ta cảm thấy cái này đối người ta lẫn nhau tu vi đều có trợ giúp rất lớn. Mình hai lực lượng càng mạnh, phần thắng cũng càng lớn. Tần Khả Khanh cũng đang có ý này, nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người đối lập lẫn nhau ngồi xếp bằng. Sau đó, pháp lực lẫn nhau giao dung. Âm dương nguyên thần hình thành, bọn họ để âm dương nguyên thần tại đối phương này thân thể bên trong tự do bay lượt, đồng thời lẫn nhau lĩnh ngộ ảo diệu, Tần khả khanh tại hư tiên đỉnh phong đợi thời gian rất lâu, nhưng nàng tích xúc y nguyên không đủ. Phải nói, không chỉ là tích xúc, còn có cơ duyên, tâm tính, đủ loại nhân tố đều bị nàng vào không động tiên chi cảnh. Tần khả khanh cũng không vội, nàng biết chuyện tu luyện, quả thật là dục tốc bất đạt a. À. Tại hai người song tu đồng thời, là quần cũng tại tham lam hấp thu hết thảy có thể hấp thu, hắn mới nhập hư tiên không lâu, tuy nhiên pháp lực hùng hậu, nhưng đối hư tiên chi cảnh vẫn là khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm. La quân tham lam hấp thu học tập tần khả khanh lĩnh ngộ một chút hư tiên pháp tắc, cái này với hắn mà nói có chớ trợ giúp lớn. Đồng dạng, tần khả khanh lại la quân trong thân thể cũng học được rất nhiều việc, như la quân pháp tắc tinh thần, chiến đấu kinh nghiệm, la quân đem linh hồn tinh thạch cũng vì tần khả khanh rộng mở, hai người bọn họ âm dương nguyên thần tại linh hồn trong tinh thạch ngao du, ở trong đó đối với tần khả khanh tới nói tràn ngập mới. Trước đó tần khả khanh đợi tại linh hồn trong tinh thạch lại là một mực không thể nhìn trộm đến ảo diệu. Nàng chỉ cảm thấy bên trong giống như là hư vô hắc động. Mà giờ khắc này, tần khả khanh nhìn đến vũ trụ minh mông. Hai người tại linh hồn trong tinh thạch lấy mỗi giây ngàn giảm tốc độ bay được, một đường bay qua, nhanh như điện chớp. Tần khả khanh nhìn thấy vô số hành tinh, còn có đủ loại vũ trụ phong bạo. Vân vân, có như vậy trong nháy mắt, tần khả khanh cảm thấy mình tựa như là thật đặt mình vào tại vũ trụ chi, mà không phải linh hồn trong tinh thạch sự thật linh hồn trong tinh thạch bộ không gian cũng không có đạt tới có thể mỗi giây ngàn giảm trình độ nhưng linh hồn tinh thạch bắt trước là tinh không vũ trụ sở dĩ phải cho người ta một loại vô biên vô tận ảo giác không thể phá ảo diệu là quả quyết rời đi không cái này tinh không cái này tần khả khanh cảm giác mình tại là quần ấm áp ôm ấp chi nàng dần dần có chút hưởng thụ dạng này cảm giác đồng thời nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng thật không thể tin nói ra cái này là làm sao làm được vì cái gì những thứ này tinh không chân thực đến ngay cả ta đều cảm thấy không có chỗ sơ suất. La Quân mỉm cười, giải thích nói ra, bởi vì nơi này tinh không vũ trụ chính là linh tôn nhóm tự mình kinh lịch, sau đó ghi chép lại pháp tắc. Ta dung nhập bọn họ chủ quang pháp tắc mới đưa phiến tinh không này chế tạo ra tới. Đương nhiên, cái này còn chưa hoàn chỉnh, tinh không quá lớn, vũ trụ vô ấn. Cho dù là linh tôn nhóm có mấy chục triệu năm kinh lịch, cũng chỉ là nhìn đến vũ trụ giọt nước trong biển cả thì ra là thế, Tần Khả Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Tại dạng này tinh không vũ trụ, là quân cùng Tần Khả Khanh kinh nghiệm, tích xúc đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Hai người tiêu hao không ít đan dược, để lẫn nhau tinh thần càng thêm sung mãn. Nhỏ bé tế bào cũng theo phát triển. Muốn đột phá cảnh giới, tuyệt không phải là một sớm một chiều sự tình. Là quân tu luyện đại bản nguyên thuật, hắn não vực kiên cố không. Cho nên hắn muốn muốn đến hư tiên kỳ, cái này rất không dễ dàng hắn cần đầy đủ tích lũy, nhưng là, chỉ cần hắn một khi có một loại nào đó đột phá, hắn thực lực là muốn viễn siêu cùng cảnh giới người. Đến hư tiên chi cảnh về sau, mỗi muốn thăng một bước, càng thêm gian nan. Là quân cùng tần khả khanh nếu là một mực song tu, tại tần khả khanh trợ giúp phía dưới, hao phí 100 triệu đan dược cùng thời gian một năm, cái kia ngược lại là có khả năng đến hư tiên kỳ. Mà tần khả khanh muốn đến động tiên, thì càng thêm gian nan, nàng muốn hao phí càng nhiều đan dược và thời gian. Mà lại, cơ duyên và lĩnh ngộ không đủ, cuối cùng vẫn là không được. Động tiên động thiên pháp tắc muốn hoàn thiện thành công, vậy cần lực lượng, pháp lực cùng lĩnh ngộ là một cái khủng bố giá trị, không thể tưởng tượng giá trị. Đến mức cái kia trưởng tôn, vì cái gì 100 triệu đan dược có thể. Đó là bởi vì, hắn đã tích lũy mấy trăm năm. Mà lại, hắn vẫn luôn tại một cái dâng lên mà ra xấu hổ cảnh ngộ là cần một cái trợ lực đến giúp hắn xông một cái. Đương nhiên, hắn cũng là gần đây một đoạn thời gian mới khẳng định ý nghĩ của mình. Cơ duyên tại hắn đã đến gần các loại đan dược. Trước đó, hắn đến 100 triệu đan dược, liền chuẩn bị đi tính tâm tu luyện, mưu đồ đột phá. Từ nơi nào biết, sự tình là một cọc tiếp lấy một cọc. Vốn là Lan Đình Ngọc Đào Tẩu, lại là tuệ giả bị bắt, hắn bị liên lụy. Về sau tuệ giả là thả đi, mà già thiên lại nhìn chằm chằm vào hắn hắn cũng không dám tu luyện sợ bị già thiên nắm được cán kết quả cuối cùng là hắn đan dược vẫn là bị vội vã giao nộp đây thật là một cái xấu hổ không có chuyện gì tình lúc này trường tôn còn bị cấm túc đan dược cũng không có hắn quả thực muốn bị tức chết đối cái kia tuệ giả càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi la quân cùng tần khả khanh sau khi tu luyện xong đã là nửa đêm về sáng hai người tại tinh không một phen ngao du về sau, lẫn nhau ở giữa, lại cảm giác thân mật không ít. Loại kia người có ta, ta có người cảm giác quá mức mỹ diệu. Bất quá lúc này, Tần Khả Khanh vẫn là khôi phục lãnh ngạo, nàng nói ra, ta đi mặt khác một căn phòng ngủ ngủ. Đi cái giam A, là quân lại là thú tính đại phát, một cái đánh tới, đặt ở Tần Khả Khanh thân thể. Tần Khả Khanh nhất thời kinh sợ, nói ra, ngươi làm gì? Nhanh tránh ra, nàng giấy ruộ lấy, nhưng rất nhanh giấy ruột yếu đi xuống nàng đã mất phương hướng tại la quân hôn nồng nhiệt chi liền la quân đại thủ tại nàng sung mãn tác quái nàng cũng một điểm không ghét chẳng qua là cảm thấy mềm cả người giống như gặp được chớ đại pháp thuật thân thể một điểm lực lượng để đề kháng đều không có có điều nàng tay còn tại thân thể không thành thật nhẹ nhàng đầy. rất nhanh hai người liền không đến mảnh vải dung nhập vào cùng một chỗ đó là một khúc kịch liệt hoan ca đó là rung động lòng người mà long lanh nam nữ vui thích, cũng là thuộc về tối nguyên thủy khoái lạc. Rất rất lâu về sau, thủy triều rốt cục ngừng. Tần khả khanh cảm giác thân thể chưa bao giờ dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa qua. Ngày thứ hai sớm, tần khả khanh tỉnh lại là phát hiện chính nàng không đến mảnh vải, hơn nữa còn giống như bạch tuộc quấn quanh ở la quân thân thể, khiến nàng bỗng cảm giác ngượng ngùng. Nàng liền vội vàng đứng lên, mặc quần áo tử tế. Các loại y phục mặc tốt, quay người lại lúc, gặp La Quân vẫn còn ngủ say. Uy, Hừng Đông, Tần Khả Khanh nhịn không được đá La Quân một chân. La Quân một chút giật mình tỉnh lại, hắn nhìn về phía Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh cái này thời điểm đã là xuyên đêm tối tường vi khải. La Quân nhìn không khỏi ngốc một chút, không thể không nói, nữ nhân ở dưới giường cùng giường, thật là hai loại cực đoan phong tình. Dương Tần Khả Khanh phong tình vạn trùng, dưới giường Tần Khả Khanh, lại là uy nghiêm đại sư tỷ giúp ta đem y phục ném qua tới la quân cũng không đùa dỡn tần khả khanh biết đại sư này tỉ ra mặt cực mỏng tần khả khanh nói ra chính ngươi không biết dùng pháp lực bắt lấy sao miệng nàng nói như vậy nhưng vẫn là đem la quân y phục ném cho la quân la quân một bên mặc quần áo vừa cười nói ra chúng ta dạng này có phải hay không có điểm giống thật phu thê tần khả khanh bạch la quân liếc một chút nói ra người nữ nhân nhiều như vậy ta cũng không dám nghĩ la quân ngược lại là thản nhiên nói ra ta nữ nhân mặc dù nhiều nhưng ngươi lại có đặc biệt nhất một điểm ta cũng không phải ngươi nữ nhân ngươi không muốn lầm coi là phát sinh quan hệ ta thành ngươi về sau vẫn là ngươi đi ngươi dương quan đạo ta đi ta cầu độc mộc tần khả khanh nói ra la quân cười ha ha một tiếng hắn là thuận miệng nói về sau đường hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng tần khả khanh có cái gì gặp nhau cho nên hắn cũng không vì vậy mà thương cảm cùng phiền não bất quá sau đó tần khả khanh lại tốt nói ra nam nhân là không phải đều như vậy hội nói với nữ nhân nàng rất đặc biệt có lẽ đi la quân nói ra tần khả khanh nói ra vậy ngươi nói ta đặc biệt điểm là ở đâu la quân rất nghiêm túc nói ra ngươi là ta tất cả nữ nhân tu vi cao nhất một cái không thể không nói thực tần khả khanh phần này tu vi ở chỗ này La Quân cảm thấy loại kia chinh phục cảm giác vẫn là rất thoải mái, rất sung sướng. Cốt, Tân Khả Khanh khuôn mặt đỏ lên, mắng. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong đình viện, lý ngõ tháp nhà cũng rất hào hoa, độc lập biệt thự lầu, đình viện. Vân vân, linh tôn nhóm sinh hoạt, chỉ có yêu Việt cùng hào hoa phân chia. Cơ bản không có thất vọng người nghèo, nếu như chỉ có thể ở ba phòng hai sảnh, còn muốn lĩnh lương bổng sống qua, vậy đối với linh tôn thế giới linh tôn tới nói, là người nghèo. Giống Lý Ngoá Tháp, tại xã hội vẫn rất có địa vị. Hắn tuy nhiên không có tu vi gì, nhưng là thân là Pháp học sẽ trở thành viên, cái kia ở bên ngoài linh tôn trong mắt, là cán bộ cao cấp. Pháp học hội cái chỗ kia, cũng không phải tùy tiện có thể thi được đi. Ăn sáng xong về sau, là quân cho Lý Ngoá Tháp 30 triệu đan dược. Sau đó, Lý Ngoá Tháp lấy quang xe đi Pháp học sẽ mấy trăm dặm khoảng cách, không đến 5 phút đồng hồ đến. Đến Pháp học sau đó, Lý Ngoã Tháp không để lại dấu vết xử lý sự vụ. Tại buổi chưa đợi, hắn rốt cục tìm được cơ hội đi tăng trưởng tôn. Trường tôn là tại hắn gian phòng của mình bên trong tu luyện. Lý Ngoã Tháp xác định không có bị phát hiện, mới đưa cái kia phòng bị tu di bỏ vào. Trường tôn trong phòng ngủ chính ngưng thần tu luyện, bất quá cái này thần cũng khó có thể ngưng tụ thành, trong lòng của hắn nổi nóng cực kỳ. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác được Lý Ngoã Tháp tiếp cận, đồng thời, hắn nhìn đến cái viên kia phòng bị tu di. Trường tôn cách không một chảo, đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Bên trong liền có một cái dấu ấn tinh thần, đồng thời còn có 30 triệu thuần dương đan thuốc. Làm trường tôn nhìn đến nhiều như vậy đan dược lúc, lòng hắn chiều bành trướng một chút. Đối với tiên giới người mà nói, thuần dương đan thuốc như bình thường. Nhưng là đối với người địa cầu tới nói, thuần dương đan thuốc cực không dễ. Riêng là tiên giới thông đạo đóng lại về sau, thuần dương chi khí không tiết lộ xuống tới, người địa cầu là rất bất đắc dĩ. Trường tôn mắt lóe qua tinh quang, hắn lại thể nghiệm và quan sát cái kia dấu ấn tinh thần. Ở trong đó xuất hiện La Quân hình dạng, La Quân ở bên trong nói ra, ta là tuệ giả hậu trường người, ta có vô số nhiều đan dược có thể cho ngươi. Nhưng cần ngươi giúp ta một chuyện, cái này 30 triệu đan dược, chính là tiền đặt cọc. Ngươi nếu muốn hợp tác, đến Lý Ngõa Tháp trong nhà tìm ta đi. Trường Tôn đem cái này mai ấn ký cấp tốc bóp nát, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ra hỏa này, thế mà còn chưa có chết. Già Thiên lại nói hắn đã chết, hừ, thằng ngu này, lại có nhiều như thế đan dược. Rất tốt, các loại bản đại nhân bắt ngươi, đến một lần cướp lấy ngươi đan dược. Thứ hai liền đưa ngươi giao cho Pháp học biết, cáo giả thiên nhất cái bao che nhân loại kỳ lân tù chiến tranh đại tội, hắn quyết định còn muốn cho già thiên dội nước bẩn người nhà không phải nói là quân những người kia đều chết sao? hết lần này tới lần khác hắn trả sống được thật tốt. bất quá cái này sẽ có hay không có âm mưu trường tôn đồng thời không phải là không có não tử người hắn ngược lại tự hỏi. ừm bất kể hắn là cái gì âm mưu như hắn bên này có cực kỳ lợi hại cao thủ sớm cái kia xuất thủ mặc dù có lợi hại cao thủ bản đại nhân muốn chạy trốn đi cũng không được vấn đề nhân loại thế giới tu tiên mức độ, còn kém xa. Đó là cái cơ hội, bản đại nhân nhất định phải đi nhìn xem. Trường Tôn nghĩ như thế nói. Tiếp đó, Trường Tôn rời đi phòng ngủ. Hắn muốn xuất pháp học hội lúc liền bị Linh Tôn binh lính ngăn lại. Linh Tôn binh lính tận hết chức vụ. Một tên nói ra, Trường Tôn đại nhân, già thiên đại nhân có lệnh, không được hắn cho phép, ngài không thể rời đi pháp học sẽ. Trường Tôn quét mắt tên lính kia, âm thanh lạnh lùng nói, cút hắn ánh mắt phát lạnh, một tiếng này lăn chữ hô lên lúc, cuồn cuộn uy áp buông xuống. Cái kia hai tên linh tôn binh lính làm sao có thể thừa nhận được, lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Trưởng tôn, ngay vào lúc này, Naga thiên tại nghiên cứu khoa học trong phòng có cảm ứng, chỉ chợt lóe thân thể, liền xuất hiện tại trưởng tôn trước mặt. Trưởng tôn, ngươi làm cái gì? Già thiên quát lạnh nói, hắn vung tay lên, liền giải trừ cái kia hai tên linh tôn binh lính thừa nhận uy áp. Ta muốn đi ra ngoài. Trường Tôn nói thẳng. Ngươi còn không thể đi ra ngoài. Già Thiên nói ra. Trường Tôn nói ra, ngươi muốn giam lỏng ta. Ngươi còn không có tư cách này. Già Thiên nói ra, ngươi chỗ phạm sai lầm, chúng ta còn muốn cùng hội trưởng định đoạt. Trừng phạt còn không có phía dưới trước khi đến, chỗ ngươi cũng không thể đi. Trường Tôn nói ra, Già Thiên, ngươi cũng bất quá là không chung cảnh sơ kỳ. Ta chỗ phạm sai lầm, rốt cuộc muốn làm sao định âm điệu, trong lòng ngươi rõ ràng làm linh tôn, làm việc, tốt nhất vẫn là lưu một đường. Đợi đến ta đột phá động tiên, người không nên ép ta tương lai đem ngươi trở thành làm cửu nhân. Già thiên nao nao, hắn nhìn về phía trưởng tôn, sau đó trầm mặc đi xuống. Nửa ngày về sau, già thiên tránh ra thân thể, hiển nhiên, già thiên đột đúng vậy ý thức được sự tình bản chất. Trưởng tôn chỗ phạm sai lầm không biết thương cân động cốt, nhưng trưởng tôn tương lai hội trở thành một cái cường địch. Mà lại, đồng dạng thân là pháp học hội người, chính mình cũng không thể trước một bước chảm thảo trừ căn. Đã không thể chảm thảo trừ căn, cái kia không thể đem sự tình làm quá tuyệt. Cho nên già thiên trầm ngâm sau một hồi lâu, vẫn là để mở con đường. Trường tôn rời đi pháp học hội về sau, cấp tốc ra ao pi tư núi, hướng rời kinh bay đi. già thiên đồng thời không theo dõi trường tôn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trường tôn đi làm cái gì bởi vì trường tôn vẫn luôn ưa thích chạy đến rời kinh đi giao chút bạn bè không tốt. Trường tôn đi thẳng đến Lý ngóa Tháp nhà. La quân cùng tần khả khanh cũng một mực chờ đợi đợi trường tôn buông xuống. Tại biệt thự tầng thứ hai trong phòng khách, trường tôn một thân hắc bào, như vương giả hàng lâm. Hắn thân thể vĩ ngạn, khí chất âm u. La quân cùng tần khả khanh đều tại, hai người thản nhiên đối mặt trường tôn đến. Người đến, La quân mỉm cười, nói ra, mời ngồi. Trường tôn có chút lạ la quân thái độ, có điều hắn cũng không phải là không có lòng dạ người, ngay sau đó bất động thanh sắc ngồi xuống. La quân nói ra, ta chỗ này còn có 70 triệu đan dược, thêm cho ngươi tiền đặt cọc 30 triệu đan dược. Tổng cộng là 100 triệu, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì bận bịu trường tôn dương mắt nhìn về phía La quân, nhàn nhạt hỏi. La quân nói ra, giúp ta đem Lan Đình Ngọc cứu ra. Ngươi dựa vào cái gì, trường tôn đột nhiên lãnh đạm hỏi La Quân. La Quân nào nào, nói ra, cái gì dựa vào cái gì? Trường tôn nói ra, ta nói là, người dựa vào cái gì để ta giúp người cứu Lan Đình Ngọc? La Quân nói ra, chúng ta không phải bàn lại giá tiền à, ta cho người đầy đủ đan dược. Người khoảng cách không chung cảnh chỉ là cách xa một bước, người vô cùng cần đan dược. Trường tôn nói ra, ta hiện tại chẳng lẽ có thể trực tiếp tìm ngươi đoạt. Cần gì còn muốn vì ngươi làm việc, ta đoán nghĩ tay ngươi cần phải còn có càng nhiều đan dược đi. Ta cũng đang nghĩ, ngươi dựa vào cái gì dám đến gặp ta, bằng các ngươi hai cái bản sự sao. La quân cùng tần khả khanh sắc mặt rõ ràng biến đổi. Bọn họ mắt toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc, bất quá la quân vẫn là cố tự chấn định, hắn nói ra, nếu như ngươi muốn nói như vậy, vậy thật là không có nói ý nghĩa. Ta đã dám hẹn ngươi tới gặp, không có khả năng không nắm chắc bài. Ngươi có thể nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ đến, sinh ý không làm được, vậy cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối không nên động thủ, một khi động thủ, ta cam đoan ngươi hồi hối hận cả đời. Ngươi đại khái hẳn phải biết một ít chuyện, ương thế giới Bruna chết. Mà các ngươi kỷ phấn trắng thế giới đi qua thiên bố lỗ tôn giả, cũng chết. Còn có giả thiên, hắn tu vi người cao, ta y nguyên tại hắn ngay dưới mắt rời đi. Những chuyện này, đủ để chứng minh, người còn chưa có tư cách cùng ta động thủ. Trường tôn nhịn không được lần nữa nhìn về phía La Quân, hắn mắt lóe qua vẻ kiêng rè xác thực trước mắt la quân là tràn ngập cổ quái một cái la quân một cái là đình ngọc bây giờ tại bọn họ linh tôn trong mắt đó là đại đại hữu Xanh. có tên không phải là bởi vì chiếc này hàng tu vi quá cao lại cao tu vi người bọn họ linh tôn cũng không phải không biết đến chỗ lấy nói bọn họ có tên là bởi vì chiếc này hàng quá cổ quái cùng đánh không chết tiểu cường một dạng già thiên nói hắn giết chết la quân việc này thực để pháp học hội người vẫn luôn có hoài nghi. Chỉ là không dám nói xong. Mà bây giờ sự thật chứng minh là quân quái thai này quả nhiên không chết, còn sống được thật tốt. Đây không phải còn long tinh hổ mãnh sao. Trong lúc nhất thời, trưởng tôn kinh nghi bất định, hắn không xác định là quân còn có hay không cái gì mai phục. Là quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, lời nói đã nói xong, đã ngươi không nguyện ý làm cái này cái cọc sinh ý, vậy ngươi cút đi. Tiểu tử, người muốn chết, trường tôn không khỏi giận dữ. lúc nào lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện? la quân bỗng nhiên mà lên nói ra thế nào? người muốn động thủ? trường tôn nói ra, ngươi hắn là muốn động thủ, hắn cảm thấy hắn chỉ cần vừa động thủ, có thể đem trước mắt hai cái này hoa hoa bóp thành toái phiến. thế nhưng là phát sinh ở la quân thân thể những cái kia cổ quái sự tình, nhưng lại giống như là ma chú một dạng vần quanh ở trong đầu hắn. a à, Tại lúc này, trưởng tôn trông thấy là quân tay tại hơi hơi phát run. Hắn còn chứng kiến tần khả khanh cũng rất khẩn trương. Ha ha ha, trưởng tôn đột nhiên sắc bén cười ha hả Hắn rốt cuộc minh bạch một việc, số tiểu tử, người nếu là thật sự có đối phó bản đại nhân bản sự, không sẽ như thế thanh sắc câu lệ. Người rõ ràng là muốn cố ý đe dọa, coi là liền có thể tướng này ta hoảng sợ đi. Ta mặc kệ người trước kia đến cùng có cái gì quỷ, nhưng bây giờ, ta dám khẳng định là, người át chủ bài đã sử dụng hết thật sao ha ha la quân cười to nói ra không biết sống chết đồ vật có bản lĩnh người ra tay đi oát con người cho rằng lão tử không dám sao trường tôn giận tím mặt trong nháy mắt xuất thủ hắn lại là một chiêu hư không đại thủ ấn hướng la quân cùng tần khả khanh chảo nhiếp tới bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt đem la quân cùng tần khả khanh bao phủ lại giống như là toàn bộ bầu trời chụp xuống đến khiến người ta muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu. Là quân mắt cũng không chấp, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ra ra trước mặt ta khoe khoang. Hắn sau khi nói xong, ngưng thần vận khí. Đột nhiên, một đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm xé rách hư không, chém giết đi ra. Cái này một kiếm chịu uy, gì hung mãnh. Oanh! Là quân một kiếm này thế mà thật đem trưởng tôn đại thủ ấn cho vỡ ra. Sau đó, la quân bắt tần khả khanh tiến vào linh hồn tinh thạch chi cái kia linh hồn tinh thạch lực lượng bị triệt để thôi động hóa thành một đạo tinh sáng kiếm khí màu đen hướng bên ngoài biệt thự chảm giết ra ngoài oanh biệt thự kia vách tường bị kiếm khí màu đen dễ như trở bàn tay xuyên thủng trong nháy mắt la quân đến chín ngày chi quả nhiên không nắm chắc bài muốn đi làm sao có thể trường tôn tâm vô cùng quyết tâm hắn một chiêu kia đại thủ ấn bất quá cũng là thăm dò mà thôi bây giờ nhìn la quân cùng tần khả khanh nóng lòng đào mệnh hắn cũng đã chứng thực nghĩ thẩm pháp trường tôn cũng nhìn ra la quân linh hồn tinh thạch không thể coi thường ngay sau đó thân hình hắn lóe lên liền cũng xuyên thẳng qua đến cửu tiêu chi đón lấy trường tôn không nói hai lời bố trí xuống động thiên pháp tắc trùng điệp không gian đâu đâu cũng có một mảnh xanh minh mang như hải dương lại như hư vô vũ trụ cái kia linh hồn tinh thạch cũng là lợi hại Thế mà trực tiếp xé rách vô số không gian, mắt thấy, hắn động thiên pháp tắc đều muốn cản trở không linh hồn này tinh thạch. Lẽ nào lại như vậy? Trường tôn thấy thế không khỏi giận dữ. Đi, trường tôn cấp tốc xuất thủ, hắn tế ra hắn pháp bảo, bạch ngọc kim cương kiếm. Một miệng như là bạch ngọc kiếm quang bay ra, đồng thời bao phủ vô số không gian pháp tắc, ở trên không hình thành to lớn bạch ngọc kiếm quang phong bạo, hung hăng và chạm hướng là quân linh hồn ánh kiếm màu đen. Âm âm hai cái kiếm quang đụng giết cùng một chỗ, cái kia linh hồn tinh thạch cấp tốc bị đánh hồi nguyên hình. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng theo linh hồn trong tinh thạch rơi ra ngoài, La Quân một tay nắm lấy linh hồn tinh thạch. Trường Tôn cũng thu hồi bạch ngọc kim cương kiếm, hắn cười lạnh một tiếng, liền ở trên không chi, như đế nhất giống như lạnh lùng nói ra, bằng hai người các ngươi không quan trọng bản sự, cũng muốn tại bổn tỏa tay đào thoát. La Quân lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, trưởng Tôn, ta sớm khuyên qua ngươi, không muốn động thủ với ta. Đây là người tự tìm, hắn sau khi nói xong, cấp tốc bóp nát linh tuệ hòa thượng diễn luyện ra huyền diệu pháp tắc. Cái kia màu vàng óng tinh thạch cấp tốc tuôn ra vô cùng quang hoa đến, sau đó, vô số kim sắc toái phiến tung bay hạ xuống. Trường tôn bỗng cảm giác không ổn, có thể cũng đã trễ. Mảnh vỡ kia đã cấp tốc nhiễm đến hắn động thiên chi Đây là thứ quỷ gì? Trường tôn hoảng sợ. Hắn lập tức ý thức được động thiên chi thêm ra một chút huyền ảo không cách nào thì loại cảm giác này rất kinh khủng giống như là trường tôn chính là một tên lão sư đối giảng tiết nhớ kỹ trong lòng nhưng là đột nhiên kiến thức mới mà lại rất thâm ảo mẹ nó hoàn toàn không hiểu rõ a à. ta giết ngươi trường tôn nổi giận la quân không trốn không né không tránh hắn cười lạnh liên tục nói ra giết ta người đời này vĩnh viễn đều phải dừng lại tại động tiên cảnh không có ta cái này tia pháp tác hội bối rối ngươi đến chết. Trường tôn vồ một cái về phía la quân. Hư không chi, vô số màu xanh lam động thiên hình thành không gian sát trận, lại diễn hóa thành vô số đại thủ vồ bắt hướng la quân. Hiển nhiên, trường tôn sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn phải bắt được la quân, để la quân giúp hắn phá giải cái này một tia huyền ảo pháp tắc. La quân cùng tần khả khanh cấp tốc chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo linh hồn kiếm quang trực tiếp xuyên phá không gian sát trận xuất hiện tại động thiên bên ngoài trường tôn người thật sự cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta ngươi cho rằng người già thiên còn có bruna cũng cao hơn còn một bậc sao là quân tại động thiên bên ngoài lạnh cười nói hắn tiếp lấy còn nói thêm vừa mới sơ hở bất quá là vì dẫn ngươi làm thật đúng là không ngoài dự liệu ngươi quả nhiên làm lúc này trưởng tôn, động thiên chi đã không thể không chê vào đâu được. Là quân linh hồn tinh thạch muốn phá vỡ hắn động thiên, không có chút nào khó. Trường tôn sắc mặt tái xanh, lòng hắn cơ hồ muốn thổ huyết, người tu đạo, đối với pháp tắc, tinh thần thối luyện là phá lệ chú trọng cùng coi trọng. Bình thường tới nói, người khác pháp tắc cũng không cách nào cùng mình pháp tắc dung nhập. Đầu tiên tới nói, nếu như mình lĩnh ngộ không người khác pháp tắc, là quả quyết không sẽ cùng người khác pháp tắc dung nhập nếu như dung nhập, nhất định là ý hiểu hắn người pháp tắc. Nhưng bây giờ đối với trường tôn tới nói, quỷ dị là, hắn lý giải không la quân bố trí xuống pháp tắc. Nhưng cái này pháp tắc nhưng lại dung nhập vào hắn động thiên tri. Trường tôn, người còn muốn khăng khăng động thủ sao? La quân nói ra, như lại khăng khăng, ta liền trực tiếp rời đi. Người cả đời này, liền đều chuẩn bị tại giả thiên áp bách phía dưới, kéo dài hơi tàn đi. Ngươi, trường tôn nổi giận hắn hiện tại không chỉ là tu vi không cách nào tăng lên mà lại động thiên pháp tác bên trong xuất hiện chỗ sơ suất hắn thực lực giảm xuống đếm cấp bậc nếu như chuyện này bị hắn linh tôn biết trường tôn cảm thấy lấy chính mình trước đó ương ngạnh chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm a à. cái này là tuyệt đối chí mạng một việc a à. trường tôn là cái lấy lên được thả xuống được người hắn rất nhanh thu liếm sát ý đồng thời thu động thiên pháp tác trở về nói chuyện trường tôn nói ra hắn sợ chỉ có quản chế bị thiên long biện tra được, cho nên đối La Quân nói như vậy. La Quân thực cũng dự liệu được điểm này, cho nên trực tiếp bay đến mấy vạn mét hư không. Lúc này, trưởng tôn rốt cục thỏa hiệp, La Quân cùng tần khả khanh nhìn nhau, đồng đều nhỏ khẽ thở vào một cái. Đón lấy, bọn họ lại trở lại lý ngõa tháp trong nhà. Trưởng tôn giờ phút này là phiền muộn không? La Quân mỉm cười, nói ra, ta nói qua, nếu như ngươi động thủ ngươi nhất định sẽ hối hận đáng tiếc ngươi là không nghe cho nên đây đều là ngươi tự tìm trưởng tôn liền nói ra chúng ta bớt nói nhiều lời ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì ta chuyện xấu nói trước muốn ta cứu lan đình ngọc ta xác thực làm không được giết ta ta cũng làm không được la quân nói ra yên tâm đi cái này ta biết ta không biết ép buộc trưởng tôn nghe hơi hơi thở phào nói ra cái kia tốt vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì trường tôn sau đó lại hỏi. La quân nói ra, người cứu không Lan Đình Ngọc, cho nên ta nghĩ người giúp ta trực tiếp đi khống chế lại các người hội trưởng gạo già diệp. Trường tôn cái này nghe xong, kém chút không có đem miệng cho tức điên. Người còn không bằng để ta đi cứu Lan Đình Ngọc đây. Trường tôn nói ra, vậy thì tốt, người đi cứu Lan Đình Ngọc, La quân lập tức nói ra. Trường tôn nổi nóng cực kỳ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhịn được không phát tác. Trường tôn từ khi bước vào hư tiên sau đó, rất ít lại nhìn sắc mặt người. Chính là vậy hội trưởng gạo già Diệp trông thấy hắn, cũng cho hắn ba phần mặt mũi. Lúc này hắn lại chịu lấy chế ở la quân loại này mồm còn hôi sữa, trong lòng của hắn là cực không thoải mái. Hắn nhịn được chán sung huyết, sau một lúc lâu mới lên tiếng, người hai chuyện này đều không thực tế. Không phải ta có thể cấp cho người đến. La quân nói ra, ta nói ta có thể coi là kế người thời điểm, bên cạnh ta tần cô nương cũng nói không có khả năng người nhìn cái này không hiện tại người cũng ngoan ngoãn sao cho nên ta nói sự do người làm tại không có xử lý trước đó trước không cần nói như vậy tuyệt đối mà tần khả khanh vốn là ở một bên nghe mắt trợn trắng nhưng nghe phía sau nàng không khỏi cười khúc khích nàng cảm thấy là quân gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá âm hiểm người tê dại cái a trường tôn tâm lý lần nữa thổ huyết đồng thời thầm mắng một tiếng Trường tôn thở dài, nói ra, hiện tại Lan Đình Ngọc là pháp học hội trọng điểm chiếu cố đối tượng, không có người có thể đem hắn mang đi. Mà hội trưởng gạo già diệp, đó là thiên vị cảnh cao thủ A. Phóng tới tiên giới đi, đều tính được là một phương nhân vật. Gạo già diệp tuổi tác đã có 30.000 tuổi, hắn tại đế quốc thiên chu, tại vũ trụ, thậm chí tiên giới đều đi qua. Hắn nhân sinh kinh lịch, phong phú đến không dám tưởng tượng. Hắn pháp tắc, càng là công tham tạo hóa, ta tuy nhiên tự nhận coi như cái nhân vật, nhưng ở gạo già diệp trước mặt, ta chẳng đáng là gì a à. Ngươi gọi ta đi. Là quân nói ra, ta sẽ lại cho ngươi một tia pháp tắc, ngươi đem cái kia pháp tắc phóng tới gạo già diệp pháp tắc bên trong. Hắn tình huống hội giống như người Mỹ Diệu, đến lúc đó, hắn vì khôi phục hắn thực lực, rất nhiều chuyện đều sẽ thỏa hiệp. Người pháp tắc có thể làm gì được ta, nhưng không làm gì được gạo già diệp hội trưởng. Trưởng tôn nói ra, là quân nói ra, yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình hắn theo rồi nói ra nhanh nhạy đi ra linh tuệ hòa thượng lập tức theo la quân mi tâm chi nhảy ra hắn rất sắp trưởng thành một cái thụ nhân bộ dáng nhanh nhạy nhìn về phía trường tôn sau đó cười một tiếng nói ra thế nào đạo hiếu bần tăng cái này tia pháp tác coi như hưởng dụng a nguyên lai là ngươi trường tôn nổi giận lập tức muốn xuất thủ linh tuệ hòa thượng ánh mắt phát lạnh hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ rồi rào hồng đại uy nghiêm đi ra, đó là cuồn cuộn thiên quân khí thế. Ra tay với bản quân, người có thể chứ? Linh tuệ hòa thượng lãnh khốc nói ra. Trường tôn nhất thời sợ đến sợ chết khiếp, dạng này uy nghiêm, giống như là thiên địch áp chế. Hắn không nhịn được muốn phủ phục đi xuống. Là quân thấy thế nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn vốn là chuẩn bị xuất thủ bảo vệ nhanh nhạy, không nghĩ tới nhanh nhạy chính mình đem trường tôn cho đè xuống. Linh tuệ hòa thượng sau đó thu uy nghiêm, cái này uy nghiêm là hắn tại diễn hóa pháp tắc thời điểm ngâm luyện ra, không có cái gì tác dụng thực tế. Mà lại sử dụng hết không, nhưng là linh tuệ hòa thượng có hắn tự tôn. Trong mắt hắn, trường tôn cũng bất quá là con kiến hôi một vật. Nếu là hắn bị dạng này người áp chế làm nhục, hắn cảm thấy mặt mũi đều không qua được. Linh tuệ hòa thượng lạnh lùng nói ra, bản quân thực lực thời điểm hưng thịnh, dạng như ngươi mặt hàng, bản quân ở ngoài ngàn dặm nhìn ngươi liếc một chút, có thể đem ngươi đốt cháy thành cho bụi. Hiện tại ngươi lại dám tại bản quân trước mặt chơi lưu manh. Trường Tôn hoảng sợ sợ hãi, hắn kinh nghi bất định, không biết cây này người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngài là, tiên giới thiên quân, cái này, cái này sao có thể a? À? Trường Tôn cảm thấy thật không thể tin. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng muốn diễn hóa một tia pháp tác quản thúc gạo già diệp, cần ngươi trợ giúp. Trường Tôn nói gấp, thiên quân nhưng có phân phó, không dám không theo. Linh tuệ hòa thượng lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Về sau, lẫn nhau cũng không nói nhảm nữa. Linh tuệ hòa thượng để la quân chuẩn bị 500 triệu thuần dương đan thuốc, tiếp lấy muốn la quân cùng tần khả khanh diễn hóa âm dương nguyên thần. Sau đó, linh tuệ hòa thượng tiến vào âm dương nguyên thần chi hút vào thuần dương đan thuốc. Vô tận thuần dương đan thuốc dốc vốn hướng âm dương nguyên thần rót vào, mà linh tuệ hòa thượng tham lam hấp thu. Đồng thời, trưởng tôn động thiên pháp tác diễn hóa, vô cùng pháp tác lực lượng cũng theo rót vào âm dương nguyên thần chi. Như thế lại tiếp tục một ngày một đêm. Đợi đến 500 triệu đan dược toàn bộ tiêu hao hết, linh tuệ hòa thượng lúc này mới thu công. Mà La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng cảm thấy không mệt mỏi. Xem như trưởng tôn, cũng mệt mỏi mệt cực kỳ. La Quân tay đan dược đã chỉ còn lại có mấy chục triệu. Khiến La Quân thịt đau không ngớt, một tỷ thuần dương đan thuốc, như thế tiêu hao hắn lập tức tìm trưởng tôn, nói ra, cho lúc trước người 30 triệu đan dược, lấy ra đi. Cái này, trưởng tôn ngẩn ngơ, hắn lần nữa muốn thổ huyết, thế mà đưa ra ngoài đồ vật, còn hưng muốn trở về. Là quân tăng trưởng tôn thần sắc, lập tức không chút khách khí nói ra, ngóa, ngươi nghĩ gì thế? Ta cái kia 30 triệu đan dược cũng không phải thật cho ngươi, bất quá là dẫn dụ ngươi làm. Ngươi là chiến bại mới có được hay không, ta không tìm ngươi muốn ít đồ ngươi A-di-đà-phật người còn muốn ta đổ vật a à. Không thể không nói, La Quân là lời nói to ý không to. Trường tôn bất đắc dĩ, cũng đành phải ngoan ngoãn đem đan dược hoàn trả. Hắn cái này vài lần tham niệm cùng một chỗ, kết quả là gà một cái không ăn lấy, ngược lại đến đầy đất lông gà. Bây giờ còn rơi vào cái thụ người chế trụ, hắn cái này tâm lý, đừng đề cập có bao nhiêu bị đè nén. Trường tôn tâm lý không khỏi thầm nghĩ, cái này cổ quái tiểu tử, từ khi hắn vừa xuất hiện, Chúng ta linh tôn bên này, liên tiếp nhiều ít cao thủ đều cắm. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là chúng ta linh tôn khắc tinh? Là quân cầm lại 30 triệu đan dược, lại kiểm kê phía dưới chính mình thân thể, hết thảy còn thừa lại 80 triệu thuần dương đan thuốc. Cái này còn thật đến tần tiện dùng, các loại đến nơi đây xử tình, làm sao cũng phải đi nghĩ biện pháp đem ương thế giới được bảo tàng trước cho lấy. Lúc này, linh tuệ hòa thượng cũng xuất ra hắn thành quả tiêu phí 500 triệu thuần dương đan thuốc, lại có động tiên đỉnh phong cao thủ tương trợ, thêm thần âm dương nguyên thần trợ giúp, cùng lĩnh hội hòa thượng thân là thiên quân kinh nghiệm chế tạo ra đến đồ vật, đến cùng có bao nhiêu thần đâu. Linh tuệ hòa thượng giang hai tay, hắn tay xuất hiện một cái lưu ly đồng dạng ngọc thạch. Ngọc thạch này toàn thân sáng long lanh trong suốt, mà lại ẩn ẩn tản mát ra một loại thánh khiết, thần thánh khí tức. Là quân tiếp nhận ngọc thạch này, chộp trong tay, hắn lập tức cảm giác được ngọc trong đá giống như là có một cái vô cùng lớn không gian, lại phong phú toàn diện, thâm ảo đến tạo hóa khủng bố cấp độ. Là quân kinh hồn bạt vía, cái này một cái trước mắt, hắn cảm thấy mình gì nhỏ, mà cái này mai nho nhỏ ngọc thạch phẳng phất vũ trụ. Thế nào, Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra. Là quân lắc đầu, nói ra, quá bất khả tư nghị. Trường Tôn, người cũng tới thể hội một chút, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân lại là có chút do dự, không muốn đem ngọc thạch cho Trưởng Tôn. Hắn sợ Trưởng Tôn sẽ làm quỷ, nhưng Linh Tuệ Hòa thượng lại mở miệng, La Quân cũng không tiện bác nhanh nhạy mặt mũi. La Quân nghĩ lại, a, à, nhanh nhạy suy nghĩ chuyện, vừa nghĩ đều chính mình chu đáo, hắn đã nói như vậy, mình còn có cái gì tốt lo lắng. Ngay sau đó, La Quân đem cái kia ngọc thạch cho Trưởng Tôn. Trưởng Tôn kinh sợ đem cái kia ngọc thạch bóp nơi tay, hắn bóp phía dưới, lập tức cũng là thất sắc mắt lóe qua không vẻ kính sợ. Hắn thì thào nói ra, thế gian lại có như thế huyền ảo pháp tắc, nguyên lai ta vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng A. Trường tôn liền một tia phản kháng tâm tư cũng không dám sinh ra. La quân thấy thế, lúc này mới nhỏ khẽ thở vào một cái. Sau đó, La quân đem ngọc thạch thu hồi, thứ này quá quý giá, hắn ngẫm lại cái kia mất đi 500 triệu đan dược chính là thịt đau. Lần này vì cứu Lan Đình Ngọc cùng tuệ giả, hắn cũng coi là hoa tận vốn liếng A. Trường tôn lúc này hoàn toàn tin tưởng, bằng ngọc thạch này liền có khống chế ở pháp học chiếu cố lớn lên gạo già diệp, nhưng hắn lại là tràn ngập bất an. Trường tôn cuối cùng vẫn là hướng la quân cùng linh tuệ hòa thượng nói ra điều kiện. Hắn bài trước khi nói ra, nếu là đem gạo già diệp khống chế lại về sau, ta liền cũng coi là đem vị hội trưởng này đại nhân cho làm mất lòng. Mà lúc này, ta cũng rõ ràng, ta tuy nhiên giết không chết các ngươi, nhưng các ngươi chỉ sợ cũng khốn không được ta. Chúng ta cần phải có một cái người lương thiện tốt biện pháp giải quyết đến giải quyết trước mắt đây hết thảy, cá chết phá, đó là ai đều không muốn. Vị này trưởng tôn đại nhân trước đó hợp tác hoàn toàn là bị linh tuệ hòa thượng thiên quân khí thế hù dọa đến, hiện tại kịp phản ứng, làm sao cũng muốn đem điều kiện nói rõ ràng. Không phải vậy lời nói, hắn không cần thiết bốc lên loại này cự hiểm đến vì la quân làm việc. Dù sao, tính mạng hắn vẫn là không có chịu đến quá lớn uy hắn chịu đến uy địa phương ở chỗ tiền đồ cùng tu vi là quân cũng biết trưởng tôn kháng cáo hợp tình hợp lý hắn nói ra chúng ta chỉ là đơn thuần muốn cứu đi lan đình ngọc đến mức tệ giả hắn tại các ngươi linh tôn thế giới bên trong đã rất khó tương dung cho nên ta cũng muốn đem hắn mang đi về sau các ngươi đưa chúng ta rời đi kỷ phấn trắng thế giới sau đó chúng ta vì người cùng gạo già diệp giải trừ pháp tắc khoản giao dịch này coi xong thành trưởng tôn nói ra làm sao giải trừ Bốn chữ này lượng tin tức rất lớn, làm sao giải trừ? Tại kỳ phấn trắng thế giới bên trong giải trừ, trưởng tôn bên này hoàn toàn có thể trở mặt không quen biết, đem la quân bọn họ toàn bộ bắt lại. Mà la quân bọn họ nếu là rời đi, cũng hoàn toàn có thể trở mặt không quen biết, không cho giải trừ, một mực treo lấy bọn hắn. La quân cào phía dưới đầu, hắn cũng biết, đây là một cái điểm mấu chốt, sau đó nhìn về phía linh tuệ hòa thượng, nói ra, làm sao giải trừ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chờ ta các loại rời đi cái này kỳ phấn trắng thế giới, đến lúc đó bần tăng đem chiếc này đạo pháp tắc ảo diệu toàn bộ tan ra, cái này pháp tắc đạo lý, lực lượng tan họp cho các người động thiên tri. Cho đến lúc đó, các người có thể cảm nhận được thiên quân khí tức, còn có tiếp thu vô số dinh dưỡng. Còn trường tôn ngươi, một bước lên trời đến không trung cảnh. Mà lại, người lĩnh ngộ bản quân pháp tắc, lực lượng ngươi hội càng khủng bố hơn. Mà cái kia gạo già diệp, bản quân nhìn hắn cả một đời vốn đều khó mà đến tạo hóa chi cảnh, mà có bản quân pháp tắc, hắn sẽ có càng hy vọng nhiều. Điểm này, tin tưởng hắn chính mình cũng có thể minh bạch. Thật có như vậy huyền, trường tôn hai mắt tỏa ánh sáng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bản quân bây giờ tuy nhiên gặp đại kiếp, pháp lực cơ hồ toàn bộ biến mất. Nhưng là, người thật sự cho rằng, các người có tư cách để bản quân cùng các người tới nói láo sao. Bản quân lời nói, là miệng vàng lời ngọc, đúng đúng là là ta đường đột trường tôn lập tức nhận lầm có điều hắn lại quái nói ra ngài đều chưa từng thấy qua gạo già diệp hội trưởng a dùng cái gì kết luận hắn không cách nào đăng nhập tạo hóa cảnh linh tuệ hòa thượng nói ra bản quân nhìn cái kia pháp học hội khí tượng biết hắn không này tuệ căn các ngươi trong trường lão hội đã từng có một cái tạo hóa cảnh đúng hay không bất quá cũng là bất nhập lưu tạo hóa cảnh nhưng trong trường lão hội khí tượng đã khác biệt mà lại vị kia tạo hóa cảnh gia hỏa đã rời đi trường lão hội, đoán chừng sớm không tại địa cầu chi. Trường tôn mắt xuất hiện sắc, đồng thời đối nhanh nhạy càng thêm kính sợ. Bởi vì đó là cao đẳng bí mật A, hắn đều không rõ lắm, cái này linh tuệ hòa thượng thế mà bằng nhìn thiên long điện khí vận liền biết. Tạo hóa cảnh chính là tạo hóa cảnh, sao còn có bất nhập lưu câu chuyện? Là quân nhịn không được hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, lời này vẫn an, người đều là người, nhưng người còn phân đủ loại khác biệt đây. Là quân nói ra, ách, tốt ga, có đạo lý. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tính toán, cùng các người cũng nói không rõ. Các người không hiểu tạo hóa hai chữ, lúc nào minh bạch tạo hóa hai chữ, biết cái này ngày đêm khác biệt. Trường tôn nói ra, vãn bối tài sơ học thiền, may mắn nhận biết tiền bối, mong rằng tiền bối ngày sau có thể đủ nhiều chỉ điểm một hai. Vị này cậy tài khinh người trường tôn đại nhân tại linh tuệ hòa thượng trước mặt, lại là khiêm cung cực kỳ. La Quân cùng Tần Khả Khanh ở một bên cũng tâm lý minh bạch, lần này có thể làm cho trưởng tôn ngoan ngoãn, không phải là bởi vì pháp tắc uy, mà hoàn toàn là bởi vì linh tuệ hòa thượng cá nhân uy nghiêm. Không có linh tuệ hòa thượng tại, chuyện này quả quyết không hội thuận lợi như vậy. Linh tuệ hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, sau này hãy nói đi, nếu là bản quân toàn thịnh thời kỳ, người bực này tam lưu mặt hàng, còn thật vào không bản quân mắt. Ta dựa vào, La Quân nhịn không được nói ra, nhanh nhạy, đã thương người A. Ta cũng là có tự tôn. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, cái này lời mặc dù không nghe điểm, nhưng cũng là lời thật. La Quân bất đắc dĩ mà cười. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Linh Tuệ Hòa Thượng trước kia là mẹ hắn tuyệt đối đỉnh phong, thiên đạo đều muốn kiêng kỵ. Ở trước mặt hắn, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ nhập lưu đâu. Giải đến càng nhiều là quân càng phát ra biết nhanh nhạy như bức chỗ. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này nhất đạo pháp tắc, 500 triệu thuần dương đan thuốc, còn có bản quân tâm huyết. Đây coi như là cho gạo già diệp một món lễ lớn, trưởng tôn, ngươi cứ yên tâm. Các loại sau khi chuyện thành công, hắn không chỉ có sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Trưởng tôn vội vàng kinh sợ, nói ra, toàn chính là thiên quân tri ân. Việc này như thế định âm điệu xuống tới trường tôn cũng nghĩa vô phản cố lên, vì hắn tiền đồ, hắn nguyện ý liều. Đến mức Lan Đình Ngọc, tuệ giả, những thứ này đều không trọng yếu như vậy. Duy nhất để Pháp học biết cái này biên giới đau là băng tinh nguyên thạch rơi mất, đây là một cọc chuyện lớn. Pháp học hội còn không có đem hướng trưởng lão hội bẩm báo, một khi bẩm báo, liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Băng tinh nguyên thạch quý giá, đã không phải là bất kỳ pháp bảo nào có thể cân nhắc. Bởi vì băng tinh nguyên thạch là trải qua tổ long thối luyện, bọn họ là muốn thông qua lạc tuyết đến thức tỉnh băng tinh nguyên thạch một tia lực lượng. Chỉ cần một tia lực lượng, có thể ngạo nghế tại địa cầu. Cái kia tổ long sự khủng bố, là không thể tưởng tượng. Đến đón lấy sự tình, từ trưởng tôn đến xử lý. Trưởng tôn cầm ngọc thạch pháp tắc, tiến đến gặp gạo già diệp hội trưởng. Gạo già diệp hội trưởng còn đang bế quan chi, nhưng trưởng tôn cưỡng ép tiến về, nói là có chuyện quan trọng báo cáo. Nếu có khẩn cấp yếu sự, trưởng tôn là có quyền lợi gặp gạo già diệp. Cho nên, Già Thiên cũng vô pháp ngăn cản. Già Thiên có chút bận tâm, sợ trưởng tôn bị cắn ngược lại một cái. Hắn một mực không đi kinh động gạo già diệp, chính là muốn bằng vào chính mình nỗ lực đến đem tất cả tình thế giải quyết. Làm thành cục diện dối rắm, sau đó đi mời hội trưởng, đối với Già Thiên người phụ trách này tới nói, là rất mất mặt. Tại mỹ già diệp tu luyện trong điện đường, gạo già diệp lấy trường bào màu tím hắn lộ ra ấm nhĩ nhã thân thể một chút lân giáp to ra đã sớm thoái hóa dáng người y nguyên cao lớn chính là lấy nhân loại ánh mắt đến xem hắn cũng không tính xấu mà tại linh tôn nhóm mắt hắn chính là tuyệt thế mỹ nam tử hơn nữa nhìn còn rất trẻ phong độ nhẹ nhàng gạo ra diệp khí chàng rất mạnh trưởng tôn sau khi đi vào toàn bộ trong biện đường liền tràn ngập cá nhân hắn khí tức đó là một loại thánh khiết ấm áp khí tức khiến người ta như gió xuân ấm áp lại cảm thiên ân hảo đáng. Nhưng là, đồng thời, linh tôn nhóm cũng tâm lý biết, thiên ân cũng có thể hóa thành lôi đình chi nộ. Loại khí tức này một khi chuyển hóa thành lôi đình chi nộ, không có mấy cái linh tôn có thể thừa nhận được. Trưởng tôn sau khi đi vào, gạo già Diệp cũng không có mở mắt, y nguyên ngồi xếp bằng. Bái kiến hội trưởng, Trưởng tôn tại mỹ già Diệp trước mặt 3 mét chỗ đứng nghiêm, cung kính vô hướng gạo già Diệp hành lễ. Gạo già Diệp y nguyên nhắm mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Trường tôn trầm giọng nói ra, hạ thần gặp phải một cọc việc khó, không phải sẽ mọc ra tay, không có thể giải quyết. Chuyện gì, gạo già diệp y nguyên không nóng không lạnh nói ra. Trường tôn nói ra, ngài nhìn xem thần động thiên chi, là có thể minh bạch hết thảy. Hắn sau khi nói xong, đem động thiên pháp tắc thi triển đi ra, đồng thời đem gạo già diệp bao phủ lại. Gạo già diệp vẫn không có mở mắt, Hắn thần niệm liền tại Trường Tôn động thiên chi bắn phá. Rất nhanh, hắn phát hiện vi diệu manh mối. Cái này đạo pháp thì cực kỳ cổ quái, gạo già Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, hắn mắt tách ra thần quang tới. Hắn tỉ mỉ thể ngộ Trường Tôn cái kia đạo pháp tắc, càng là trải nghiệm, liền càng là mê hoặc. Nếu như cái này đạo pháp thì là tại mỹ giả Diệp động thiên bên trong, hắn còn có thể dựa vào bản thân trải nghiệm đến phá giải. Nhưng là tại Trường Tôn động thiên bên trong, lại là khó có thể lý giải được. Đây là có chuyện gì? Gạo ra diệp nhịn không được hỏi trưởng tôn. Trưởng tôn nói ra, hồi ngài lời nói, đây là ngày trước hạ thần bắt một tên nhân loại, là quân. Không nghĩ tới bên cạnh hắn có một vị tiên giới thiên quân, cái kia tiên giới thiên quân chẳng biết tại sao, mất đi chỗ có pháp lực. Nhưng là hạ thần tại bắt bắt hắn lúc, cái kia tiên quân tại hạ thần động thiên bên trong, phóng thích cái này nhất đạo pháp tắc. Sau đó, Bọn họ liền lấy này áp chế Hạ Thần đến phóng thích Lan Đình Ngọc. Hạ Thần không dám, sau đó nghĩ đến tìm đến hội trưởng ngài hỗ trợ. Thì ra là thế, gạo già Diệp nói ra, cái kia là quân sự tình, Bản Tôn cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới hôm nay náo thành cái dạng này, mà lại bên người còn có một vị mất đi pháp lực tiên quân, cái này thật là khéo. Bản Tôn gần tới tu luyện mấy năm, một mực khó có thu hoạch. Nếu là có thể nhìn thấy vị này tiên quân giao lưu một phen, có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Đi, mang bản tôn đi gặp bọn họ. Trường tôn bỗng cảm giác khó xử. Làm sao, gạo già diệp nói ra. Trường tôn nói ra, hội trưởng có thể hay không trước vì hạ thần trốn thoát cái này đạo pháp thì. Nếu là lần này tùy tiện mà đi, hạ thần sợ bọn họ hội trước làm ra quá kích phản ứng. Có thể làm sao qua kích, gạo già diệp nói ra. Trường tôn nói ra, cái kia tiên quân nói hắn tại cái này đạo Pháp thì bên trong đại kịch độc thuật kiếp nổ, nếu là hạ thần dám làm ẩu, liền sẽ để cái này đạo Pháp thì kịch độc bại lộ tại hạ thần động thiên chi. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Đại kịch độc thuật, ba nghìn đại đạo, gạo ra diệp nói ra, nếu thật sự là như thế, ngược lại không thể không chú ý cẩn thận. Vậy được rồi, bản tôn liền lấy tự thân động thiên đến vì người bảo đinh giải nghiêu, nhìn có thể hay không đem cái này Pháp tắc phá giải. Hắn sau khi nói xong, liền đem tự thân động thiên thi triển đi ra. Gạo ra diệp động thiên, liền lại từ khác biệt. Vô số không gian tạo thành tầng tầng tinh bích, bốn phương tám hướng, không chỗ không phải huyền cơ. Hơn nữa còn có thiên vị ý thức tồn tại. Thiên vị ý thức, đó là huyền diệu cùng cực đồ vật, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dạng này động thiên triển khai, có thể đem vô số cái không trung cảnh cao thủ vây chết tại. Cho nên nói, cũng không phải là hai cái lỗ tiên cảnh có thể xử lý một cái không chung cảnh. Một cái động thiên, đem 10 cái động tiên cảnh đều có thể vây khốn. Chỉ muốn đối phương không đặc thù bản sự, giải không rơi đối phương động thiên, cái kia 10 cái động tiên cảnh tại bầu trời cảnh trước mặt, đều là một con đường chết. Gạo ra diệp động thiên vừa ra tới, trưởng tôn liền nói ra, hội trưởng, xin lỗi. Hắn ngay sau đó đem cái kia ngọc thạch pháp tắc bắn ra đi, cùng lúc đó chính hắn pháp tác đã trước thu nhập não vực chi gạo già diệp phát giác không đúng nhưng đã trễ. cái kia ngọc thạch pháp tác nhanh không trực tiếp dung nhập vào gạo già diệp động thiên chi ngươi gạo già diệp giận tím mặt nói lớn mật trưởng tôn ngươi làm cái gì trưởng tôn nói gấp hội trưởng bất giận đây là một gọc đại cơ duyên gạo già diệp một bên lặng yên cảm thụ động thiên biến hóa một bên mắt thả sát cơ nói ra đại cơ duyên hắn lập tức cảm nhận được động thiên nhiều nhất đạo pháp tắc. Không huyền ảo pháp tắc, trường tôn động thiên bên trong cái kia pháp tắc càng khủng bố hơn, cuồn cuộn, rồi rào. Gạo già diệp còn tại cảm nhận được thiên quân khí tức. Lúc này, gạo già diệp đã hoàn toàn đắm chìm trong thiên quân pháp tắc bên trong rồi rào chi thức đi. Nguyên lai like thiên quân thế giới là như vậy, thế nhưng là ta còn có quá nhiều không hiểu, cái này rốt cuộc là ý gì, đây rốt cuộc là như thế nào chuyện vì sao lại dạng này? Gạo già diệp vốn đang đang hỏi trưởng tôn, nhưng lúc này, hắn đã không tiếp tục để ý trưởng tôn. Mà giống như là một cái võ si một dạng, kiến thức đến tân võ học, không thể tự kiềm chế. Trưởng tôn thấy thế, liền nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn liền biết, kế hoạch xem như thành công. Rất rất lâu về sau, gạo già diệp mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có vẻ hơi đổi phế, hai mắt phủ đầy tơ máu, liền tóc đều bạch mấy cây hắn vốn là lòng tin mười phần người, nhưng linh tuệ hòa thượng pháp tác triệt để đả kích đến hắn lòng tự tin. Vị tiền bối này ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Gạo ra diệp trầm giọng nói ra. Trường tôn nói ra, đã như vậy, hội trưởng mời theo hạ thần tiến về. Gạo ra diệp đứng dậy, nói ra, tốt. Hắn giống như giật dây tượng gỗ. Gạo ra diệp rời đi pháp học biết, tự nhiên không ai dám hỏi đến. Cũng không ai dám theo dõi trường tôn thuận lợi mang theo gạo già diệp buông xuống đến lý ngõa tháp nhà cũng thuận lợi nhìn thấy la quân nhanh nhạy còn có tần khả khanh trường tôn vừa thấy được linh tuệ hòa thượng liền đối với gạo già diệp nói ra hội trưởng vị này là vị tiền bối kia gạo già diệp lập tức nói ra tham kiến tiền bối linh tuệ hòa thượng hơi hơi ngoài ý muốn mà la quân cùng tần khả khanh ở một bên lại có chút trợn mắt hốc mồm gạo già diệp loại người này hạng gì thân phận hắn vừa tiến đến, cái kia không tự giác toát ra khí thức và khí chàng để la quân cùng tần khả khanh lòng sinh sợ. Mà lúc này, gạo già diệp lại đối linh tuệ hòa thượng cung cung kính kính. Linh tuệ hòa thượng gật gật đầu, nói ra, rất tốt, người rất thức thời. Gạo già diệp nói ra, tiền bối thần thông, vãn bối bội phục. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi có cái này một phần tôn trọng tại, bản quân độ ngươi một trận, cũng coi như không có uổng phí đa tạ tiền bối gạo gia diệp nhất thời kích động linh tuệ hòa thượng nói ra hiện tại bản quân cần ngươi làm một ít chuyện gạo gia diệp nói ra tiền bối mời nói chỉ cần vãn bối có thể làm đến vãn bối ổn thỏa kiệt lực đi làm linh tuệ hòa thượng nói ra đem lan đình ngọc thả hắn đang muốn nói tiếp la quân bỗng nhiên nói ra còn có một việc ta tới nói linh tuệ hòa thượng nhìn la quân liếc một chút liền cười một tiếng nói ra tốt ha à đạo hữu người tới nói gạo già diệp cũng nhìn về phía la quân ngươi là cái kia la quân gạo già diệp tại đối mặt la quân lúc thái độ lại từ khác biệt hắn không có tận lực nhưng lại tự nhiên có loại ở trên cao nhìn xuống thái độ la quân cũng còn không có cách nào không phục người ta cảnh giới dù sao bày ở đâu bất quá la quân cũng vẫn là có tính khí lúc này gạo già diệp rõ ràng là bị quản chế tại hắn chỗ của hắn còn có thể hướng gạo già diệp ăn nói khép nép là ta như thế nào la quân nói ra gạo già diệp cười nhạt một tiếng nói ra anh hùng xuất thiếu niên bội phục người tuổi còn trẻ có tiên quân ở bên khó trách có thể thuận buồm xuôi gió ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng la quân sờ mũi một cái gạo này già diệp nói chuyện vẫn là rất nghe hắn cũng không tiện tiếp tục sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn hắn theo rồi nói ra cái này không nói nhiều ta có chuyện còn cần xin nhờ hội trưởng mời nói, gạo gia diệp nói ra. La quân nói ra, tuệ giả làm ra hết thảy, đều là thụ ta khống chế, hai vị lúc này cũng có thể cảm nhận được thụ người chế trụ cảm giác. Mà tuệ giả sở thụ càng tàn khốc hơn, hắn là bị ta dùng huyết chiếu cho khống chế não vực, một khi phản kháng, chết không táng sinh chi địa. Hắn đối với các ngươi đế quốc là trung thành, ta hy vọng, các ngươi có thể xá miễn hắn hành vi phạm tội, không muốn vạch trần hắn. Ta sau khi đi, hội tiêu hủy hắn trong não vực huyết chiếu khống chế hắn không phải càng tốt sao gạo gia diệp dùng khác ánh mắt nhìn về phía la quân nói ra ngươi hoàn toàn có thể mang đi hắn la quân nói ra trước đó ta cùng hắn ước hẹn hắn như không bán đi ta ta làm đợi hắn như huynh đệ hắn làm đến như vậy hiện tại chúng ta là anh em nếu là huynh đệ ta không thể không nghĩ hắn tâm suy nghĩ hắn chung với linh tôn chung với đế quốc nếu để cho hắn phản bội đế quốc, lòng hắn không biết hoan hỉ. Gạo già Diệp nghe vậy, hắn bình tĩnh nhìn về phía La Quân. Lúc này, hắn tựa hồ mới phát hiện La Quân tránh thức chỗ đặc biệt. Hắn theo rồi nói ra, tuệ giả làm ra, cũng đều là bởi vì trong đầu huyết chiếu, người cùng hắn giảng tình nghĩa, há không buồn cười. La Quân nói ra, cái kia có quan hệ gì, hắn làm đến đáp ứng ta, cái này đầy đủ. Gạo già Diệp mỉm cười, nói ra, tốt, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền tiền bối nhân vật như vậy, đều nguyện ý đi theo ngươi. Là quần nào nào, sau đó có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Gạo già diệp nói tiếp, tốt, ta đáp ứng ngươi, lập tức phóng thích tệ giả. Hắn hành vi phạm tội sẽ không bị truyền đi, nếu có truyền đi, cũng đều vì hắn rửa sạch. Đa tả, là quân nói ra, đến mức lan đình ngọc, gạo già diệp nói ra, độ khó khăn không lớn, có thể thả đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia tốt, các loại chúng ta những người này rời đi về sau, đến lúc đó, bản quân sẽ vì các người đem pháp tắc hòa tan, các người sẽ thấy pháp tắc là như thế nào hình thành. Cái này còn có vô cùng đan dược cùng dinh dưỡng, các người xứng nhận dùng vô cùng. Đa tạ tiền bối, gạo ra diệp cùng trường tôn đại hỉ nói nói. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười. Tần Khả Khanh ở một bên thì cảm thán, nói ra, nhân loại cùng Linh Tôn, chính là ngang nhau nhanh nhạy sinh Linh, như có thể sống chung hòa bình, thì tốt biết bao. Nàng lần này cảm thán vừa đến, tại chỗ còn lại đám người, lại là đều không có lên tiếng. Bởi vì bản này là không thể nào. Linh tôn ngạo cùng giã tâm đã định trước điều đó không có khả năng hòa bình. Sau đó, gạo ra diệp cùng trưởng tôn trực tiếp đi. Là quân cũng biết lạc tuyết đối pháp học hội tầm quan trọng, cho nên hắn căn bản không đề cập tới lạc tuyết sự tình. Cũng là sợ phức tạp. Các loại gạo già diệp cùng trưởng tôn sau khi đi, là quân quyết định đi trước cái kia vắng vẻ trong động phủ đem mọi người tiếp đến, sau đó thuận tiện cùng theo một lúc rời đi. Tuy nhiên truyền tống trận tại trong trưởng lão hội mặt, nhưng là lấy gạo già diệp thân phận, nói là muốn rời khỏi kỳ phấn trắng thế giới. Muốn đến trưởng lão hội cũng không dám không cho mặt mũi này. Là quân ngay sau đó mang tần khả khanh, lại để cho linh tuệ hòa thượng tiến vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đón lấy là quân thi triển ẩn thân thuật, bắt tần khả khanh, lại thi triển đại na di thuật, sau đó hướng cái kia động phủ nơi ở bay đi. Mấy cái trong nháy mắt, liền đã đạt tới động phủ hư không. Là quân đang muốn đi xuống, cái kia linh tuệ hòa thượng trước khi nói ra, không đúng, có một tia ẩn tàng mùi máu tanh. Linh tuệ hòa thượng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi ra, hắn ngăn cản lại La Quân. La Quân hoảng sợ, một loại nói không nên lời khủng hoảng theo đáy lòng của hắn lan tràn đi ra hắn lo lắng lạc tuyết an nguy a à. cái gì lan đình ngọc tuệ giả chờ một chút hết thảy bọn họ an nguy cùng lạc tuyết lên không bằng chó má la quân vô pháp tưởng tượng nếu như lạc tuyết ra lại sự tình hắn phải làm thế nào tự xử ngươi không cần lo lắng linh tuệ hòa thượng ngược lại là hiểu la quân tâm tư nói ra lạc tuyết tạm thời sẽ không có việc bọn họ làm to chuyện là vì bắt lấy lạc tuyết nàng có rất lớn giá trị lợi dụng, cho nên, lạc tuyết không biết này ra chuyện. Tần khả khanh nghi tâm cũng nhân thành chữ xuyên, nàng tự nhiên là nghĩ đến chính mình bắt nguội. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta dù sao cũng phải đi xem cho rõ ràng, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, trước dấu ở linh hồn trong tinh thạch, sau đó hai người các ngươi thi triển âm dương nguyên thần tiến đến xem xét. Không muốn cái bẫy. La Quân gật đầu, động phủ này bốn phía, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Mà lại, động phủ này ẩn nấp dị thường, vì sao lại bị người phát giác đâu? Pháp học hội lúc này sẽ không có động tác, người tới chẳng lẽ là trưởng lão hội. Ngay sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh cấp tốc bay xa. Về sau, hai người trốn đến linh hồn tinh thạch chi. Tiếp lấy hai người tại linh hồn trong tinh thạch bắt đầu song tu. Bất quá lần này song tu cũng không thuận lợi, bởi vì Tần Khả Khanh Tâm đã không cách nào yên tĩnh. Hai người mấy lần dung hợp thất bại, khiến La Quân cũng có chút nổi nóng, người chuyện gì xảy ra? Hắn nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, ta, sắc mặt nàng lo lắng không, nhưng cũng không muốn nói ra tới. La Quân nói ra, ta tâm sẽ chỉ ngươi càng sốt ruột, nhưng ta biết, muốn cứu bọn hắn nhất định phải càng càng bình tĩnh. Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nàng bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Nửa ngày về sau, Tần Khả Khanh rốt cuộc ngưng thần thành công. Hai người song tu, âm dương dung hợp thành công. Đón lấy, âm dương nguyên thần hình thành. La Quân nói ra, "Chủ công đạo." Tần Khả Khanh nói ra, "Tốt." Nàng tuy nhiên cảnh giới cao hơn La Quân, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy La Quân mới là người đáng tin cậy. Hai người hình thành nguyên thần rất là quái dị, có chút bất nam bất nữ cảm giác. Nhưng lúc này, La Quân chiếm cứ chủ đạo, nguyên thần cũng thành La Quân diện mạo. La Quân một đường bay đi, lập tức đến động phủ hư không. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp vào động phủ, cái kia bên ngoài động phủ trận pháp vẫn là hoàn hảo, La Quân vừa vào trận pháp chi, lập tức, trận pháp chi tiện hiện ra tầng tầng gợn sóng tới. Sau đó, một cỗ tuyệt đỉnh nguy cơ phóng lên tận trời. Tại động phủ phía dưới, một bóng người phóng lên tận trời. Đó là một tên linh tôn trưởng lão, trưởng lão kia một thân áo bào trắng, cấp tốc ở trên không đem động thiên bố trí xuống. Lại một tên không trung cảnh cao thủ. Sau đó, động thiên pháp tắc cuồn cuộn buông xuống. Lúc này tình huống cũng không phải không trung cảnh thành rau cải trắng, mà chính là trưởng lão hội bên kia cũng biết địch nhân không thể coi thường. Vừa ra tay muốn nhất kích tất, tuyệt không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Cái này linh tôn trưởng lão gọi là âm bộ hư, âm bộ hư tại trong trưởng lão hội cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Giờ phút này, âm bộ hư động thiên đem la quân âm dương nguyên thần bao phủ, sau đó, động thiên chi lực lượng lập tức phân giải la quân nguyên thần. Âm bộ hư đương nhiên biết tới là nguyên thần, nhưng hắn muốn bảo đinh giải nghiêu, đi qua nguyên thần tìm đến đến la quân chân thân vị trí. La quân cảm ứng được nguy cơ, hắn bất quá là nhất tôn nguyên thần, chỗ đó có thể cùng âm bộ hư chống lại. Ngay lập tức tự bảo. Bảo được sao, cái kia âm bộ hư ánh mắt phát lạnh, một tay chộp tới, lập tức đem la quân cái này nguyên thần chộp vào tay la quân cùng tần khả khanh lập tức cảm giác được âm bộ hư đại thủ ấn bên trong thời gian không gian đã trở thành một thể giống như là nước sông dòng sông cuồn cuộn lao nhanh người tại chỉ có thể nước chảy bèo trôi la quân cùng tần khả khanh còn cảm giác được bên trong không gian lực lượng ngay tại phân giải bọn họ nguyên thần đồng thời đóng băng bọn họ tự bạo lực lượng nguyên thần phần tử bất quá âm dương nguyên thần há lại bình thường đông lại phần tử lập tức bị chính bọn hắn dựng dục ra đến, một tiếng ẩm vang, một giây sau, âm dương nguyên thần bạo thành phấn vụn. Âm bộ hư tay liền không có cái gì, hắn muốn dựa vào âm dương nguyên thần tìm đến đến la quân bọn người, lại là không thể nào. Âm bộ hư không khỏi giận dữ, hắn ở trên không thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Nhưng la quân cùng tần khả khanh bản thể đều trốn ở linh hồn trong tinh thạch, linh hồn tinh thạch chi, ẩn nấp vô cùng. Chính là âm bộ hư cũng khó có thể tìm được. La Quân cùng Tần Khả Khanh lúc này tại linh hồn trong tinh thạch mở hai mắt ra, sắc mặt hai người đều rất là khó coi. Tổn thất nhất Tôn Âm Dương Nguyên Thần, cũng bất quá là tổn thất một chút pháp lực mà thôi. Này cũng không có gì, nhưng lúc này lại là triệt để chứng thực một việc, mà lại là rất không ổn sự tình. Đó là Lạc Tuyết, tại tử cấm các nàng thật đã rơi vào địch nhân thủ. La Quân cùng Tần Khả Khanh còn không quá chắc chắn, đến cùng động thủ người là trưởng lão hội, vẫn là pháp học hội hoặc là có người khác la quân tuy nhiên lo lắng lạc tuyết sự tình nhưng hắn y nguyên giữ vững tỉnh táo lúc này càng là phải tỉnh táo cái kia trong động phủ đã tràn đầy mai phục chỉ chờ mình đi chịu chết tần khả khanh lại là không có la quân bình tĩnh hung hăng nhắc tới cái này nên làm cái gì làm thế nào mới tốt la quân nói ra chúng ta đi trước gặp gạo già diệp vạn sự để hắn tới trước xác định tốt tần khả khanh nói ra có phải hay không là hắn ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. La Quân nói ra, không biết, hắn không cần thiết ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Hắn nếu thật muốn động thủ, lấy hắn thực lực, cho dù động thiên chi bị hạn chế, muốn bắt chúng ta cũng là không khó. Cho nên, hắn không nhất thiết phải thế. Đến giờ này khắc này, La Quân mạch suy nghĩ y nguyên rõ ràng không? Tần Khả Khanh không khỏi nhìn nhiều, nàng lúc này tựa hồ mới hiểu được chính mình cùng La Quân bản chất khác nhau mặc dù mình la quân sống năm tháng lâu đời rất nhiều nhưng luận đến trí tuệ chính mình trung quy là không bằng hắn mà linh tuệ hòa thượng lúc này cũng không tham nói hắn sẽ chỉ ở la quân không tỉnh táo thời điểm ra tới nhắc nhở cũng may là la quân có rất ít không tỉnh táo thời điểm la quân trong lòng cũng nghĩ rõ ràng lạc tuyết tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng hắn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn trước tiên cần phải đem lan đình ngọc cho làm ra đến ngay sau đó la quân đề nghị muốn trước hồi lý ngõ tháp nhà tần khả khanh tuy nhiên ngũ tạng như lửa đốt nhưng vẫn là nghe theo la quân đề nghị thuận lợi trở lại lý ngõ tháp nhà la quân cùng tần khả khanh không có đợi bao lâu chờ đến gạo già diệp còn có trưởng tôn cùng lan đình ngọc tuệ giả đều bị mang đến tuệ giả bây giờ rất là uể oải hắn thụ bị thương rất nặng muốn đối mặt gạo già diệp những người này nhất định phải linh tuệ hòa thượng ra mặt Tuy nhiên linh tuệ hòa thượng lúc này pháp lực liền la quân cũng không bằng, nhưng là gạo già diệp phục hắn, kính sợ hắn. Lan Đình Ngọc một mực ở vào hôn mê chi, đây là hắn một loại tự thân bảo hộ cơ chế. La quân nói với Lan Đình Ngọc, Lan Đình Ngọc, người an toàn. Câu nói này vừa nói ra đi, Lan Đình Ngọc lập tức mở hai mắt ra. Lan Đình Ngọc cũng không phải là đối an toàn hai chữ mẫn cảm, mà chính là đối la quân thanh âm mẫn cảm. Lúc này, Lan Đình Ngọc cũng mặc một thân trường sam xa màu xanh lam. Hắn là cái ôn nhuận giai công tử, cho dù là mặc lấy phổ thông quần áo, nhưng cũng tự có một loại lộng lẫy chi khí. Bất quá giờ phút này, Lan Đình Ngọc tinh thần cũng không khá lắm, có chút huệ hoài. Hắn nhìn về phía La Quân, lại nhìn khắp bốn phía. Hắn cũng không nhận ra gạo già diệp cùng trưởng tôn, nhưng hắn đảo qua xem đi qua, biết hai cái này linh tôn tại linh tôn thế giới bên trong, địa vị phi phàm, Lan Đình Ngọc không khỏi giật mình, hắn nhịn không được hướng La Quân hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia tuệ giả tâm đến thời khắc này vẫn đều là phiên giang đảo hải, hắn quá giật mình. Hắn nhưng là nhận biết gạo già Diệp hội trưởng, La Quân thế mà liền gạo già Diệp hội trưởng đều có thể thỉnh cầu, còn để gạo già Diệp hội trưởng đem hắn cùng Lan Đình Ngọc đều thả. Khiến tuệ giả cảm thấy quá bất khả tư nghị, cái này căn bản chuyện không có khả năng, thế mà bị La Quân thật làm đến. Tuệ giả nhìn La Quân ánh mắt đã rất khác nhau. La Quân lúc này nóng lòng gấp, đầu tiên đơn giản hướng Lan Đình Ngọc giới thiệu gạo già Diệp cùng Trưởng Tôn. Sau đó mới lên tiếng xảy ra chuyện. Hắn lúc này liền không giấu giếm nữa, đem Lạc Tuyết còn có động phủ ra chuyện sự tình nói. Gạo già Diệp cùng Trưởng Tôn cũng là bị kinh ngạc, thực tế, Lạc Tuyết tại La Quân trong tay bọn họ, trong lòng bọn họ là rõ ràng, bất quá là không đề cập tới mà thôi. Nhưng bọn hắn giờ phút này kinh ngạc là đây là ai ra tay? Chúng ta bên này cũng không có hành động, không phải chúng ta. Gạo ra diệp bài trước khi nói ra. Là quân thì nói ra, chúng ta sử dụng nguyên thần tiến đến xem chừng, nhưng là gặp được một tên cao thủ mai phục, cao thủ kia tu vi cực cao, đã là không trung cảnh. Ta nhìn hắn một thân ngân bào, hình dạng. Là quân kiệt lực miêu tả cái kia âm bộ hư diện mạo. Là âm bộ hư, trưởng lão hội, trưởng tôn lập tức nói ra. Gạo gia Diệp sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên. Trưởng lão hội làm sao đột nhiên nhúng tay vào, chúng ta đều không có tìm được Lạc Viết chỗ ẩn thân, bọn họ là làm sao tìm được? Gạo gia Diệp 10 phần không hiểu. Trưởng Tôn trầm giọng nói ra, mấy vị tiến sĩ một mực đang nghiên cứu làm sao tìm được Lạc Viết, nhưng lại không tiến triển chút nào. Trưởng lão hội thế mà trực tiếp đi tìm tới, cái này xác thực rất quỷ dị. Hội trưởng, chẳng lẽ là ngục sở trưởng lão suy tính ra sao? Gạo gia Diệp nói ra, Ngục chỗ vẫn luôn đang bế quan, trưởng lão hội người không hội bởi vì việc này đi kinh động Ngục chỗ, mà lại thôi toán chuyện này rất là hao phí tâm lực cùng thời gian, chính là ta cũng không nguyện ý tùy tiện đi suy tính, thôi toán về sau sẽ còn hao tổn cơ duyên. Cái này hạ thần không hiểu, Trường tôn nói ra, Lan Đình Ngọc ở một bên siết chặt quyền đầu, theo biết lạc tuyết ra chuyện về sau, hắn lo lắng dị thường, chẳng qua là hắn cũng có lòng dạ. Cố Nhịn. Lúc này, hắn nói với La Quân, "La Quân, ta cần đan dược khôi phục công lực." La Quân gật gật đầu, không do dự, nói ra, "Tốt." Hắn liền đem 5 triệu thuần dương đan thuốc trực tiếp cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc không nói hai lời, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, tu luyện dưỡng thương lên. Lúc này, một mực trầm mặc linh tuệ hòa thượng mở miệng, hắn hô, "Gạo già Diệp." Tiền bối, gạo già Diệp lập tức cung kính hành lễ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, các người băng tinh nguyên thạch đã bị dung nhập vào lạc tuyết trong thân thể, không cầm về được. Gạo già Diệp hơi kinh hãi, hắn nói ra, băng tinh nguyên thạch biến mất, chúng ta đều nghĩ đến có thể là bị hòa tan. Chỉ là, cái kia băng tinh nguyên thạch chất liệu cực thần diệu, tính toán là chúng ta dùng pháp lực cũng vô pháp đem thối luyện hòa tan, vãn bối thật là quái, cái kia băng tinh nguyên thạch đến cùng là làm sao bị hòa tan mất. Cái kia lạc tuyết cô nương, không có vô pháp lực, doạn không có khả năng có bản sự này. Linh tuệ hòa thượng từ tốn nói, có bản quân tại, không có chuyện không có khả năng. Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là bản quân cũng làm không được, hiểu sao? Gạo già diệp nao nao, hắn nhìn linh tuệ hòa thượng ánh mắt liền càng thêm kính sợ. Trong mắt người ngoài, có lẽ gạo già diệp giờ phút này hành vi làm cho không người nào có thể lý giải. Lấy hắn lực lượng, muốn đem la quân cái này một nhóm người đánh tan cũng không khó nhưng hắn lại không có làm như thế đây là bởi vì gạo già diệp lòng có một tòa núi lớn ngọn núi lớn này chính là linh tuệ hòa thượng ngọn núi lớn này tại lòng hắn là không thể vượt qua linh tuệ hòa thượng tại hắn động thiên bên trong hạ xuống pháp tắc để hắn lĩnh hội cả một đời đều không thể rõ ràng hắn cảm giác chỉ cần mình rõ ràng cái kia pháp tắc ảo diệu hắn liền có thể minh bạch đại đạo chân đế đây là hắn duy nhất cơ hội cũng là hắn suốt đời nỗ lực con mắt cho nên hắn nhất định muốn cẩn thận phụng dưỡng linh tuệ hòa thượng, đồng thời đem linh tuệ hòa thượng xem như nhân sinh đạo sư. Gạo già Diệp cũng biết, chỉ cần mình đem linh tuệ hòa thượng phụng dưỡng tốt, vị này lão đại đầu ngón tay hạ xuống một điểm chỗ tốt, liền đều là để cho mình hưởng dụng không hết. Có lẽ lúc này, có người sẽ nói, cái kia La Quân một mực cùng linh tuệ hòa thượng giao hảo, cũng chưa thấy đến hắn đạt được nhiều chỗ cực tốt a. À. Nhưng là, gạo già Diệp cùng La Quân là hoàn toàn khác biệt gạo già diệp đã là thiên vị cảnh cao thủ, chẳng khác gì là tư sản hùng hậu quốc tế đại công ty, chỉ muốn lấy được linh tuệ hòa thượng một chút quan trọng tin tức, có thể được đến chỗ tốt to lớn. Mà La Quân, bất quá là cái công ty nhỏ, linh tuệ hòa thượng truyền thụ rất nhiều tin tức, hắn căn bản tiêu hóa không, cũng sử dụng không. Đây là La Quân cùng gạo già diệp khác nhau vị trí. Lúc này, gạo già diệp liền lập tức nói ra, tiền bối dậy rất đúng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, lạc tuyết, là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Nàng tuyệt đối phải cứu ra, nếu là cứu không ra, chúng ta hết thảy đều không bàn nữa, tốt a. Gạo già Diệp hít sâu một hơi, nói ra, tốt, tiền bối, ta minh bạch. Vãn bối hội kiệt lực đi làm chuyện này. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tốt, đi thôi, đi điều tra rõ ràng. Đúng, tiền bối, Gạo già Diệp nói ra. Gạo già Diệp cùng trưởng tôn liền này rời đi. Lý Ngóa Tháp nhà đối với La Quân bọn người tới nói ngược lại là hết sức an toàn. Lý ngóa Tháp Thê Tử còn có nấu ăn thật ngon, hội phụng dưỡng lấy bọn hắn. Đương nhiên, lúc này là quân bọn người có thể không tâm tình đến hưởng thụ. Lan Đình Ngọc tại vận công tu luyện, khôi phục thương thế. Mà tuệ giả cũng cần khôi phục thương thế, là quân cũng cho tuệ giả 5 triệu thuần dương đan thuốc, đồng thời nói ra, tuệ giả, người hồi người biệt thự đi dưỡng thương đi. Chờ chúng ta thuận lợi trở lại thiên châu về sau, ta sẽ giải trừ ngươi trong não vực huyết chiếu. Về sau, ta sẽ cho ngươi tự do." Tuệ Giả thân thể rung động một chút, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Thật." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Gạo già Diệp đã đáp ứng, không truy cứu nữ ngươi sai lầm. Ngươi vẫn là có thể tiếp tục làm ngươi ghi chép quan viên. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ngươi làm đến hứa hẹn ta, ta tự nhiên cũng có thể làm được hứa hẹn ngươi. Chờ chúng ta sau khi đi, nếu là tương lai lại có cơ hội gặp nhau, ngươi cứ việc rút kiếm." không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì, ngươi cũng không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Tuệ giả thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, cảm ơn. La Quân cách làm xác thực để tuệ giả có chút cảm động, nhưng tuệ giả cũng sẽ không bởi vậy mất lý trí, muốn liều lĩnh đi theo La Quân. Cái kia là không thể nào, mà lại, nói cho cùng, ở sâu trong nội tâm, tuệ giả có thể không hận La Quân đã rất tốt. Tuệ giả về sau đi la quân cũng không có ý định lại đi để ý tới tuệ giả chỉ cần trong thời gian này tuệ giả không làm cái gì bất lợi cho hắn sự tình hắn cùng tuệ giả ở giữa xem như đến đây là kết thúc cứ việc la quân cũng biết mình làm như thế cũng không phải là quá phù hợp cá nhân lợi ích bởi vì tuệ giả thỏa hiệp cùng hứa hẹn là bởi vì đến từ bản năng cầu sinh mà la quân rất không cần phải đối tuệ giả như thế nhưng đối với la quân tới nói hắn không trọng yếu hứa hẹn mới là trọng yếu nhất các loại tuệ giả sau khi đi, là quân tuy nhiên nóng lòng gấp, nhưng hắn vẫn là nhịn phía dưới tính tình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng chờ tin tức. Lúc này, tình huống không rõ, không thích hợp qua loa hành động. Mà lại, đây cũng không phải là xúc động có thể hoàn thành sự tình. Linh tuệ hòa thượng cũng ở một bên khoanh chân tu luyện, hắn đồng thời không có gấp trở lại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đáng tiếc, Linh tuệ hòa thượng thở dài. Đáng tiếc cái gì, là quân lập tức hỏi Linh tuệ hòa thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là còn có một tỷ thuần dương đan thuốc tốt, bần tăng liền có thể dựa vào gạo già diệp công lực, còn có người hai người âm dương chi lực tu luyện ra một chiêu thuật pháp tới. Một chiêu thuật pháp, có thể đem trưởng lão kia hội ngục sở trưởng lão cho giết. Tỷ thuần dương đan, là quân nghe được cái số này cũng chỉ có cười khổ. Hắn theo rồi nói ra, nhanh nhạy, người cảm thấy gạo già diệp có thể giúp chúng ta ra lạc tuyết sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này. Bần Tăng cũng không tiện kết luận, bởi vì Bần Tăng đối với Pháp học sẽ cùng trưởng lão hội tình huống cũng không rõ ràng. Bất quá, là quân đạo hiếu, người cũng không cần quá xoắn suýt. Nếu như thực sự cứu không ra lạc tuyết cô nương, chúng ta có thể đi đầu về Thiên Châu. Sau đó trần trọc đi một chuyến ương thế giới. Chỉ cần ngươi đem bần tăng tại ương thế giới bên trong bảo tàng lấy ra, như vậy bần tăng có đầy đủ đan dược đến ứng phó. Là quần ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy cũng đúng có thể hắn cảm thấy mình lại tìm đến một tia sinh cơ lan đình ngọc trải qua 2 giờ tu luyện tĩnh dưỡng nuốt 5 triệu thuần dương đan thuốc hắn pháp lực đã khôi phục lại cường thịnh trạng thái lan đình ngọc không có cái gì nhiều lời nhưng hắn cứu tâm tư người là rất kiên định lại qua một giờ trưởng tôn đến đây tiền bối trưởng tôn sau khi đi vào trước hướng linh tuệ hòa thượng hành lễ linh tuệ hòa thượng nhàn nhạt gật đầu la quân mấy người cũng trông đợi nhìn về phía trưởng tôn trường tôn liền trầm giọng nói ra, sự tình không tốt lắm. Làm sao cái không diệu pháp, là quân bọn người trái tim nhất thời hướng xuống trầm xuống. Là quân hỏi trước, lạc tuyết có khỏe không? Lan Đình Ngọc lo lắng hỏi. Trường tôn nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, hắn hồi đáp, lạc tuyết cô nương rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, lạc tuyết cô nương đã bị giam giữ tại trưởng lão hội hoạt bát các, chỗ đó thủ vệ cực xâm nghiêm, ai cũng không có cách nào đem nàng mang đi chúng ta gạo ra diệp hội trưởng tiến đến thương lượng nhưng là trưởng lão hội kiên quyết không giao người hơn nữa còn chỉ trích chúng ta vô năng lần này băng tinh nguyên thạch biến mất để cho chúng ta pháp học hội tình trạng rất là bất lợi gạo ra diệp hội trưởng lúc này cũng có chút thúc thủ vô sách ta bát muội còn có đường thanh như thế nào tần khả khanh nhịn không được hỏi nàng trái tim nắm chặt cùng một chỗ sợ nghe được cái gì bất lợi cho tại tử cấm tin tức trưởng tôn nhìn tần khả khanh liếc một chút nói ra tại tử cấm cùng đường thanh bị giam tiến chiếu ngục chi. Cái gì là chiếu ngục? Tần khả khanh thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, tuy nhiên nàng còn không biết cái gì là chiếu ngục, nhưng nghe tên biết không phải là địa phương tốt gì. Trường tôn thở dài, nói ra, chiếu ngục chi, tràn ngập oan hồn khí tức, vô số oan hồn cắn xé bọn họ, thẳng đến đem bọn hắn huyết nhục gặm nuốt sạch sẽ. Chính là chúng ta linh tôn vì đối phó nhân loại tu sĩ nhất đại tàn khốc cực hình. Tần khả khanh hoảng sợ muốn tuyệt, nàng hai mắt huyết hồng, nói ra, ta phải cứu ta bát muội ta phải cứu nàng. Nàng xúc động phía dưới, lại muốn bay thẳng đến thiên long điện bay đi. Người muốn chết sao, là quân một phát bắt được tần khả khanh, nghiêm nghị trách mắng. Có thể ta có thể làm sao, nàng không phải lạc tuyết, nàng không có miễn tử kim bài, nàng sẽ chết. Nếu là lạc tuyết tại chiếu ngục bên trong, người còn có thể tỉnh táo sao? Tần khả khanh hướng là quân quát ẩm lên có thể hay không tỉnh táo, đều muốn tỉnh táo lại. Người như thế đi, không có chút ý nghĩa nào, chỉ là chỉ thêm vong hồn. La quân sắc bén nói ra. Tần khả khanh đương nhiên biết La quân nói là sự thật, nàng cũng từ bỏ dẫy ruộng, cả người thất hồn lạc phách lên. Nàng tới nơi này, trải qua thiên khó vạn hiểm, ăn tận thiên trọng khổ, vì là bát muội. Nếu như bát muội chết thật, như vậy nàng làm ra hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. La quân trầm giọng hỏi trường tôn, nói ra, chiếu ngục chi, có thể sống bao lâu. Trường tôn nói ra, đã đi vào một ngày, lấy bọn họ tu vi, còn có thể sống hai ngày. Hai ngày sau đó, cho dù còn sống, cũng tương đương là chết người. Hai ngày, là quân liền hướng Tần Khả Khanh nói ra, nghe được sao? Còn có hai ngày thời gian. Tần Khả Khanh mắt lóe qua một tia ánh sáng tới. Là quân lại nói với Trường tôn, gạo ra diệp hội trưởng liền tại tử cấm cùng đường thanh đều cứu không ra sao. Trường tôn nói ra, trưởng lão hội toàn bộ tiếp nhận chuyện này, hoàn toàn không thể chuyển giao tại tử cấm cùng đường thanh. La quân nói ra, nếu như gạo già diệp khăng khăng đâu. Trường tôn nói ra, khăng khăng cũng không được, trưởng lão hội lúc này sẽ không cho gạo già diệp hội trưởng mặt mũi. Đây không phải nói gạo già diệp hội trưởng quyền lực không đủ, mà là bởi vì, đây là thuộc về hai cỗ thế lực, lẫn nhau không thỏa hiệp. Và lại, lần này, pháp học lại là đối lý trưởng lão hội thực lực một mực tại pháp học biết, vạch mặt, chúng ta cũng không vớt được chỗ tốt. Linh tuệ hòa thượng ở một bên bỗng nhiên nói ra, cái kia động phủ bản quân cũng nhìn một lần, trận pháp có chút huyền diệu ẩn nấp, trưởng lão hội là làm sao tìm đi qua. Trường tôn nói ra, cái này, hắn sắc mặt có chút cổ quái. Thẳng lời nói nói thẳng, là quân lập tức nói ra. Trường tôn nói ra, có ba người, gọi là Lưu Đường, Lưu Chính, Lưu Dũng, bọn họ hướng trưởng lão hội mật báo muốn cầu trưởng lão hội cho bọn hắn một cái rời đi cơ hội lúc này cái này ba người đã rời đi kỷ phấn trắng thế giới đến tự do thân cái này vừa nói lan đình ngọc nhất thời thân thể kịch chấn hắn vạn vạn không nghĩ đến lại là lưu ra mấy cái huynh đệ mật báo la quân cùng tần khả khanh cũng là trầm mặc lúc này lại có cái gì tốt nói chẳng lẽ có thể đi quái lan đình ngọc sao cái kia lưu mãng đâu lan đình ngọc lập tức hỏi trường tôn nói ra, chết, bị cái kia tam huynh đệ cho giết. Lan Đình Ngọc cũng trầm mặc đi xuống, hắn sáng mắt rõ ràng đã huyết hồng, hơn nữa còn có nước mắt cừu hận hỗn hợp. Nước mắt là vì lưu máng, cừu hận là bởi vì cái kia tam huynh đệ. Muốn đến, lưu đường tam huynh đệ là đối la quân bọn người không có có lòng tin. Bởi vậy muốn bán cho trưởng lão hội bí mật này, đạt được thân phận tự do. Mà lưu máng tự nhiên là không đồng ý, cái kia tam huynh đệ chính là lên lòng xấu xa, trực tiếp đem lưu mãng giết. Còn lại dân chúng, hơn 200 người, toàn bộ bị trưởng lão hội giết, một tên cũng không để lại. Trường tôn tiếp tục nói. Đáng giận, Lan Đình Ngọc cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này, hắn giống như là một đầu thụ thương dã thú. Nhưng hắn trừ gào lên một tiếng, hắn lại cái gì đều làm không. Lúc này, tỉnh táo nhất cùng lớn nhất thanh tỉnh đại khái là Linh Tuệ Hòa Thượng hắn nói ra, nói như vậy lên, lúc này gạo già Diệp cũng là quả quyết không có bản lãnh đem chúng ta đưa về Thiên Châu. Bởi vì trưởng lão hội không biết cho phép, thật sao? Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội xác thực đã phía dưới nghiêm lệnh, gần đây không tiếp thụ pháp học hội bất luận kẻ nào rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Là quân bọn người tâm chìm vào đáy cốc. Là quân nhịn không được nói ra, pháp học sẽ ở trưởng lão hội trước mặt, như thế nào không chịu được như thế nhất kích. Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội là pháp học hội cấp bộ môn, thiên long điện luôn luôn đều là lấy trưởng lão hội cầm đầu. Bất quá những năm gần đây, pháp học hội địa vị cũng biến thành trọng yếu, cũng lấy được rất nhiều học thuật tiến triển. Gạo gia diệp hội trưởng cùng thiên đô linh vương quan hệ cũng rất là tốt đẹp. Bởi vậy, trưởng lão hội cũng rất có kiêng kỵ, chỉ là trước mắt việc này, chúng ta pháp học hội hoàn toàn không có lý, trưởng lão hội có bọn họ quyền lợi. Là thiên đô bên kia, cũng không tiện áp đặt can thiệp, Thiên đô là quần ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy Thiên đều tựa hồ lại là một đầu không tệ tuyến, chỉ là rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng hắn cũng không có đầu mối. Trường tôn tiếp tục nói, hiện tại gạo già Diệp hội trưởng còn lo lắng một việc, sự tình gì? La quân hỏi. Trường tôn nói ra, Thiên Long biện lão tổ tông không biết đến đó, nhưng nghe nói trưởng lão hội là có biện pháp tìm tới, không dùng Trường tôn nhiều lời mọi người cũng minh bạch vị lão tổ tông kia chính là một vị tạo hóa cảnh cao thủ. Trường tôn tiếp tục nói, băng tinh nguyên thạch rơi mất, không thể coi thường. Nếu là lão tổ tông vấn trách, gạo già diệp hội trưởng thời gian cũng sẽ sống rất khổ. Một đoàn đai dối. Đây là lúc này là quân bọn người tình trạng. Mà lại, là quân mấy người cũng đã bạo lộ ra. Trưởng lão hội sẽ còn tiếp tục truy tra, một khi truy xét đến dấu vết để lại, là quân bọn người thời gian càng khổ sở hơn đến lúc đó chính là mệt mỏi, càng đừng nói cứu người. Pháp học hội thủ đoạn, trung quy là ôn hòa hiền hậu một chút. Mà trưởng lão hội đám kia lão quái vật thủ đoạn lại là sắc bén mà tàn nhẫn. Việc cấp bách là muốn trước đem tại tử cấm cùng đường thanh theo chiếu ngục chi cứu ra. La quân xử lý suy nghĩ, nói ra. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, hắn tuy nhiên lo lắng lạc tuyết, nhưng cũng biết muốn trước cứu có nguy hiểm tính mạng tại tử cấm cùng đường thanh làm sao cứu, đó là cái vấn đề lớn, Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra. Lúc này cục thế đột nhiên phức tạp đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Phía trước đường, một bước sai chính là tai họa ngập đầu. Đi thiên bên trong tòa long điện cứu người là căn bản không thực tế ý nghĩ. Không có người có thể theo thiên bên trong tòa long điện đem người cưỡng ép cứu ra. Là quân rất nhanh nghĩ đến cái gì, hắn hỏi trưởng tôn, nói ra, trưởng lão hội biết ta sao? Biết, Trường tôn nói ra, cái kia âm bước hư trưởng lão rảo sát qua ngươi nguyên thần, biết ngươi còn sống. Thiên bố lỗ tôn giả là trưởng lão hội cao thủ, bây giờ bởi vì truy sát ngươi mà tung tích không rõ. Trưởng lão hội lúc này là muốn bắt đến ngươi. La quân nói ra, pháp học hội không phải đã phán định thiên bố lỗ tôn giả đã chết sao. Trường tôn nói ra, trưởng lão hội đồng thời không tin, bọn họ muốn theo miệng ngươi tự mình thẩm vấn một ít gì đó mới được. La quân nói ra, nói như vậy, ta là có giá trị. Trường Tôn nói ra, giá trị rất lớn. La Quân nói ra, nếu như dùng mệnh ta đi đổi tại tử cấm cùng đường thanh mệnh, trưởng lão sẽ nguyện ý sao? Cái này không được, Lan Đình Ngọc lập tức nói ra. Hắn rất kiên quyết, nói ra, tuyệt đối không được, nếu là ngươi ra chuyện, tiểu tuyết nhất định sẽ trách ta không có chiếu coi trọng ngươi. Tần Khả Khanh tuy nhiên lo lắng bát nguội, nhưng cũng không tiện để La Quân dùng mệnh đi đổi. Nàng nói ra, Lan Đình Ngọc nói không sai, cái này không được. Chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Là quần khoát khoát tay, nói ra, các người yên tâm đi, ta không biết chịu chết. Ta tự có chủ trương, trưởng tôn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết đáp án. Trưởng tôn nói ra, trưởng lão hội tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại thủ tín. Nếu như dùng mạng ngươi đi đổi tại tử cấm cùng đường thanh, trưởng lão kia hội nhất định thì nguyện ý. Mà lại, bọn họ cũng khinh thường tại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. La Quân nói ra, vậy dễ làm. Hắn sau đó nói với Tần Khả Khanh, người đem ta giao cho trưởng lão hội, đổi tại tử cấm cùng đường thanh tự do. Về sau, rời đi kỷ phấn trắng thế giới, trở lại ương thế giới. Như thế, người nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Cái này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Khả Khanh không hiểu. La Quân nói ra, chiếu ta nói làm là được. Tần Khả Khanh biết La Quân có một số bí mật, La Quân mặc dù không có để lộ ra vô thủy thần ngẫu tới nhưng tần khả khanh cũng đoán ra một chút duy nhất để cho nàng lo lắng là vô thủy thần ngẫu phải chăng có thể lừa qua trưởng lão hội người đối với điểm này là quân là hướng linh tuệ hòa thượng lấy chứng qua linh tuệ hòa thượng nói ra cái này vô thủy thần ngẫu đại biến hóa thuật là đến từ thiên quân lực lượng tuy nhiên không được đầy đủ nhưng bần tăng đoán chừng trong trưởng lão hội còn không người có thể nhìn thấu này đại biến hóa thuật thêm đạo hữu người có thể toàn bộ hành trình khống chế dạng này cũng hẳn là sẽ không để bọn hắn sinh nghi xác thực có thể thử một lần chỉ là lần này tiến đến làm không tốt cái này vô thủy thần ngẫu muốn chôn vùi la quân tịnh không để ý hắn biết vô thủy thần ngẫu là tuyệt đối đồ tốt nhưng là la quân cảm thấy cứu người càng thêm quan trọng hắn vì cứu lan đình ngọc cùng tuệ giả thân thể đan dược cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ sổ sách tính được quá rõ ràng không có cách nào làm việc Trường Tôn cũng không biết rõ là quân kế hoạch, Trường Tôn cũng cảm thấy không có quá cái gọi là, hắn có chính hắn dự định, cũng không phải là la quân trước mắt một con chó. Hắn chỉ là muốn cùng linh tuệ hòa thượng trước sau vẹn toàn. Bao quát gạo già diệp, cũng chưa chắc nhiều thành tâm hỗ trợ, chẳng qua là ngóng trông linh tuệ hòa thượng chỗ tốt. Dù sao hết sức hỗ trợ, làm không được, người cũng không cần ép buộc. Đây là trường tôn cùng gạo già diệp thái độ. Gạo già diệp cũng xác thực nóng vội, hắn biết linh tuệ hòa thượng pháp tắc là hắn nửa đời sau lớn nhất đại kỳ ngộ. Chỉ cần hắn có thể đi vào tạo hóa cảnh, như vậy pháp học hội có thể trong nháy mắt dương mi thổ khí, chính là trưởng lão hội lão tổ tông đến, vậy cũng phải từ đó cùng hắn xương huynh gọi đệ. Đây là gạo già diệp cơ hội, cho nên, gạo già diệp lúc này cũng sẽ không đến xuống tay với linh tuệ hòa thượng. Trưởng tôn sau đó liền rời đi, hắn hành động là bí mật, cũng sẽ không để trưởng lão hội biết trưởng lão hội một khi biết những chuyện này, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Chỗ may mắn là, Pháp học hội cùng thiên đô bên kia luôn luôn cùng nhau trông coi. Trưởng lão hội cũng không dám đối Pháp học hội quá phận, cũng không dám nhúng tay Pháp học trong hội bộ sự tình. Chỉ là lúc này, bọn họ bắt lạc tuyết cũng là nhân cơ hội trảo Pháp học hội uy, muốn theo dựng nên chính mình quyền uy. Mặt khác, bọn họ cũng cảm thấy lạc tuyết là một cơ hội, nếu là lợi dụng được, đem hàn băng chi phách cùng băng tinh nguyên thạch lực lượng kích phát ra đến dài như vậy lão hội có thể lần nữa thực lực tăng nhiều tuy nhiên cái này rất khó cũng rất xa vời nhưng trưởng lão hội vẫn là hội kiệt lực thử một lần băng tinh nguyên thạch đầu đề vốn là giao cho pháp học biết khiến trưởng lão hội vẫn luôn rất cảnh giác lúc này bọn họ đã đến cơ hội danh chính ngôn thuận đem băng tinh nguyên thạch cái này đầu đề lấy tới như vậy lấy trưởng lão hội bá đạo tuyệt sẽ không lại buông tay bọn họ lần này cùng gạo già diệp là một điểm thể diện đều không nói ao pi tư núi lâu dài vân vụ lượn lờ giống như tiên cảnh thiên long điện nguy nga đứng vững hùng vĩ chi mang theo hùng vĩ hùng vĩ chi lộ ra nghiêm túc uy nghiêm thiên long điện cung điện hư không cái kia vẻ ngoài lương đống thần long vần quanh sinh động như thật lúc này chính là hoàng hôn ao pi tư dưới núi mới ánh sáng mặt trời đã xuống núi mà tại ao pi tư núi mới tầng mây chi ánh sáng mặt trời lóa mắt cùng cực. Thiên Long Điện Cung Điện tại tầng mây chi. Đây đối với phổ thông nhân loại cùng linh tôn tới nói, đã là thần tích. Bất quá, cũng tươi có nhân loại cùng phổ thông linh tôn có thể đến đây kiến thức. Bởi vì Thiên Long Điện bốn phía, sớm bố trí xuống khủng bố trận pháp, người sống chớ gần. Bầu trời tầng mây, một đoàn một đoàn, giống như là vô số sợi bông một dạng. Nơi xa vân sơn nhấp nhô, rồi rào chi giống như thiên cung. Đỉnh núi chi, gió núi tàn phá bừa bãi. Tại lúc này, một đạo nhân loại bóng người xuất hiện. Cái gì linh tôn, kia nhân loại bóng người còn chưa tới gần, một tên trưởng lão hội cao thủ đã đến đây ngăn cản. Cái này cao thủ tu vi tại cửu trọng thiên ở giữa, tướng mạo khôi ngô, chính là một tên thủ trận sứ giả. Thiên Long điện trận pháp vẫn luôn là từ trưởng lão hội duy trì, cho nên trưởng lão hội thường thường có thể pháp học sẽ nhận được càng nhiều tình báo cùng cơ hội. Đến mức pháp học biết, trưởng lão hội người ra vào Thiên Long Điện đều là đạt được trận pháp cho phép, ngược lại là không có kinh động thủ trận sứ giả. Cái kia thủ trận sứ giả nhìn về phía người đến, ngay sau đó nghiêm nghị quát lớn. Tới là một tên nhân loại nữ tử, thân mang màu đen khôi giáp, tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi phàm. Nàng không là người khác, chính là Tần Khả Khanh. Thủ trận sứ giả gọi là Lý Mộc, Lý Mộc nhìn thấy người đến lại là một tên nhân loại, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn có rất ít người loại dám xông vào thiên long điện người bình thường không đến được mà có tu vì nhân loại đó là đối thiên long điện sợ đến trong xương cốt có bao xa hận không thể tránh bao xa quả quyết không có chủ động đưa môn đạo ý đương nhiên trước đó từng có ngoài ý muốn ba tên nhân loại đến đây mật báo đến không ít chỗ tốt lớn mật lại dám tự tiện xông vào thiên long điện lý mục quát lớn tần khả khanh lập tức ôm quyền nói ra tiểu nữ tử có trọng yếu bí mật hướng trưởng lão nhóm báo cáo. Ừm, Lý Mộc lập tức cao độ coi trọng lên, trước đó nhân loại mật báo, trưởng lão hội đạt được lợi ích khổng lồ. Lúc này lại có người đến mật báo, Lý Mộc lập tức nói ra, tốt, người ở chỗ này đợi chút, ta lập tức đi thông báo các trưởng lão. Tần Khả Khanh nói ra, làm phiền. Tần Khả Khanh tâm là khẩn trương, nàng không có cách nào không khẩn trương. Cái kia dưới tầng mây thiên long điện đại biểu cái gì, trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở. Như thế lực lượng cùng quyền uy là nàng không dám tưởng tượng. Chính là sư phụ ngống chín mẹ đến nơi đây, cũng không thể lật ra gợn sóng tới. Nàng sợ hãi tới nơi này, cũng sợ hãi lộ ra sơ hở. Nhưng hết thảy nếu là vì bát muội nàng liền có thể đem một chút sợ hãi chân áp đến đáy lòng đi. Chân trời dáng chiều là thêm mỹ như vậy, cực giống tình nhân máu tươi. Tần khả khanh cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh có một đạo đại thủ ấn theo hư không chi phá không mà ra, trực tiếp vồ lấy Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh liền chống cự tâm tư đều không sinh ra, đã bị bắt vào đến diệu phần tử trận pháp chi. Ngay sau đó, trước mắt nàng lóe lên, người đã xuất hiện tại một gian đại điện chi. Cái kia bốn phía đại điện, không có vật gì, mặt đất bóng loáng như gương, khắp nơi đều lộ ra một loại vô uy nghiêm. Tại đại điện mới, có ba tên trưởng lão sóng vai mà ngồi thủ trưởng lão chính là gơ trưởng lão trưởng lão hội bên trong ngục sở trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu nhưng ngục sở trưởng lão đang bế quan chi bây giờ trưởng lão hội bên trong quản sự chính là lạnh vân trưởng lão bất quá lạnh vân trưởng lão khẳng định cũng lười tới hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này gơ trưởng lão ánh mắt uy nghiêm hắn nhìn về phía tần khả khanh lạnh lùng nói ra người đến người nào tần khả khanh chưa tỉnh hồn lúc này kịp phản ứng liền cúi đầu nói ra Hồi bẩm trưởng lão, tiểu nữ từ Tần Khả Khanh đến từ Ương thế giới. Theo Ương thế giới tới, Gơ trưởng lão nói ra, chúng ta kỷ phấn trắng thế giới tu sĩ, có thể tới lớn nhiều đều là bị chúng ta bắt tới. Ngươi lại không có tại bắt bắt chi, như thế, ngươi nói cho bản trưởng lão, ngươi là làm sao tiến đến? Tần Khả Khanh đồng thời không hoảng loạn, loại này cha hỏi, là quân sớm đoán được, cũng giúp Tần Khả Khanh nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tần Khả Khanh ngay sau đó nói ra, tiểu nữ tử đến đây, hy vọng cùng trưởng lão ngài có thể làm thành một cọc giao dịch. Nếu là có thể nói thành, ngài cũng tự nhiên có thể minh bạch, tiểu nữ tử là thông qua thủ đoạn gì tiến đến. Giao dịch, gơ trưởng lão cùng bên người đông lâm trưởng lão cùng thiên giật trưởng lão trao đổi nhan sắc. Sau đó, gơ trưởng lão cười một tiếng, nói ra, hiện tại nhân loại kỳ lân nhi cũng đều ưa thích cùng trưởng lão chúng ta sẽ làm lên sinh ý tới. Cũng được, bây giờ chúng ta linh tôn thế giới đã không phải là bí mật, Thả các người hồi đi cũng không phải là không thể được. Ngươi hãy nói, đến cùng là muốn làm thế nào giao dịch? Nếu là trải qua chúng ta giám định, như lời ngươi nói đồ vật không có chút giá trị, như vậy rất xin lỗi, người đem vĩnh viễn lại cũng khó có thể đi ra chúng ta cái này Thiên Long Điện." Tần Khả Khanh nói ra, trưởng lão yên tâm, tiểu nữ tử đã chạy đến, liền là có chút nắm chắc. Ta lại có thể không biết trưởng lão hội thủ đoạn đây. Như thế rất tốt." Gơ trưởng lão nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, ta bát muội tại tử cấm, còn có nước ta tam điện hạ đường thanh bây giờ tại các ngươi tay, ta nguyện ý dùng một người tới cùng các ngươi trao đổi. Người nào, gơ trưởng lão ba tên linh tôn lập tức đến hứng thú. Tần Khả Khanh ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía gơ trưởng lão, nàng chậm rãi nói ra, là quân. Audio điện tử võ tấn bền Làm tần khả khanh nói ra la quân hai chữ ra đến thời điểm, gơ trưởng lão còn có đông lâm trưởng lão, thiên giật trưởng lão sắc mặt đều là thay đổi một chút. Hắn quả nhiên không chết, cái này ba tên trưởng lão tâm đồng lúc toát ra một ý nghĩ như vậy tới. Gơ trưởng lão mắt tỏa ra ánh sao, hắn nhìn gần tần khả khanh, nói ra, người biết là quân ở đâu. Tần khả khanh nói ra, tiểu nữ tử đã đến trao đổi, tự nhiên là biết là quân ở nơi nào. Ngài không phải mới vừa hỏi ta làm sao đến kỷ phấn trắng thế giới sao đó là La Quân dẫn ta tới, hắn tuy nhiên tu vi không rất cao, nhưng hắn có bao nhiêu đặc thù bản sự, chắc hẳn các trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng. Như tiểu nữ tử không nói cho chư vị trưởng lão hắn chỗ ẩn thân, chỉ sợ các ngài là tìm cả một đời cũng khó có thể tìm được hắn nửa phần tung tích. Gơ trưởng lão lập tức cùng đông lâm trưởng lão, thiên giật trưởng lão châu đầu ghé tai lên. Sau một lúc lâu, gơ trưởng lão nói ra, cho nên, người kháng cáo là dùng la quân đến trao đổi người bát muội cùng đường thanh. Tần khả khanh nói ra, không sai, mà lại, ta còn hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể đem chúng ta đưa ra kỷ phấn trắng thế giới. Gơ trưởng lão gật gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi tình báo là thật, chúng ta thuận lợi đem la quân bắt lấy. Như vậy, ngươi kháng cáo, chúng ta hội toàn bộ thỏa mãn ngươi. Tần khả khanh nói ra, đa tạ chư vị trưởng lão. Gơ trưởng lão nói ra, việc này không nên chậm chế, đông lâm, thiên giật các ngươi lập tức cùng âm bộ hư tiến đến đuổi bắt La Quân. Lần này, nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn đào thoát. Vâng, Đông Lâm trưởng lão cùng thiên giật trưởng lão lập tức hẳn là. Gơ trưởng lão nói với Tần Khả Khanh, người dẫn đường. Tần Khả Khanh nói ra, vâng. Tần Khả Khanh tại vừa mới kém chút thốt ra, để gơ trưởng lão trước đem bát nguội cùng đường thanh theo chiếu ngục bên trong kéo ra tới. Nhưng nàng vẫn là kịp thời nhớ tới La Quân khuyên bảo đó là tuyệt không thể xách cái này một gốc dạ cái này một gốc dạ nhấc lên lập tức sẽ lộ ra sơ hở như vậy trưởng lão hội linh tôn trưởng lão hội hỏi ngược một câu làm sao ngươi biết bọn họ tại chiếu ngục bên trong như vậy tần khả khanh đem về á khẩu không trả lời được gơ trưởng lão có rất nhiều sự vụ phải xử lý hắn đồng thời không chuẩn bị cùng đi tham dự bắt mà đông lâm trưởng lão còn có thiên giật trưởng lão cùng âm bước hư trưởng lão rất nhanh hợp thành hợp lại cùng nhau Tần Khả Khanh đi theo ba vị trưởng lão ra Thiên Long Điện. Thiên Long Điện bên ngoài, gió núi phồng lên. Tầng mây phiêu miểu mà trắng như tuyết, liếc nhìn lại, trông không đến chân trời. Tần Khả Khanh một thân áo giáp màu đen, tóc dài theo gió bay múa, hơi có vẻ thê lương. Nàng hít sâu một hơi, đối cái kia ba vị cường đại như thần linh quái vật trưởng lão nói ra, ba vị trưởng lão, còn xin các ngươi đi đầu ẩn nấp. Ta sẽ trước ra tay với hắn, nếu để cho hắn cảm thấy được dấu vết để lại hắn sẽ lập tức thoát đi khác thủ đoạn rất nhiều hơn nữa còn am hiểu ẩn thân thuật âm bước hư trưởng lão đối tần khả khanh cũng không khoái cũng không quá để mắt tại âm bước hư trưởng lão trong mắt nhân loại kỳ lân nhi đều là đáng xấu hổ từng cái từng cái ti tiện không còn ưa thích từ tương xuất bán khuyết thiếu tối thiểu trung thành loại này giảo hoạt nhân loại kỳ lân đối đãi bọn hắn chỉ cần dùng bạo lực nhất cùng trực tiếp đến tàn nhẫn thủ đoạn là đủ Âm bước hư trưởng lão lạnh hư một tiếng, nói ra, lần để hắn đào tẩu, chính là là bởi vì hắn vốn là nguyên thần. Hắn ẩn thân thuật, bản trưởng lão đã sớm có thể khám phá. Lần này, bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có bản lãnh gì thoát đi. Một bên đông lâm trưởng lão nói ra, âm bước hư trưởng lão, lời nói không cần nói đến chậm như vậy nha. Ngươi là có tính khí, có bản lĩnh, nhưng ngươi cùng thiên bố lỗ tôn giả lên như thế nào? Thiên bố lỗ tôn giả đều tại hắn tay thất bại, trước đó giả thiên xuất thủ, cũng để cho hắn bình yên vô sự thoát đi. Ta nhìn chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đến được tốt, để tần cô nương xuất thủ trước mà. Lần này, chúng ta ba người nếu là đồng loạt ra tay lại ra tay vạ, ta nhìn chúng ta cũng là không mặt mũi lại hồi trưởng lão hội. Ngươi, lời nói này để âm bộ hư rất là không thoải mái, nhưng Đông Lâm trưởng lão xưa nay lão luyện thành thục, lời nói này nhắc tới cũng là có lý hắn tuy nhiên không thoải mái, cũng là không thể nào cãi lại. Ngay sau đó, ngày đó giật trưởng lão nói ra, tần cô nương, người cứ việc hành sự. Hôm nay, ba chúng ta linh tôn đều nghe người phân phó. Nàng cũng xứng, âm bộ hư nhịn không được cười lạnh. Tần khả khanh Mỹ lệ khuôn mặt nhất thời xanh một trận, đỏ một trận. Cứ việc, nàng cũng không phải là thật bán la quân. Nhưng bây giờ, tại âm bộ hư trong mắt, nàng là một người như vậy nàng vẫn cảm giác được có chút xấu hổ. Đông lâm trưởng lão lập tức nói ra, tần cô nương, người bỏ qua cho. Âm bộ hư hắn là một lão quái vật như vậy, không cần để ý nàng. Tần khả khanh nói ra, tiểu nữ tử chỉ muốn phải cứu ra bát muội cùng đường thanh, hắn hết thảy, đối tiểu nữ tử tới nói, cũng không đáng kể. Nàng lời nói, biểu hiện, thực tế đều là rơi vào ba vị trưởng lão mắt. Nếu là lộ ra sơ hở, cũng sẽ để ba vị trưởng lão sinh nghi. Mà lúc này, Tần Khả Khanh cho bọn hắn hình tượng là, đây là một cái vì cứu thân nhân có thể liều lĩnh người. Như vậy nàng bán la quân, cũng không đủ vì. Cảnh ban đêm buông xuống, tại cảnh ban đêm chi, Tần Khả Khanh triển khai thân pháp, ở trên không nhanh như điện chấp. Nàng là hướng trước đó cái kia vắng vẻ động phủ mà đi. Rất nhanh, liền tới đến cái kia động phủ phụ cận. Thế mà ẩn trốn ở chỗ này sao? Âm bước hư trưởng lão sắc mặt có chút cổ quái. Tần Khả Khanh nói ra, là quân người này, giảo hoạt không, mà lại can đảm cẩn trọng. Hắn biết nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương. Các người theo động phủ rút đi về sau, hắn vào ở động phủ chi. Âm bộ hư không khỏi nổi nóng, nói ra, lẽ nào lại như vậy? Luôn luôn so sánh trầm mặc thiên giật trưởng lão cười một tiếng, nói ra, nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương, cái này sách lược đều là dùng nát sách lược. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại chúng ta đều chủ quan thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác làm như thế. Kẻ này chính là là quỷ tài A. À. Đông lâm trưởng lão nói ra, kẻ này có thể bằng vào không quan trọng tu vi để cho chúng ta một lần đều không tránh thức bắt lấy hắn qua, trí tuệ cũng sớm có thể thấy được lốm đốm. Tần Khả Khanh thì nói ra, ba vị trưởng lão đợi chút, ta lưu lại dấu ấn tinh thần. Các người thầm quan sát, không cần thiết không thể lại cho hắn đào tàu cơ hội. Đông lâm trưởng lão liền nói ra, như thế làm phiền tần cô nương. Tần khả khanh gật đầu, ngay sau đó lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó liền hướng cái kia trong động phủ bay đi. Lý ngóa tháp nhà chính là la quân cứ điểm, tự nhiên không thể bại lộ. Mà động phủ này là la quân vô thủy thần ngẫu nơi ở. Tần khả khanh động tính cũng hoàn toàn rơi vào ba vị trưởng lão mắt. Tần khả khanh thuận lợi vào tới trong động phủ. Cái kia động phủ chi, yên tĩnh, u ám, đồng thời huyết tinh chi khí không rời ba vị trưởng lão nhìn đến la quân ngay tại khoanh chân tu luyện. Phách động bốn phía, hơi nước lượn lờ, thạch nhũ rủ xuống thạch, trăm ngàn hình. La quân một thân trường sa màu trắng, nho nhã mà trầm mặc. Người trở về à nha, la quân nhìn đến tần khả khanh trở về, liền mở mắt ra. Hắn giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Tần khả khanh gật đầu. La quân nói ra, đi tìm hiểu đến cái gì. Tần khả khanh lắc đầu, nói ra, có thể dò thăm cái gì đâu. Không hề nghi ngờ, bọn họ là bị bắt vào thiên long điện. Cái kia thiên bên trong tòa long điện, thiên la địa võng, ta căn bản không dám tới gần. La quân liền nhẹ nhàng nói, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Nghĩ như thế nào, căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Tần khả khanh táo bạo nói ra. La quân nói ra, vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Tần khả khanh nhìn về phía La quân, nói ra, Ngươi nói ngươi thích ta đúng hay không?" La Quân gật đầu, nói ra, "Đúng, nếu như không là ưa thích ngươi, ta như thế nào bồi ngươi tới đây nguy hiểm kỳ phấn trắng thế giới." Tần Khả Khanh nói ra, "Vậy thì tốt, hôm nay ta thỏa mãn ngươi. Ngươi không là ưa thích ta sao? Ta đem chính ta cho ngươi." Nàng sau khi nói xong, đến La Quân trước mặt, liền đi hôn La Quân bờ môi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hai mắt trợn lên, mặc cho Tần Khả Khanh hôn tới. Đây là một vòng hôn nồng nhiệt, La Quân giống ngốc tử, có điều rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Hắn bắt đầu chủ động. Mà cũng vào lúc này, Tần Khả Khanh xuất thủ. Nàng đột nhiên một trưởng vỗ ra, khác ở La Quân ngực bụng. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc lóe ra 10 mét bên ngoài. Hắn chuồn đến rất nhanh, nhưng vẫn là thụ thương, hắn sắc mặt đại biến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. La Quân vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị nói: Tần Khả Khanh, người có ý tứ gì? Tần Khả Khanh hốc mắt đỏ, nàng lộ ra bi thương mà bất lực, thật xin lỗi, La Quân. Trừ đem người bán cho trưởng lão hội, ta nghĩ không ra hắn biện pháp có thể cứu muội muội ta. Cho nên ngươi, La Quân nổi giận, ta vì ngươi, làm nhiều như vậy. Kết quả là, ngươi là như vậy đối với ta, ta thật sự là mắt mù, ngươi cái này độc phụ, ta giết ngươi. La Quân trong cơn giận dữ, cấp tốc thi triển ra tạo hóa kiếm quyết ô ép một chút kiếm quang tại động phủ bên trong lấp lóe sát khí ngang dọc, sắc bén cùng cực, pháp tác vô cùng. Tại ngoài động ba vị trưởng lão mắt thấy đây hết thảy, âm bước hư trưởng lão nói ra, xem ra, chúng ta có thể xuất thủ. Luôn luôn ôn hòa hiền hậu đông lâm trưởng lão từ tốn nói, người gấp cái gì, nếu là tần khả khanh chết tại la quân tay, chẳng phải là càng tốt hơn. Kể từ đó, chúng ta cũng không cần hướng nàng thực hiện hứa hẹn. Điều này cũng đúng, âm bộ hư kịp phản ứng, hắn nhìn nhiều Đông Lâm trưởng lão liếc một chút, lòng sinh ra kiêng kỵ. Hắn cảm thấy cái này tiểu lão tử tầm thường đều là người hiền lành, nhân nghĩa trung hậu, không nghĩ tới tâm tư lại là độc ác rất a. À. Cũng là tại lúc này, cái kia Tần Khả Khanh đã lóe ra đến, chạy trốn tới ba vị trước mặt trưởng lão. Mà phía sau, là quần quát to, độc phụ, ta giết ngươi. Tần Khả Khanh sắc mặt bối rối, nói ra, ba vị trưởng lão, cứu ta không dùng đồ vật âm bộ hư vẫn là không nhịn được là quân một chém giết tới hắn liền trực tiếp nhất trưởng chộp tới một trưởng này đem la quân cho chộp vào tay là quân nhất thời không thể động đậy các ngươi các ngươi liên hợp lại hại ta là quân buồn giận đan sen nói ra ta thật hận a à. dễ dàng như vậy bắt lấy thiên giật trưởng lão ở một bên sắc mặt cổ quái âm bước hư trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói ra Tiểu tử này ngũ tạng lục phủ đều bị con bé kia trọng thương, căn bản không chịu nổi một kích, tốt bắt lắm đây. Tần khả khanh thì thở phào, nàng xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đi nhìn thẳng la quần ánh mắt. Không phải nghe nói hắn có một đạo màu đen ô quang, huyền diệu vô song sao. Đông lâm trưởng lão vẫn là rất cẩn thận, hỏi. Linh hồn tinh thạch là một bí mật lớn, pháp học hội linh tôn là rất rõ ràng. Nhưng là trưởng lão hội bên này đồng thời không rõ ràng chỉ biết là La Quân có một đạo màu đen ô quang rất là lợi hại, liền động thiên pháp tắc đều có thể xông phá. Linh hồn tinh thạch từng tại tuệ giả thân thể xuất hiện, La Quân cũng là sở hội liên lụy đến tuệ giả. Cho nên, hắn bàn giao Tần Khả Khanh không cần nói ra linh hồn tinh thạch sự tình. Lúc này, Tần Khả Khanh gặp Đông Lâm trưởng lão hỏi màu đen ô quang sự tình, nàng lập tức nói ra, đó là hắn tính mệnh giao tu một món pháp bảo, gọi là lôi thạch. Lôi thạch năng lượng vô cùng, thân thể của hắn có thể chui vào lôi thạch, đem lôi thạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái kia lôi trong đá lôi điện nghe nói là tối nguyên thủy lôi điện, cho nên có thể xé rách đơn giản một chút động thiên pháp tắc. Bất quá, lần tại đột phá giả Thiên Đại Nhân pháp tắc lúc, lôi thạch đã hoàn toàn tổn hại. Tổn hại, Đông Lâm trưởng lão hiển nhiên không tin, nói ra, không khỏi quá khéo a. À. Vị này xem ra lớn nhất ôn hòa hiền hậu trưởng lão, lại là cực kỳ khó có thể đối phó. Tần Khả Khanh lập tức nói ra, là quân giảo hoạt không, hắn là nói như vậy, nhưng đến cùng phải hay không thật tổn hại. Tiểu nữ tử cũng không thể nào biết được. Tiện nhân, là quân lập tức giận mắng Tần Khả Khanh. Đông lâm trưởng lão vung tay lên, nói ra, trước mặt kệ hắn, mang trở về rồi hãy nói. Chúng ta muốn nghiệm chứng trước người này thân Phật, nếu thật là nghiệm minh chính thân, chứng minh người này thật là la quân. Như vậy, chúng ta hội thực hiện chính chúng ta lời hứa nhưng nếu là cha gia tần cô nương ngươi lừa gạt chúng ta như vậy thật xin lỗi ngươi đi chiếu trong mục bồi ngươi muội muội đi ngày đó giật trưởng lão lập tức thân thủ dựng ở tần khả khanh bả vai nói ra tần cô nương đi thôi tần khả khanh nỗ lực chấn tĩnh lại đồng thời gật gật đầu nói ra tốt sau đó một đoàn người cấp tốc trở về thiên long điện bọn họ đều là cao thủ tốc độ tự nhiên nhanh chóng thời gian nháy mắt đã đạt tới ao pi tư núi liền nhìn đến cảnh ban đêm chịu ý vi tráng quan thiên long điện. Đông lâm trưởng lão một đoàn người cấp tốc tiến vào trưởng lão hội, hướng gơ trưởng lão phục mệnh. Gơ trưởng lão được nghe là quân bị bắt được, cũng lập tức bẩm báo lạnh vân trưởng lão. Cái kia lạnh vân trưởng lão chính là thiên vị cảnh cao thủ, hai mắt như điện, nhìn rõ mọi việc, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều mơ tưởng trốn qua hắn pháp nhãn. La quân đối với trưởng lão sẽ đến nói, xác thực rất là trọng yếu. Bởi vậy, Lãnh vân trưởng lão tại biết được La Quân bị bắt sau khi trở về, trước ngựa đến gặp nhau. Đại điện chi, sáng ngời ánh đèn đem cái này hào hoa điện phòng chiếu lên rõ ràng rành mạch. La Quân bị áp tiến đến, lại bị âm bộ hư một chân đá quỳ trên mặt đất. Giờ phút này La Quân, uể oải mà chật vật, lại không thiếu niên nhuệ khí. Tần khả khanh cung cung kính kính đứng ở một bên. Cái kia lạnh vân trưởng lão là một lão giả, hắn bóng lưng có chút khom người mặt nếp nhăn đao khắc dìu đục, hắn dáng người thon gầy, giống như là một vị có học vấn trưởng giả. Tuy nhiên diện mạo vẫn là linh tôn diện mạo, nhưng nhìn hắn ánh mắt, liền biết loại quái vật này tràn ngập nhanh nhạy. Lạnh vân trưởng lão không lộ liếu, bí ẩn, lại cho người ta một loại vô hình áp bách chi lực. Lúc này, gơ trưởng lão ngồi tại lạnh vân trưởng lão bên người. Lạnh vân trưởng lão thì là nhìn về phía tần khả khanh cùng la quân, là này nhân loại kỳ lân nữ tử cung cấp manh mối. Lạnh vân trưởng lão mỉm cười, hỏi bên người gơ trưởng lão. Gơ trưởng lão cung kính nói ra, đúng, đại tôn giả. Này nhân loại kỳ lân nữ tử, đi vào chúng ta nơi này, là vì cứu trở về muội muội nàng, là cái kia gọi là tại tử cấm nhân loại kỳ lân. Bây giờ đang bị chúng ta ném vào chiếu ngục chi. Chiếu ngục, tần khả khanh phản ứng cái này ngược lại là nhanh, lập tức vô ý thức hỏi, cái gì chiếu ngục? chiếu ngục là cái gì? Im miệng, thiên giật trưởng lão quát lạnh một tiếng, nói ra, nơi này có người sen vào phần sau. Tần khả khanh nhất thời câm như hến. Giờ khắc này, tần khả khanh tâm thực là bi thương. Vô bi lạnh, nàng tại nhân loại thế giới bên trong, là địa vị cao thượng. Không nói tại lục diệp trong hội, tại đại chiêu vương hướng chi. Là đến hắn thế giới bên trong, nàng cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể giờ phút này, nàng tại một chỗ như vậy, địa vị lại là thấp đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ. Nàng không có chút nào nhân quyền, chỉ cần nàng phàm là có một tia phản kháng dấu hiệu. Đối phương có thể trực tiếp giết nàng. Đây là nàng loại nhân vật này. Nàng cũng không dám phản kháng. Nàng đều không dám phản kháng, những cái kia hơn nhân loại luôn làm sủng vật, thực vật chờ một chút, tựa hồ cũng không đủ vì. Lạnh vân trưởng lão không để ý đến tần khả khanh, hắn nói ra, nàng và la quân cùng một chỗ tiến đến. Gơ trưởng lão nói ra, không sai. Làm sao tiến đến, lạnh vân trưởng lão hỏi. Gơ trưởng lão nói ra, vấn đề này, còn cần tra. Lạnh vân trưởng lão gật gật đầu, nói ra, gơ, vấn đề này, nhất định phải nghiêm tra. Chúng ta trưởng khống truyền tống trận, phong bế toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới. Nhất định phải làm đến cái gì linh tôn tiến đến, ra ngoài, còn có nhân loại kỳ lân, một khoản, cũng không thể có mảy may sai lầm. Không phải vậy lời nói, có lẽ sẽ trở thành tai họa ngập đầu. Chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan, đừng tưởng rằng tại một chỗ như vậy, khống chế nhân loại kỳ lân, cho là chúng ta đã đại quyền trong tay, đại cục đã định. Ý nghĩ này là tuyệt đối không được. Gơ trưởng lão nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người, bởi vì hắn là chủ quản truyền tống trận. Đúng, đại tôn giả giáo huấn là, gơ trưởng lão nói ra. Lạnh vân trưởng lão theo rồi nói ra, đem cái này hai tên nhân loại kỳ lân não vực điều tra một lần, đoạn tuyệt tất cả ấn ký liên lạc, sau đó tách ra thẩm vấn. Trưởng lão, Tần Khả Khanh nói gấp, ta đồng thời không phải là các ngươi tội phạm, các ngươi từng có hứa hẹn tại ta. Lạnh vân trưởng lão nhạt lạnh nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi là có hay không làm đến ngươi đáp ứng. Nếu có kỳ đầy, tự nhiên đã không còn cam kết gì. Tần Khả Khanh trầm mặc đi xuống. Sau đó, đông lâm trưởng lão cùng thiên giật trưởng lão mang đi tần khả khanh. Đại điện thứ đó lưu lại la quân. Tại đại điện trong thiên điện mặt, đông lâm trưởng lão cùng thiên giật trưởng lão đầu tiên phong bế tần khả khanh não vực pháp lực, để tần khả khanh không thể cùng bất luận cái gì bên ngoài pháp lực liên hệ. Đến mức ấn ký, bọn họ cũng tìm kiếm một lần. Tần khả khanh trong não vực thật có la quân ấn ký tồn tại. Người giải thích thế nào? Thiên giật trưởng lão lục soát về sau, lạnh lùng hỏi Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, đây là chúng ta liên hệ chi dụng, sợ vạn nhất làm mất. Thật sao, thiên giật trưởng lão hồ nghi. Đông lâm trưởng lão cười một tiếng, nói ra, thiên giật, người khác nghi thần nghi quỷ. Nếu là người cùng ta đi lạ lẫm địa phương, cũng sẽ lưu ấn ký tới làm liên hệ chi dụng. Có là bình thường, không, không bình thường. Cái này lời vừa nói ra, tần khả khanh tâm là bỗng nhiên nhảy một cái nàng không khỏi lần nữa trong lòng đối la quân lau mắt mà nhìn bởi vì lúc trước nàng và la quân thật là lẫn nhau lưu ấn ký trước đó muốn để lừa gạt linh tôn lúc tần khả khanh muốn tiêu hủy ấn ký la quân ngăn cản hắn nói là đông lâm trưởng lão lời nói này ấn ký muốn lưu có là bình thường không có ngược lại làm cho người sinh nghi tại đông lâm trưởng lão cùng thiên giật trưởng lão pháp lực phong bế phía dưới chính là lẫn nhau có lưu ấn ký cũng vô pháp đi qua ấn ký liên hệ bởi vì vì tất cả tín hiệu đều bị ngăn cách bất quá vô thủy thần ngẫu đồng thời không thế nào sợ hãi pháp lực ngăn cách bởi vì vô thủy thần ngẫu trận pháp là một loại từ trường cảm ứng loại hình biện pháp cũng không phải là đi qua tin tức truyền thống là quân pháp lực cơ hồ là không có khe hở truyền thống đến trận pháp bên trong điều khiển như cánh tay dù sao cái này thần ngẫu tồn tại chính là thiên quân bên trong đại năng kiệt tác muốn là động một tí bị người phong bế pháp lực truyền thống cái này thần ngẫu cũng mất đi chỗ chân quý. Chí ít, xem như Lãnh Vân trưởng lão xuất thủ, cũng phong bế Không La Quân cùng thần ngẫu ở giữa pháp lực truyền tống. Sau đó, chính là một vòng thẩm vấn. Chuyện thứ nhất là muốn hỏi La Quân cùng Tần Khả Khanh đến cùng là làm sao tiến vào kỳ phấn trắng thế giới. Vấn đề này không làm rõ ràng, đám này các trưởng lão ăn ngủ không yên. La Quân sớm cùng Tần Khả Khanh tại vấn đề này cân nhắc rất nhiều lần tốt nhất giải thích là cùng theo một nhóm phạm nhân lặng lẽ tiến đến. Là quân đem thời gian điểm, chờ một chút rất nhiều thứ đều cùng trưởng tôn bên kia câu thông một phen, bảo đảm tin tức không sai. Như thế về sau, mới xem như để trưởng lão hội các trưởng lão buông lỏng một hơi. Như thế về sau, muốn nghiệm minh chính thân. Lạnh vân trưởng lão trước vơ vét quân thân thể, là quân dốc hết vốn liếng, lưu không ít đan dược, pháp bảo tại phòng bị tu di bên trong. Vì là thủ tín đám này lão hồ ly. Trải qua lạnh Vân trưởng lão kiểm tra, còn có cái kia vô số bảo vật, đan dược. Vân Vân, rốt cục để các trưởng lão tin tưởng, trước mắt La Quân là chân chính La Quân. Cái kia bảo vật nhiều đến để các trưởng lão đều có chút kinh hãi. Nếu là giả La Quân, bọn họ sao bỏ được phía dưới dạng này vốn liếng đây? Có thể nói, La Quân vốn là cái siêu cấp nhà giàu. Nhưng là tại cái này kỳ phân trắng thế giới một hàng, cơ hồ là sắp đem hắn nội tình đều cho lấy sạch. Tần Khả Khanh trong lòng cũng minh bạch, nàng thiếu La Quân thật sự là quá nhiều. Mãi mãi cũng còn không rõ. Mà đối với La Quân tới nói, hắn cảm thấy người sống cái gì đều trọng yếu. Tiền tài bảo vật đan dược, đều chính là vật ngoài thân. Không có, có thể lại kiếm. Ở trong đại điện, La Quân Thủy Trung bị theo quỳ trên mặt đất. Yêu kỳ người trưởng lão thẩm vấn La Quân. La Quân, bản trưởng lão hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Nếu có, ngươi có thể đem ta như thế nào? đơn giản không phải vừa chết mà. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Gơ trưởng lão, nói như vậy. chết, Gơ trưởng lão cũng cười lạnh, nói ra, có lúc còn sống sẽ chết thống khổ hơn. tiến cánh cửa này, sinh cùng tử, người nói cũng không tính là. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có đúng không? ta muốn thử xem, nhìn thủ đoạn các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta muốn thử xem ta có thể hay không kiên trì. gơ trưởng lão khe khẽ thở dài nói ra nhân loại kỳ lân có câu nói bản trưởng lão muốn muốn tặng cho ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phà thật sao? là quân trước khi nói ra gơ trưởng lão lạnh lùng nói ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ta gặp quan tài cũng sẽ không rơi lệ là quân nói ra ngu xuẩn mất khôn gơ trưởng lão nói ra là quân cười ha ha nói ra các ngươi không biết giết ta các người muốn theo miệng ta bên trong biết thiên Brooklyn tử vong chân tướng, muốn biết băng tinh nguyên thạch vì sao lại hòa tan. Các người muốn biết rất, nếu như người không nói, người hội nhận hết các loại tra tấn, sống không bằng chết. Cái này cũng không nút chết cục muốn tốt, gơ trưởng lão lãnh khốc nói ra. Là quần thấy chết không sờn nói ra, ta sợ cái gì, ta xem như là đủ loại tâm ma. Người tu đạo, còn sợ những thứ này khổ sao, đao phách bố chặt, lôi đình ra thân ta đều thử qua. Sao lại sợ các ngươi một điểm tra tấn? Gơ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt, tốt." Bản trưởng lão ngược lại muốn xem xem ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hắn muốn hạ lệnh, ngay vào lúc này, Lạnh Vân trưởng lão mở miệng. Hắn nói ra, "Ngươi là La Quân." Nói nhảm, La Quân nói ra, "Ngươi có thể hỏi điểm hữu dụng đồ vật sao?" Ngươi lớn mật, Gơ trưởng lão quát lớn. Lạnh Vân trưởng lão lại là cười một tiếng nói ra, tốt, tốt cực kỳ. Quả nhiên là ngông nghênh kiên cường, có thể làm cho chúng ta ăn nhiều như vậy thua thiệt kỳ lân nhi nếu là cái đồ hèn nhát, thế thì muốn để ta cảm thấy có chút hoài nghi. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đem băng tinh nguyên thạch là như thế nào hòa tan bí mật nói ra, còn có đem thiên bố lỗ tôn giả là đến cùng tao ngộ cái gì nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thể diện hoạt pháp. Nhốt tại chúng ta tử lao chi, để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống. thật là quân còn người chuyển một cái, bỗng nhiên nói ra. lạnh vân trưởng lão nói ra, ta sao lại cùng ngươi trò đùa? là quân nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, lạc tuyết thân thể băng tinh nguyên thạch là bị ta hòa tan. ta hòa tan khác thủ đoạn rất đơn giản, không biết các ngươi nghe nói qua một trồng đồ, vật không có. là quân đột nhiên thống khoái như vậy, điều này cũng làm cho lạnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Gơ trưởng lão không khỏi nói thầm, con chó, rõ ràng không nể mặt lão tử. Lão tử muốn tra tấn ngươi, ngươi là không nói. Lãnh Vân còn không nói gì, ngươi muốn toàn bộ chiêu. Khiến Gơ trưởng lão cảm thấy mặt không ánh sáng, có thể giờ này khắc này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lãnh Vân trưởng lão như có như không dò xét La Quân, hắn tự nhiên cũng biết trước mắt kẻ này không phải người hiền lành. Nói chuyện hư hư thực thực, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì lạnh vân trưởng lão là muốn bằng vào chính mình trí tuệ theo la quân trong lời nói đi tìm ra một chút tình báo tới ngay sau đó lạnh vân trưởng lão mỉm cười nói ra thứ gì ngươi hãy nói ta có thể đứng lên a la quân trước khi nói ra đương nhiên lạnh vân trưởng lão trong nháy mắt phung lên liền giải trừ la quân thân thể giam cầm la quân lập tức đứng dậy hắn nói ra ngươi nghe nói qua tiên giới chi đã từng có một cái cây gọi là ngũ cốc xã tắc thần thụ sao lạnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nhất thời biến sắc người thế mà biết ngũ cốc xá tắc thần thụ lạnh vân trưởng lão thật không thể tin nói ra la quân nói ra vậy thì tốt đã ngươi nghe nói qua việc này nói đến ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra lạnh vân trưởng lão có chút vội vàng nói ra mau nói đi la quân nói ra ngũ cốc xá tắc thần thụ từng để cho tiên giới tiên nhân tổn thất nặng nề về sau thần thụ bị các tiên nhân hủy đi cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ nơi sinh là tại địa cầu chi ta tại dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một viên hạt giống như vậy đã từng có vị tiền bối nói cho ta biết hạt giống này cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ có quan hệ ta cũng không rõ ràng lắm vì cứu lạc tuyết ta đem cái kia hạt giống đút cho lạc tuyết ăn sau đó cái kia băng tinh nguyên thạch như thế bị tiêu tan sạch nói vớ nói vẩn lạnh vân trưởng lão vốn là tràn đầy hy vọng cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ chính là là đồ tốt ra hắn cảm thấy mình nếu có được đến vật kia đây là vì đế quốc lập xuống đại công đế quốc không cần lại đi kiêng kỵ tiên giới có thể chỉ chớp mắt là quân nói hạt giống không có khiến lệnh vân trưởng lão làm sao không khí hắn vốn là vô cùng có lòng dạ người cái này chỗ thủng mà ra thật đúng là bị la quân vài phút phá công la quân sờ mũi một cái nói ra loại kia tử tại tay ta thời gian rất lâu chỗ ích lợi gì đều không có. Ta cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y, không nghĩ tới có hiệu quả. Các ngươi đem cái kia băng tinh nguyên thạch đặt ở lạc tuyết thể nội, lại kéo dài thêm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, lạnh vân trưởng lão khó thở. La quân nói ra, người đây có cái gì tốt khí, loại kia tử là ta, cũng không phải ngươi. Ngươi làm đến giống như là ta lấy ngươi đồ vật một dạng. Lạnh vân trưởng lão cắn răng, sau đó, hắn cấp tốc khôi phục chấn tính, nói ra, lời này của ngươi, nhưng có chứng cứ. La Quân nói ra, loại kia tử là trải qua một vị đại năng giám định, nếu như các ngươi không tin, có thể phái người đi với ta một chuyến thế giới bao la, tìm cái kia vị đại năng đến đối một chút. Nếu như hắn xác định hạt giống sự tình, liền có thể chứng minh ta nói tới là thật. Chuyện này là thật, lạnh vân trưởng lão nhìn gần La Quân. Lời nói thật muốn nói với người đi. La Quân nói ra, cái kia vị đại năng chính là một vị đại tiền bối, ta tại thế giới bao la kém chút bị các người thiên Brooklyn giết chết, là cái này vị đại năng xuất thủ, đem thiên Brooklyn đánh thành trọng thương. Hiện tại thiên Brooklyn còn ở bên cạnh hắn bị cầm tù đây. Vị kia đại tiền bối nói thiên Brooklyn thân thể có thật nhiều bí mật cùng quy tắc, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút, tốt trùng kích tạo hóa chi cảnh. Lạnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nghe vậy giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi nói là thật, lạnh vân trưởng lão lần nữa hỏi La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên là thật nếu như ta nói láo ngày đó brooklyn vì cái gì không trở lại hắn nếu không phải bị cầm tù ở như thế nào không trở lại nhưng pháp học hội bên kia nói thiên bố lỗ tôn giả đã chết gơ trưởng lão nói ra la quân nói ra pháp học hội bên kia cũng là không có biết rõ ràng giống thiên brooklyn dạng này cao thủ thân thể mỗi một khối huyết nhục đều là bảo bối ai sẽ ngu như vậy giết hắn lạnh vân trưởng lão nói ra cái kia vị đại năng là ai nói ra, là quân sờ mũi một cái, nói ra, vị kia đại tiền bối nhắc nhở ta, không thể nói ra hắn tục danh. Hắn đồng thời không muốn trở thành các người mục tiêu. Là ai, nói, dám can đảm cầm tù thiên bố lỗ tôn giả, hắn là tử tội, tử tội ngươi biết không? Lạnh vân trưởng lão tư, yêu nhã toàn bộ không tại, nổi trận lôi đình nói ra. Là quân nói ra, xem ra ta không nói cũng là không được, hắn là thần đế la quân đem lửa dẫn tới thần đế thân thể đó cũng không phải hắn không trượng nghĩa muốn hại thần đế mà là bởi vì la quân biết đám này linh tôn trưởng lão nhóm quỷ tinh quỷ tinh chính mình một vị nói láo có thể là không được chính mình lai lịch bọn họ chưa hẳn không có điều tra chính mình muốn nói gì không lai lịch đại năng bọn họ sẽ không tin tưởng nói vũ hóa môn hoặc là trong thần tộc bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin vạn nhất bọn họ còn biết mình cùng vũ hóa môn trời cao tông, thần tộc bất hòa. Cái kia cái này lời vừa nói ra, chính mình xem như lâm vào chỗ chết. Đương nhiên, là quân càng không thể nói viên giác. Pháp thần viên giác tên uy chấn tinh không, mà lại sớm là tạo hóa cảnh hướng rời đi. Bọn họ đối viên giác rất rõ ràng, mình nếu là nói ra viên giác tên, những trưởng lão này mã hội hành quân lặng lẽ, lại không lừa thuật trọng điểm đi nghĩ cách cứu viện thiên Brooklyn sự tình. Như vậy lúc này, thần đế vừa tốt phù hợp. Ngươi nói láo, ngay vào lúc này, cái kia đông lâm trưởng lão còn có thiên giật trưởng lão, âm bước hư trưởng lão mang theo tần khả khanh tiến đến. Đông lâm trưởng lão lạnh giọng quát lớn la quân. Tần khả khanh thì là có chút khẩn trương, nhưng mặt lại giả vờ làm bất động thanh sắc. Làm sao nói láo, la quân mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Đông lâm trưởng lão nói ra, chúng ta sớm tra được thần đế độn thiên cùng hoa đại đế Trần Lăng, còn có phía đông tĩnh tiến về tinh không chi bí mật chi địa đi, chúng ta mấy lần xuất thủ đều không đem chặn lại người bây giờ nói thần đế tại thế giới bao la bên trong nhìn trời bố lỗ tôn giả xuất thủ không phải nói láo là cái gì la quân cười ha ha một tiếng con hàng này thực đồng thời không rõ ràng thần đế bọn người đi làm cái gì hắn không nghĩ tới đông lâm trưởng lão bọn người đối thần đế bọn họ cũng là như thế để ý bất quá con hàng này tâm lý tố chất gì chuyện tốt lập tức cười ha ha sau đó hắn nói ra đó là gặp quỷ, hoặc là người tình báo có sai, hoặc là ta nói láo. Dù sao, thần đế chính là là thê tử của ta sư phụ, thiên lúc linh muốn giết ta lúc, là lão nhân ra ông ta đi ra hàng phục thiên bố lỗ tôn giả. Không tin tính toán bóng. Đông lâm trưởng lão giật mình khẽ giật mình, hắn lại là không nghĩ tới là quân con hàng này chấn định như thế, hơn nữa còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi lúc bộ dáng. Hắn gặp la quân thái độ này, cũng nhịn không được có chút hoài nghi là không phải mình tình báo lầm lạnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão bắt đầu ý niệm bắt đầu giao lưu đồng thời đông lâm trưởng lão thiên giật trưởng lão cũng đến dạng này một cái giao lưu chi chỉ bất quá đám bọn hắn đều là ý niệm giao lưu bởi vậy la quân cùng tần khả khanh cũng không biết bọn họ nói cái gì rất rất lâu về sau cái này mấy vị trưởng lão tựa hồ đạt thành chung nhận thức la quân lạnh vân trưởng lão bài trước khi nói ra ừm la quân nói ra người tựa hồ tại phía dưới tổng thể lạnh vân trưởng lão nói ra không sai la quân thẳng thắn lạnh vân trưởng lão nao nao mấy vị trưởng lão đều đi theo sướng sờ một chút tất cả mọi người không nghĩ tới la quân như thế thẳng thắn mà tần khả khanh ở một bên thì là sửng sốt một chút bởi vì la quân lúc này làm những chuyện này hoàn toàn là không có theo kịch bản biểu diễn toàn bộ là la quân tại cho chính hắn thêm kịch Tần Khả Khanh cũng không biết là Quân đến cùng muốn làm cái gì. Là Quân nói ra, ta thẳng thắn nói đi, chỉ có ta biết thần đế ở nơi đó, biết thiên Brooklyn bị giam ở nơi đó. Các ngươi đến mang ta đi, đến đó, thần đế giết các ngươi, ta được đến tự do. Ta vốn là vì tiện nhân kia đến đây, giúp nàng cứu nàng cái gì muội muội. Không nghĩ tới nàng thế mà bán ta, ta là quân ngang dọc gần nửa đời, còn chưa từng nhận qua dạng này hổ thẹn đại nhục, ngươi không phải có thê tử sao ngươi nói thê tử ngươi vẫn là thần đế đồ đệ âm bước hư trưởng lão nhạt lạnh nói ra các ngươi linh tôn chẳng lẽ chỉ cưới một nữ nhân nam nhân còn có ngại nhiều nữ nhân la quân rất thật không thể tin hỏi lại âm bước hư trưởng lão âm bước hư trưởng lão nhất thời nghẹn lời ngươi cũng quá để mắt cái kia độn thiên lạnh vân trưởng lão lạnh lùng nói ra la quân nói ra không phải ta để mắt mà chính là đây là ta duy nhất hy vọng ta tổng không có thể làm cho mình cả đời này đúng như này chôn vùi ở chỗ này. Lạnh vân trưởng lão nói ra, ngươi không có cơ hội, cho dù chúng ta cao thủ đối phó không độn thiên, nhưng ngươi nhất định sẽ tại chúng ta trưởng khống chi. Ngươi không có xoay người cơ hội. Thật sao, La Quân nói ra. Lạnh vân trưởng lão nói ra, xem ra, ngươi vẫn là quá không rõ chúng ta thủ đoạn. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút bên ngoài cường kiền nói ra, thật sao. Lãnh vân trưởng lão nói ra, ngươi về sau, nếu như còn muốn sống, đường ra duy nhất là hợp tác với chúng ta. Thật tốt hợp tác, làm các ngươi một con chó thật sao, là quần cười lạnh nói. Lãnh vân trưởng lão tàn khốc không nói ra, không sai, vậy ít nhất ngươi còn có thể sống được. Có lẽ, ngươi ngược lại là may mắn nhất, bởi vì tại tương lai, toàn bộ địa cầu nhân loại cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ngươi quy thuận chúng ta sớm, tương lai chưa chắc sẽ không cho ngươi một chút chỗ tốt. La Quân cười ha ha, nói ra, cuồng vọng, người cho rằng, bằng các ngươi có thể hàng phục cả nhân loại. Lãnh vân trưởng lão nhạt lạnh nói ra, người còn không hiểu đế quốc thiên chu, cho nên ngươi mới hội cho là các ngươi hội vững vàng siêu nắm chắc thắng lợi. Chúng ta từ đầu đến cuối không có khinh thị qua nhân loại, nhưng nhân loại các ngươi nhưng lại chưa bao giờ coi trọng qua chúng ta. La Quân mắng, các ngươi một mực trốn ở cái này tối tăm nơi hẻo lánh, được dơ bẩn bị ổi sự tình, gọi người như thế nào coi trọng các ngươi đem nhiều như vậy phổ thông nhân loại tù binh, lại từng cái đi bắt tu sĩ, cái này cũng không tính là bản sự. Có bản lĩnh, các ngươi quang minh chính đại, gióng chống khua chiêng cùng nhân loại khai chiến, các ngươi dám sao? Các ngươi không dám. Gơ trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng là khinh thường, lãnh vân trưởng lão thì nói ra, nhân loại các ngươi săn bắn lúc, sẽ cùng con mồi giảng công bình sao? Các ngươi sẽ đi cùng bầy sói công bình quyết chiến sao? Ngươi, là quân nhất thời nghẹn lời. Lãnh vân trưởng lão tiếp tục nói, nhân loại các ngươi phát động chiến tranh thời điểm, hội đi trước thông báo đối thủ, để đối thủ chuẩn bị sao. Ngươi, là quân á khẩu không trả lời được. Lãnh vân trưởng lão nói ra, bây giờ, linh tôn bí mật, xem như triệt để bị ngươi bạo lộ ra. Nhưng cái này cũng không cần gấp, bởi vì các ngươi nhân loại nhân tâm chúng ta nhìn thấu, các ngươi y nguyên không biết coi trọng, không biết một lòng đoàn kết tới đối phó chúng ta chỉ có thật coi tai nạn buông xuống đến các ngươi đỉnh đầu lúc, các ngươi mới có thể đoàn kết. Thế nhưng là cho đến lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi xoay người cơ hội. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, lời nói không cần nói đến như thế tuyệt đối, bên trong nhân tính có đồ, các ngươi đều có. Tham lam, dục vọng, các ngươi linh tôn cũng có. Chỉ bất quá các ngươi hiện tại số lượng thiếu, còn có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Đợi đến các ngươi thật phát triển đến số lượng nhất định, chia ra hắn thế lực đến, các ngươi làm theo không biết nhân loại tốt bao nhiêu. Liền là các ngươi lúc này, các ngươi pháp học biết, trưởng lão hội, thiên đô không run rẩy mỗi người tại minh tranh ám đấu sao? Muốn không phải mặt còn có đế quốc thiên chủ uy, ta đoán chừng các ngươi đều có thể sớm giết. La Quân lần này lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão nhất thời thất sắc. Lãnh Vân trưởng lão nói ra, xem ra ngươi giải đồ vật còn thật không ít a. À. La Quân không thèm quan tâm, nói ra ta giải đồ vật các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, thì tính sao đâu. Các ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây, ta sớm đem ta biết toàn bộ lan rộng ra ngoài. Có lẽ lại không lâu nữa, là các ngươi kỷ phấn trắng thế giới ngập đầu ngày. Nói khoác mà không biết ngược, âm bước hư trưởng lão hừ lạnh nói ra. Chờ một chút, các vị trưởng lão, tần khả khanh đột nhiên mở miệng, nàng mặt hướng tất cả trưởng lão, nói ra, ta có mấy vấn đề muốn hỏi dưới. Ngươi nói, lãnh vân trưởng lão nói ra la quân cũng nhìn về phía tần khả khanh tần khả khanh nói ra hiện tại có phải hay không có thể xác định người này là các người muốn tìm la quân tất cả trưởng lão xứng sờ xứng sờ sau đó gơ trưởng lão nói ra không sai hắn thật là la quân tần khả khanh tiếp tục hỏi hắn có phải hay không đã rơi vào các ngươi tay gơ trưởng lão nói ra vâng tần khả khanh ít sâu một hơi nói ra vậy thì tốt vậy ta hứa hẹn các vị đã làm đến. Các ngươi có phải hay không cũng có thể làm được các ngươi hứa hẹn ta. Mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng biết Tần Khả Khanh là nhắc tới một gốc giả. Gơ trưởng lão liền cùng lãnh vân trưởng lão châu đầu ghé tai lên. Hai vị trưởng lão dùng ý niệm giao lưu. Gơ trưởng lão nói ra, lãnh vân trưởng lão, ngài nhìn. Lãnh vân trưởng lão trầm giọng nói ra, tín dự rất trọng yếu, nếu là chúng ta nhận lời sự tình, liền muốn làm được nếu như lật lọng, về sau nơi đó còn có nhân loại dám đến đầu nhập vào. Chúng ta phải thật lớn tuyên dương dạng này sự tình, mặt khác cũng muốn làm cho cái này la quân nhìn. Cho hắn biết, chỉ cần hợp tác, có đường sống. Gơ trưởng lão nói ra, ngài nói đúng, cái kia này liền thẳng người, đưa các nàng rời đi. Lãnh vân trưởng lão nói ra, ừm, phóng. Cái này hai vị trưởng lão thương lượng song song về sau, gơ trưởng lão liền nói ra, tần khả khanh, người yên tâm, trưởng lão chúng ta hội tuyệt đối là nói lời giữ lời. Hắn đón đến, nói, thiên giật trưởng lão, làm phiền ngươi đi đem chiếu mục bên trong tại tử cấm cùng đường thanh mang đến. Mặt khác, đông lâm trưởng lão, người đi chuẩn bị truyền tống trận, lập tức đưa bọn hắn trở về ương thế giới. Từ ngươi hộ tống, thẳng đến bọn họ đến an toàn địa phương, như thế về sau, ngươi lại trở về hồi. Tốt, đông lâm trưởng lão nói ra. Tần khả khanh thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng rốt cục đi đến một bước này. Thật muốn đem muội muội cùng đường thanh cứu ra sao? Tần khả khanh cảm thấy trước mắt hết thảy có chút không chân thực, đồng thời, kinh hỉ chi lại dẫn lo lắng không yên. Nàng sợ hội lại tự nhiên đâm ngang. Là quân lúc này bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói ra, thật tốt a, à, hiện tại người cũng muốn cứu ra. Một nhà đoàn tụ, lão tử chết sống, dù sao người cũng sẽ không để ý. Tần khả khanh khuôn mặt nhất thời đỏ một trận, bạch nhất trận cái này gọi là kịch muốn làm nguyên bộ. bất quá, la quân là rõ ràng đang diễn trò, mà tần khả khanh tâm thì là đủ mùi vị lẫn lộn. nàng nghĩ, chẳng lẽ mình thật đem bát muội cùng đường thanh cứu đi về sau, liền đem dạng này cục diện dối rắm toàn bộ ném cho la quân sao? tại tâm về tình về lý, tần khả khanh đều không làm được dạng này sự tình tới. người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a? À? la quân, ta, tần khả khanh muốn nói cái gì? nhưng trung quy là không có nói ra. La Quân còn cảm thấy tần khả khanh nữ nhân này còn rất sẽ phối hợp nha. Hắn lại là không biết, giờ phút này tần khả khanh nội tâm liền thật sự là như thế lưỡng nan cùng dẫy ruộng. Chỉ một lúc sau, tại tử cấm cùng đường thanh bị mang tới. Hai người này đã là không chật vật, tại tử cấm thân thể quần áo tà tơi, sợi tóc mê loạn. Đường thanh càng là mắt đầy tơ máu, hai người như tại nước bùn chi đợi qua. Không, không nên nói là nước bùn, mà chính là hủ nê. Hai người thân thể còn tản ra một loại mùi thối. Đại tỷ, tại tử cấm nhìn thấy tần khả khanh trong tích tắc, ủy khuất nước mắt nhất thời cũng nhịn không được nữa, toàn bộ tiết ra. Đường thanh cũng là muốn kém chút sụp đổ, nhưng hắn tốt xấu là nam tử hán, vẫn là nhịn xuống. Đừng nhìn hai người này, tu vi đều coi như không tệ, riêng là đường thanh, tu vi đều đạt tới hư tiên. Nhưng bọn hắn thực sự ương thế giới bên trong thời điểm, là không bị qua cái gì ra dáng ngăn trở. Bọn họ dạng này thiên tri kiêu tử đến cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong, cái kia thụ tra tấn, quả thực là không dám tưởng tượng. Hai người này tu vi, đã lui bước đến kịch liệt. Tính toán công lực khôi phục, như không chấn chỉnh lại lòng tin, về sau cũng cùng phế nhân không khác. Linh tồn thế giới bên trong, cũng sẽ không đối với nhân loại dịu dàng thắm thiết. Đường thanh ở một bên, không nói một lời. Tần khả khanh vung tay lên, liền cuốn lên một cỗ cương phong, trong nháy mắt vào khoảng tử cấm, đường thanh thân thể nước bùn, cùng mùi vị khác thường nhi toàn bộ quét đi. Một giây sau, nàng xuất ra y phục để cho tử cấm khoác. Đến mức đường thanh, tần khả khanh cũng không có nam sĩ y phục, liền để đường thanh y nguyên mặc lấy rách dưới y phục. Như thế về sau, tần khả khanh ôm tại tử cấm an ủi, đồng thời nhẹ nói nói, hết thảy đều đi qua, đại tỷ mang ngươi về nhà. Thật, tại tử cấm không thể tin. Nàng vốn không phải yếu ớt người, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Khả Khanh, lại là trở nên yếu ớt không? Tần Khả Khanh gật đầu. Đường Thanh nghe vậy cũng hưng phấn lên, chỉ cần có thể để hắn rời đi cái này đáng sợ kỷ phấn trắng thế giới. Hắn là đi nhân gian làm người phàm phu tục tử người thô kịch, hắn cũng nguyện ý a. À. Nơi này đối bọn hắn tới nói, địa ngục cũng còn còn đáng sợ hơn. Mà từ đầu đến cuối, tại tử cấm cùng đường thanh đều không sao cả đi xem la quân, cũng không quan tâm la quân sinh tử an nguy. Bọn họ cũng căn bản không có cái này tâm lực đi quan tâm, chỉ muốn bản thân mau mau rời đi nơi đây. Bên kia đông lâm trưởng lão cũng rất nhanh đi tới, nói ra, lãnh vân trưởng lão, gơ trưởng lão, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt. Lãnh vân trưởng lão gật đầu, nói ra, đưa các nàng đi thôi. Đông lâm trưởng lão gật đầu, lại đối tần khả khanh ba người nói, ba vị, mời. Tần khả khanh mang tại tử cấm cùng đường thanh, theo đông lâm trưởng lão hướng đi nội điện la quân thì bị lưu tại nguyên chỗ thế nào tâm rất đau a à. lãnh vân trưởng lão nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía la quân la quân sờ mũi một cái nói ra còn tốt nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy nếu như người chịu thực tình quy thuận chúng ta bản trưởng lão có thể đem cái kia tần khả khanh lưu lại cho ngươi làm thiếp lãnh vân trưởng lão nói ra nhanh như vậy muốn lật lọng la quân nói ra người không phải đáp ứng làm cho các nàng đi sao? Lãnh vân trưởng lão nói ra, chúng ta là đáp ứng thả cái kia tại tử cấm cùng đường thanh đi, cũng không nhất định phải thả tần khả khanh đi. Người muốn ta hợp tác thế nào? Ta đã rất hợp tác, là quân nói ra. Lãnh vân trưởng lão nói ra, chúng ta hội thiết lập một cái kế hoạch, người đi ám toán thần đế, giúp chúng ta cứu trở về thiên bố lỗ tôn giả. Nếu như người có thể đem hắn cứu trở về, về sau, chúng ta cho người vô tôn sùng, La Quân nói ra, như vậy sao được, thần đế tiền bối là thê tử của ta sư phụ. Tần khả khanh loại nữ nhân này, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Ta sao có thể không có đây? Người nói người nào không có lễ nghi liêm sỉ. Tại lúc này, tần khả khanh thế mà đi mà quay lại, trở về. La Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cái này là thật giật mình. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nói người đâu, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tần khả khanh lại không để ý tới la quân, ngược lại nói với lãnh vân trưởng lão, trưởng lão, ta tần khả khanh, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng cũng không phải là bội bạc tiểu nhân. Hôm nay, ta phụ la quân, liền nguyện ý lưu lại cùng hắn cùng một chỗ chung sinh tử. La quân đấy lòng muốn giống một câu, người mẹ nó điên, nhưng hắn mặt còn không tiện nói gì. Khác giả mù sa mưa, la quân miệng nói ra, ta về sau cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi tần khả khanh vẫn là không để ý tới la quân mà chính là nói với lãnh vân trưởng lão trưởng lão ta có thể giúp ngài thuyết phục la quân hợp tác lãnh vân trưởng lão nhìn về phía tần khả khanh từ tốn nói ngươi có thể sao tần khả khanh nói ra cho ta một chút thời gian bất quá đầu tiên ta cũng còn muốn bảo đảm muội muội ta cùng đường thanh an toàn đến ương thế giới ta đã cho muội muội ta một cái pháp lực tinh nguyên nàng đến về sau sẽ cho ta truyền tin Lãnh vân trưởng lão nói ra, có thể. Tần khả khanh nói ra, đa tạ trưởng lão. Lãnh vân trưởng lão nhạt lạnh cười một tiếng, lại là không nói thêm lời. Về sau, là quân cùng tần khả khanh được an bài tại trong cung điện một gian hào hoa phòng ngủ trước ở lại. Tại phòng ngủ kia bên trong, là quân cùng tần khả khanh ẩm ý lên. Đương nhiên, cãi nhau là một loại biểu tượng. Là quân đối tần khả khanh châm chọc khiêu khích chờ một chút, đây bất quá là cho linh tôn nhóm nhìn thực tế hai người ý niệm trao đổi la quân để ý đọc giao lưu lúc cũng có phần nổi nóng nói ra ngươi làm cái quỷ gì thật vất vả có thể đi ngươi lại hồi tới làm cái gì ta một khi ra ngoài về không được đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ tân khả khanh nói ra ta làm sao bây giờ ta chậm rãi nghĩ biện pháp được la quân nói ra ta cái này vô thủy thần ngẫu bất quá là cái pháp khí ta đều dự định chôn vùi tính toán có thể ngươi cái này rơi vào trong tay bọn họ, làm sao bây giờ? Tần Khả Khanh nói ra, ngươi không phải nói, vô thủy thần ngẫu bên trong có pháp trận. Ta không thể đi qua vô tư thần ngẫu trận pháp, trực tiếp đi đến người bản thể bên người sao. Là quân sững sờ, theo rồi nói ra, ta còn chưa có thử qua, thiên long điện bên trong trận pháp dày đặc, không biết có được hay không. Nhưng vạn nhất không thể làm đâu. Tần Khả Khanh nói ra, ta ở chỗ này, có thể giúp ngươi xong tu sáng lập âm dương nguyên thần ngươi luôn luôn nhiều một phần phần thắng ta chạy đi ngươi sẽ rất khó làm la là quân nói ra ngoá muốn là mang không đi ngươi ngươi không chỉ có giúp không ta vội vàng ta còn phải nghĩ biện pháp cứu ngươi tần khả khanh hít sâu một hơi nói ra ta mục đích đã đạt tới ta đã có thể không ràng buộc tiếp đó là ta trả lại ngươi thời điểm ta có thể còn sống là kiếm lời ta muốn là chết vậy cũng chết cũng không tiếc la quân nghe vậy trầm mặc đi xuống sau đó hắn nói ra tốt kha à, ta không nói nhiều vậy người bây giờ nói cho ta biết người đánh tính là cái gì tần khả khanh nói ra la quân nói ra ta vốn là không có tính toán gì cũng là cùng bọn hắn chuyện phiếm bất quá bây giờ xem ra bọn họ tựa hồ là làm nếu như bọn họ muốn đi nghĩ cách cứu viện thiên brooklyn vừa vặn vậy ta muốn mượn pháp thần viên giác chi thủ tới giết bọn hắn uy phong nếu như khả năng, ta mời Viên Giác Pháp Thần trước đến trợ giúp chúng ta. Bất quá, hy vọng không lớn, Viên Giác Pháp Thần hẳn là sẽ không tới. Vì cái gì? Tần Khả Khanh nói ra, hắn cũng là loài người, lại giống như này tạo hóa chi thần uy. La Quân nói ra, Viên Giác Pháp Thần tu vi, không cần nhiều lời. Nhanh nhạy là đỉnh phong thời điểm, tại Viên Giác Pháp Thần trước mặt đều không đủ nhìn. Nhưng là hắn cho rằng, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh hắn không biết đi vượt qua loại sứ mạng này. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, đây là ý gì, Tần Khả Khanh không hiểu. La Quân nói ra, triều đại thay đổi, đều chính là thiên đạo vận chuyển, nhân đạo pháp tắc. Một cái chén chả muốn rớt xuống đất, sắp ngã nát. Người khác nhau đi cứu cái chén này, đều sẽ dẫn phát khác biệt phản ứng dây chuyền. Đường thi, tống tử, nguyên khúc, đều là tại thời đại khác nhau. Người nhường tống từ xuất hiện tại đường chiều lúc, hết thảy đều loạn hắn nói đại khái là ý tứ này người hiểu không? tần khả khanh nói ra giống như có chút hiểu vậy người còn không tính quá đần la quân nói ra hắn đón đến nói ta nhìn đầu óc ngươi cũng không phải quá linh nghiệm ánh sáng đợi chút nữa ta cho ngươi biết nên làm cái gì đầu óc ngươi mới không hiểu nghiệm đây tần khả khanh bất mãn nói ra miệng nàng tuy nhiên nói như vậy nhưng trong lòng lại là bội phục la quân gia hỏa này không chỉ có giúp mình thành công cứu ra bát nguội cùng đường thanh. Hơn nữa còn một thuận tay nghĩ ra biện pháp đến hố đám này các trưởng lão. Là quân cười hắc hắc, theo rồi nói ra, ta cái này vô thủy thần ngẫu đến cùng có thể hay không đưa ngươi ra ngoài, ta không dám khẳng định. Đợi chút nữa, ta sẽ cùng bọn hắn bàn điều kiện, để ngươi đến cái tự do thân. Đương nhiên, ngươi sau khi ra ngoài, không muốn cùng ta bản thể liên hệ. Chờ ta vô thủy thần ngẫu cùng bọn hắn đi thế giới bao la, Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Ngươi sau khi ra ngoài, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ cùng tung ngươi, dám thị ngươi." Tần Khả Khanh nói ra, bọn họ không có ngốc như vậy a. À. "Cái gì đều nghe ngươi." La Quân nói ra, ngốc hay không ngốc, vậy phải xem người nào tới làm chuyện này. "Ngươi khẳng định là không có bản sự này, ta khác biệt." "Tốt," Tần Khả Khanh nói ra. "Chúng ta biểu diễn cái kia kết thúc, hiện tại ngươi đến hôn ta." chúng ta giả bộ như hòa hảo, một đêm hoàn hảo về sau, ngày thứ hai tự nhiên là cái kia ta tới cấp cho ngươi mưu đường ra. La Quân nói ra, được, tần khả khanh ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, hai người đình chỉ ý niệm giao lưu, mà hai người mặt ngoài cãi nhau vẫn còn tiếp tục, tại La Quân vẫn còn giả bộ làm lại nhải lúc bộ dáng lúc, tần khả khanh đột nhiên trước hôn hắn môi. Nhất thời, La Quân tròn mở hai mắt, một bộ ngây thơ tiểu chư ca, không có thấy qua việc đời lúc bộ dáng sau đó hai người lâm vào hôn nồng nhiệt sau đó lăn đến giường thông chi đón lấy la quân dùng pháp lực phong bế bên ngoài không cho những trưởng lão kia tiếp tục nhìn trộm cứ việc lấy các trưởng lão pháp lực bọn họ muốn tiếp tục nhìn trộm la quân cũng không làm sao được nhưng là bọn họ cũng sẽ không tiếp tục làm như vậy cái kia dù sao không phải một kiện trang trọng sự tình bọn họ hiện tại còn muốn dựa vào la quân cho nên cũng sẽ không quá mức không nể mặt la quân la quân xác định không có người đang nhìn trộm về sau liền đình chỉ cùng tần khả khanh thân mật tần khả khanh cũng không quá thói quen cứ việc trước mắt la quân là rất chân thực nhưng nàng vẫn cảm thấy cùng cái thần ngẫu thân mật rất quái dị la quân nói ra tốt ngươi tu luyện đi ta đến xem có hay không có thể đi qua vô thủy thần ngẫu đưa ngươi truyền tống ra ngoài chúng ta muốn nhiều làm mấy cái tay chuẩn bị tần khả khanh ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần tu luyện. La Quân bắt đầu nghiên cứu nội bộ trận pháp đến, cái này nội bộ trận pháp cùng bản thể ở giữa pháp lực truyền tống, thân mật vô gian. La Quân vận chuyển vô thủy thần ngẫu, là bóp một chút cái này thần ngẫu cánh tay, đều sẽ có chân thực cảm giác đau. Như vậy, như thế nào đi qua pháp trận này đem người có thể truyền tống ra ngoài đâu? Vô thủy thần ngẫu hạch tâm trận pháp đều tại tinh thạch chi, cực huyền diệu, cũng rất khó bị tạc hủy đây cũng là la quân nhiều lần tự bảo vô thủy thần ngẫu mà không tổn hại nguyên nhân vị trí những cái kia vô cùng thủy thần ngẫu nhiên toái phiến còn có thể một lần nữa ngưng tụ bởi vậy vô thủy thần ngẫu vẫn là có thể vô số lần thu về pháp lực truyền tống cùng nhân thể truyền tống hoàn toàn khác biệt la quân nghĩ đến đem tần khả khanh để vào đến phòng bị tu di bên trong thu nhỏ phân tử không gian hắn liên tục thí nghiệm nội bộ trận pháp phát hiện đồng đều là không được pháp lực truyền tống là tất cả phân tử, phân tử đều là vô cùng nhỏ bé. Tại truyền tống chi, như nước chảy cuồn cuộn. Cái này trận pháp pháp lực hấp thu là quân pháp lực, là thông qua giống nhau phân tử, phân tử đạt tới một loại đồng bộ, giống như hư không xuyên thẳng qua, nhưng lại hư không xuyên thẳng qua muốn cao minh. Phổ thông hư không xuyên thẳng qua chia làm hai tử đối ứng yêu cầu cực cao, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Một khi quấy nhiễu, xuyên thẳng qua không được. Phần tử vốn là lơ lửng không cố định, muốn đem xa xôi hai loại cùng loại phần tử xuyên kết hợp lại, đạt tới hư không xuyên thẳng qua, đó là cần muốn cường hãn pháp lực. Mà lại, phần tử bị người khác pháp lực quấy nhiễu về sau, lập tức xuyên thẳng qua không được. La Quân lúc này muốn đem nội bộ trận pháp hòa La Quân bản thể tìm tới một cái điểm thăng bằng, hình thành một người có thể đi qua thông đạo, cái này độ khó khăn rất lớn. Bởi vì ở giữa còn có Thiên Long Điện hộ điện đại trận cách trở là quân pháp lực xuyên thấu vốn là đều có chút khó khăn, huống chi là đem một người mang đi ra ngoài. Đương nhiên, là quân cũng không phải cái xem thường từ bỏ người, hắn vẫn luôn tại khổ sở suy nghĩ làm. Hồi lâu sau, là quân vẫn không có nghĩ ra đầu mối gì. Hắn cảm giác được có chút đau đầu, liền muốn muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là đột nhiên, đầu óc hắn linh quang nhất thiểm, biện pháp đi ra. Tần khả khanh, là quân hô một tiếng. Tần khả khanh mở mắt, nói làm sao la Là quân nói ra chúng ta âm dương song tu ta dùng âm dương nguyên thần đưa ngươi bản thể bao khỏa sau đó đưa vào đến trong pháp trận mặt âm dương nguyên thần có thể sinh ra rất nhiều không có khả năng phân tử phần tử đi ra hoàn thành trận pháp truyền tống lỗ thủng như thế tới nói đoán chừng có thể theo trong thông đạo đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta mặt khác còn muốn có cái thao tác tại ngươi nhanh muốn đến ta bản thể bên kia lúc người cấp tốc tiến vào phòng bị tu di bởi vì ngươi là trực tiếp đạt đến ta não vực, ngươi lớn như vậy bản thể, ta đầu chứ không nổi. Cái này, ngươi xác định đáng tin sao, Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, dù sao có thể thử một lần. Tần Khả Khanh nói ra, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu. La Quân nói ra, khác vạn nhất, dù sao ta là như thế tưởng tượng một chút. Cũng không có ý định để ngươi bây giờ làm như thế, lưu làm bất cứ tình huống nào đi. Hiện tại ngươi nếu là thật đi, như vậy những trưởng lão kia cũng sẽ không tin tưởng ta lời nói. Ta làm sao cũng muốn trước hố chết mấy người bọn hắn cao thủ. Chỉ cần đem trưởng lão hội thực lực tước yếu một ít, chúng ta về sau hành động cũng sẽ thuận lợi một chút. Tần Khả Khanh nói ra, tốt. La Quân nói ra, nếu như bọn họ không đáp ứng ta yêu cầu, hoặc là làm nhiều kiểu, như vậy ta dùng cái này nữa biện pháp đưa người đưa đi. Tóm lại, giết địch muốn giết, người an toàn cũng rất trọng yếu, Tần khả khanh tâm không khỏi ấm áp, đang cùng La Quân thời gian dài tiếp xúc về sau. Nàng cảm thấy La Quân tuy nhiên tuổi tác nhẹ, nhưng thân thể nhiệt huyết cùng trung thần nghĩa sĩ là còn lại tu sĩ thân thể rất khó coi đến. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, viên giác pháp thần nói tới một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh. La Quân còn trẻ, kinh lịch năm tháng thiếu, cho nên, hắn máu còn rất nóng. Nhưng là giống những lão quái kia, cao thủ, trải qua ngàn năm, vạn năm tuế nguyệt gột rửa, cái gì thương hải tang điền, nhân gian tai nạn chưa thấy qua. Bọn họ sẽ không lại vì một số tiểu nhân vật, hoặc là hắn một chút phổ thông tình cảm mà động cho, hoặc là phẫn nộ. Cho nên, thời đại này, là La Quân. Bởi vì, hắn chả yêu quý thời đại này, hắn đối thời đại này có sứ mệnh cảm giác. Một đêm này, ngược lại là bình tĩnh. La Quân bản thể bên kia, vẫn là tại lý ngõa tháp trong nhà. Trường Tôn Nguộn cũng tới gặp La Quân, báo cáo một chút thiên bên trong tòa long điện tình huống. Bất quá cũng không có cái gì tiến triển, đại khái là gạo già diệp hội trưởng bây giờ cũng là thúc thủ vô sách chờ một chút loại hình đồ vật. Trường tôn cùng mễ già diệp hiển nhiên đối la quân bên này là có giữ lại. Đầu năm nay, ai cũng không người nào ngốc, trường tôn cùng mế già diệp là nghĩ đến làm sao hòa bình giải quyết vấn đề, sau đó đạt được linh tuệ hòa thượng chỗ tốt. Bọn họ cũng không muốn vạch mặt, một khi vạch mặt, sẽ có các loại không biết nguy hiểm vạn nhất về sau thân thể bọn họ bên trong nhanh nhạy pháp tắc đều không cách nào phá giải vậy bọn hắn hội vạn kiếp bất phục cái nguy hiểm này trưởng tôn cùng mễ giả diệp cũng không dám đến bốc lên la quân trong lòng cũng rõ ràng điểm này hắn cũng sẽ không đem chính mình dự định nói cho trưởng tôn giống như là đi nghĩ cách cứu viện tại tử căng sự tình la quân sẽ không nói cho trưởng tôn trưởng tôn bên này báo cáo một chút tin tức về sau la quân đánh ra trưởng tôn đi trưởng tôn sau khi đi, là quân cùng Lan Đình Ngọc trò chuyện tình hình bên dưới huống, là quân nói ra, hừng đông về sau, ta thần ngẫu ở bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp đi gặp Lạc Tuyết, xác định nàng an toàn. Lan Đình Ngọc gật đầu, hắn đồng thời không nói thêm gì. Hừng đông rất nhanh, tại Thiên Long Điện trong trường lão hội, là quân cùng Tần Khả Khanh một đêm đều không sao cả nghỉ ngơi, tất cả đều là tại khoanh chân tu luyện, tĩnh tâm dưỡng thần. Tần Khả Khanh tại lúc nửa đêm đợi, thu đến bát nguội tại tử cấm truyền lời. Nàng và Đường Thanh đã an toàn trở lại Đại Chiêu Vương hướng Đại Chiêu phủ bên trong. Đến tận đây, cái viên kia ấn ký triệt để phá nát, không thể lại sách cung cấp truyền lời. Bởi vì kỳ phấn trắng thế giới phong bế tính, có thể truyền đạt như thế một cái chớp mắt đã rất là không dễ. Tần Khả Khanh tại biết tại tử cấm cùng Đường Thanh thuận lợi trở lại Đại Chiêu phủ về sau, nàng cũng thở phào một hơi. Bởi vì, nàng rốt cục có thể không tiếc nuối ở chỗ này bồi La quân đồng sinh cộng tử. Tại sớm khoảng 8 giờ thời điểm, có nhân loại tỷ nữ đến đây gõ cửa. Trong trưởng lão hội nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại, nam dùng đến làm việc lặt vặt, nữ dùng tới hầu hạ bọn họ. Các trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, nhân loại vẫn là rất thông minh, tốt thuần hóa, sự tình cũng làm đến xinh đẹp. La công tử, Tần tiểu thư, tới hầu hạ tỷ nữ chính là nữ quan loại hình nhân vật nhạy bén cực kỳ, nàng ở bên ngoài nhẹ giọng kêu gọi. La Quân lúc này mới giả bộ như còn buồn ngủ lúc bộ dáng, nói ra, làm cái gì? Nô tỳ là tới hầu hạ ngài cùng tiểu thư rời giường rửa mặt. Nữ quan nói ra, La Quân nói ra, há, cái kia ngươi vào đi. Tốt, về sau, nữ quan mang theo hai tên tỷ nữ tiến đến, các nàng tay có rửa mặt dùng chậu đồng, còn có hắn một ít gì đó. La Quân cùng tần khả khanh giả bộ như chậm rãi rời giường. Sau khi rời giường, kéo ra rèm che, La Quân cũng thấy rõ ràng cái kia nữ quan cùng tỷ nữ. Ân, chứ nữ quan còn có chút tư sắc, tỷ nữ lớn lên đều khó coi. La Quân cũng là minh bạch, linh tôn nhóm nơi nào sẽ quan tâm nhân loại đẹp xấu a. Có lẽ La Quân cho rằng tuyệt thế mỹ nữ, trong mắt bọn hắn đều là xấu không. Nữ quan cổ đái đặc khác biệt dây chuyền, còn có cái kia hai tên tỷ nữ đều là khom lưng tiến đến. Vừa đến La Quân cùng Tần Khả Khanh trước mặt ba người này quỳ đi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. La Quân cùng Tần Khả Khanh cực không quen bị người dạng này phục thị, La Quân thu hồi hai chân, nói gấp: "Các ngươi nhanh lên." A, à, cái kia nữ quan cùng hai tên tỳ nữ lập tức mê mang nhìn về phía La Quân. Hiển nhiên không hiểu nhiều La Quân ý tứ. Nữ quan kinh sợ nói ra: "Công tử, là chúng ta chỗ đó làm không được khá sao?" La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn lập tức cũng biết, những nữ quan này tỷ nữ nhóm từ nhỏ là bị dạng này bồi dưỡng. Loại kia nô tính đã thâm nhập cốt tủy, muốn thay đổi đều đổi không. Hắn thở dài. Có một số việc, trung quy là hắn khó có thể cải biến. Cũng không có quá lớn cải biến ý nghĩa. Là quân vồ xuống tần khả khanh tay, sau đó cũng tùy ý những tỷ nữ này nhóm phục thị. Rửa mặt hoàn tất về sau, nữ quan nói ra, lãnh vân trưởng lão bố trí sâm yến, mời hai vị đi qua dùng bữa. Là quân nói ra, tốt, dẫn đường. Nữ quan gật đầu, sau đó một đường cúi đầu khom lưng dẫn đường. Cái kia hai tên tỷ nữ cũng như thế như vậy. Các nàng không có nói dư thừa lời nói, cũng không dám nói, nhưng các nàng tâm là nhắc lên kinh thiên hãi lãng. Bởi vì, các nàng lần thứ nhất trông thấy có nhân loại lại có thể không bị xem như nô lệ, thế mà cũng có thể để những chủ nhân kia linh tôn khách khí như vậy đối đãi Các nàng không biết rõ đây là vì cái gì, nhưng rất nhiều chuyện, các nàng đều sẽ bắt đầu suy nghĩ, không lại cảm thấy khổ gì khó đều là đương nhiên. La Quân nhìn lấy cái này ba tên nữ tử, các nàng còn rất trẻ, nhưng là các nàng thân hình đã khom người, giống như 70 lão phụ một dạng. Trong nháy mắt đó, La Quân lòng chua xót chát chát không. Hắn rất muốn làm một ít chuyện giải cứu những thứ này đáng thương đồng loại, nhưng hắn phát hiện, chính mình tựa hồ làm không cái gì. Trưởng lão hội cung điện rộng rãi hùng vĩ, hào hoa xa xỉ. Một đường đi qua, khắp nơi đều là kinh diễm kiến trúc, mà lại không chỗ không hiện lộ rõ ràng xa xỉ, rộng rãi. Ánh vàng rực rỡ kim sắc sư tử, cây cột điêu khắc khủng long sinh động như thật, mặt đất tấm thảm dày mà mềm mại, bên cạnh hỏa tát xanh quý. Cái gì khách sạn năm sao thả tại dạng này kiến trúc trước mặt, quả thực là tiểu sử một dạng tồn tại. Là quân cùng tần khả khanh rốt cục đi vào trong nhà ăn, cái kia trong nhà ăn tựa như là sao kim sắc đại sảnh, du dương âm nhạc từ 30 danh nhân loại nhạc công cùng một chỗ khải đàn đi ra. Đám nữ bộc ăn mặc sạch sẽ, phục phục vì linh tôn nhóm phục vụ. Vân vân. Tại cái kia dài mảnh tơ vàng máu đàn mộc trước bàn ăn, lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão thịnh trang mà ngồi. Là quân cùng tần khả khanh cùng nhau mà vào. Hai vị hôm qua ngủ được có khỏe không? Lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão đứng dậy, lãnh vân trưởng lão mỉm cười, hỏi. La Quân liếc nhìn tại chỗ rất nhiều người hầu gái, hắn cười cười, nói ra, ta không biết rõ, vì cái gì các ngươi nhất định muốn dạng này đến coi khinh tra tấn nhân loại chúng ta, nhân loại chúng ta cùng các ngươi có lịch sử cừu hận sao. Ngồi, lãnh vân trưởng lão ra hiệu La Quân cùng tần khả khanh vào chỗ. Cái kia bàn ăn cùng cái ghế đều nhân loại bàn ăn cái ghế phải cao hơn nhiều, La Quân cùng tần khả khanh trực tiếp lăng không hư đạp, ngồi đi. Thực, hai vị trong lòng cũng cần phải rõ ràng, linh tôn cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn là cái gì? Lãnh vân trưởng lão mỉm cười, nói ra. Là quân tâm lý thật là rõ ràng, bởi vì, địa cầu. Trước kia linh tôn là địa cầu chủ nhân, hiện tại, nhân loại là địa cầu chủ nhân. Cho nên, linh tôn mới có thể phá lệ cùng nhân loại không qua được. Tốt, trước kia đây là nhà ta, sau tới nhà tao tai, ra ngoài lánh nạn. Trở về xem xét, khá lắm, nhà này đã đại thay đổi. Biến thành người khác nhà, như vậy, linh tôn đối với nhân loại địch ý là từ nơi này tới. Đây cũng không phải là là chúng ta sai. Là quân nói ra, các ngươi sau khi đi, chúng ta là thiên địa tự nhiên dựng dục ra đến quy luật. Lãnh vân trưởng lão nói ra, rất nhiều chuyện, đều nói không đúng sai. Là quân nói ra, tốt ra, à, vậy cũng đúng. Gơ trưởng lão ở một bên im lặng không nói, đây hết thảy đều vẫn là muốn lấy lãnh vân trưởng lão làm chủ đạo. Bữa sáng rất phong phú, còn tốt, lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão vẫn là chiếu cố la quân cùng tần khả khanh tâm tình, không có an bài người nào thịt đến ăn. Lưu ly ngọc diệp bàn, chén vàng cắt tia gà, rượu ngon tiên quả, chờ một chút hết thảy Sắc hương vị đều đủ, khiến người ta thèm ăn nhỏ rãi, cảm thấy dạng này sinh hoạt mới thật sự là đế vương đồng dạng sinh hoạt. Không thể không nói, những thứ này linh tôn nhóm vẫn là rất hội hưởng thụ sinh hoạt. Nếm thử, cái này cửu vân tóc xanh trúc, vị đạo rất là không tệ, lãnh vân trưởng lão nói ra la quân gật gật đầu hắn cũng có rất tốt định lực còn thật mang theo tần khả khanh đâu vào đấy đem bữa này bữa sáng ăn hết ăn điểm tâm xong về sau đám nữ bộc tới thu thập lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão mang theo la quân cùng tần khả khanh đến trước sofa ngồi xuống ngồi xuống về sau lại có một ít quái đồ uống cà phê bưng tới nóng hôi hổi vị đạo có chút lạ la quân cũng uống không quen như thế về sau lãnh vân trưởng lão mới chậm rãi nói ra thế nào hai vị suy tính được như thế nào ta chỗ này có hai tay chuẩn bị một tay là thiên đường giống như hưởng thụ đế vương giống như tôn quý còn có một tay là vô cùng địa ngục luân hồi hai vị đều là người biết chuyện hẳn phải biết làm sao tuyển a la quân mỉm cười nói ra như là đã nếm thử thiên đường tư vị muốn không ta vẫn là đi nếm thử địa ngục tư vị đi ta người này mệnh tiện hưởng chịu không nổi loại này thoải mái dễ chịu. Càng vẫn là dùng nhân loại chúng ta máu và nước mắt đến tạo hưởng thụ. Lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão hơi biến sắc. Gơ trưởng lão nói ra, là quân, người thật muốn ngu xuẩn mất khôn sao. Tần khả khanh nhất thời tức giận, nói ra, đêm qua ngươi không phải đã đáp ứng ta, phải thật tốt hợp tác sao. Ngươi làm sao? Là quân có chút bực bội, nói ra, ta không thể có lỗi với ta thê tử, còn có thần đế tiền bối. Ngươi không thể làm ta ngẫm lại sao? Ta đem mệnh đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" Tần Khả Khanh rất không cao hứng nói ra, "Về sau, ngươi có thể đem thê tử ngươi nhận lấy nha." "Nhận lấy làm gì, ăn nhờ ở đậu sao? Ngươi đừng nhìn hiện tại bọn hắn còn đối chúng ta khách khí, nếu như chờ thần đế tiền bối thật bị bọn họ giết, đến lúc đó, vậy bọn hắn là đại gia, mới không thèm để ý ngươi ta." La Quân nói ra. "Không không không, Lãnh Vân trưởng lão khoát tay, nói ra là quân, người quá bi quan. Ngươi là không tầm thường người, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, chúng ta hội một mực yêu đãi ngươi. Ngươi đã dùng ngươi thủ đoạn hướng chúng ta triển lãm ngươi năng lực. Là quân nói ra, thật sao, ta chỉ biết là mỗi thời mỗi khác, bất quá, chẳng lẽ ngươi không sợ ta người này quỷ kế đa đoan, lại dùng cái gì quỷ kế đến hại các ngươi sao? Lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão lập tức cùng một chỗ cười lên ha hả. Sau đó, lãnh vân trưởng lão nói ra, đều đến lúc này, tình cảnh như thế này, chúng ta như còn có thể bị ngươi tính kế, vậy còn không bằng tìm khối đậu vũ đâm chết tính toán. La quân thở dài, nói ra, hổ lạc bình dương A. Tần khả khanh lập tức đối lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nói ra, ta có thể hướng hai vị đảm bảo, hắn không có vấn đề. Hắn biết nặng nhẹ, ta cũng biết, ta ở trong mắt hắn vị trí. Là thế này phải không, La quân? Lãnh vân trưởng lão lời nói thấm thía nhìn lấy La quân là quân nói ra, được thôi, đều lúc này, ta cũng không giảm mồm. Ta có hai điều kiện, các người đáp ứng ta, ta mới có thể đi làm. tốt, người nói, lãnh vân trưởng lão rất là sảng khoái. là quân nói ra, thứ nhất, ta mau mau đến xem lạc tuyết. có thể, lãnh vân trưởng lão rất thẳng thắn nói ra. là quân nói ra, thứ hai, có thể khống chế ta, nhưng không muốn khống chế tần khả khanh. tần khả khanh phải có tuyệt đối tự do. Còn có, thần đế sau khi chết, thiên bố lỗ tôn giả trở về. Ta muốn lấy được được các người bên này công dân thân phận, ta phải có nhà mình, cùng linh tôn một dạng bình đẳng địa vị. Lãnh vân trưởng lão nói ra, cái này cũng có thể. Người sau khi trở về, ta sẽ tặng cho các người một tòa rời kinh biệt thự, cũng cho các người tôn sùng thân phận. Dù sao ngày sau, chúng ta còn muốn dựa vào người địa phương rất nhiều. Là quân nói ra, không không không, hiện tại, ta thì muốn các ngươi trước vì ta làm đến. Trước cho chúng ta công dân thân phận, trước chuẩn bị cho chúng ta tốt biệt thự, trước hết để cho tần khả khanh ở qua đi. Không cho phép phái linh tôn giám thị, cầm tù. Ngươi, lãnh vân trưởng lão nói ra. Là quân nói ra, cái này muốn là đều không thể đồng ý, đã nói các ngươi không có chút nào thành ý. Như vậy ta nhìn, không nói cũng được. Có thể, lãnh vân trưởng lão cắn răng một cái, nói ra. Lãnh vân trưởng lão, cái này gơ trưởng lão có vẻ khó xử la quân lập tức liền oán hận gơ trưởng lão nói ra ai nha gơ trưởng lão ngài nhìn lấy rất khó xử a à. có phải hay không căn bản là không có định cho ta ngày sống dễ chịu chuẩn bị trước lừa gạt lừa gạt ta không nghĩ tới lãnh vân trưởng lão thật đáp ứng cho nên ngài phá lệ khó xử đúng không cái này hoàn toàn không có dựa theo ngài cùng lãnh vân trưởng lão sự tình thương lượng trước đến a à. để hai nhân loại cùng linh tôn nắm giữ ngang nhau địa vị cái này truyền đi, còn thể thống gì a, à, đúng hay không? Gơ trưởng lão nhất thời bị La Quân oán hận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn lập tức nói, không phải, không phải ngươi nói dạng này. Vậy ngươi vì cái gì khó xử? La Quân nói ra. Ta không có làm khó. Gơ trưởng lão mắt thả hàn quang, nói ra, La Quân, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước? La Quân nói ra là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy ta vốn đề tiện, các ngươi cho ta cục xương, ta nên mang ơn, thế mà còn dám tới bàn điều kiện. Quên đi, không phải ta nói, đang ngồi hai vị, các ngươi tuổi tác không nhỏ a. À? Kinh lịch bao nhiêu năm năm tháng mới có hôm nay cái này một thân tu vi. Không sai, ta còn không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng là, ta mới bao nhiêu năm tuổi, ta không cần đến thời gian 20 năm, theo một phàm nhân tu luyện tới hôm nay tình trạng này, các ngươi có thể chứ? cho nên, ở trước mặt ta, ta không cho là các ngươi có tư cách cao cao tại thượng. Đương nhiên, các ngươi muốn cạo chết ta, ta cũng nhận. Nhưng là cái này mềm, ta không biết phục. La Quân, ngươi hiểu lầm, cái kia lãnh vân trưởng lão lại là phản ứng nhanh nhất, mặc kệ gơ trưởng lão xấu hổ, hắn nói ra, chúng ta không có xem thường ngươi ý tứ, nếu như chúng ta liền ngươi đều xem thường, đó chính là chúng ta quá cuồng vọng, quá tự đại. Gơ trưởng lão cũng không phải nói là khó, hắn chẳng qua là cảm thấy người còn cũng không có làm gì nhưng yêu cầu quá nhiều nhiều không là quân hùng hổ dọa người hỏi không nhiều lãnh vân trưởng lão nói ra hết thầy ta đều sẽ thay ngươi an bài tốt hiện tại ta trước dẫn ngươi đi gặp lạc tuyết tốt a cái kia còn tạm được là quân nói ra cùng lúc đó lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão ý niệm giao lưu gơ trưởng lão nội tâm là khí muốn chết thằng nhãi con này quá cuồng vọng Lãnh vân trưởng lão, chẳng lẽ về sau, người thật muốn hậu đãi hắn? Lãnh vân trưởng lão trầm giọng nói ra, gơ trưởng lão, người muốn thả phía dưới người thành kiến. Tiểu gia hỏa này khác biệt cho nhân loại khác, trên người hắn có thật nhiều đặc chất, trưởng không hắn, hội đối với chúng ta đem tới đón tiếp đế quốc đến, chinh phục nhân loại có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là, lãnh vân trưởng lão, người cảm thấy hắn là thật tâm đầu nhập vào. Gơ trưởng lão nói ra. Lãnh vân trưởng lão nói ra, thực tình cũng tốt giả ý cũng được ta sẽ đem hắn cùng cái kia tần khả khanh sinh tử trưởng khống lấy nếu như hắn dám có dị tâm ta liền muốn bọn họ lập tức chết gơ trưởng lão nói ra tiểu tử này luôn cảm thấy không tốt lắm trưởng khống lãnh vân trưởng lão nói ra yên tâm đi hắn đã tại chúng ta trống trong lòng bàn tay gơ trưởng lão nói ra cái này tần khả khanh thật thả nàng ra ngoài trước tạm thời thả ra chúng ta bên này nghiêm mật giám thị, là quân bên kia đại sự nhất định, chúng ta lập tức liền đối tần khả khanh động thủ, cho ăn âm long cổ. Lãnh vân trưởng lão nói ra, gơ trưởng lão nghe vậy không khỏi hoàn toàn yên tâm, nói ra, tốt, tốt, vẫn là trưởng lão ngươi suy tính được chu toàn. Cái này hai vị trưởng lão một bên ý niệm giao lưu, một bên ngoài miệng còn tại hòa la quân giao lưu. Làm đến là không chê vào đâu được, la quân tuy nhiên không biết hai người này có phải hay không trong bóng tối giao lưu, nhưng cũng có thể đoán ra bọn họ một chút thủ đoạn lúc này là quân duy nhất có thể dựa vào cũng là hai điểm thứ nhất hắn cố thân thể này là vô thủy thần ngẫu tất yếu thời điểm có thể bỏ qua thứ hai viên giác pháp thần tồn tại không e ngại linh tôn cao thủ hắn chỉ cần có thể đem tần khả khanh đưa ra ngoài như vậy hắn hết thảy thì đều tốt nói cực kỳ lạc tuyết bị giam giữ địa phương là tại một gian thủ vệ nghiêm mật trong phòng ngủ ngủ lại hoàn cảnh vẫn là rất không tệ Đi qua thật dài hành lang, trải qua vô số tinh mỹ cung điện, sau cùng rốt cuộc đi vào lạc tuyết chỗ phòng ngủ. Đó là một gian độc lập phòng ngủ, bên cạnh chính là Duy Mỹ Đình Viện cùng hồ bơi. Bất quá giờ phút này, trong hồ bơi đã kết băng, cứng rắn vô cùng. Mà phòng ngủ bốn phía, cũng đều sao băng xương. Còn chưa đến gần, là quân cùng tần khả khanh thì cảm nhận được thấu cốt lạnh. Loại này lạnh, bình thường người căn bản chịu không được. Cũng là tần khả khanh cũng cảm thấy không quá dễ chịu la quân vẫn còn tốt hắn liếc nhìn bốn phía liếc một chút nói ra đây đều là lạc tuyết làm lãnh vân trưởng lão gật gật đầu nói ra không sai lạc tuyết cô nương thể chất cực đặc thù chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong các ngươi muốn nghiên cứu ra như thế nào thông qua lạc tuyết để đạt tới cùng tổ long câu thông đạt được tổ long một tia khí thức đúng hay không la quân nói ra lãnh vân trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra không sai ngươi là người thông minh la quân liền nói ra tốt ta vào xem nàng các ngươi đều chớ vào sau đó hắn thì dậm chân tiến lên đem phòng ngủ kia đại môn đẩy ra tiến vào phòng ngủ là quân không khỏi bị kinh ngạc bởi vì trong phòng ngủ xương tuyết cùng cuồng phong cùng nổi lên là quân dường như nhất trưởng đem tuyết quốc chi cửa mở ra một nửa mà tại phòng bạo tuyết trung tâm khu vực lạc tuyết rất là bình tĩnh nàng thì nằm tại đá lạnh trên giường ngay tại minh tưởng người nàng cũng sẽ không khoanh chân nàng căn bản liền sẽ không tu luyện nhưng chính là như vậy một cái không hội tu luyện chi nhân lại tạo ra được dạng này tự nhiên kỳ quan tiến vào gian phòng kia về sau băng hàn chi khí càng thêm bức người chính là cửu trọng thiên cao thủ đến cũng chịu không nổi dạng này băng hàn chi khí may mà tại cái này trong trường lão hội nhiều là cao thủ ngược lại sẽ không bị lạc tuyết loại này băng hàn chỗ làm khó nhưng liền xem như ngu ngốc cũng biết lạc tuyết là cái có giá trị người lợi dụng được, nàng có thể phát huy ra vô cùng chi uy lực tới. La Quân vừa tiến đến, Lạc Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng kinh hỉ nhìn về phía La Quân. "La Quân, ta không phải đang nằm mơ chứ, làm sao ngươi tới?" Lạc Tuyết lập tức nghĩ tới cái gì, không khỏi thất sắc, nói ra, ngươi cũng bị bọn họ chụp tới. La Quân nhìn về phía Lạc Tuyết, trong miệng hắn tại kể một ít lộn xộn lời nói, nhưng cũng trong nháy mắt dùng ý niệm cùng Lạc Tuyết giao lưu lạc tuyết ngoài miệng nói chuyện với ta nhưng là ta hiện tại là cùng ngươi ý niệm câu thông ngươi không nên quá kỳ quái cũng không cần làm ra phản ứng nghe ta nói liền tốt lạc tuyết nao nao có điều nàng lập tức cũng liền hiểu la quân ý tứ sau đó ngoài miệng ứng với la quân nhưng lại gật gật đầu biểu thị hiểu la quân hơi hơi thở phào nói ra ta cũng không có bị bắt lạc tuyết lan đình ngọc đã an toàn lạc tuyết nghe vậy trong mắt khó nén hoan hỉ nhưng nàng cực lực nhịn xuống la quân nhìn đến lạc tuyết hoan hỉ nhưng trong lòng thì có chút lo lắng xem ra lạc tuyết đối lan đình ngọc là thật đã hữu tình cái này đem đến đến cùng nên làm thế nào cho phải đâu la quân cũng không có quá mức phiền não lúc này khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp cứu ra lạc tuyết hắn sau đó tiếp lấy còn nói thêm lạc tuyết người tin tưởng chúng ta ta nhất định sẽ cứu ngươi ra đi lạc tuyết trọng trọng gật đầu Nàng nhịn xuống không nói gì. Nàng muốn nói, ta còn muốn đi cùng ngươi gặp muội muội ta. Sau đó, Lạc Quân nói ra, chúng ta có thể nói chuyện. Hắn ngẫm lại, nói ra, người bây giờ đây là cái gì tình huống? Lạc Tuyết nói ra, ừm, nàng sau đó liếc nhìn chính mình bốn phía, nói ra, ngươi nói là những thứ này băng tuyết phong bạo. Lạc Quân nói ra, không sai, ta nhớ được trước đó gặp ngươi, đều không phải như vậy. Lạc Tuyết nói ra, trước đó ta một mực ngủ say, cảm giác tim áp một khối đá. Về sau, tảng đá kia tất cả lực lượng đều giống như dung nhập vào trong thân thể ta. Sau đó, ta cảm giác ta hô hấp, khí thức toàn bộ đều có thể đem bốn phía không khí, khí hậu cải biến. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đây thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. À. Lạc Tuyết nói ra, ta đại khái là không thể lại cùng người bình thường tiếp xúc. Ngươi không có cảm nhận được lạnh không? Lạc Quân nói ra: "Không sao cả, ta không sao, ngươi lại đá lạnh một điểm ta đều vô sự." "Thật?" Lạc Tuyết nói ra. "Lạc Quân nói ra: "Không tin a, à, ta nắm tay ngươi, ngươi nhìn ta có sợ hay không?" Lạc Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên. Lạc Quân vội ho một tiếng, nói ra: "Đừng nghĩ lệch ra." "Ta mới không có." Lạc Tuyết nói gấp, nàng nói xong cũng duỗi ra thon thon tay ngọc. Lạc Quân liền cũng thân thủ đi nắm Lạc Tuyết tay. "A, à, sau đó" Lạc quân hú lên quái dị, vội vàng hất ra lạc tuyết tay. Quá đá lạnh, hoàn toàn chịu không nổi A. À. Ngươi nhìn, lạc tuyết nhất thời tràn ngập uể oải Lạc quân vỗ xuống đầu, hắn quên quan trọng sự tình. Mẹ nó, đây là vô thủy thần ngẫu thân thể A. À. Chính mình bản thể mới là địa sát chi tinh thể chất. là quân không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, chưa chuẩn bị xong, chúng ta thử lại lần nữa. Tính toán, ngươi không muốn hống ta vui vẻ lạc tuyết nói ra la quân hít sâu một hơi nói ra ngươi không nên nản trí hết thảy đều sẽ có biện pháp giải quyết chỉ cần có ta ở đây cái gì đều có thể giải quyết biết không lạc tuyết nhìn về phía la quân nàng nhìn thấy la quân trong ánh mắt đầy là chân thành lạc tuyết bỗng nhiên có chút cảm động cùng ấm áp nàng chỗ cảm thụ ấm áp thật sự là quá ít cảm ơn ngươi la quân lạc tuyết cũng chân thành nói ra la quân cười ha ha một tiếng nói ra cái này có cái gì tốt tạ la quân sau đó cáo biệt lạc tuyết hắn ra cái kia căn phòng ngủ lãnh vân trưởng lão gơ trưởng lão tần khả khanh thì ở bên ngoài một mực chờ lấy la quân xem ra hiện tại lạc tuyết giá trị là không thể nghi ngờ la quân sau khi đi ra đối lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nói ra lãnh vân trưởng lão nói ra vốn là cái kia băng tinh nguyên thạch là câu thông đến tổ long khí tức trọng yếu pháp khí hiện tại băng tinh nguyên thạch biến mất lạc tuyết cô nương trên thân xác thực có giá trị rất cao la quân nói ra cho dù không câu thông đến tổ long khí tức lấy trên người nàng băng phách lực lượng chỉ cần vận dụng tốt sợ là cũng có thể không ai địch nổi lãnh vân trưởng lão nói ra vậy cũng đúng chúng ta bây giờ thật là tại làm hai tay chuẩn bị la quân cười nhạt một tiếng nói ra một tay chuẩn bị là sử dụng lạc tuyết đến câu thông tổ long khí tức hai tay chuẩn bị là nhìn làm sao sử dụng lạc tuyết tới làm một kiện siêu cấp pháp khí hoặc là sát khí, đúng hay không? Lãnh vân trưởng lão nói ra, không sai. Là quân nói ra, lạc tuyết tại ta tới nói, rất trọng yếu. Ta hy vọng đến lúc đó, các người có thể cho ta nhiều một chút thời gian đến nghiên cứu nàng cái này đầu đề, dù sao, cái kia băng tinh nguyên thạch bị hòa tan đến trong cơ thể nàng, chính là bởi vì ta ban tặng. Gơ trưởng lão thì nói ra, băng tinh nguyên thạch bên trong băng phách, nghe nói là có thể đá lạnh phong vạn lý, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thừa nhận được. nhưng cái này lạc tuyết cô nương lại là chịu đựng lấy, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp. đây là một kiện chuyện lạ. lãnh vân trưởng lão nói theo, không sai, lạc tuyết cùng băng tinh nguyên thạch có duyên phận. băng tinh nguyên thạch chính là tộc ta thánh vật, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý thương tổn lạc tuyết cô nương. nếu là la quân người nguyện ý tới giúp chúng ta mở ra lạc tuyết cô nương thần kỳ mật mã chúng ta tự nhiên là lại hoan nghênh cực kỳ. La Quân gật gật đầu. Sau đó, lãnh vân trưởng lão nói ra, ta bên này đã an bài tốt biệt thự, ngay tại cách trong kinh. Trả lại cho các ngươi 12 cái nô bộc phục thị. La Quân, ngươi muốn cùng tần cô nương trước đi xem một chút sao? La Quân nói ra, được. Hắn đón đến, nói ra, lãnh vân trưởng lão, đã đến tình cảnh như thế này. Mọi người cũng không cần thiết làm một chút tiểu tâm tư, túi một chút phạm vi thủ đoạn các ngươi, ta đoán được, nhưng là, ta nguyện ý cho các ngươi phần này tiến nhiệm. Ta sinh tử, mặc cho các ngươi trưởng khống, có thể tần khả khanh bên này, ta hy vọng, các ngươi có thể bảo trì quân tử phong độ. Ta không thích ta nữ nhân bị người khống chế, tất cả khổ, hướng ta tới liền tốt. Đương nhiên, nàng vẫn là tại rời kinh bên trong, nếu ta có dị tâm, các ngươi lại đối phó nàng không muộn. Lãnh vân trưởng lão liền nói ra, tốt, đã lời cũng nói ra vậy chúng ta bên này cũng không có gì tốt che che lấp lấp. Về sau, người là quân chỉ phải thật tốt giúp chúng ta làm việc. Chúng ta bên này hội một mực lấy lễ đối đãi Ngươi, muốn nuốt vào chúng ta âm long cổ, thụ chúng ta khống chế. Cái này âm long cổ, cùng ngươi não vực huyết nhục tương liên. Liền xem như lại đại thần thông giả cũng không có cách nào vì ngươi giải khai. Chỉ có chúng ta bên này một vị dưỡng cổ trưởng lão mới có thể vì ngươi giải trừ. Chỉ cần ngươi ngày sau không sinh ra hai lòng, người không cần lo lắng người an nguy la quân nói ra không có vấn đề ta biết các ngươi sẽ có dạng này thủ đoạn bất quá ta người này tính tình bướng bỉnh thuộc các người khống chế cũng không có nghĩa là ta không có tính khí làm không tốt ta ngay cả mình cũng dám giết lãnh vân trưởng lão mỉm cười nói ra yên tâm đã vào tới cửa cũng là người trong nhà chúng ta không biết ủy khuất ngươi a à, la quân nói ra a à, lãnh vân trưởng lão sững sờ cũng là không có vấn đề ý tứ. La Quân nói ra, lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão thì lấy quang xe, mang La Quân cùng tần khả khanh tiến về rời kinh. Cái kia quang xe cao đại danh quý, kim sắc sơn, bên trong đồ vật bên trong hào hoa, lại vô cùng rộng rãi. Ngồi ở bên trong, có loại ngồi tư nhân hào hoa máy bay cảm giác. Cũng có tỷ nữ phục thị. Tại cái này kỳ phấn trắng thế giới bên trong, nhân loại nhân khẩu đạt tới 300 triệu. Mà linh tôn số lượng bất quá là 3 triệu. Cái này 3 triệu linh tôn số lượng tiếp nhận 300 triệu nhân khẩu cung cấp nuôi dưỡng, mỗi cái linh tôn đều có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Linh tôn nhóm vì duy trì bọn họ chính quyền, bọn họ dùng hết tàn khốc cùng bạo lực đến chân áp nhân loại. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, không một người đức lấy báo thiên. Kỷ phấn trắng 300 triệu người, máu và nước mắt cung cấp nuôi dưỡng linh tôn, mà linh tôn nhóm hồi báo cũng là khi bọn hắn là thực vật, là súc sinh, là nô lệ. Đây là để La Quân càng phẫn nộ một điểm. 3.000 thế giới, 3.000 thế giới bên trong 2.999 cái thế giới bên trong, toàn bộ đều là lấy nhân loại vi tôn. Duy chỉ có kỷ phấn trắng thế giới bên trong, nhân loại là bị nô dịch. 3.000 thế giới nhân loại tổng cộng cùng nhau là một cái to lớn khủng bố con số, đó là lít nha lít nhít so châu chấu còn muốn dày đặc đáng sợ. Nhân loại tựa như là những cái kia trứng trùng, chỉ cần cho bọn hắn một chỗ, bọn họ liền có thể điên cuồng sinh sôi. Đây cũng là linh tôn nhóm kiêng kỵ nhân loại một cái rất lớn nguyên nhân. Số lượng quá to lớn, mà lại, nhân loại còn không ngốc, bên trong còn có vô số cao thủ, thiên tài tồn tại. Đây là một cái tuyệt đối khủng bố chủng tộc. Trên không trung có giao thông quản chế, nhân loại trừ phải làm nghiệp thời điểm, mới có thể được an bài ngồi phổ thông máy bay. Mà những thứ này linh tôn nhóm, đều có chính mình khách quý đường tàu riêng, nhân loại tuyệt đối không thể chiếm cứ khách quý đường tàu riêng. Là quân ngồi tại quang trong xe, đánh giá loại này quang xe. Hắn tại thần nông thế giới bên trong đợi qua, biết được chỉ cần khiến nhân loại thời gian, nhân loại cũng có thể chế tạo ra lợi hại không chung xe chạy nhanh. Nhân loại lúc này khoa học kỹ thuật tuy nhiên đã không tệ, nhưng cùng thần nông thế giới, còn có cái này linh tôn nhóm khoa học kỹ thuật so ra, xác thực vẫn là kém xa. Vì cái gì kém xa đâu, nói cho cùng, vẫn là cất bước muộn. Hoa hạ dân tộc trên dưới 5.000 năm, thực cũng là một bộ chiến tranh sử. Theo hạ thương chu đến thất quốc chi loạn, tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ, cái mông ngồi chưa nóng, liền bị lật đổ. Tiếp mà chính là sở hán tranh chấp, sở hán về sau, lại có tây hán, đông hán, càng về sau, hán thất yếu ớt. Quân phiệt cát cứ, lại đến ba nước chi loạn, ba nước chi loạn về sau, ba nước về tấn vẫn là cái mông ngồi chưa nóng, lập tức liền là ngũ hổ loạn hoa, ngũ hổ loạn hoa về sau thật vất vả đến cái tùy chiều, y nguyên bất quá hai đời quân lại là bạo loạn, tiếp mà mới có thịnh đường, đó cũng là đám dân chúng kinh lịch quá đánh nữa tranh giành, vội vàng cần an cư lạc nghiệp, đường tống nguyên minh thanh vẫn là chiến tranh sử, cho dù là đến cận đại liên quân tám nước nhật khấu xâm hoa chờ một chút vẫn là một bộ ẩm ẩm sóng dậy chiến tranh sử. Nhân loại tiến bộ không phải là bị người khác trở ngại, tránh thức trở ngại nhân loại, vĩnh viễn là nhân loại chính mình. Bây giờ, nhân loại thế giới bao la khôi phục nguyên khí hơn trăm năm không đến, lại liền có thể phát triển chỗ huy hoàng như vậy công nghệ cao. Cái này cũng đủ để thấy nhân loại thông minh chi nhanh nhạy. Là quân liếc nhìn quang xe, cũng liền phát hiện cái này quang xe tại động lực thăng bằng, cùng động cơ, chất liệu lên đều có vô cùng lợi hại công nghệ ở bên trong. Loại này công nghệ, nhân loại thế giới muốn muốn vượt qua, cần muốn hòa bình tám thời gian 10 năm. Đây là la quân đoán sơ qua. Quang tốc độ xe rất nhanh, sau 5 phút liền đạt tới rời kinh. Rời kinh trên không, rất nhiều quang xe xuyên tới xuyên lui. Mặt trời chó trang, phồn hoa rời kinh, nhà cao tầng san sát. Rất nhiều kỳ diệu mà hùng vĩ kiến trúc khiến người ta nhịn không được nhìn mà than thở linh tôn nhóm kiến trúc công nghệ mức độ đã đạt tới một cái đỉnh phong giá trị. Mà đáng giá nói chuyện là, tại rời kinh, linh tôn nhóm lớn nhiều đều ở độc lập biệt thự. Loại này nhà cao tầng phần lớn là công tác tràng sở, hoặc là một ít nhân loại ở lại. Tại linh tôn thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả nhân loại đều rất thê thảm. Tựa như là nhân loại thế giới bên trong, có chút chó qua được so người sinh sống còn tốt. Cho nên tại linh tôn thế giới bên trong, có một ít nhân loại việc làm tốt lắm, cũng sẽ thu hoạch được địa vị nhất định. Quang xe đứng ở hoàn toàn yên tĩnh lâm hồ khu biệt thự. Nơi này đường tu chỉnh đến rộng lớn mà xinh đẹp, có núi có nước, cách khu vực thành thị cũng rất gần. Còn có nhà để xe, cũng cho la quân phân phối quang xe cùng phổ thông xe xịn. Vân vân, bất quá những vật này đối la quân cùng tần khả khanh tới nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Chỗ của hắn còn cần gì xe xịn đồng hồ nổi tiếng A nhưng la quân vẫn là đối biệt thự biểu hiện ra độ cao hài lòng tốt rất tốt rất không tệ la quân liền liền nói tần khả khanh ngay tại la quân bên người nàng cũng biểu thị khen ngợi lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão liền bồi bọn họ lãnh vân trưởng lão mỉm cười nói ra người ưa thích liền tốt nếu như còn có cái gì hắn cần cứ việc nói gơ trưởng lão thì là đưa tới tất cả người hầu gái những cái kia đám nữ bộc cung kính quỳ ở trước mặt mọi người đầu cũng không dám nhấc. La Quân nhìn có chút không thoải mái, cảm giác khó chịu, liền nói, làm cho các nàng đi xuống đi. Lãnh vân trưởng lão nói ra, tốt. Hắn phất phất tay, để tất cả người hầu gái tất cả đi xuống. La Quân thân thủ, nói ra, lấy ra đi. Ừm, lãnh vân trưởng lão nao nao, nói ra. Âm long cổ A, à, La Quân nói ra, các người có các người tín dụng, ta cũng có ta tín dụng. Lãnh vân trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, là quân, ngươi là người thống khoái. Là quân nói ra, chết tử tế không bằng lại còn sống, đến tình cảnh như thế này, ta cũng là chỉ có thể nhận mệnh, nhận thua. Lãnh vân trưởng lão nói ra, ngươi hoàn toàn không cần bi quan, ta có thể cam đoan với ngươi, đây là ngươi nhân sinh mới nổi điểm. Ngươi lấy hậu nhân sinh sẽ là huy hoàng nhất, về sau, ngươi sẽ còn cảm tạ ta. Hy vọng đi, là quân nói ra, dù sao hiện tại mệnh là tại trên tay ngươi, ta về sau qua tốt hay là không tốt, đại khái đều là muốn nhìn ngươi tâm tình. Lời nói có thể đừng nói như vậy, về sau đều là người một nhà, ta đối đãi ngươi làm như huynh đệ." Lãnh Vân trưởng lão nói ra. "Vậy ta coi như về sau nhiều dựa vào trưởng lão ngươi." La Quân ha ha mà cười. Đồng thời, gơ trưởng lão xuất ra một đầu âm long cổ đi ra. La Quân nhìn một chút, cái này âm long cổ tựa như là một đầu tiểu xa một dạng nhưng toàn thân trong suốt liền bên trong ruột đều nhìn rõ ràng la quân cũng không nghĩ nhiều bắt tới một miệng nuốt hắn mới không quan trọng dù sao nếu không cũng không cần cái này vô thủy thần ngẫu mà lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nhìn đến la quân thôn âm long cổ hai người rõ ràng thì đối la quân nhiều một phần tiến nhiệm la quân còn nói thêm tốt vậy bây giờ thì thương lượng làm sao đối phó thần đế đi ta toàn lực phối hợp dù sao đã là dạng này ta cũng liền không che giấu. Thần đế thực lực, đến cùng như thế nào?" Lãnh Vân trưởng lão hỏi. Gơ trưởng lão nói ra, "Chúng ta lên lầu, ngồi xuống thật tốt tâm sự đi." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, mọi người lên tới lầu, mỗi người ngồi xuống. Những cái kia đám nữ bộc lập tức dâng lên thức uống nóng. La Quân sau đó mới nghiêm mặt nói ra, "Ta không rõ lắm thần đế thực lực, nhưng là ta xem qua hắn mấy lần xuất thủ, em ngờ hắn đối phó người hầu như không cần pháp bảo gì, mà lại chưa bao giờ bại qua. Bất quá, hắn đánh cực khổ nhất nhất chiến, liền hẳn là cùng thiên bố lỗ tôn giả một trận chiến này. Bởi vì hắn rốt cuộc dùng pháp bảo thần thông hạt giống. Cụ thể tình huống chiến đấu ta cũng không rõ ràng, bởi vì hai người này lúc đối chiến đều muốn động thiên trục xuống tới. Ta ở bên ngoài, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ biết là về sau, thần đế đem thiên bố lỗ tôn giả bị đả thương, còn bắt lại lãnh vân trưởng lão cùng gơ trưởng lão nghe vậy về sau thì lẫn nhau nhìn một chút hai người này liền bắt đầu ở trong lòng phán đoán một là phán đoán thần đế tu vi hai là phán đoán la quân lời nói đến cùng là thật là giả la quân nói ra ta biết cũng là nhiều như vậy dù sao thần đế người kia không tính là quá bình dị gần gũi hắn cũng sẽ không nói cho ta hắn tu vi đến mức nào nhưng lấy ta tu vi ta là nhìn không ra hắn đến cùng tới trình độ nào Lãnh Vân trưởng lão nói ra, Thiên Bố Lỗ Tôn giả đã là thiên vị chi cảnh cao thủ, dựa theo ngươi nói, Thiên Bố Lỗ Tôn giả có thể cùng thần đế ác chiến, như vậy thần đế tối đa cũng cũng là thiên vị cảnh. Thần đế cũng rất không có khả năng là tạo hóa cảnh, từ khi tiên giới đại môn đóng lại về sau. Nhân gian cơ hồ liền không có đi ra tạo hóa cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh cao thủ thật đến, Thiên Bố Lỗ Tôn giả tại trước mặt, cũng căn bản không thể nào hoàn thủ. Còn có, cái này thần đế hoành không xuất thế cũng mới bất quá cái này trăm năm qua sự tình. Một trăm năm là hắn có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng mà. Gơ trưởng lão nói ra, đã như vậy, lãnh vân trưởng lão, chúng ta liền đi về trước thương lượng một chút. Cần phải lần này muốn cho cái này thần đế nặng nề nhất kích, không thể sai sót. Thần đế tại nhân gian tu sĩ trong suy nghĩ có trí cao vô thượng địa vị, nếu là đem hắn chộp tới hoặc là giết chết, cái này tại chúng ta đều có chỗ tốt cực lớn. Lãnh vân trưởng lão nói ra, tốt. Hắn cùng gơ trưởng lão đứng dậy. Lãnh vân trưởng lão nói với La Quân, ừm, um, La Quân, người cùng tần cô nương ở chỗ này trước nghỉ ngơi thêm. Muốn đi nơi nào, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chờ chúng ta bên này thương lượng xong, sẽ lập tức tới tìm ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta ở chỗ này lặng chờ tin lành. Hắn đón đến, nói ra, có điều, ta vẫn còn muốn nhắc nhở hai vị, tuyệt đối không nên xem thường thần đế. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Thần đế là thê tử của ta sư phụ, nàng rất kính yêu sư phụ nàng. Ta hy vọng lần này về sau, thần đế tên hội theo tinh không bên trong biến mất. Ta càng không hy vọng thê tử của ta biết, sư phụ nàng là ta hại chết. Lãnh vân trưởng lão nao nao, sau đó hắn mang theo ẩn ý mỉm cười, lại vỗ vỗ la quân bả vai, nói ra, yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Về sau, lãnh vân trưởng lão thì cùng gơ trưởng lão rời đi. Bọn họ vừa đi, là quân thì đối tần khả khanh cười một tiếng, nói ra, người đoán lãnh vân cùng gơ vừa trong lòng mới đang suy nghĩ gì. Ừm, không là nghĩ đến đi đối phó thần đế sao, tần khả khanh nói ra. Nàng lập tức lại dụng ý đọc nói ra, làm sao gọi thẳng bọn họ tên, người không sợ bọn họ còn có giám sát. Là quân nói ra, yên tâm đi, không có giám sát cái kia âm long cổ tại ta trong não vực, bọn họ hiện tại đồng thời không lo lắng ta sẽ như thế nào, cho nên, chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho. Vẫn là cẩn thận là hơn, Tân Khả Khanh nói ra. La quân nói ra, ta vừa mới cố ý nói thê tử của ta cùng thần đế sự tình, lãnh vân cùng gơ rất vui vẻ, bọn họ cảm thấy lại nắm giữ ta một cái tay cầm đây. Tần Khả Khanh nghe La Quân nâng lên thê tử thời điểm, luôn luôn không tự giác nhếch miệng lên, đó là một loại một cách tự nhiên yêu thương. Nàng không khỏi có một chút ghen tuông, nói ra, người nói thê tử là ngân sa vương. Ta tốt giống chưa nghe nói qua ngân sa vương bái qua thần đế vi sư. Không phải, là quân nói ra, là linh nhi. Thê tử người còn giống như rất nhiều, tần khả khanh nói ra. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn hay không người cũng tới cái này hàng ngũ. Người nghĩ hay lắm, tần khả khanh hoành là quân liếc một chút. Là quân cũng chính là thuận miệng nói một chút. Hắn cũng không phải là loại kia muốn rất nhiều nữ nhân nam nhân. Hiện tại có Linh Nhi, Kiều Ngưng, Mạc Nùng, hắn cảm thấy liền đã rất là là đủ. La Quân đối Tần Khả Khanh cũng không có ái tình ở bên trong, hắn nhiều lắm thì cảm thấy nàng ngược lớn, thân phận ở chỗ này. Tần Khả Khanh đối La Quân tới nói, là một loại bản năng sinh lý kích thích. Đương nhiên, sinh lý kích thích hắn là có thể kiềm chế lại. Người đều có động vật bản năng, nhưng người không phải động vật. Nếu không phải muốn vì làm tốt chuyện dưới mắt, La Quân là quả quyết sẽ không đi đoạt Tần Khả Khanh chân tàng 800 năm tấm thân xử nữ. Tại biệt thự này bên trong, La Quân cùng Tần Khả Khanh trước ở lại. Nhưng hai người đồng thời không có cái gì tâm tình đến hưởng thụ đây hết thảy. Mặc dù như thế, La Quân vẫn là lôi kéo Tần Khả Khanh đóng cửa phòng, kéo lên rèm tre, sau đó giả bộ như phiên vân phúc phú. Làm cái gì vậy? Trên giường Tần Khả Khanh rất là không hiểu. La Quân nói ra, mình hay muốn là thì ngốc ở chỗ này trong biệt thự ngồi, cái gì cũng không làm, cái này bình thường sao? Tần Khả Khanh nói ra, người không phải nói bọn họ không có giám sát chúng ta sao? La Quân nói ra, người đần A, à, nơi này còn có người hầu gái, các nàng cũng là có mắt. Tần Khả Khanh nao nao, theo rồi nói ra, tốt A. À. Tần Khả Khanh ngược lại không phải là thực ngốc, nhưng nàng cùng với La Quân về sau, tựa hồ cũng có chút lười nhác động đầu óc, cảm giác hết thảy khó khăn phức tạp đồ vật, là quân đều sẽ đem nghĩ đến, đồng thời có giải quyết biện pháp. Là quân cũng dùng thần niệm liếc nhìn qua biệt thự này, xác định biệt thự này bên trong không có bất kỳ cái gì giám sát cùng máy nghe trộm. Là quân còn biết, có chút gia tộc cổ xưa, nghe trộm trang bị đều tránh đi công nghệ cao, tuyển dụng cổ lão trang bị, tỉ như dùng ống đồng nghe trộm. Vân vân, là quân đem phương diện này cũng cân nhắc đến. Tại La Quân nội tâm tới nói, hắn tin tưởng các trưởng lão không biết làm như thế vụng về trò siếc. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, là quân vẫn là kiểm tra một lần. Tuy nhiên trên giường tần khả khanh rất mê người, nhưng về sau, là quân vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tu luyện. Vừa đến, hắn không có khả năng dùng bộ này không nhìn thần ngẫu thân thể cùng tần khả khanh phát sinh cái. Cho dù hắn nghĩ, tần khả khanh cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thứ hai, hai người tuy nhiên phát sinh quan hệ, thế nhưng lúc bất đắc dĩ kế sách. Nếu như lại tiếp tục phát sinh quan hệ, như vậy giữa hai người quan hệ thì thật có chút nói không rõ, không nói rõ. Mặc kệ là La Quân vẫn là Tần Khả Khanh, hai người bọn họ đều không muốn đi đến một bước kia đi. Cái này một đêm trôi qua, bình tĩnh không có chuyện gì. La Quân bản thể bên kia cũng rất bình tĩnh, đại đội trưởng Tôn đều không lại tới báo cáo tin tức. Mà tại sáng ngày thứ hai, một cỗ quang xe tại trước biệt thự dừng lại buổi sáng khí trời hạ lên tích tí tách mưa nhỏ, đến, bên này khí hậu rất là hợp lòng người, thường xuyên buổi sáng trời mưa, giữa trưa ra mặt trời. Cứ như vậy, sẽ không quá mức khốc nhiệt. Cái kia quang trong xe xuống tới một tên linh tôn cao thủ, cái này cao thủ thì chờ ở bên ngoài. Là quân cùng tần khả khanh thay xong y phục xu thế đi ra khỏi tới. Cái kia linh tôn cao thủ đối là quân cùng tần khả khanh lễ phép có thừa, hắn đầu tiên tự giới thiệu, nói ra, là quân tiên sinh, tần tiểu thư ta là trong trưởng lão hội chi sự các ngươi có thể gọi ta đúc la quân cười nhạt một tiếng nói ra đúc tiên sinh ngươi tốt đúc mỉm cười nói ra ta tới là mời la quân tiên sinh đi trưởng lão hội ta không cần đi sao tần khả khanh ở một bên có chút ngoài ý muốn hỏi đúc nói ra xin lỗi tần tiểu thư các trưởng lão xác thực không có mời ngài tần khả khanh nói ra vậy được rồi Đúc vào lúc này vì La Quân mở cửa xe, La Quân thì hướng Tần Khả Khanh nói ra, hảo hảo ở tại nhà đợi đi, ta làm xong việc liền biết trở về. Chú ý an toàn, Tần Khả Khanh dặn dò. La Quân gật đầu, sau đó lên xe. Đúc cũng theo lên xe, lái xe là nhân loại tài xế. Đúc đương nhiên sẽ không tự mình lái xe, cái này quang xe khởi động cấp tốc, trực tiếp thì hướng lên chân trời. Tần Khả Khanh lập ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn La Quân ngồi quang xa ly đi. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh cảm thấy có chút cổ quái. Nàng cảm giác mình tựa như là đưa mắt nhìn trượng phu rời đi thê tử, tại hắn khi đi, chính mình còn tại căn dặn hắn chú ý an toàn. Tần Khả Khanh không khỏi có chút khuôn mặt phát sốt, cái này tại nàng trước kia, nàng là không dám tưởng tượng chính mình sẽ có dạng này một mặt. Là quân tại Tần Khả Khanh trong não vực gieo xuống ấn ký, ấn ký này quang minh chính đại, cũng là dám thị lãnh vân trưởng lão bọn người đừng làm loạn. Cho nên, Tại La Quân đi giúp bọn hắn đối phó thần đế thời điểm, lãnh vân trưởng lão không biết xuống tay với tần khả khanh. Mà La Quân tâm lý càng có dự định, chỉ cần tìm được viên giác pháp thần, hắn cùng Lan Đình Ngọc liền muốn sử dụng linh hồn tinh thạch đến đây nghĩ cách cứu viện tần khả khanh. Tiểu vũ một mực tí tách tí tách, quang xe tại tầng mây bên trong ghé qua, như tốc độ âm thanh gào thét. Trong nháy mắt, phía trước thiên long điện đã ở trong tầm mắt. Trong mây mù ao pi tư núi, Thiên Long Điện có một phen đặc biệt phong tình. Cái kia giống như là Vân Trung Thiên Cung trong mưa kỳ thích. Thiên Long Điện bên ngoài, trận pháp bởi vì nước mưa mà nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Quét sạch xe lại là thuận lợi thông qua hộ điện đại trận, sau đó đến trưởng lão hội trước điện. Trước điện là quảng trường khổng lồ, quảng trường giống như tiếp thiên đài, gần sườn núi mà đứng. Theo chỗ cao nhìn xuống dưới, quảng trường này bóng loáng như gương, thật sự giống như là một mặt cửa cái gương lớn trên quảng trường nhiều vô số ngừng không ít quang xe la quân cùng đúc sau khi xuống xe bên kia lập tức có xe chuyên dụng tới đón đưa đúc mời la quân lên xe hắn thì không đi lên la quân cũng không nhiều lời lên xe cái này xe chuyên dụng liền trực tiếp tiến vào trưởng lão điện bên trong đi một đi ngang qua đi cuồn cuộn hùng vĩ đã không cần nhiều lời tại một gian phong cách cổ xưa trang nhã thiên điện bên trong lãnh vân trưởng lão khơ trưởng lão âm bước hư trưởng lão còn có hai vị la quân không biết trưởng lão. Mọi người biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ là đều đang đợi la quân đến. La quân liếc một chút liếc nhìn đi qua, trong lòng tự nhủ ta cái ngoan ngoãn A, à, cái này một phòng toàn bộ đều mẹ nó là động tiên lấy phía trên cao thủ A. À. Xem ra, động tiên đô không có tư cách gì tới tham gia dạng này hội nghị A. À. La quân cảm thấy mình tựa như là ngộ nhập con voi quốc con kiến hôi. Nhưng là, La quân cũng xác thực không có gì tốt tự ti cái này một phòng trưởng lão, đều xem như linh tôn trong đế quốc tinh anh. Người ta lịch sử lâu đời, tồn tại ức vạn năm. Nhân loại mới bao lâu, lại nói, chính mình tuổi đếm không tới 100, nơi này cái kia không là sống ngàn vạn tuổi đâu. Là quân hít sâu một hơi, hắn thua cái gì, cũng không thể thâu khí thế. Ngay sau đó ngửa đầu cất bước mà vào. Là quân cái này vừa tiến đến, liền hấp dẫn tất cả trưởng lão ánh mắt. Lãnh vân trưởng lão tiến lên đón đến, mỉm cười nói ra là quân người tới rồi hắn tiến lên kéo la quân tay lộ ra thân mật vô cùng lại hướng tất cả trưởng lão giới thiệu nói chư vị vị này chính là ta hướng mọi người nhắc lên thanh niên tài tuấn la quân hắn đại danh chắc hẳn mọi người đã sớm như sấm bên tai đi âm bước hư trưởng lão lạnh quét la quân liếc một chút dù sao chỉ là có chút nhìn la quân khó chịu hai vị kia la quân không biết trưởng lão cũng nhìn về phía la quân La Quân liếc nhìn liếc một chút, hắn chỉ cảm thấy cái này hai tên trưởng lão thâm bất khả chắc. Bọn họ ánh mắt thâm thúy bên trong như ẩn chứa hạo hán vũ trụ, vô cùng vô tận, vô biên minh mông. La Quân không khỏi hoảng sợ, trong lòng đồng thời nắm chắc. Đại khái, đây chính là phái đi ra muốn đối phó thần đế linh tôn trưởng lão. Hai vị này, chính là, lãnh vân trưởng lão giới thiệu nói ra, chính là chúng ta trưởng lão hội thái thượng tôn giả. Theo thứ tự là hồng khôn trưởng lão, Hồng Phi trưởng lão. Là quân sờ mũi một cái, hắn xác thực là có chút giật mình. Trưởng lão này hội thủy đến cùng sâu bao nhiêu a? À? ngày này vị trưởng lão thế mà còn ẩn tàng hai cái. Cái kia ngục sở trưởng lão còn không có lộ diện đây. Là quân, Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão vẫn luôn tại thời không chỗ sâu bế quan, lần này là thiên bố lỗ tôn giả sự tình, chúng ta mới đem bọn hắn mời đi ra. Là quân cười một tiếng, nói ra, vậy liền quá tốt, vốn là ta còn lo lắng thần đế khó có thể đối phó. Hiện tại có hai vị thái thượng tôn giả xuất thủ, vậy xem ra lần này, chúng ta có thể mười phần chắc chín. Hồng khôn trưởng lão từ tốn nói, thần đế tên, gần đây danh tiếng chính thịnh. Hắn có thể cầm xuống thiên bố lỗ tôn giả, cũng đã nói lên hắn thật là có bản lĩnh người. Dạng này đối thủ, bổn tỏa cũng rất muốn lĩnh giáo một phen. Hồng phi trưởng lão nói ra, lần này sợ là không thể để đại ca ngươi quá sảng khoái. Bởi vì chuyện này việc này lớn, chúng ta nhất định phải 10 phần chắc chín cầm xuống cái này thần đế. Hồng khôn trưởng lão không khỏi khe khẽ thở dài, nói, đáng tiếc. Lãnh vân trưởng lão theo rồi nói ra, là quân, chúng ta bên này đã bố cục tốt, đến lúc đó, liền cần ngươi đến đi bước đầu tiên. Là quân gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào. Lãnh vân trưởng lão thì đối hồng phi trưởng lão nói ra, phiền phức ngài. Hồng phi trưởng lão gật gật đầu, hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một dạng sự vật tới. La quân nhìn qua, nhìn ngay lập tức rõ ràng, Hồng phi trưởng lão trong tay là một cái đen nhánh đan hoàn. Đây là cái gì? Độc dược. La quân nói ra. Không sai, cũng là độc dược. Hồng phi trưởng lão nói ra, hắn đón đến, nói ra, nhưng cái này cũng không hề là phổ thông độc dược, loại độc này thuốc chính là từ ba nghìn đại đạo bên trong đại kịch độc thuật ngưng luyện mà thành vô sắc vô vị đồng thời có thể che đậy thiên cơ chính là thần đế như thế người cũng vô pháp nhìn thấu đan dược này chúng độc tính người chỉ phải nghĩ biện pháp để hắn ăn vào như vậy người nhiệm vụ coi như hoàn thành là quân tiếp nhận đan dược hắn nói ra ta sẽ hết sức nhưng ta cũng không dám hứa chắc hắn thì thật có thể ăn ừm không phi trưởng lão gật gật đầu nói ra người tận lực hay không chúng ta cũng có thể phân biệt ra được như thế như vậy về sau lãnh vân trưởng lão liền nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Chúng ta sớm một ngày đi, thiên bố lỗ tôn giả liền có thể ít một chút tra tấn. Hồng khôn trưởng lão trong mắt lóe qua sát ý, nói ra, thần đế cái kia thất phu, dám tra tấn thiên bố lỗ tôn giả, bổn tỏa sẽ để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Lãnh vân trưởng lão thì nói ra, ta ở chỗ này, chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, sớm ngày trở về. Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão gật gật đầu. Lãnh Vân trưởng lão lại căn dặn La Quân, nói ra, qua bên kia, hết thảy đều muốn nghe theo hai vị trưởng lão tôn giả an bài, biết không? Ta biết, yên tâm đi, La Quân cười một tiếng, nói ra. Ngay sau đó, yêu kỳ người trưởng lão dẫn đường, mọi người thì cùng một chỗ hướng truyền tống trận chỗ phương hướng đi đến. Truyền tống trận hết thảy 10 tòa, theo thứ tự là đặt song song thập cái gian phòng, Bên ngoài phòng trên vách tường, điêu long mài phượng. Bên trong truyền tống trận thì lộ ra phong cách cổ xưa cùng uy nghiêm đến, mỗi một cái truyền tống trận bên ngoài phòng đều sẽ có trọng binh chấn giữ. Không có hợp cách trình tự cùng thủ tục, người nào cũng không thể tự tiện khởi động truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận chỗ trong phòng, trung ương bát quái trận lộ ra một loại vô cùng huyền ảo chi ý. Đông lâm trưởng lão ngay tại chấp trưởng truyền tống trận. Hồng khôn trưởng lão, hồng phi trưởng lão đứng lên truyền tống trận, La Quân cũng theo đứng lên trên. Đứng lên trên một cái chớp mắt, Hồng Khôn trưởng lão nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, La Quân. La Quân một bộ ân cần tướng, vẻ mặt vui cười đón lấy, nói ra, tôn giả ngài mời nói. Hồng Khôn trưởng lão nói ra, ngươi làm sao khẳng định, thần đế còn tại thế giới bao la. Hắn không biết đi khắp nơi sao, nếu như chúng ta lần này đi phốc cái hư không, chẳng phải là lãng phí thời gian. Là quân nói ra, cái này ta dám khẳng định. Dùng cái gì chắc chắn như thế, không phi trưởng lão ở một bên cũng là ngạc nhiên nói. Là quân nói ra, thần đế chỗ lấy tu vi tiến triển nhanh chóng vô cùng, chính là là bởi vì hắn xưa nay nắm dựa theo thiên đạo. Bây giờ, sát kiếp buông xuống, quần ma cùng nổi lên. Thế giới bao la chính là ba nghìn thế giới đứng đầu, tuyệt không cho phép tà ma nhúng chàm, thần đế cũng là tại thế giới bao la thủ hộ chính đạo. Thủ hộ chính đạo Hồng khôn trưởng lão thì thào nói ra. Hồng phi trưởng lão cũng là như có điều suy nghĩ. Ngay vào lúc này, truyền tống trận khởi động. Lóa mắt kim quang đem la quân cùng hai vị trưởng lão bao phủ lại, đồng thời, cỗ này mãnh liệt kim quang pháp lực khởi động truyền tống chi môn, một cái thông đạo mở ra. Cái kia cái lối đi tựa như là vắt ngang tại vũ trụ tinh không bên trong, cuồn cuộn, thâm thúy. Trong vũ trụ, cái thông đạo này là phong bế, nhưng lại có thể trông thấy bên ngoài tình cảnh vô số phân tử, từ trường ở trong đường hầm đánh tung mãnh liệt nổ. La quân ở chính giữa, liền cảm giác được như có đại lực lôi kéo. Nhưng loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh, La quân cùng hai vị trưởng lão thì đã đạt tới một cái khác bát quái trận phía trên. La quân cũng đã biết, hắn đã đến thế giới bao la bên trong. Cái này bát quái trận là giấu ở một cái trong mật thất dưới đất. Không thấy ánh mặt trời. Làm ánh sáng màu vàng co vào về sau, lòng đất bát quái trận cũng rất nhanh biến mất. Nơi này thì bất quá là một cái bình thường tầng hầm. La Quân cũng lập tức cảm giác đến chính mình bản thể bên kia pháp lực khó có thể thua đưa tới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tự thân chứa đựng pháp lực tới sinh tồn. Như vậy đi xuống, chính hắn tôn thần này ngẫu nhiên khó có thể tiếp tục sinh sinh ra pháp lực, rất dễ dàng thì lộ ra sơ hở tới. La Quân biết, chính mình thời gian cũng không nhiều. Ra cái kia mật thất dưới đất, la quân nhìn đến đây là một cái vắng vẻ khu vực bốn phía hoang vu tựa hồ là đại qua bích bên trong địa phương mà lại lúc này gió lạnh lạnh thấu xương dị thường giá rét tại thế giới bao la bên trong hiện tại hẳn là vừa qua khỏi hết đại niên cho nên khí hậu là rất lạnh lẽo la quân vẫn luôn đối với sang năm không có cái gì quá lớn khái niệm hắn cấp tốc thần niệm bắn phá xác định chỗ này nơi này là đại vùng phía tây một chỗ sa mạc sa mạc khoảng cách Yến Kinh có hơn 8.000 dặm. Hắn đầu tiên muốn suy nghĩ chính là, đến đó tìm tới viên giác pháp thần đâu. Tìm tới viên giác pháp thần, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện đây. Muốn là vạn nhất không may mắn, không gặp được viên giác pháp thần, như vậy lần này vất vả tính kế, cũng coi như là tất cả đều gặp quỷ. Cũng may là, cái kia âm long của tuy nhiên hòa la quân cái này thần ngẫu não bộ tương liên, nhưng lại không cách nào nhìn trộm la quân tâm tư như máu chiếu như vậy thần diệu chi vật, dù sao cũng là thiên hạ ít có. La quân cũng không sợ âm long cổ, bởi vì thần ngẫu não bộ cũng là tinh thạch, nhắm trúng lửa, trực tiếp đem xé rách xuống tới, vậy cũng không có gì vội vàng. Dù sao có thể chữa trị. Bão cát gào thét, không chung có đoàn đoàn cát bụi cuồn cuộn cùng một chỗ, tràng diện kiệu ý vi tráng quan, tựa như bên trong chất chứa giống như ma quỷ. Lúc này, tuy nhiên vẫn là buổi sáng, nhưng sắc trời xem ra lại giống như là hoàng hôn tiến đến mang chúng ta đi gặp thần đế đi không khôn trưởng lão từ tốn nói hắn cũng không theo la quân tự cao tự đại nhưng trong lời nói đạm mạc lại là có loại khoảng cách cảm giác cùng tầng thứ cảm giác la quân nói ra ta cũng không biết thần đế vị trí cụ thể nhưng hắn giám sát thế giới bao la hẳn là có thể đầy đủ cảm ứng được chúng ta đến lúc này ta cần cùng các ngươi tách ra không phải vậy lời nói độc kia cũng không tiện phía dưới đi vào hồng khôn trưởng lão gật gật đầu nói ra tốt người tự do hành động đi la quân nói ra tốt ta đi trước hắn nói xong cũng bay thẳng đi đại na di thuật cũng là khó có thể thi triển bởi vì cái này kỷ phấn trắng thế giới phong ấn quá lợi hại nếu như không có kỷ phấn trắng thế giới phong ấn la quân đại na di thuật thần thông hạt giống trực tiếp có thể chuyển rời tới cũng may là hồng khôn trưởng lão cùng hồng phi trưởng lão đối la quân giải cũng không nhiều cho nên đối la quân không có thi triển đại na di thuật, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hồng khôn trưởng lão cùng hồng phi trưởng lão đồng thời không lo lắng la quân hội đào tẩu bên trong, bọn họ đã tại la quân trên thân để vào dấu ấn tinh thần, la quân làm gì bọn họ đều có thể như lòng bàn tay. La quân cũng biết điểm này, hắn hiện tại nhức đầu nhất thì là như thế nào dẫn viên giác pháp thần hiện thân. Tôn này vô thủy thần ngẫu thân thể, mất đi la quân bản thể cung cấp dưỡng, nguyên khí lại là một mực ở vào tiêu hao trạng thái. La quân trên không trung phi nhanh một trận, hắn đồng thời dự định đi gặp trầm mặc nùng cùng nhi tử, lúc này loại tình huống này, hắn không muốn để cho trầm mặc nùng qua lo lắng nhiều. La quân ngẫm lại, sau đó bay đến đến yến kinh trên không. Hắn muốn thử một chút, tôn thần này ngẫu nhiên đến cùng có thể hay không bị yến kinh chỗ bài xích. Kết quả rất nhanh liền đi ra, hắn có thể khẳng định, tôn thần này ngẫu nhiên là bị yến kinh bài xích. Càng đến gần Yến Kinh, La quân cũng cảm giác được trong không khí từ trường nồng đậm, tựa như là thiên càn địa hỏa, chỉ cần một điểm hỏa diễm liền có thể đem hắn nội bộ đốt cháy một dạng. La quân cái này mới rốt cục xác thực cảm nhận được hắn người tu đạo thống khổ, cũng cảm nhận được người tu đạo đối Yến Kinh loại kia nguyên thủy hoảng sợ. Bây giờ sát kiếp buông xuống, ba nghìn thế giới từ trường đều đang yếu đi, bởi vậy mọi người mới dám ra đây tàn phá bừa bãi. Nếu là sát kiếp chưa từng buông xuống thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ có ta hiện tại loại cảm giác này đi. Cho nên những cái kia tu vi rất cao trưởng lão nhóm, trí tôn nhóm đều sẽ trốn đến thời không chỗ sâu đi tu luyện, e sợ cho bị thiên kiếp. Là quân tại Yến Kinh phụ cận một cái vùng ngoại ô rừng chân, Yến Kinh lệ thuộc phương Bắc, tới gần Yến Kinh, trong không khí càng phát ra giá lạnh. Là quân sau khi rơi xuống đất, có chút chẳng có mục đích, hắn phát hiện mình có phải hay không muốn có chút quá mức mỹ hảo. Phúc lợi đến, lúc trước đáp ứng. Hôm nay đại bạo phát, phía dưới ba chương đặc sắc, ta sẽ miễn phí tuyên bố tại ta WeChat công chúng số Thiên Đạo Minh bên trong. Thân ái nhóm tranh thủ thời gian thêm Thiên Đạo Minh. Không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bố ký lô meta trang web duyệt mới nhất. Audio điện tử võ tấn bền. Nguyên thần, Lãnh Vân trưởng lão một cái hung hăng bắt lấy Long trưởng lão hai vai, hắn hai mắt huyết hồng, giống như là dã thù ánh mắt, có loại muốn đem Long trưởng lão cho nuốt điên cuồng. Long trưởng lão có chút tỉnh táo, mà lại rất khẳng định nói ra, đúng, là nguyên thần. Điều đó không có khả năng, Lãnh Vân trưởng lão buông ra Long trưởng lão, hắn lắc đầu, không thể tin, cái này sao có thể, chúng ta đều đã kiểm tra. Cái kia không thể nào là nguyên thần. Đó là nhất tôn đặc thù nguyên thần, có lấy giả làm giả hiệu dụng. Long trưởng lão khẽ thở dài một cái, nói ra, Lãnh Vân trưởng lão, ngươi không cần quá phận tự trách bởi vì tôn này nguyên thần đem chúng ta đều lừa bịp đi qua ba đại tôn giả a lãnh vân trưởng lão bỗng nhiên kêu rên một tiếng quỳ đi xuống hắn khóc ròng ròng nói ra ta là tội nhân ta là trưởng lão hội tội nhân a ba đại tôn giả đế quốc cột trụ trưởng lão hội chảy đề trụ chúng ta vinh diệu dạng này toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta muốn làm sao gặp mặt bệ hạ gặp mặt lão tổ tông gặp mặt đại trưởng lão a cái này một cái chớp mắt lãnh vân trưởng lão thất hồn lạc phách, hắn thật không thể tiếp nhận dạng này kết cục. Gơ trưởng lão mắt lóe qua một tia cười lạnh, nhưng hắn cũng không nói gì. Còn lại trưởng lão cũng là khuôn mặt suy nghĩ. Chúng đều là trầm mặc. Ngay vào lúc này, cái kia đông lâm trưởng lão nói ra, lãnh vân trưởng lão, hiện tại còn không phải tự trách thời điểm A. Cái kia là quân bản thể còn tại chúng ta thế giới bên trong, không có chúng ta truyền tống trận, ai cũng ra không được vì kế hoạch hôm nay, phải nhanh một chút đem hắn chóc nã quy án, biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Phải biết, Hồng Khôn Tôn Giả cùng Hồng Phi Tôn Giả vẫn chưa chết đi. Nếu là bắt đến La Quân, chúng ta còn có cơ hội đem hai vị Tôn Giả cứu ra, không phải sao. Làm sao cứu, gơ trưởng lão lạnh giọng nói ra, Hồng Khôn trưởng lão cùng Hồng Phi trưởng lão đem thiên mệnh tháp đều dẫn đi. Ngày đó mệnh tháp liền tạo hóa cảnh cao thủ đều có thể giết chết. Nhưng dù vậy, Hai vị trưởng lão vẫn là bị độc thủ, ta nhìn trừ phi là tiên giới cái kia biên trưởng lão trở về, hoặc là đế quốc Thiên Chu buông xuống, không phải vậy lời nói, chúng ta không có cách nào đối phó cái kia cao thủ. Thiên Mệnh Tháp, Lãnh Vân trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Mệnh Tháp, sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp lấy phốc đến một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Ta thế mà quên Thiên Mệnh Tháp, Thiên Mệnh Tháp là trưởng lão chúng ta hội chính là Bạch Thế Giới Chấn Thiên Chi Bảo, món pháp bảo này cũng mất đi. Ta là tội nhân, tội nhân a." À. Lãnh Vân trưởng lão kêu rên liên tục. gơ trưởng lão mấy người cũng biết, lần này Lãnh Vân trưởng lão là thật muốn xong đời. Hắn phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn, các loại ngục sở trưởng lão sau khi ra ngoài, tất nhiên là yếu vấn trách. "Hổ thẹn đại nhục, hổ thẹn đại nhục." Lãnh Vân trưởng lão thì thào thì thầm. Hắn sau cùng khóc giống nghẹn ngào, "Hổ thẹn đại nhục a." À. Để một cái bất quá là hư tiên sơ kỳ nhân loại như thế trêu đùa hơn nữa còn hao tổn ba tên tôn giả, một kiện tuyệt thế pháp bảo. Đối với lãnh vân trưởng lão tới nói, thật là hổ thẹn đại nhục. Mà giờ khắc này, các phương đều không bình tĩnh. Hơi bình tĩnh một chút là tại viên giác pháp thần bên người vô thủy thần ngẫu. Viên giác đem cái kia hai đầu tiểu cầu cất vào trong tay áo, sau đó, hắn hướng phía trước đi đến. Là quần trong não vực âm long cổ đã bị viên giác ôm đồm đi ra, thiêu hủy. Là quần cái này não vực đặc thù không, cho nên căn bản không sợ cái kia âm long cổ la quân theo thật sát viên giác đằng sau hắn nói ra tiền bối chúng ta thật tốt tâm sự mà viên giác mỉm cười nói ra người nói đi la quân nói ra ta có cái sự tình rất là quái viên giác nói ra thật sao sự tình gì la quân nói ra ta tại bạch thế giới lúc đợi nghe nói qua tổ long cái này tổ long rốt cuộc là vật gì viên giác nói ra tổ long bần tăng cũng chưa từng thấy qua đây bất quá bần tăng nghe nói qua cái này tổ long là long tộc còn có linh tôn nhóm tổ tiên là vạn long bắt đầu la quân nói ra thật có lợi hại như vậy nghe nói nó một tia khí tức buông xuống đều có thể quấy thiên địa viên giác nói ra có lẽ đi bần tăng cũng chưa từng thấy qua bất quá tổ long lực lượng thật là khủng bố không nó thiên địa là tại vũ trụ người hôm nay cũng nhìn đến cái kia tổ long hư ảnh dựa theo trường hợp tới nói là thật dài tới ngàn tỷ dặm bần tăng cũng xác thực nghe nói qua tổ long đã từng một miệng đem nửa cái hành tinh đều nuốt chừng lấy nếu là tổ long thật đến làm hại địa cầu vậy ngài có thể chống cự sao la quân hỏi sẽ không viên giác nói ra ngài là nói tổ long sẽ không tới làm hại địa cầu la quân nói ra viên giác nói ra bất luận cái gì sinh linh đều có chính mình muốn truy cầu đồ vật tổ long truy cầu tại vũ trụ chi hắn truy cầu không phải là muốn đối phó một cái địa cầu. Và lại, địa cầu tồn tại cũng không phải là đơn giản một cái tinh cầu. Nếu quả thật đơn giản như vậy, địa cầu cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Há, ta hiểu ngài ý tứ. Cho dù là tổ long thật muốn đến, hắn cũng nuốt không nổi địa cầu. Là quân thử thăm dò nói ra. Viên giác nói ra, ngươi không phải biết vũ trụ đại đế sự tình sao. Còn cố ý thăm dò bần tăng làm gì? Ngài cũng biết vũ trụ đại đế, La Quân hơi kinh hãi. Viên giác nói ra, địa cầu sự tình, bần tăng lớn nhiều cũng biết. La Quân nói ra, vậy ngài làm sao biết vãn bối đã biết việc này? Chẳng lẽ, không sai, trợ giúp người đổ đệ người, là bần tăng. Viên giác nói ra, La Quân lập tức hướng viên giác sâu khom người bái thật sâu, nói ra, đa tạ tiền bối. Viên giác cười một tiếng, nói ra, chắc hẳn ngươi rất quái lạ, vì sao bần tăng lại đột nhiên xuất thủ, đúng không? la quân nói ra tiền bối thờ phụng thuận tự nhiên viên giác nói ra cho nên trợ giúp người đồ đệ cũng là thuận tự nhiên la quân cái hiểu cái không có điều hắn cũng lười xoắn suýt vấn đề này hắn nói ra vậy ta có thể hay không xin tiền bối cùng vãn bối cùng một chỗ tiến về bạch thế giới lấy ngài tu vi nhất định có thể cứu vãn bạch thế giới ức vạn bình minh tại thủy hỏa chi viên giác lại không nói có đi hay là không hắn nói ra thế giới bao la phát sinh qua mấy lần động đất, trước đó còn có thế giới đại chiến, đều là sinh linh đổ thán. Nhưng bần tăng đều không có xuất thủ, nếu như bần tăng xuất thủ, vẫn là có thể ngăn cản những vật này. La quân nói ra, ngài ý là. Viên giác nói ra, rất đơn giản, trong cơ thể người có bệnh, chính muốn phát tác bị cưỡng ép chắn trở về. Như vậy, hậu quả sẽ như thế nào? Hội càng chắn càng hung, thậm chí đến sau cùng, chắn không thể chắn. La Quân nói ra, Viên Giác nói ra, người mình bạch tốt, bạch thế giới dân chúng chịu khổ, đó là mệnh số. Các triều đại đổi thay, chịu khổ bách tính quá nhiều, ai có thể thay đổi gì? Bạch thế giới có bạch thế giới nhân quả, Bần tăng không ở thời đại này chi, cưỡng ép đi kết thúc. Cái kia sau lưng có thể sẽ dẫn phát cái gì đâu? Có lẽ, hội dẫn phát tiên giới một ít trưởng lão, hoặc là đế quốc Thiên Chu, thậm chí dẫn tới Tổ Long. Vân vân, Bần tăng xuất thủ cùng ngươi đi xuất thủ, mang đến kết quả là không giống nhau. Vãn bối minh bạch, là quân lập tức nói ra. Viên giác nói ra, linh tôn đế quốc đang chuẩn bị làm, mà chúng ta anh hùng cùng thời đại cũng đang chuẩn bị. Ngươi nhường bần tăng đi trước giảng linh tôn thế giới hủy diệt đi, như vậy, đến lúc đó dẫn phát đồ vật mới có thể thật mất đi khống chế. Là quân lập tức nói ra, tiền bối dậy rất đúng, là vãn bối lỗ máng. Viên giác mỉm cười, nói ra, không sao cả, người còn trẻ. Rất tốt, người trẻ tuổi mới có nhiệt huyết, chờ ngươi đến bần tăng ở độ tuổi này, người tuy nhiên có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng lại mất đi làm người niềm vui thú. Thất tình lục dục là thương khiến nhân loại lễ vật tốt nhất, nhưng người tu đạo lại đang cố gắng đem thất tình lục dục mài đi. Là bởi vì, đại đạo vô tình, là quân nói ra, viên giác nói ra, đại đạo vô tình người hữu tình, nếu là mất đi tình, liền cũng là như bụi bặm như nham thạch đồng dạng tồn tại, còn sống cùng chết đi không quá mức khác nhau. La Quân như có điều suy nghĩ. Hắn ngẫm lại, lại nghĩ tới một vấn đề, tiền bối, ta tại Bạch thế giới bên trong, một đạo một cái băng tinh nguyên thạch, linh tôn nhóm muốn dựa vào cái kia băng tinh nguyên thạch câu thông tổ long khí tức. Ta buồn bực là, cái này thiên mệnh trong tháp có như thế cường hãn tổ long hư ảnh, bọn họ tại sao muốn dựa vào băng tinh nguyên thạch, lại không theo thiên mệnh tháp đến vào tay đâu? Viên Giác nói ra, đó là bởi vì tổ long hư ảnh quá mạnh. Bọn họ không có người có thể tránh thức trưởng khống, càng đừng nói câu thông tổ long khí tức. Quá mạnh, cái kia không phải cũng là bị ngài nhất quyền cho bạo. La quân nói ra, viên giác cười cười, nói ra, đối lập đi, tổ long hư ảnh đối bọn hắn tới nói quá mạnh, nhưng bần tăng đối thủ, không phải bọn họ, cũng không phải tổ long hư ảnh. Hắn lời nói này rất mịt mờ, nhưng La quân lại nghe rõ ràng. Pháp thần ý là, đối thủ của hắn chính là tổ long dạng này tồn tại ngài cùng tinh chủ ở giữa la quân nói ra viên giác cười một tiếng nói ra trước đó tiểu thí chủ ngươi hỏi qua vấn đề này bần tăng vẫn là đáp án kia la quân có chút huệ oải nói ra thiên cơ không thể tiết lộ viên giác nói ra không sai la quân còn nói thêm cái kia thiên đạo bút thiên đạo bút khí linh muốn thế nào khôi phục ngài có thể nói cho ta biết không Viên giác nói ra, Thiên đạo bút, hắn đón đến, nói, khí linh muốn thế nào khôi phục, cái này bần tăng cũng không biết a. Ngài thật sự là lão hoạt đầu a, à, là quân bất đắc dĩ. Viên giác cười ha ha một tiếng, hắn theo rồi nói ra, người muốn là không có gì hỏi, cái kia bần tăng muốn đi. Là quân nói ra, tốt ha, bất quá mặc kệ như thế nào, vãn bối vẫn là đa tạ tiền bối cứu giúp. Viên giác nói ra. Cũng không phải cứu ngươi Bần tăng không ở thời đại này chi Mấy người kia cũng không phải tại thời đại chi Chỉ bất quá Ngươi là kiếp nổ Để bọn hắn rốt cục nên cái này sát kiếp Hắn sau khi nói xong Bước ra một bước Trước mắt liền hiện ra hư không chi môn Viên giác một bước bước vào Biến mất không thấy gì nữa Quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a à. Là quân đưa đi viên giác về sau Hắn liền một thân một mình Lấy hắn bộ này nguyên thần thân thể quả quyết không thể nào trở lại bạch thế giới như vậy chính mình thật vất vả đi ra pháp lực còn lưu giữ đến cùng có thể làm chút chuyện gì đâu đây là la quân cần muốn cân nhắc hắn tuy nhiên không chiếm được đến từ bạch thế giới bản thể pháp lực nhưng lại đối bản thể tao ngộ nhất thanh nhị sở viện binh cái này cứu binh trừ viên giác pháp thần bên ngoài còn lại người đi lại nhiều cũng là chịu chết ha la quân buồn giàu không chỉ tiếc viên giác pháp thần không nguyện ý xuất thủ La Quân cũng không dám về Thiên Châu, để Kiều Ngưng nhìn đến chính mình bộ dáng này, cái kia nàng biết tất cả mọi chuyện. Là Quân bên này nghĩ không ra biện pháp gì đến, viện binh cũng không có ý nghĩa. Hắn biết, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thể bên kia chính mình nỗ lực. Một mình hắn cũng không dám đi trung ương thế giới tầm bảo, pháp lực cũng không thể trèo trống đến trung ương thế giới. Như vậy, là Quân liền quyết định tìm một chỗ thật tốt giấu đi, một tia pháp lực. Cũng tương đương là đem cái này vô thủy thần ngẫu lên. Vô thủy thần ngẫu đã cứu qua La Quân mấy lần. Đó là cái tuyệt đối đồ tốt. Cho nên La Quân cảm thấy mình không thể mất đi cái này thần ngẫu. Kỳ phân trắng thế giới bên trong. Trời cao biển rộng. Non xanh nước biếc. La Quân một đoàn người rơi vào một chỗ thanh sơn bên trong. Tần khả khanh thể nổi có một tia trưởng lão hội cao thủ lưu lại khí tức. Này khí tức chưa trừ diệt. Trưởng lão hội người liền có thể truy tìm mà đến. Lúc này. Tần Khả Khanh còn trốn ở linh hồn trong tinh thạch, cho nên trưởng lão hội cũng không cảm ứng được tia khí tức này. Nhưng Tần Khả Khanh một khi rời đi linh hồn tinh thạch, sẽ bị bại lộ ra ngoài. Này khí tức rất thần bí, rất khó phát giác, nhưng La Quân cùng Tần Khả Khanh tại Âm Dương Song Tu thời điểm, thì rõ ràng cảm giác được tia khí tức này tồn tại. Trưởng lão hội bên kia cũng còn thật không phải cái gì con cừu nhỏ, chuẩn bị vẫn là rất nhiều, cũng nhiều lưu mấy cái tay. Là quân trên thân còn có huyền hoàng dịch tồn tại, hắn sử dụng huyền hoàng dịch dung nhập vào âm dương trong nguyên thần. Thêm chút thối luyện, liền đem tia khí thức này luyện hóa sạch sẽ. Lan đình ngọc trên thân ngược lại là không có cái gì ấn ký cùng khí thức, hắn là cửu viêm chi hỏa, lợi hại hơn nữa ấn ký cùng khí thức ở trên người hắn, hắn cũng có thể đem phần sát. Trừ phi là tạo hóa cảnh như thế cao thủ khí thức, đó là vĩnh bất ma diệt. Nhưng hiển nhiên, kỷ phấn trắng thế giới bên trong, Duy nhất vì kia tạo hóa cảnh Lão Tổ Tông cũng không tại, liền không có khả năng tại Lan Đình Ngọc trên thân lưu lại ấn ký. Thanh Sơn vần quanh, Tiểu Vũ đã ngừng, bên trong thiên địa một mảnh thư thái. Cái này Thanh Sơn chi địa, nhìn như không lo chi địa, nhưng La Quân bọn người lại là không có có tâm tư để thưởng thức cái này cảnh đẹp trước mắt. Tuy nhiên lần này, La Quân rất thành công đem trưởng Lão Hội ám toán. Nhưng là La Quân bọn người muốn rời khỏi thì càng khó. Mà lại linh hồn tinh thạch cũng lại lần nữa bạo lộ ra huống chi là quân bọn người còn muốn đem lạc tuyết cứu ra đây càng là khó càng thêm khó tại trong trường lão hội gơ trưởng lão các loại nhận lần nữa xác nhận một việc cái kia chính là lưu tại tần khả khanh trên thân khí thức hoàn toàn biến mất đó là gơ trưởng lão lặng lẽ lưu lại thủ đoạn hắn là không trung cảnh cao thủ khí tức khó có thể ma diệt hắn bất quá một là cái nhỏ tiểu hư tiên tu vi làm sao lại có thể làm ra cái này rất nhiều thật không thể tin sự tình đến. Gơ trưởng lão trăm bề không được giải. Cùng lúc đó, tại xế chiều thời điểm, trưởng tôn lặng yên tiến về la quân bọn người chỗ ẩn giấu. Ở mảnh này cùng rời kinh khoảng cách có 10.000 dặm xa đại thanh sơn bên trong, trưởng tôn nhìn thấy la quân một đoàn người. Nhanh nhạy cùng trưởng tôn là có liên hệ, trưởng tôn chỗ lấy vội vàng mà đến, cũng là cảm giác được trưởng lão hội chuyện phát sinh nhưng trưởng lão hội chuyện phát sinh chắc chắn sẽ không để pháp học sẽ biết cho nên trên phương diện khác tới nói trưởng tôn cũng muốn đến tìm hiểu một chút tình báo là quân bọn người đem trưởng tôn ninh tiến cái viên kia phòng bị tu di trong biệt thự thế mà còn có dạng này một phen động thiên trưởng tôn sau khi đi vào liếc nhìn liếc một chút không khỏi tán thưởng nói ra mời ngồi là quân đối trưởng tôn cũng khá lịch sự linh tuệ hòa thượng tự nhiên cũng đi ra đối phó trưởng tôn cùng mễ giả diệp dạng này người, được hắn đi ra mới chấn được chàng diện. Mọi người mỗi người ngồi xuống. Tần Khả Khanh cũng ngồi ở một bên, nàng cũng sẽ không đi cho những người này dâng trà. Nàng không phải là nữ chủ nhân, cũng không phải nha hoàn, đương nhiên sẽ không làm những chuyện lặt vặt này. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên đồng thời không nói lời nào, hắn chậm rãi, giống như là cái gì đều không thèm để ý một dạng. La Quân thì cũng không chút hoang mang, nói ra, trưởng tôn đại nhân lần này đến đây, là có cái gì tin tức mới sao? Trưởng tôn nịnh nọt cười một cái, nói ra, ta và hội trưởng chính đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện lạc tuyết cô nương. Bất quá, giống như trưởng lão hội bên kia ra một ít chuyện. Bọn họ hiện tại cơ hồ đều không đối ngoại gặp bất luận cái gì linh tôn. La quân nói ra, thật sao? Trưởng tôn thử dò hỏi, việc này, là công tử ngươi biết không? La quân sờ mũi một cái, hắn mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên biết. Trường tôn không khỏi đại hỉ, nói ra, thuận tiện lộ ra sao. La quân nói ra, trưởng lão hội bên kia, tại tử cấm cùng đường văn xanh đã được ta cứu ra ngoài, trước mắt, bọn họ đã trở lại đại chiêu phủ bên trong, đó là bọn họ vốn là nơi ở địa phương. Thật, trường tôn bị kinh ngạc, hắn theo rồi nói ra, trưởng lão hội sẽ không dễ dàng thả người, là công tử, ngươi là làm sao làm được. Cái này đều không tính là gì, La Quân tiếp tục nói, trong trưởng lão hội còn phát sinh một chút đại sự. Thiên Bố Lỗ Tôn giả lần này ta rất xác định nói cho các ngươi, đã chết. Mà lại, trong trưởng lão hội Thái thượng Tôn giả, Hồng Khôn cùng Hồng Phi chiếc này linh tôn cũng cơ hồ tương đương chết. Bọn họ bản mệnh kim đang yếu ớt tới cực điểm, bọn họ tao ngộ cùng trước đó Thiên Bố Lỗ Tôn giả là một dạng. Đồng thời, trong trưởng lão hội Tuyệt Thế Pháp Bảo, Thiên Mệnh Tháp đã hủy. Cái này, điều đó không có khả năng đi trường tôn hoàng sợ muốn tuyệt la quân nói ra người muốn là không tin liền đi chất vấn trưởng lão hội đi ta xem bọn hắn tốt không có ý tứ nói láo cái này quá bất khả tư nghị trưởng tôn y nguyên khó có thể tin thiên bố lỗ tôn giả nhất linh tôn ra chuyện cũng liền a à. dù sao giang hồ đường xa sơn ngoại hữu sơn có thể hồng khôn trưởng lão cùng hồng phi trưởng lão vậy cũng là thiên vị cảnh cao thủ bọn họ cầm ngày đó mệnh tháp trong tay liền xem như gặp phải tạo hóa cảnh cao thủ, cũng có thể đem đối phương đánh giết. Người nào có thể có dạng này bản sự, đem hắn hai vị trọng thương, đánh trả hủy thiên mệnh tháp. Là quần nói ra, người này là ai, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, kia chính là ta nói đồ vật, là thật sự rõ ràng. Tuyệt không nửa câu hư giả, hiện tại trưởng lão hội bên này chọc ra lớn như vậy cái sọt ta tin tưởng mễ giả diệp hội trưởng cũng có thể có phấn khích đi tìm trưởng lão hội muốn lạc tuyết A. Song phương hợp tác, cần thành ý, đầu năm nay, địa vị gì, quyền lực, cũng không bằng trong tay thực lực đáng tin. Các ngươi đến cùng còn muốn hay không nhanh nhạy pháp tắc ảo diệu. Linh tuệ hòa thượng thì nói ra, có lẽ đi, mễ giả diệp cùng trưởng tôn ngươi muốn cho rằng, các ngươi so trưởng lão hội những trưởng lão kia cao minh, cho nên mới dám. Như vậy gạt chúng ta. Trưởng tôn giật mình, nói ra tiền bối chúng ta sao dám qua loa ngài chỉ là trưởng lão hội lần này nắm giữ quyền chủ động chúng ta lại mất đi băng tinh nguyên thạch cho nên quyền nói chuyện như vậy hiện tại quyền nói chuyện các ngươi cần phải có thể đoạt lại linh tuệ hòa thượng nói ra biện pháp không phải toàn bộ đều muốn bản quân đến thay ngươi nghĩ thế đã cho các ngươi tạo tốt nếu như đến đón lấy đường các ngươi còn là đi không tốt như vậy xem ra chúng ta cũng liền không cần các ngươi vâng 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 tiền bối trưởng tôn nói ra ta cái này liền trở về thương lượng với hội trưởng sau đó trưởng lão liền kinh sợ rời đi đối với trưởng tôn tới nói là quân đưa cho tin tức thật sự là quá mức chấn kinh hắn trong lúc nhất thời còn không thể tiêu hóa cùng lúc đó linh tuệ hòa thượng hình tượng trong lòng hắn liền thì càng cao thâm hơn khó lường rất hiển nhiên trưởng tôn cùng mế giả diệp đều sẽ cho rằng đây hết thải tạo thành đều cùng linh tuệ hòa thượng có quan hệ bọn họ đồng thời không cho rằng dựa vào một cái la quân có thể làm được cái này một dãy chuyện tới kể từ đó trưởng tôn cùng mế giả diệp dù cho có khác ý nghĩ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với trưởng tôn cùng mế giả diệp tới nói la quân bên trong một câu là không sai cái gì quyền lực vinh diệu đều là hư chân thật nhất cũng là trong tay thực lực cùng tu vi trưởng tôn rất nhanh liền trở lại thiên long biện pháp học trong hội Mễ Già Diệp gần nhất vẫn luôn tại tính thất tính tỏa, vẫn chưa đi làm hắn sự tình. Trường Tôn đi vào tính thất trước, Mễ Già Diệp lập tức liền để Trường Tôn tiến đến. Kinh lịch linh tuệ hòa thượng cho bọn hắn bố trí xuống pháp tắc sự tình về sau, Trường Tôn phản lại cảm thấy hắn cùng Mễ Già Diệp hội trưởng quan hệ thân mật rất nhiều. Vậy đại khái cũng là bởi vì, hai người có được cộng đồng bí mật đi. Trường Tôn tiến tính thất về sau, lập tức liền nói với Mễ Già Diệp trưởng lão điện chuyện phát sinh. Việc này thật chứ, mễ giả diệp được nghe về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Trường tôn nói ra, trưởng lão điện bên trong xác thực phát sinh biến hóa, những chuyện này cũng là hạ thần nghe nhanh nhạy tiền bối bên kia nói tới. Đến cùng là thật là giả, hạ thần cũng liền không được biết. Việc này nếu là là thật, trưởng lão hội cũng là tại phạm tội. Mễ giả diệp cũng không có nhiều hưng phấn, ngược lại lộ ra đau lòng nhức óc. Hắn lập tức đứng dậy, nói ra, ta muốn đi trưởng lão hội một chuyến. Trường Tôn nói ra, hội trưởng, ngài muốn đi chất vấn trưởng lão hội sao? Nếu là bọn họ hỏi chúng ta theo từ nơi nào biết tin tức? Mễ giả Diệp nói ra, liền nói là la quân bên kia chuyển đến, chẳng lẽ la quân người bên kia chỉ có thể hướng bọn họ mật báo, không thể hướng chúng ta mật báo sao? Trường Tôn nao nao, sau đó ánh mắt sáng lên. Trường Tôn trong lòng cũng không có đi tiếc hận ba vị tôn giả gặp bi thảm tao ngộ. Hắn muốn càng nhiều là chính hắn, còn mễ giả Diệp bên này, trưởng tôn cũng phỏng đoán không ném mễ giả diệp tâm tư. Đến cùng mễ giả diệp là thật đau lòng nhức óc, vẫn là trong lòng khác có ý tưởng đâu. Dù sao trưởng tôn cũng nhìn không ra tới. Hội trưởng, ngài cần mang nhiều một số cao thủ đi qua sao? Trưởng tôn lập tức hỏi. Mễ giả diệp nói ra, không dùng, việc này ngươi muốn giữ bí mật, không nên nháo đến xôn xao. Mễ giả diệp ngốc ngẩn ngơ, hắn thì càng phát ra đoán không ra mễ giả diệp tâm tư. Mễ giả Diệp mặc một thân ngân bào, hắn uy nghiêm mà trầm mặc, cả người không giận tự uy, cứ như vậy hướng về trưởng lão điện mà đi. Trưởng lão điện rộng rãi, rộng rãi, hùng vĩ, mỹ lệ. Cung điện màu vàng óng rộng mở, đó là thuộc phu trưởng lão điện khí phái. Mễ giả Diệp đi vào trưởng lão điện trong đại điện, trưởng lão điện bên trong linh tôn binh lính lập tức ngăn cản mễ giả Diệp. Hội trưởng đại nhân, hôm nay trưởng lão điện không thấy cái gì gì khách lạ, xin ngài thứ lỗi cái kia linh tôn binh lính nói ra mễ giả diệp ánh mắt lãnh đạm hắn nhìn cái này linh tôn binh lính liếc một chút chỉ nói ra một chữ tới cút cái kia hai tên linh tôn binh lính nhất thời thì một cái rắm cũng không dám thả đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mễ giả diệp hội trưởng a bọn họ chỗ đó ngăn trở ngăn được mễ giả diệp thuận lợi tiến vào trưởng lão điện bên trong hắn rất nhanh liền đi vào chủ ti điện chủ kia ti điện chính là trưởng lão hội nghị sự tình địa phương mà lúc này, chủ ti trong điện gơ trưởng lão, âm bước hư trưởng lão, còn có đông lâm, thiên giật trưởng lão đều tại. Lãnh vân trưởng lão cũng không tại. Gơ trưởng lão ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy mế giả diệp. Bọn họ tại nhìn thấy mễ giả diệp về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Gơ trưởng lão mỉm cười, nói ra, mế hội trưởng, hôm nay trưởng lão điện đồng thời không tiếp khách. Ngài cái này cưỡng ép xông tới, không hợp quy củ A. Chẳng lẽ, mễ hội trưởng hiện tại đã không đem trưởng lão điện để vào mắt âm bước hư trưởng lão lạnh hư một tiếng nói ra mễ giả diệp nơi này cũng không phải người pháp học sẽ trưởng lão điện cũng dung ngươi không được dương oai mễ giả diệp liếc nhìn âm bộ hư liếc một chút ánh mắt của hắn rơi vào gơ trưởng lão mặt phía trên hỏi lãnh vân đâu gơ trưởng lão nói ra lãnh vân trưởng lão đang lúc bế quan mễ hội trưởng ta nhìn ngươi vẫn là mời trở về đi Mễ giả diệp trong mắt lóe lên nộ khí, nói ra, ta hồi sao so a, à, một đám phế vật, đến bây giờ, còn tại lão tử trước mặt dạng chó hình người. Ta hỏi các ngươi, thiên mệnh tháp có phải hay không bị hủy? Thiên bố lỗ tôn giả có phải hay không đã chết? Hồng khôn cùng hồng phi có phải hay không tung tích không rõ, nguy cơ sớm tối? Đến bây giờ, còn muốn cùng lão tử tại cái này tự cao tự đại. Gơ trưởng lão đám người nhất thời biến sắc, mà lại trên mặt xanh một trận, đỏ một trận. Người nghe ai nói, đông lâm trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, trong mắt của hắn thoáng hiện hàn ý, cơm có thể loạn ra, không thể nói lung tung được. Mễ giả diệp, người nghe ai nói, đem người này giao ra. Là quân nói, mễ giả diệp nói ra. Nguyên lai like người cùng hắn có cấu kết, thiên giật trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Cấu kết mẹ người a à. mễ giả diệp nói ra, thì hưng có nhân loại tiện chủng hướng các người mật báo, chẳng lẽ hắn liền không thể hướng lão tử mật báo hắn hiện tại người ở đâu gơ trưởng lão nghiêm nghị hỏi mễ già diệp nói ra hắn là truyền tin tới coi như hắn trong tay lão tử lão tử cũng sẽ không giao cho các người đám phế vật này gơ người thì đứng ở chỗ này nói là quân nói đây hết thảy đến cùng là thật là giả nếu là giả lão tử không lời nào để nói ngày sau hướng các ngươi xin lỗi gơ trưởng lão không cách nào phản bác âm bộ hư đông lâm trưởng lão, thiên giật trưởng lão cũng đều trầm mặc không nói. Mễ giả diệp nói ra, không cần phải nói, trong nội tâm của ta đã có đáp án. Chuyện này, ta nhất định sẽ ghi vào đến trong hồ sơ, để lão tổ tông xem thật kỹ một chút. Cũng đến tương lai, hoàng đế bệ hạ buông xuống, mặt hiện lên hoàng đế. Nhìn xem hướng này ương ngạnh trưởng lão hội, đến cùng là cỡ nào có bản lĩnh, thế mà làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, để đế quốc đụng phải dạng này tổn thất thảm trọng. Mễ già diệp, người đầy đủ. Gơ trưởng lão cả giận nói, nơi này là trưởng lão hội, còn chưa tới phiên ngươi đến phát ngôn bừa bãi, ngang ngược chỉ trích. Thật sao, mễ già diệp ha ha lệ cười, nói ra, xem ra thật đúng là thời gian lâu dài, các người trưởng lão hội thật sự coi chính mình cũng là cái này kỳ phấn trắng chúa tể thế giới. Trước đó cái kia là quyết sự tình, các ngươi là làm sao nghĩa chính ngôn từ chỉ trích ngã pháp học hội. Làm sao đến bây giờ, chính các ngươi phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn, lại làm cho Bổn tọa liền chỉ trích cũng không thể. Ngươi, Gơ trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Mễ Già Diệp nói ra, "Lạc Tuyết tại trên tay các ngươi, các ngươi cũng nghiên cứu không ra cái thứ gì tới." Lập tức giao ra, nếu không, Bổn tọa lập tức liên hợp Thiên Đô Linh Vương, cùng đi hướng lão tổ tông vạch tội các ngươi trưởng lão hội. Ta nhìn lão tổ tông có thể hay không cứ như vậy thiên vị các ngươi. Chỉ sợ lão tổ tông biết các ngươi đem thiên mệnh hắn tổn hại, hắn xé các ngươi tâm đều có mễ già diệp người đến chính là vì đem cái này lạc tuyết mang đi a à. đông lâm trưởng lão trầm giọng nói ra không sai mễ già diệp nói ra lạc tuyết giá trị há là các người đám ngu xuẩn này có thể nghiên cứu ra được đế quốc thực lực bởi vì các người ngu xuẩn trong vòng một đêm tổn thất một nửa các ngươi chả muốn phung phí của trời sao đông lâm trưởng lão nhất thời cũng nghẹn lời hắn cùng gơ trưởng lão cũng là thông minh linh tôn mỗi lần đều muốn tìm ra một chút điểm công kích đến phản bác mế giả diệp. Có thể cái này mế giả diệp cũng thật lợi hại, mỗi lần đều trực tiếp thừa nhận. Cái này ngược lại làm cho đông lâm trưởng lão cùng gơ trưởng lão có chút không lời nào để nói. Ngươi, không có khả năng cho ngươi, âm bước hư trưởng lão lạnh giọng nói ra. Mế giả diệp nhìn về phía âm bộ hư, hắn trong mắt lóe lên rét lạnh ánh mắt, nói ra, ngươi chắc chắn chứ. Âm bộ hư vốn đang rất kiên cường, nhưng vừa tiếp xúc với mễ giả diệp ánh mắt hắn lập tức liền cảm thấy không rét mà run loại kia lực lượng trong nháy mắt thì biến mất hắn không tự chủ được rủ xuống ánh mắt lại là một chữ cũng không dám nói mễ giả diệp cười lạnh liên tục nói ra nếu như các ngươi khăng khăng không giao cũng được ta nhìn các vị đang ngồi ở đây liền đi ngã pháp học hội làm một chút khách đi ngươi có ý tứ gì ngươi dám tất cả trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến Mễ giả diệp lời này ý tứ quá rõ ràng, lại muốn đem bọn hắn mấy vị trưởng lão cho toàn bắt đi. Cái này, thì là các người muốn ý tứ, phạm phải lớn như thế sai, ngục chỗ không ra quản dạy các ngươi. Ta thay hắn thật tốt quản giáo phía dưới các ngươi. Mễ giả diệp giữ tợn cười một tiếng, nói ra. Cái này mễ giả diệp chấp trưởng pháp học biết, luôn luôn ôn nhuận bên trong dấu giữ tợn. Trước đó bởi vì pháp học sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn, hắn bị trưởng lão này hội một mực ước lấy. Đuối ly phía dưới, Mễ Già Diệp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mà lúc này, trưởng lão hội làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, mà lại mấy tên đại tướng toàn mẹ nó chết, lúc này, Mễ Già Diệp còn có cái gì tốt cố kỵ. Mễ Già Diệp lập tức xuất thủ, liền gặp hắn đột nhiên liền đem Thiên Vị Pháp Tắc thi triển xuống tới. Sau đó trong nháy mắt, cái kia ống ánh tinh bích không gian đem chủ này ti điện toàn bộ tràn ngập. Tất cả trưởng lão liền lâm vào tại tinh bích không gian bên trong không có một người có thể đem không gian này đột phá. Mễ giả diệp cũng không đối phó bọn hắn, liền đem cái này tinh bích không gian co rút lại thành một cái sáng nóng lánh hình cầu, ước lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn đem chộp trong tay, không sai sao xoay người rời đi. Hiện trường tất cả trưởng lão, lớn nhất cao không quá là không trung cảnh trung kỳ. Mà mễ giả diệp đã tu đến thiên vị cảnh trung kỳ. Còn tại thiên Brooklyn, Hồng Khôn, Hồng Phi các loại trưởng lão phía trên. Hắn thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cho nên còn không cần trốn thời không chỗ sâu. Thiên Brooklyn cũng một mực không có trốn ở thời không chỗ sâu. Hồng Khôn, Hồng Phi hai vị trưởng lão chẳng khác gì là tuổi tác xa xưa, đã rất khó tiếp tục tiến lên. Trước đó trưởng lão hội, nhân tài đông đúc, bên trên có ngục sở trưởng lão, lại có lãnh vân trưởng lão cái này vừa tới thiên vị cảnh cao thủ. Tăng thêm thiên bố lỗ tôn giả tồn tại, những trưởng lão này tồn tại quả nhiên là đem mễ giả diệp pháp học hội nghiền ép một điểm tính khí đều không có. Lại thêm, mễ giả diệp còn có điều cố kỵ tại thời không chỗ sâu hồng khôn cùng hồng phi trưởng lão. Mà lúc này, lúc này đã không giống ngày xưa. Mễ giả diệp lập tức liền triển lộ phong mang. Gơ trưởng lão này một đám không chung cảnh cùng động tiên cảnh trưởng lão lại mễ giả diệp thiên vị pháp tắc phía dưới, căn bản không thể động đậy Cứ như vậy liền bị mễ giả diệp cho nắm trong tay. Sau đó, Mễ Già Diệp liền muốn rời khỏi. Già Diệp huynh, cứ như vậy rời đi, không tốt lắm đâu. Ngay vào lúc này, hư không bên trong gợn sóng tạo nên. Sau đó, hai tên linh tôn trưởng lão theo hư không bên trong đi tới. Người đến bên trong một cái, chính là có chút huệ oải lãnh vân trưởng lão. Còn có một cái thì là, trưởng lão hội đại trưởng lão, ngục sở trưởng lão. Ngục sở trưởng rất cao đại mà uy mãnh, vô cùng uy nghiêm. Hắn tinh thần sung mãn, trong mắt như có một dòng thiên địa nhưng lại bén nhọn tàn nhẫn đây tuyệt đối là một vị kiêu hùng cấp nhân vật lãnh vân trưởng lão tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão lại là điệu thấp cực kỳ thì đứng sau lưng hắn cùng tiểu đệ giống như ngục sở trưởng lão nhìn về phía mễ già diệp cởi mở cười một tiếng nói ra già diệp huynh rất lâu không thấy nhưng như thế vừa thấy mặt ngươi liền muốn đem ta thủ hạ huynh đệ cho mang đi cái này không tốt lắm đâu mễ già diệp không khỏi trong lòng máy động, hắn hít sâu một hơi, nói ra: ngục sở trưởng lão nghĩ không ra người tu vi lại có tinh tiến. ngục sở trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra: trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tự nhiên có thể dòm đại đạo chân đế. trưởng lão này sẽ cùng pháp học hội ở giữa, đều là đồng bào huynh đệ. già diệp huynh đem tâm tư đặt ở huynh đệ trong mâu thuẫn, cái này tu vi khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. mễ già diệp trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Con chó, ngươi trưởng lão hội một mực phương pháp nghiền học hội, người đương nhiên có thể yên tâm thoải mái tu luyện. Mễ già Diệp cũng không theo ngục sở trưởng lão tranh luận, hắn nói ra, ta không biết, chuyện đã xảy ra ngươi là có hay không giải. Ngục sở trưởng lão nói ra, cái kia giải, không nên giải, ta đều giải. Mễ già Diệp nói ra, há, thật sao, cái kia ta hiện tại muốn đem lạc tuyết mang đi, không biết ngươi là ý kiến gì. Không được, ngục sở trưởng lão rất trực tiếp nên nói nói. Ngươi, mễ giả diệp không khỏi giận dữ. Ngục sở trưởng thật dài lão nói ra, đây đều là trưởng lão hội nội bộ sự tình, xử trí như thế nào, đều sẽ từ trưởng lão hội nội bộ đến giải quyết. Còn cái kia lạc tuyết sự tình, chính là chúng ta theo phần ngoài chộp tới. Không phải là tại người Pháp học trong hội mang ra, cho nên, chúng ta không có đạo lý đem lạc tuyết giao cho ngươi. Ngươi muốn dẫn đi, điều đó không có khả năng nếu như ngươi nhất định muốn hỏi ta dựa vào cái gì như vậy chỉ bằng trong tay của ta quyền đầu đi nếu như ngươi có thể đánh thắng ta đây hết thảy đương nhiên từ ngươi đến chủ đạo nếu như ngươi không thể liền đem huynh đệ của ta toàn bộ thả ra sau đó mời ngươi rời đi còn ngươi muốn đi liên hệ thiên đô cũng tốt hướng lão tổ tông cáo trạng cũng tốt hoặc là muốn lưu trữ tương lai mặt hiện lên hoàng đế bệ hạ đây đều là ngươi tự do mễ giả diệp quyền đầu không khỏi siết chặt hắn tại thời khắc này trong lòng hận tới cực điểm hắn cảm thấy còn là quả đấm mình không rất cứng a à. cho nên mặc kệ chính mình cỡ nào chiếm ý thế nhưng là ngục sở trưởng lão muốn liều quyền đầu hắn vẫn là bất lực cái này là lần đầu tiên mễ giả diệp chân chính ý nghĩa cường ngạnh nhưng ngục sở trưởng lão dùng hắn càng cường ngạnh hơn thái độ vỡ nát mễ giả diệp cường ngạnh mễ giả diệp lần đầu cảm nhận được khuất nhục thậm chí đối lực lượng bức thiết Mễ giả diệp hít sâu một hơi, đem tất cả trưởng lão theo trời vị pháp tác bên trong phóng xuất ra. Không tiến, ngục sở trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Mễ giả diệp gật gật đầu, hắn đột nhiên mỉm cười, nói ra, ngục chỗ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ngục sở trưởng lão từ tốn nói, chờ ngươi có thực lực này thời điểm, rồi nói sau. Miệng lưỡi chi tranh, vô vị cùng cực. Tốt, mễ giả diệp siết chặt quyền đầu, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, cứ như vậy rời đi chủ ti điện, sau đó lại ra trưởng lão hội. Cái này một cái chớp mắt, mễ giả diệp bức thiết muốn gặp được linh tuệ hòa thượng, muốn phá giải linh tuệ hòa thượng quy tắc, hắn hận không thể. Sát ngục sở trưởng lão. Mà lúc này, tại chủ ti trong điện, tất cả trưởng lão đối mặt ngục sở trưởng lão nhàn nhạt ánh mắt, toàn bộ xấu hổ gục đầu xuống. Tại chỗ tất cả trưởng lão, không ai dám nhìn thẳng ngục sở trưởng lão ánh mắt. Ngục sở trưởng lão sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên, các người tất cả trưởng lão đều cho rằng, lần này sai lầm toàn ở lãnh vân trên thân rồi. Gơ trưởng lão ngẩng đầu, nói ra, đại trưởng lão, chúng ta không phải ý tứ này. Ngục sở trưởng lão nói ra, lúc đó, các người người nào đề cập qua ý kiến phản đối. Tất cả trưởng lão nói không ra lời. Lúc này, mặc dù có lời nói, cũng không thể nói. Rất rõ ràng ngục chỗ trưởng lão là muốn thiên vị lãnh vân, lãnh vân địa vị lại cao. Mọi người hoàn toàn không cần thiết đem Lãnh Vân trưởng lão làm mất lòng. Ngục sở trưởng lão liếc nhìn tất cả trưởng lão liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Trước mắt khẩn yếu nhất là cứu ra Hồng Khôn cùng Hồng Phi hai vị tôn giả. Thế nhưng là, muốn thế nào cứu đâu?" Gơ trưởng lão nói ra, "Đại trưởng lão, chúng ta trước mắt một điểm đầu mối đều không có." Ngục sở trưởng lão nói ra, đem cái kia Lạc Tuyết cầm ra đến, truyền ra tin tức đi. Trong vòng ba ngày, là quân không hiện thân, liền đem lạc tuyết cho giết. Giết, lãnh vân trưởng lão bị kinh ngạc. Giết không được sao, ngục sở trưởng lão lãnh vừa nói nói, như hắn thật không xuất hiện, giết liền giết. Lãnh vân trưởng lão lập tức liền quay lại, đúng vậy a à, có cái gì giết không được. Đúng, ta lập tức đi làm ngay, lãnh vân trưởng lão nói ra. Gơ trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, cái kia la quân quỷ kế đa đoan, chúng ta dùng một nữ nhân mệnh, liền có thể để hắn đến thúc thủ chịu trói sao. Cái này cũng không phù hợp người tu đạo chuẩn tắc A. Ngục sở trưởng lão nhìn gơ trưởng lão liếc một chút, nói ra, người nói rất đúng, thứ nhất, hắn quỷ kế đa đoan. Cho nên, hắn sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm cái chết, nhưng là hắn như lộ ra cái gì sơ hở, đó chính là chúng ta truy tìm quỹ tích. Chỉ có bắt đến La Quân, mới có thể triệt để minh bạch, đến cùng hồng khôn tôn giả cùng hồng phi tôn giả trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng mới có thể sử dụng hắn đi nghĩ cách cứu viện hai vị tôn giả. Gơ trưởng lão còn có hắn trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng lên. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, mạch suy nghĩ rõ ràng rất a. À. Vào lúc ban đêm, trưởng lão hội liền phóng ra tin tức. Nếu là trong vòng ba ngày, là quân không tiến đến trưởng lão điện tự thú, bọn họ đem tại thiên long điện thiên long trên quảng trường chém giết lạc tuyết. Đồng thời, Lạc Tuyết bị bắt đi ra, liền bị một cái trận pháp vây ở Thiên Long trên quảng trường. Lạc Tuyết trên thân khí tức băng hàn bị trận pháp chết phong bế, pháp trận này chính là ngục sở trưởng người quen quốc tử thi triển. Mà tại một giờ sau, cái kia pháp trong trận hàn băng càng phát ra cường thịnh, cường thịnh đến toàn bộ trận pháp đều bị chết cóng, không lại lưu chuyển. Khiến ngục sở trưởng lão cũng cảm thấy giật mình, cái kia trận pháp đông lạnh sau khi chết, lạc tuyết ở bên trong giống như tượng băng, khiến người ta không làm rõ ràng được nàng có phải hay không đã chết ở bên trong. Ngục sở trưởng lão hao phí đại pháp lực lại đem trận pháp làm tan, mà lạc tuyết lại là bình yên vô sự. Rơi vào đường cùng, ngục sở trưởng lão liền để linh tôn binh lính dùng xích sắt đem lạc tuyết cột vào giàn giáo phía trên. Sau đó rất nhanh, toàn bộ ao pi tư trên núi hư không liền bắt đầu trở nên lạnh lẽo, đồng thời hạ lên tuyết lông ngỗng tới. Trước đó, Lạc tuyết tại thiên bên trong tòa long điện bị trận pháp khống chế, còn chỉ ảnh hưởng bộ phận không khí. Mà lúc này, lạc tuyết bại lộ tại toàn bộ không khí phía dưới, nàng băng hàn chi lực phát huy đến càng khủng bố hơn cùng triệt đề. Tiếp tục như thế, toàn bộ ao pi tư núi đều sẽ trở thành đại tuyết sơn. Bất quá, cũng không có gì quá đại ảnh hưởng. Đến mức lạc tuyết ba ngày sau đem bị trảm thủ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới kỳ phân trắng thế giới là pháp lực vô địch thế giới, cũng là công nghệ cao thế giới. Tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới, tin tức này có thể trong nháy mắt truyền khắp kỳ phân trắng thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Liền xem như núi hoang bên trong, cũng tràn ngập ra dạng này tin tức phần tử. Cho nên, là quân bọn người rất nhanh cũng liền hiểu tin tức này. Tại phòng bị tu di trong biệt thự, là quân bọn người vốn là đối như thế nào nghĩ cách cứu viện lạc tuyết sự tình vô kế khả thi. Bọn họ đem hy vọng ký thác vào mế giả diệp trên thân, hy vọng mế giả diệp phát huy, có thể ngăn chặn trưởng lão hội, từ đó đem lạc tuyết doanh cứu ra. Có thể khiến là quân bọn người vạn vạn không nghĩ đến là, bên này không đợi đến mế giả diệp tin tức. Bên kia lại truyền đến lạc tuyết ba ngày sau muốn bị trảm thủ tin tức. Là quân không khỏi nổi giận, mễ giả diệp thật là một cái phế vật. Lan Đình Ngọc trầm mặc, hắn lời nói xưa nay không nhiều, nhưng hắn là một nguyện ý làm hiện thực người. Tần Khả Khanh tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng trí tuệ tại là quân trước mặt luôn luôn số dư còn lại không quá đủ lúc bộ dáng. Linh tuệ hòa thượng cũng tại, hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, chuyện này, khó làm. Đương nhiên khó làm, dù thế nào cũng sẽ không phải dễ làm. La là quân tức giận nói ra, hắn cũng là cho linh tuệ hòa thượng mặt mũi, nếu như là tần khả khanh nói câu nói này, hắn khẳng định muốn nói một câu người cái này không nói nhảm sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, trưởng lão hội đại trưởng lão ngục sở trưởng lão cần phải xuất quan. Ừm, La Quân cùng Lan Đình Ngọc còn có tần khả khanh đều là khẽ giật mình. La Quân nói ra, làm sao mà biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lấy lạc tuyết kỳ diệu thể chất, không có gì Linh Tôn trưởng lão dám hạ khiến trảm thủ. Mà lại, Mễ già diệp cũng sẽ cản trở, đây là bọn họ nghiên cứu đầu đề. Bọn họ có lý do chính đáng đi đem lạc tuyết đoạt tới. Lúc này, đã chảm thủ tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng, cái này đại biểu ngục xuất ra tới. Hắn quyết định, mễ già diệp cũng quấy nhiễu không, hắn đón đến, nói ra, lúc này, các ngươi đều muốn lý trí. Bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hồng khôn cùng Hồng Phi còn chưa chết, bọn họ việc cấp bách là muốn đem hai vị này tôn giả cứu ra. Mà phải cứu ra hai vị này tôn giả, biện pháp duy nhất cũng là bắt đến la quân đạo hữu ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, ta có thể cho ta tôn này thần ngẫu nguyên thần đi tìm viên giác pháp thần, nếu là viên giác pháp thần đến đây cứu giúp, hết thảy không lo. Chỉ là, chỉ là, người tìm không thấy viên giác, người đừng nhìn viên giác tựa hồ thẳng bình dị gần gũi. Nhưng loại người này nguyên tắc, là thiên băng địa diệt đều không thể thay đổi. Hắn muốn làm, không có người có thể ngăn cản, hắn không làm, không có người có thể làm cho hắn đi làm. Phẩm nói sao qua khuyên đạo hữu ngươi, không cần thiết đánh viên giác chủ ý thế nhưng là cái này ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy lạc tuyết đi chết la quân nói ra tuyệt không tuyệt không thể năm đó lạc ninh chết để hắn không có cách nào đi đền bù lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể để lạc tuyết đi chết liền xem như hắn nỗ lực tánh mạng đều có thể nếu như thực sự không được ta đi tự thú là được la quân theo rồi nói ra tần khả khanh nhất thời gấp Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, người tự thú đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Lạc Tuyết vẫn là hội trên tay bọn họ. Đừng đi muốn tự thú sự tình, ngẫm lại, nhìn xem có hay không hắn biện pháp tới cứu Lạc Tuyết đi. La Quân cảm thấy bất lực. Cái kia Thiên Long điện giống như thiên la địa võng, lấy bọn họ mấy người kia thực lực tuyệt đối là không xông vào được. Đi thì là chịu chết. Ở buổi tối thời điểm, Mễ già Diệp rốt cục đến đây mễ giả diệp tiến vào biệt thự phòng bị tu di bên trong hắn đổi một thân hắc bào đồng thời ẩn tàng hành tung hắn vừa tiến đến lấy tấm che mặt xuống sau đó nhìn về phía mọi người sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào linh tuệ hòa thượng trên thân tiền bối mễ Già diệp lộ ra rất là cung kính linh tuệ hòa thượng trầm giọng nói ra người rốt cục chịu tới mễ giả diệp nói ra tin tức ngài cũng biết rồi linh tuệ hòa thượng nói ra bản quân xác thực đã biết. Mễ giả diệp nói ra, vãn bối hôm nay đã kiệt lực muốn đem lạc tuyết cô nương cho cứu ra. Chỉ là đáng tiếc, cái kia ngục chỗ đại trưởng lão đi ra. Tuy nhiên bây giờ trưởng lão hội tổn thất nặng nề, nhưng ngục chỗ cùng lãnh vân hợp lực, ta không phải là đối thủ. Ngục sở tu vì thủy trung cao vãn bối một đầu, cho dù liều mạng, vãn bối cũng không có phần thắng chút nào. Lúc này, trưởng lão hội đối lý. Vãn bối hoàn toàn có thể dựa vào quyền đầu đem lạc tuyết cô nương cứu trở về. Bởi vậy, vãn bối hôm nay đến là muốn khẩn xin tiền bối nói cho vãn bối như thế nào tiêu hóa tiền bối ngài pháp tắc. Chỉ cần vãn bối lĩnh một tiền bối ngài pháp tắc, vãn bối liền có khả năng chiến thắng ngục chỗ. Mễ giả Diệp nói ra, nếu là có khả năng, vãn bối liền đem ngục đưa cho giết. Kể từ đó, tiền bối các ngài phải cứu lạc tuyết muốn rời khỏi kỷ phấn trắng thế giới, vậy cũng là vãn bối một câu sự tình. La Quân nghe vậy không khỏi tâm động vô cùng. Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh cũng là ánh mắt sáng lên. Đây thật là cái giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp tốt A. À. Tuy nhiên có thể có chút mạo hiểm, bởi vì mế giả Diệp chưa hẳn có thể tin. Nhưng, đây là một đường sinh cơ A. À. Tổng so với bọn hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể chịu chết muốn có hy vọng nhiều. Bất quá, là quân, Lan Đình Ngọc đồng thời không phải là không có lòng dạ người bọn họ cũng không nói lời nào đến quấy nhiễu Linh Tuệ Hòa Thượng làm quyết đoán. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn một chút Mễ Giả Diệp, hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra, Mễ Giả Diệp, người biết bản quân đã sống bao nhiêu năm tháng sau. Mễ Giả Diệp sướng sờ sướng sờ, nói ra, vãn bối không biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bản quân sống 30.000 tuổi, được chứng kiến vô số biển cả biến làm tang điền. Nhân tâm xảo quyệt, bản quân cũng gặp nhiều, người nhiều lắm là bất quá 5.000 tuổi a. À. Mễ Già Diệp nói ra, đúng, tiền bối, không đến 5.000 tuổi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bản quân năm đó tu vi, tại tiên giới tính không được tuyệt đỉnh. Mạnh hơn bản quân, chỗ nào cũng có, nhưng không ai không biết bản quân chịu uy, người biết đây là tại sao không. Vãn bối, vãn bối từng nghe nói tiền bối ngải uy danh, nhưng cũng không rõ lắm. Mễ Già Diệp nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bản quân năm đó là giết không chết lại hơn cao thủ lại như thế nào. Đương nhiên, đây là một, điểm thứ hai mấu chốt nhất, cái kia chính là, bản quân xảo trá cùng tàn nhẫn, không ai bằng. Mễ giả diệp nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức nói, vãn bối tuyệt không lừa gạt tiền bối chi tâm. Vãn bối câu câu phát ra từ phế phủ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, có lẽ đi, có lẽ người giờ phút này là thật tâm. Nhưng thật coi người lĩnh ngộ bản quân pháp tác về sau, chờ ngươi trưởng khống đại cục ngươi sẽ không để cho chúng ta những người này yên ổn rời đi. Ngươi đừng nói ngươi không biết, đối với nhân tâm, bản quân so ngươi rõ ràng nhiều lắm. Tiền bối, mễ giả diệp nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, ngươi muốn bản quân nói cho ngươi pháp tắc, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là chúng ta rời đi kỷ phấn trắng thế giới, về sau, bản quân tử sẽ nói cho ngươi biết pháp tắc chi huyền ảo. Hắn chủ ý, bản quân khuyên ngươi, hiếu động nhất đều không muốn động, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mễ giả diệp nặng nề thở dài, nói ra, đúng, tiền bối. Mễ giả diệp trước mắt cũng không có cách nào cứu ra lạc tuyết, cái kia ngục sở trưởng lão chủ ý đã định, không phải mễ giả diệp có thể cải biến. Mễ giả diệp sau cùng nói nói hắn sẽ đi thiên đô một chuyến, nhìn có thể hay không liên hợp linh vương đem lạc tuyết cứu ra. Sau đó, mễ giả diệp liền rời đi. Mễ giả diệp rời đi về sau, là quân liền hỏi linh tuệ hòa thượng, nói ra, thật không thể nói cho mế giả diệp pháp tắc ảo diệu sao. Linh tuệ hòa thượng khẳng định nói ra, không thể, một khi nói cho, hắn nắm giữ quyền chủ động. Hắn sẽ đi cứu lạc tuyết nghiên cứu, đồng thời cũng sẽ đem chúng ta toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó, bần tăng cũng vô lực chấn nhiếp tại hắn. Người làm sao lại khẳng định như vậy? La quân không hiểu. Linh tuệ hòa thượng khe khẽ thở dài, nói ra, là quân đạo hiếu, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn thực ngươi cũng có thể nhìn thấu điểm này, bần tăng tuy nhiên nhìn lầm qua ngươi nhân tính. Nhưng là, mễ giả diệp trong xương cốt nhân tính, bần tăng không biết nhìn lầm. La quân thở dài, Lan Đình Ngọc Thủy Trung không nói lời nào, tần khả khanh đi qua đi lại, cũng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Một đêm này, một đoàn người đều qua được 10 phần lung nấu. Sáng ngày thứ hai, La Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nói ra có mọi người lập tức nhìn về phía hắn, thì liền Lan Đình Ngọc trong mắt cũng hiện ra vẻ kích động. Hắn thật là không nghĩ tới biện pháp, nhưng hắn trong lòng cũng là có nhất định muốn cứu Lạc Tuyết niềm tin. Là quân nói ra, chúng ta đi thiên đô, đem thiên đô quyền quý bắt lại. Hoặc là Linh Vương để ý Linh Tôn bắt lại, bức bách Linh Vương hợp tác với Mễ Giả Diệp. Chỉ cần bọn họ hợp tác, như vậy ngục chỗ liền không thể muốn làm gì thì làm. Vây ngụy cứu triệu, kế sách hay. Linh Tuệ Hòa thượng tán thán nói, Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh cũng cho rằng La Quân cái này thật là một chiêu kế hay. Ngay sau đó, liền không nói nhiều, La Quân bọn người thì chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Lan Đình Ngọc là không thể lộ diện, bởi vì Lan Đình Ngọc lộ diện một cái thì đại biểu pháp học biết cái này một bên có vấn đề. Dựa theo đạo lý tới nói, Lan Đình Ngọc hẳn là còn ở pháp học hội trong tay. Thiên đô chính là so rời kinh còn muốn phồn hoa rộng lớn đại đô thị tại trong nắng sớm, là quân bọn người đến thiên đô trên không. Trời xanh mây trắng, long lanh tia nắng ban mai vẩy chiếu. Thiên đô trên không, một tòa tòa nhà cao ốc chọc trời hùng vĩ mà hùng vĩ, đó là linh tôn nhóm nghệ thuật tạo cực thể hiện. Không trung quang xe, mặt đất xe cộ, còn có khắp nơi hiển hiện cầu vượt. Hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự. Mà tại ngày này đều trung ương, cái kia đại biểu linh vương hiện đang ở đại vương phủ kim bích huy hoàng, lộng lẫy. Đại vương phủ cũng là tập quyền trung tâm, chiếm diện tích chừng 3 triệu mét vuông. Cái kia tựa hồ là liếc một chút cũng nhìn không thấy bờ cung điện. Tất cả ban ngành chính phủ cũng đều tại vương phủ bên trong. La Quân nhìn trời đều bên này đồng thời chưa quen thuộc, hắn để Lan Đình Ngọc cùng Tần Khả Khanh thì đợi tại linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn tinh thạch thì bị La Quân phóng tới trong não vực. Linh hồn tinh thạch hòa La Quân não vực là hoàn toàn dung hợp. La Quân thì triển ra thiên đạo bút ẩn thân thuật hắn cứ như vậy rơi xuống thiên đô phồn hoa trung tâm thành phố bên trong. sau đó, là quân thì hướng cái kia đại vương phủ mau chóng đuổi theo. đại vương phủ quá mức dễ thấy, đến mức là quân đều không cần đi tìm hiểu bất cứ tin tức gì, liền liền biết hết thảy đều muốn theo đại vương phủ vào tay. là quân cấp tốc đi vào đại vương phủ cửa chính chỗ. đại vương phủ đại môn gọi là chính thiên môn, cái này chính thiên môn màu vàng óng, cao lớn bên trong lộ ra uy nghiêm cùng quý khí hoàng gia quý tộc. La quân thì ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng sẽ thuật quan khí. Đi ra linh tôn đến cùng là có thực quyền, vẫn là không có năng lực gì, hắn cũng có thể nhìn ra cái một hai tới. La quân còn cảm giác được đại vương phủ là bị trận pháp bao trùm, cùng thiên long điện một dạng. Những đại môn đại phái này, thành lập mới bắt đầu lúc, đầu tiên muốn làm liền là thành lập trận pháp. Này bằng với là một quốc gia lực lượng phòng không. Trận pháp tồn tại, liền có thể chống cự địch khấu xâm phạm. Mà lại, ngoại nhân tự ý vào cũng có thể bị lập tức phát hiện. La Quân dù cho có ẩn thân thuật tại, cũng không dám tùy tiện bước vào đại vương cửa phủ. La Quân cũng biết, chính hắn ẩn thân thuật không phải vô địch. Kỳ phân trắng thế giới bên này đã có tương ứng đối sách đến phá giải. Nhưng loại này phá giải chi pháp, không có khả năng đại lực quảng bá ra ngoài. Cho nên chỉ cần không vào khu vực trung tâm, La Quân thì biết mình là tương đối an toàn. Là quân các loại ước chừng 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ, theo đại vương phủ lục tục ngo ngoe ra vào hơn 30 tên linh tôn. Sau cùng, là quân đem ánh mắt khóa chặt tại một tên lão linh tôn trên thân. Cái kia lão linh tôn tu vi rất cao, chính là tầng 10 đỉnh phong tu vi, hắn y phục trên người rất là quý khí, trên dưới quanh người, đều có một loại uy nghiêm ở chính giữa. Là quân lại không muốn đi bắt một chút tu vi xa suốt linh tôn, bởi vì tu vi quá thấp, chỉ sợ là tiếp xúc không đến linh vương hạch tâm như vậy la quân liền có thể chỉ vớt đến một chút quá hạn tình báo cái này lão linh tôn sau khi đi ra liền lên một gỗ rất không tệ xe sang trọng sau đó xe sang trọng từ xe chuyên dụng tài xế lái đi la quân lập tức liền theo sau hắn thân pháp vô song, đương nhiên sẽ không theo ném la quân quyết định đem mục tiêu phóng tới cái này lão linh tôn trên thân hắn xưa nay đều là cả gan làm loạn muốn làm liền làm chủ lão linh tôn qua quen cuộc sống an giật Đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người tới theo dõi hắn. La Quân cùng rất lâu, sau cùng trông thấy lão Linh Tôn xe tại một tòa biệt thự sang trọng trước dừng lại. Sau đó, lão Linh Tôn xuống xe, cửa có nhân loại nô tỳ quỳ nghinh đón. Lão Linh Tôn hướng trong phòng đi đến, các nô tỳ phía trên tới hầu hạ. Đám này Linh Tôn nhóm nuôi dưỡng nhân loại nô bộc, cả đám đều trải qua đế vương giống như hưởng thụ sinh hoạt. Đón lấy, cái kia xe sang trọng cũng bị tài xế tiến vào trong gara. La Quân cũng không cần thần niệm bắn phá, bởi vì lão Linh Tôn là cao thủ, thần niệm một khi bắn phá liền sẽ bị phát giác được không ổn. Cái này biệt thự sang trọng là tại trang viên bên trong, trong trang viên còn có hắn biệt thự. Xem ra đây là một cái không tệ gia tộc. La Quân lặng yên đi theo tiến lão Linh Tôn trong nhà. Hắn trông thấy biệt thự kia bên trong còn có hắn Tôn Nhi, thê tử bên trong. Những thứ này La Quân đều không rảnh để ý hắn theo cái này chút linh tôn trò chuyện bên trong biết được cái này lão linh tôn gọi là smith smith tựa hồ là cái so sánh thanh tâm quả dục người hắn tôn nhi còn rất nhỏ đi theo hắn thê tử đang chơi đua smith cùng tiểu tôn nhi chơi đùa một lát sau đó thì đi lên lầu trong phòng ngủ smith vừa vào phòng ngủ là quân cấp tốc xuất thủ cái gì smith còn chưa mở miệng lên tiếng là quân biển linh hồn đã đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ lại cũng chẳng khác nào là phong tỏa hắn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đồng thời, là quân, Lan Đình Ngọc, Tần Khả Khanh liền đem hắn bao vây vào giữa. Các ngươi, là ai, Smith nhìn thấy cái này ba tôn nhân loại đại cao thủ, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Là quân lạnh giọng nói ra, không muốn ý đồ chống cự, không phải vậy ngươi, còn có ngươi người nhà toàn bộ đều sẽ bị chết rất thảm. Hiện tại, quỳ xuống. Smith nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn muốn muốn phát tác, nhưng cảm giác được ba người này tu vi cùng sát ý, hắn cuối cùng vẫn là không có phản kháng dũng khí, cuối cùng vẫn là quỷ đi xuống. La Quân lập tức tế ra kim quang phù lục. Đại lôi âm kim quang phổ độ pháp. Kim quang đem Smith bao phủ lại, Smith muốn phản kháng, nhưng trung quy là chống lại không kim quang phù lục. Smith trên chán mồ hôi chảy ròng ròng, làm kim quang đem thân thể của hắn chiếu thấu về sau, hắn chính là thở phào một hơi. Tựa như là rốt cục vượt qua cái gì gian chuyện khó, một thân đều là nhẹ nhõm smith đứng dậy hướng la quân chấp tay hành lễ nói ra a di Đà phật đa tạ đạo hữu điểm hóa để tiểu tăng có thể lạc đường biết quay lại từ nay về sau tiểu tăng làm một lòng phụng dưỡng đạo hữu dùng cái này rửa sạch tiểu tăng quá khứ tội nghiệt lan đình ngọc ở một bên nhìn mắt trợn tròn thì thào nói ra ta dựa vào tần khả khanh thì sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc la quân gật gật đầu nói ra rất tốt smith Hắn theo rồi nói ra, ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ. Smith nói ra, đạo hữu chỉ cần phân phó, chỉ cần tiểu tăng có thể làm đến, tuyệt không chối từ. La Quân nói ra, không muốn lộ ra cái gì sơ hở, khiến người ta phát hiện ngươi đã quy y ta. Smith nói ra, tốt. La Quân thì thu biển linh hồn, để biển linh hồn hóa thành linh hồn tinh thạch. Hắn cùng Lan Đình Ngọc, Tần Khả Khanh đều ẩn thân tiến linh hồn trong tinh thạch. Sau đó Smith đem linh hồn tinh thạch cất vào trong lỗ tai. La Quân thì dùng ý niệm cùng Smith bắt đầu giao lưu. Smith, bây giờ ta có một kiện đại sự muốn làm. Tại Thiên Long Điện bên kia, bằng hữu của ta là Tuyết muốn bị trưởng lão hội trảm thủ. Sự kiện này ngươi hẳn nghe nói qua à? Smith cũng dùng ý niệm trả lời. Hắn nói ra, Tiểu Tăng xác thực nghe nói qua chuyện này. La Quân nói ra, Pháp Học Hội Mế Giả Diệp hội trưởng là đứng ở ta nơi này một bên nhưng mễ giả diệp một cái linh tôn cũng vô pháp ngăn cản trưởng lão hội. Cho nên ta muốn linh vương địch lỗ hợp tác với mễ giả diệp, cùng một chỗ đứng ra phản đối trưởng lão hội. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, linh vương địch lỗ cũng sẽ không nghe ta. Người nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào mới có thể để cho linh vương đi vào khuôn khổ, hợp tác với mễ giả diệp đâu. Smith trầm ngâm, hắn nói ra, đại trong vương phủ, rất nhiều chuyện cũng không phải là linh vương một cái linh tôn nói tính toán còn có nội các, ngoại các, nguyên lão hội, vân vân, bất quá, linh vương nếu là muốn khư khư cố chấp, nội các, ngoại các, nguyên lão hội hẳn là cũng không biết nhất định muốn cùng linh vương đối nghịch. Hắn đón đến, nói ra, linh vương có một vị cực sủng ái phi tử, nếu là khống chế vị này phi tử, nhất định có thể cho linh vương đi vào khuôn khổ. Nói đùa cái gì, linh tuệ hòa thượng đồng thời chưa đi đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, hắn được nghe về sau nói với La Quân cái này ngu xuẩn quả thực cũng là tại ăn nói lung tung. Linh vương loại kia tồn tại, sao lại làm một cái phi tử đến đi vào khuôn khổ. Không phải mỗi người đều cùng đạo hữu người một dạng, đem nữ nhân nhìn đến nặng như vậy. Cái này thẻ đánh bạc tuyệt đối không được. Là quân cũng biết linh tuệ hòa thượng nói có đạo lý, hắn liền nói với Smith, cái này không được, một cái phi tử, chết lại tìm. Linh vương đại khái ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút, người lại suy nghĩ thật kỹ. Smith nói ra, vâng. Hắn thì trầm tư suy nghĩ lên. Sau một hồi khá lâu, Smith ánh mắt sáng lên, nói ra, tiểu tăng nhớ tới, một năm về sau, Linh Vương Chi vị tổng tuyển cử. Linh Vương cần Nguyên lão hội hội trưởng song tu Nguyên lão chống đỡ. Không phải vậy lời nói, Linh Vương Chi vị có thể sẽ từ Linh Vương nhi tử Đắc đến kế thừa. Đắc tu vi cùng Linh Vương tại sàn sàn với nhau, tại trên chính đàn có thật nhiều linh tôn chống đỡ, chính là Linh Vương Chi vị lớn nhất mạnh mà có lực người cạnh tranh nhi tử muốn cùng lão tử cạnh tranh là quân hơi hơi nghi hoặc hắn lập tức lại hỏi cái này linh vương địch lỗ sao có thể dễ dàng tha thứ hắn nhi tử đâu smith nói ra đạo hiếu ngài có chỗ không biết tại chúng ta thiên đô quyền lực trong hệ thống từ trước đến nay coi trọng huyết thống cùng thực lực đắc là thiên tri kiêu tử cũng là linh vương huyết mạch cho dù là linh vương cũng không thể bởi vì đắc yêu tú mà giết chết đắc đắc sau lưng còn có mẹ hắn mọi nhà tộc chống đỡ cho nên hắn đạt được tư nguyên rất nhiều, cũng có cùng linh vương địa vị ngang nhau tư cách cùng tư bản. Hắn tiếp tục nói, linh vương chi vị, 10 năm một tuyển. Linh vương địch lỗ đã liên nhiệm thập giới linh vương chức vụ. Hiện tại thiên đô mặt khác giai cấp thế lực rất hy vọng địch lỗ năng đầy đủ thoái vị. Bọn họ còn tại trong dân chúng chế tạo dư luận. Là quân nói ra, linh vương cái này vương vị, thật có như vậy mê người sao. Được tuyển linh vương, có chỗ tốt gì? Smith nói ra, chỗ tốt kia quá nhiều, có thể thu nạp vô số tâm phúc, có thể điều động vô số tư nguyên. Mà lại tương lai hoàng đế bệ hạ buông xuống, cũng chỉ có thể tiếp kiến linh vương, trọng dụng linh vương. Một khi mất đi linh vương cái này vương vị, như vậy địch lỗ cũng bất quá chỉ là trong đế quốc một cái siêu cấp cao thủ mà thôi. La Quân nói ra, địch lỗ tu vi thiên vị cảnh, Smith nói ra. La Quân ngược lại không ngoài ý muốn, nếu là không có đạt tới thiên vị cảnh địch lỗ làm sao trấn trụ tràng diện đây? Na đạt khắc đâu, La quân lại hỏi Smith. Smith nói ra, đắc là không trung cảnh đỉnh phong, hắn mới 800 đến tuổi, cái tốc độ này đã rất nhanh. La quân nói ra, không sai, xác thực rất nhanh. Bởi vì La quân biết bên người tần khả khanh cũng còn tính là thiên phú dị bẩm, nhưng nàng cũng là hơn 800 tuổi, bất quá mới hư tiên đỉnh phong. Đây chính là khoảng cách đắc cách xa vạn dặm A. Đương nhiên, đắc vị trí cái thế giới này, tư nguyên có thể muốn so tần khả khanh lại muốn nhiều rất nhiều. Là quân nói ra, nhưng là, đắc mới không chung cảnh đỉnh phong, hắn có tư cách này làm linh vương sao? Hắn dựa vào cái gì cùng địch lỗ kháng nhất định? Smith nói ra, đạo hiếu, người có chỗ không biết. Đắc ông ngoại danh xương đế quốc chiến thần, hắn chính là thiên vị cảnh cao thủ. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nếu là lựa chọn, na đạt khác ông ngoại chẳng lẽ thì không muốn làm linh vương. Smith nói ra, đắc ông ngoại thường ngạo tuổi tác quá lớn, đã hơn 10.000 tuổi. Không thích hợp quá suốt đầu lộ diện, càng không thích hợp trưởng khống linh vương chức vị. Đế quốc có quy củ, vượt qua 10.000 tuổi, toàn bộ đều không thích hợp đi ra chủ trì chính vụ. Chỉ có thể làm một chút đế quốc trưởng lão, hoặc là khách khanh, tôn giả loại hình. La Quân nói ra, thì ra là thế. Smith nói ra, đắc tuổi còn rất trẻ, hắn chả có vô hạn khả năng. Mọi người cũng đều phổ biến cho rằng, có lẽ Đắc có thể chỉ huy thiên đô, triệt để đem trưởng lão hội đè xuống. Bây giờ trưởng lão hội, hung hăng càn quấy, trưởng khống đại lượng tư nguyên. Khiến thiên đô rất nhiều quý tộc đều rất không hài lòng. Là quân trong lòng thì có một cái phổ. Hắn hỏi lại Smith, nói ra, song tu là tu vi gì? Smith nói ra, song tu là không chung cảnh đỉnh phong. Là quân nghe vậy có chút buồn giàu, bởi vì đây là rất khó xử lý A. À lấy bọn họ mấy người kia, đối phó động tiên đô vô cùng khó khăn. Huống chi là không chung cảnh đỉnh phong song tu hội trưởng. Nếu như mễ giả diệp chịu ra tay giúp đỡ, việc này ngược lại là dễ làm. Linh tuệ hòa thượng nói ra. Là quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lập tức lại có chút do so dự, nói ra, chỉ sợ mế giả diệp không thể hỗ trợ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không giúp cũng phải giúp, như hắn không giúp, chúng ta liền đem hắn đã bị chúng ta khống chế tin tức truyền đi. Dạng này hắn lập tức thân bại danh liệt. Lan Đình Ngọc ở một bên giật mình, nói ra, vạn nhất hắn chó cùng rứt rậu, muốn giết chúng ta đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Khẳng định như vậy, Tân Khả Khanh nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thứ nhất, hắn coi là thiên Brooklyn, Hồng Khôn, Hồng Phi ra chuyện là cùng Bần Tăng có quan hệ. Hắn đối Bần Tăng có loại thiên nhiên e ngại, cho nên hắn làm sao cũng không dám chủ động xuất thủ. Đương nhiên, cái tiền đề này là tại hắn chả không có hiểu được bần tăng pháp tắc ảo diệu tình huống dưới. Một khi hắn trưởng khống pháp tắc, tu vi tăng nhiều về sau, hắn sẽ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Khi đó chúng ta mới là thật nguy cấp. Điểm thứ hai, mễ giả diệp không dám mạo hiểm, hắn đối bần tăng pháp tắc ảo diệu nhất định phải được. Nếu là cá chết rách lưới, rất nhiều ngoài ý muốn hắn đều sợ hội khống chế không nổi. Đối với nhân tâm đem khống, linh tuệ hòa thượng là cực tinh chuẩn. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy ngươi thì thông báo mễ giả diệp đến đây đi. Lan Đình Ngọc nói ra, đã mễ giả diệp chịu hỗ trợ, cần gì không trực tiếp khống chế linh vương địch lỗ tính toán. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy không được, hiện tại thuần dương đan đã không đủ. Bần tăng cũng không có khống chế địch lỗ thủ đoạn, và lại, địch lỗ tu vi không kém mễ giả diệp, một khi động thủ, xảy ra ngoài ý muốn, vạn kiếp bất phục mà đối lập, song thu liền tốt khống chế nhiều. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt a. À. Linh Tuệ Hòa thượng nói, vẫn rất có đạo lý. Sau đó, Linh Tuệ Hòa thượng thì câu thông Mễ Giả Diệp. đi qua cái kia huyền ảo pháp tắc câu thông. vừa vặn là Mễ Giả Diệp cũng tới đến Thiên Đô. Mễ Giả Diệp lúc này ngay tại đại trong Vương phủ cùng Linh Vương địch lỗ hội đàm. có điều hắn thu đến Linh Tuệ Hòa thượng triệu hoán, lập tức liền đến đây gặp nhau. Mễ giả Diệp hư không xuyên thẳng qua mà đến, trực tiếp thì xuất hiện tại Smith trong phòng ngủ. Linh vương địch lỗ tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo cha mễ giả Diệp làm cái gì đi. Mễ giả Diệp cái này các loại đại nhân vật, nếu là bị hắn phát hiện linh vương địch lỗ truy tra hắn, lúc đó rước lấy phiền toái rất lớn cùng hiểu lầm. Mễ giả Diệp vừa xuất hiện tại Smith trong phòng ngủ, hắn nhìn thấy Smith lúc, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Tại sao là ngươi, mễ giả Diệp nghi hoặc không thôi? hắn là nhận biết Smith, Smith cũng nhận biết mế giả diệp, hắn lập tức cung kính nói ra, hạ thần gặp qua mế hội trưởng. Mế giả diệp gật gật đầu, là quần nói với Smith, để hắn tiến linh hồn trong tinh thạch đến trò chuyện. Smith đáp lại nói, đúng, đạo hữu Sau đó, Smith thì hướng mế giả diệp chỉ chỉ trong lỗ tai linh hồn tinh thạch. Mế giả diệp thần niệm thêm chút bắn phá, liền cảm ứng được linh hồn tinh thạch. Cũng lớn đến minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, mễ giả diệp cũng không nhiều lời thân hình lóe lên liền tiến vào cái kia linh hồn trong tinh thạch tại linh hồn trong tinh thạch mấy người lần nữa gặp mặt tiền bối mễ giả diệp nhìn đến linh tuệ hòa thượng về sau cung kính hành lễ linh tuệ hòa thượng nhàn nhạt gật đầu sau đó hỏi người cùng linh vương địch lỗ nói đến thế nào mễ giả diệp nhất thời có chút nổi nóng nói ra đừng đề cập địch lỗ lão hồ ly này hắn nói lúc này chính là tổng tuyển cử sắp đến Cùng trưởng lão hội đối nghịch, nếu là thắng còn tốt. Một khi ra tổn thất gì, hắn đem về mất đi rất nhiều chống đỡ. Cho nên hắn không muốn mạo hiểm, vô luận ta rất nhiều thiếu chỗ tốt, hắn cũng không nguyện ý đến cùng chúng ta cùng một chỗ làm chuyện này. Thằng ngu này cũng không nghĩ một chút, một khi chúng ta đem mục giết chết, đem trưởng lão hội áp chế xuống. Hắn đoạt được tư nguyên quyền khống chế, cái kia hắn nhi tử còn có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này linh vương chi vị sao? linh tuệ hòa thượng từ tốn nói ngươi cũng không cần kích động đổi lại là ngươi ngươi cũng không nguyện ý mạo hiểm ở lúc mấu chốt ổn thỏa là chính xác nhất lựa chọn mễ giả diệp nghe vậy ngạc nhiên hắn nói ra nhưng không có địch lỗ chống đỡ phải cứu lạc viết thì khó linh tuệ hòa thượng nói ra cho nên bản quân tìm ngươi đến là có một chuyện khác muốn ngươi đi làm sự tình gì tiền bối xin phân phó mễ giả diệp nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra mễ giả diệp các loại bản quân đoàn người này thuận lợi rời đi kỷ phấn trắng thế giới như vậy pháp tác huyền ảo chi mê bản quân sẽ lập tức nói cho ngươi đây là ngươi đường ra duy nhất ngươi hiểu không mễ giả diệp nói ra tiền bối vãn bối minh bạch linh tuệ hòa thượng nói ra minh bạch liền tốt hiện tại địch lỗ muốn muốn tiếp tục được tuyển linh vương hắn liền cần nguyên lão hội hội trưởng song tu chống đỡ song tu tu vi còn tại không trung cảnh đỉnh phong chúng ta hiệp trợ ngươi đi khống chế hắn, vấn đề này không lớn đi. Cái này, mễ giả diệp nhất thời sắc mặt thay đổi. Kể từ đó, tiền bối, mễ giả diệp có vẻ khó xử, vậy vãn bối cùng các ngài hợp tác há không phải liền là hoàn toàn bạo lộ ra sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, bắt lấy song tu tay cầm, để hắn thành là người mình. Cứ như vậy, hắn sẽ đi vạch trần ngươi sao, có lẽ ngày sau, hắn còn có thể trở thành ngươi mạnh mà có lực minh hiểu mễ giả diệp nói ra nhưng muốn thế nào khống chế hắn đâu hắn đã đến bực này tu vi chỉ dựa vào dấu ấn tinh thần chờ một chút đã rất khó khống chế mà lại cái này rất dễ dàng bị hắn linh tôn phát giác linh tuệ hòa thượng nói ra cái này không khó bản quân có thể dạy ngươi một môn pháp thuật pháp thuật này cũng làm như là tạ lễ đi mễ giả diệp ánh mắt sáng lên nói ra tiền bối muốn dạy vãn bối hạng gì pháp thuật tiền bối thuật pháp chắc là huyền diệu vô song. La quân bọn người thì ở một bên yên lặng nghe, lúc này, bọn họ đều cùng tiểu học sinh nghe lão sư giảng bài một giảng. Tại mễ giả diệp cùng linh tuệ hòa thượng trước mặt, bọn họ cũng xác thực rất khó chen vào miệng. Mễ giả diệp loại này kiêu hùng, vốn là la quân bọn họ vô luận như thế nào cũng trưởng không không. Cũng nhờ có có linh tuệ hòa thượng tại, không phải vậy lời nói, lần này kỳ phấn trắng thế giới, la quân một đoàn người chết sớm không còn sót lại một chút cạn, Mễ giả diệp tuy nhiên không ai bị nổi, nhưng linh tuệ hòa thượng lại là có thể đem hắn chỉ một điểm tính khí đều không có. Tuy nhiên linh tuệ hòa thượng pháp lực không có gì, nhưng đẳng cấp ở nơi đó bầy biện. Không thể nói lão lãnh đạo về hưu, người mới lãnh đạo liền có thể không tôn trọng lão lãnh đạo. Huống chi, lão lãnh đạo còn bắt người cái cán tại. Linh tuệ hòa thượng ngay sau đó liền nói ra, môn thuật pháp này gọi là hàng vị thông thiên pháp bản quân đã sớm giấu ở người động thiên bên trong huyền ảo pháp tắc bên trong cái này hàng vị thông thiên pháp chính là là thông qua thiêu đốt pháp lực mình cùng kinh nguyệt đạt tới giảm xuống chính mình cùng địch nhân cảnh giới người hàng thấp một cấp địch nhân thì muốn hạ thấp hai giai một khi thi triển người giai phẩm là không thể khôi phục địch nhân giai phẩm cũng là không thể khôi phục bất quá loại này thuật pháp không phải vạn bất đắc dĩ sinh tử tồn vong đó là quả quyết không thể thi triển hàng vị thông thiên pháp mễ già diệp không khỏi hơi biến sắc hắn nói ra người tu đạo chú trọng nhất cũng là tu vi gần chết cũng không chịu hàng vị a gần chết cũng không chịu hàng linh tuệ hòa thượng nghe vậy cười một tiếng nói ra chưa hẳn đi sự tình gì có thể so ra mà vượt sinh tử đại sự bản quân đều hàng vị đến nước này tuy nhiên thê thảm điểm em m nhưng tốt xấu còn có lại đến trí tôn cơ hội dù sao cũng so thân tử đạo tiêu đến được tốt đi hắn đón đến, còn nói thêm, bản quân dạy ngươi hàng vị thông thiên pháp, cũng không phải là thật muốn ngươi hàng vị. Này lại là ngươi một cái liều mạng sát chiêu, mà ngươi đi đối phó cái kia song tu, cũng bất quá là hù dọa hắn. Ngươi đưa ngươi hàng vị thông thiên pháp tắc ngưng luyện thành tinh nguyên huyết châu, đánh vào đến hắn trong não vực. Không dùng ngươi nhiều lời, hắn tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không biết ngươi cũng sẽ cùng theo hàng vị. Thì ra là thế. Mễ giả diệp nghe vậy lúc này mới thở vào một hơi, đồng thời còn có chút mong đợi. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng liền bắt đầu thi pháp. Mễ giả diệp cũng ngưng thần lên. Sau một lát, Linh Tuệ Hòa Thượng đem huyền ảo pháp tắc tiết lộ ra một tia tránh thức huyền diệu đến mễ giả diệp thiên vị pháp tắc bên trong. Mễ giả diệp lập tức hấp thu cái này tia pháp tắc, đồng thời đem thối luyện. Trong lúc này đủ loại ảo diệu cùng dinh dưỡng thì hướng hắn thiên vị pháp tắc bên trong tưới tiêu mà đi mễ già diệp khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt thì cùng uống thuốc bổ sau một hồi khá lâu mễ già diệp rốt cục vận công hoàn tất hắn nhìn linh tuệ hòa thượng ánh mắt tràn ngập nói không nên lời kính sợ tiền bối to lớn có thể vãn bối bội phục vãn bối cũng chỉ hấp thu ngài cái này một tia công đức lực lượng cũng đã cảm thấy hưởng thụ vô cùng linh tuệ hòa thượng từ tốn nói ngươi chỉ phải thật tốt hợp tác về sau chỗ tốt là ngươi hưởng chi không hết đương nhiên ngươi cũng không cần cùng bản quân dở trò gian bản quân làm theo có trăm ngàn loại biện pháp để ngươi muốn khóc cũng khóc không được ngày đó brooklyn hồng khôn hồng phi cũng là ví dụ mễ giả diệp nghe vậy nhất thời cảm thấy dùng mình trong lòng hắn cái này linh tuệ hòa thượng coi là thật cũng là giống như thiên thần nhân vật có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa mễ giả diệp ở trước mặt hắn không dám có một tia lỗ máng nghĩ cũng không dám nghĩ như thế về sau linh tuệ hòa thượng để mễ giả diệp đến trưởng khống linh hồn tinh thạch. Đồng thời, là quần phân phó Smith tiến đến bái kiến song tu nguyên lão. Smith liền mang theo mễ giả diệp cùng nhau tiến đến. Mễ giả diệp đến đây thiên đô, gặp hết linh vương sau đó lại muốn gặp song tu, đây là không thể bình thường hơn được xã giao. Cùng lúc đó, mễ giả diệp đến cũng hấp dẫn đến vương tử đắc chú ý. Đắc cũng thời khắc tại vì tranh thủ đại vị mà chuẩn bị hắn đồng dạng lo lắng mễ giả diệp đến đây mục đích smith mang theo mễ giả diệp tiến về đại vương phủ nguyên lão hội ngay tại đại trong vương phủ khí trời sáng sủa long lanh vô cùng trời xanh mây trắng smith cùng mễ giả diệp lấy xe sang trọng đi vào đại vương phủ chính trước cổng trời smith cầm ra lệnh mễ giả diệp cũng có thủ lệnh hai người thông suốt tiến đại trong vương phủ xe sang trọng là không thể tiến đại vương phủ Mễ Già Diệp cùng Smith sau khi xuống xe, ngồi vào bên trong xe ngắm cảnh. Là quân bọn người cũng là giấu ở Mễ Già Diệp trong lỗ tai, đi qua cái này chỉ có ánh mắt quan sát thế giới bên ngoài. Đại trong vương phủ đình đài lâu các, hoa thụ đằng đắng, còn có độc lập phố đi bộ, phố thương mại. Vân vân, đây đều là đại vương phủ đặc cung, là hoàng thất hưởng thụ. Vô luận là quan viên, vẫn là đại vương phủ quý tộc, Mỗi tháng đều có nhất định hạn mức có thể ở chỗ này trung tâm mua sắm miễn phí cầm lấy đồ vật. Đến lúc đó, đại vương phủ ti tài chính hội thống nhất kết toán. Mà phố thương mại trong trung tâm mua sắm cũng phần lớn là nhân loại làm việc, thành thành thật thật phục thị những quý tộc này. Trong bọn họ nếu có tham ô lừa gạt sự tình, lập tức liền sẽ bị các quý tộc xử tử. Một đường bước đi, gặp tòa tòa cung điện, gặp quỳnh lâu ngọc vũ, gặp trong vắt hồ nước. Cái này đại vương phủ rộng rãi cùng hào hoa là la quân chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Xe ngắm cảnh được không nhanh không chậm. Tại đại trong vương phủ, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng quy định. Nhưng dưới tình huống bình thường, tất cả linh tôn đều có ăn ý, cũng không tự tiện thi triển pháp thuật. Phía trước hành lang chỗ, có hai tên linh tôn bỗng nhiên đi lên phía trước. Là đắc phương tử thủ hạ, Smith thấy thế, lập tức nói với mễ giả diệp. Mễ giả diệp liền trong lòng hiểu rõ. Cái kia hai tên linh tôn lên đến đến đây, ngăn lại đường đi. Bất quá bọn hắn mười phần cung kính, đồng thời không khiến người ta phản cảm. Xe ngắm cảnh dừng lại. Tiểu thần giải phong, tiểu thần giải nguyên. Cái này hai huynh đệ cùng một chỗ mở miệng, nói ra, gặp qua ti hình đại nhân, gặp qua mễ hội trưởng. Cái này Smith chính là hình phạt ti ti hình đại nhân. Smith nhìn về phía hai người này, hắn cũng không dám thất lễ, liền nói ra, hai vị tiểu tướng không biết ngăn lại bản đại nhân đường đi, vì chuyện gì. Giải phong nói gấp, tiểu thần không dám cản trở đại nhân cùng mễ hội trưởng đường đi. Bất quá điện hạ nhà ta nghe nói mễ hội trưởng đến đây, liền muốn muốn cùng mễ hội trưởng mưu một gặp mặt, tự ôn chuyện. Smith không biết nên đáp lại như thế nào, liền nhìn về phía mễ giả diệp. Mễ giả diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta lúc này còn có một số việc muốn làm, nếu là điện hạ không ngại, buổi tối ta làm đi tự mình bái kiến điện hạ. Giải phong cùng giải nguyên đều là sướng sờ. Sau đó, giải phong nói ra, tốt, chúng ta cái này chi tiết trở về hướng điện hạ báo cáo. Làm phiền, mễ giả diệp từ tốn nói. Sau đó, giải phong cùng giải nguyên thì lui xuống đi. Xe ngắm cảnh tiếp tục tiến lên. Smith nói với mễ giả diệp, đắc phương tử hiện tại thật đúng là ngồi không yên, hắn mấy năm này, động tác rất là nhiều lần, Xem ra là đối linh vương chi vị nhất định phải được A à. Mễ giả diệp nói ra Đắc là muốn dò xét ta ý đi Nhìn ta đến cùng là tới làm cái gì Smith nói ra Không sai Mễ giả diệp cười nhạt một tiếng Nói ra Xem ra thiên đô cũng là không yên ổn A à. Smith cũng cười một tiếng Nói ra Tương lai Ai cũng biết hoàng đế bệ hạ một khi buông xuống Nhiều như vậy lượng tư nguyên đều sẽ cùng theo buông xuống Đến lúc đó nói cho cùng có thể mò được tốt đẹp nhất chỗ vẫn là ngồi tại chỗ người người khác chỉ có thể theo hút miếng canh mễ già diệp nói ra cái kia ngược lại là smith lại cười một tiếng nói ra không lát nữa lớn lên ngài thì khác biệt ngài địa vị còn có uy vọng đều ở nơi này ngài vị trí là vững như bàn thạch không có người có thể dung chuyển ngài mễ già diệp cười nhạt một tiếng nói ra những vật này không đề cập tới cũng được trong lòng của hắn là có thước đo vô cùng rõ ràng không có vững như bàn thạch vị trí giang sơn đời nào cũng có người tài một khi hắn tu vi lạc hậu tự nhiên là sẽ có nhân tài mới nổi tới lấy thay hắn linh tôn thế giới tại dân chúng thế giới bên trong có lẽ dịu dàng thắm thiết nhưng là tăng lên đến hắn cấp độ này cái kia chính là hiện thực mà tàn khốc cái này cũng thì càng phát ra kiên định mễ giả diệp muốn tu vi càng thượng tầng hơn lầu quyết tâm xe ngắm cảnh tại nguyên lão hội trước đại lâu dừng lại nguyên lão hội tu kiến đến to lớn mà hùng vĩ, bên trong còn có to như vậy đình viện. Smith cùng mế giả diệp hướng cửa thủ vệ linh tôn binh lính đưa lên bái thiếp. Mà lúc này, tại linh vương địch lỗ trong tầm cung, hắn lại là tại cùng ngục sở trưởng lão mật thám. Ngục sở trưởng lão cũng không phải một cái quá phận nhờ đại nhân, hắn hướng linh vương địch lỗ cam đoan, chỉ cần địch lỗ bất hòa pháp học hội hợp làm. Như vậy tương lai, trưởng lão hội liền sẽ ra sức bảo vệ địch lỗ thành công kế nhiệm linh vương chi vị. Đồng thời, ngục sở trưởng lão còn mang đến phong phú lễ vật. Linh vương, người cái gì đều không cần làm, người hoàn toàn liền có thể cầm lấy bản thân lễ vật cùng hứa hẹn chờ đợi. Nhưng nếu như, người hợp tác với mế giả diệp, như vậy các người thứ nhất, chưa hẳn có thể lay đụng đến bọn ta. Thứ hai, các ngươi nếu là thất bại, người hội lưu lại miệng lưỡi cho con của người đắc. Bọn họ hội tiếp tục công kích ngươi, để ngươi kẻ ủng hộ trở nên càng ít. Cho nên, đến cùng phải nên làm như thế nào, Ta tin tưởng linh vương tâm lý cần phải rõ ràng. Linh vương Địch Lỗ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, "Tốt, ngục sở trưởng lão, bản vương biết nên làm như thế nào." Ngục sở trưởng lão mỉm cười, nói ra, "Như vậy, hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ, Địch Lỗ cũng mỉm cười. Tại cái này một cái chớp mắt, hai người đạt thành một loại chung nhận thức. Ngục sở trưởng lão yên tâm đi. Nhưng ở buổi tối thời điểm Mễ Già Diệp cùng Nguyên Lão Hội hội trưởng song tu cùng một chỗ đến đây bái kiến Linh Vương Địch Lỗ. Địch Lỗ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là tiếp kiến hai người này. Vẫn là tại Địch Lỗ trong tầm cung, song tu đi thẳng vào vấn đề nói ra, Linh Vương, ta hy vọng ngài có thể cùng Mễ Già Diệp hội trưởng hợp tác, chúng ta cùng đi đối kháng trưởng Lão Hội. Địch Lỗ nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc, hắn ánh mắt liếc nhìn hướng Mễ Già Diệp, tựa hồ muốn tại Mễ Già Diệp trên thân nhìn ra cái gì tới. Nhưng mễ giả diệp lại là đừng làm cái gì cũng không biết. Địch lỗ hít sâu một hơi, nói ra, mễ hội trưởng, còn mời ngài hơi chút né tránh. Bản vương có mấy lời muốn đơn độc cùng song tu hội trưởng nói chuyện. Mễ giả diệp nói ra, đương nhiên có thể. Sau đó, mễ giả diệp rời đi địch lỗ tẩm cung. Mễ giả diệp vừa đi, địch lỗ cũng có chút tức hồn hền, nói ra, song tu, ngươi làm cái gì vậy? Song tu bình chân như vậy nói ra, linh vương ngươi vì cái gì không nguyện ý hợp tác với mễ giả diệp. Đây là nặng áp chế trưởng lão hội tuyệt hảo cơ hội. Địch lỗ đứng người lên, hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước, sau đó quay người, nói ra, trưởng lão hội căn cơ thâm hậu, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Mà lại, lão tổ tông cũng là một mực lại hướng trưởng lão sẽ. Chúng ta lần này nếu như hợp tác thất bại, đây chẳng phải là cho đắc cái kiêu ắt con cơ hội. Song tu thở dài một tiếng, nói ra, Linh Vương, người bây giờ a à, quá cẩn thận khó trách tất cả mọi người nói người đã mất đi nhuệ khí thiên đồ tại trên tay ngươi sẽ chỉ nước sông ngày một rút xuống đắc còn không sợ nhất chiến người ưu thế lớn hơn hắn rất nhiều người thế mà đều không dám đánh một trận một vị bảo thủ sẽ chỉ làm ngươi tại trong phần mộ cảm thấy càng ngày càng nhàn hạ địch lỗ nói ra lời nói không phải ngươi nói như vậy thời điểm then chốt cẩn thận chạy được vạn năm thuyền song tu nói ra ta chủ ý đã quyết, nhất định là muốn hợp tác với mễ giả diệp. Nếu như ngươi không đồng ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm đắc. Song tu, người cái này nói là lời gì? Địch lỗ không khỏi gấp, hắn nói ra, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi đi theo ta một bộ này. Ngươi nói cho ta biết, mễ giả diệp cho ngươi chỗ tốt gì? Cái kia có chỗ tốt gì? Song tu nói ra, chỉ bất quá, ngươi lão, ta tâm còn không có lão, làm không được linh vương lại như thế nào. Tối thiểu chúng ta không lại dùng nhìn trưởng lão hội sắc mặt. Người luôn luôn uất uất ức ức, khó trách trưởng lão hội một mực không đem chúng ta thiên đều để vào mắt. Địch lỗ chăm chú nhìn song tu, hắn nói ra, đây thật là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Song tu cắn răng, nói ra, vâng. Địch lỗ trầm giọng nói ra, song tu, hai chúng ta là huynh đệ, quá mệnh giao tình. Người ta là có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, Ngươi hôm qua còn nói với ta, không muốn hợp tác với mễ giả diệp. Hôm nay ngươi cho ta đến một đoạn như vậy khẳng khái phân trần, làm đến giống như ta là hạng người ham sống sợ chết. Không rõ nội tình, còn thật muốn bị ngươi nhiệt huyết như vậy một kích, liền đáp ứng. Hắn đón đến, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không mễ giả diệp dùng thủ đoạn gì tại khống chế ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi ra mặt. Xong tu trầm mặc đi xuống. Địch lỗ không khỏi gấp, nói ra... Ngươi ngược lại là nói nha. Chẳng lẽ giữa chúng ta cũng không thể thẳng thắn sao? Song Tu nói ra, "Mẹ, ngươi đừng hỏi được hay không? Nếu là huynh đệ, vậy ngươi liền đáp ứng ta, hợp tác với Mễ Giả Diệp. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta cái này huynh đệ cũng không làm tiếp được." Địch Lỗ liền cũng liền trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, Song Tu, ta đáp ứng ngươi. Hợp tác Ta về sau cũng không hỏi ngươi là nguyên nhân gì. Đã ngươi lựa chọn không nói, ta tin tưởng ngươi có không nói nỗi khổ tâm. Nếu là huynh đệ, ta làm sao nhường nhịn huynh đệ khó xử. Song Tu trong mắt lóe lên vẻ cảm động, nói ra, "Đa tạ. Ngươi yên tâm, lần này động thủ về sau, mặc kệ như thế nào, pháp học sẽ cùng Nguyên lão hội, mãi mãi cũng là ngươi lớn nhất mạnh mà có lực hậu thuẫn cùng chống đỡ." Địch Lỗ gật gật đầu. Địch lỗ đáp ứng cùng mễ giả diệp cùng một chỗ hợp tác, sau đó, địch lỗ sẽ mang lĩnh thủ hạ cao thủ cùng mễ giả diệp tụ hợp, sau đó cùng một chỗ hướng trưởng lão hội bức thoái vị. Nhưng là đang hành động trước đó, Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa hướng mễ giả diệp cảnh báo. Còn có người vật, người nhất định phải trưởng khống, không phải vậy lời nói, hội mang đến rất đại biến đếm. Linh Tuệ Hòa Thượng đem mễ giả diệp gọi vào linh hồn trong tinh thạch giao lưu. Mễ giả diệp hơi kinh hãi, nói ra tiền bối ngài nói là linh tuệ hòa thượng nói ra đắc a à. mễ già diệp nói ra chẳng lẽ ngục chỗ còn cùng đắc liên hệ linh tuệ hòa thượng nói ra cần muốn liên lạc với sao đắc sao có thể có thể trơ mắt nhìn lấy địch lỗ đem trưởng lão hội đánh bại một khi trưởng lão hội bị đánh bại về sau địch lỗ danh vọng sẽ tới một cái gì độ cao đắc nhất định sẽ ra tay trợ giúp trưởng lão hội cái này không cần bất luận kẻ nào đưa cho hắn chỗ tốt các ngươi không xử ý đắc, liền chuẩn bị nghênh đón càng khó lường hơn đếm đi. Mễ già Diệp ngược lại hít một hơi hàn khí, hắn đồng thời đối linh tuệ hòa thượng càng thêm kính sợ, tiền bối lo lắng rất là. Sau đó, Mễ già Diệp liền đi bái phòng Đắc, Đắc đang muốn gặp Mễ già Diệp, cái này hai tên linh tôn tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Mà kết quả chính là, Mễ già Diệp cũng thuận lợi trưởng không Đắc. Như thế về sau, Mễ già Diệp liền để Đắc đi xem ở ông ngoại hắn thường ngạo. Vốn là, mế giả diệp là chuẩn bị hảo sự thành xong, để đắc cũng mang theo thường ngạo tiến đến trợ trận. Nhưng là linh tuệ hòa thượng ngăn cản. Nếu là đắc cùng thường ngạo tiến đến, ngục chỗ thì sẽ biết hết thảy tình thế đã mất khống chế. Đến lúc đó hội gia tăng càng khó lường hơn đếm. Đắc không đi, ngục chỗ thì sẽ cảm thấy đắc sẽ ra tay. Và lại, đắc không thể đi. Người đem xong tu cùng đắc đều nắm giữ, khiến địch lỗ nghĩ như thế nào. Đây cũng là biến số, ba nghìn biến số, người suy nghĩ thật kỹ đi đến lúc đó người làm không tốt sẽ trở thành công địch linh tuệ hòa thượng nói như vậy mễ giả diệp nghe vậy về sau nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái này nhìn như đơn giản sự tình sau lưng một chút biến số lại là như thế khủng bố tiền bối vãn bối đối với ngài hoàn toàn phục khó trách thiên brooklyn bọn họ đều sẽ thua ở ngài trên tay mễ giả diệp nói ra linh tuệ hòa thượng cười lạnh một tiếng nói ra đây đều là bản quân sỉ nhục a à, mễ già diệp bị kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm linh tuệ hòa thượng nói ra đều là con kiến hôi một vật đổi lại trước kia bản quân nếu là dùng vừa phân tâm nghĩ trên người các ngươi vậy cũng là bản quân vô cùng lớn sỉ nhục hiện tại vì cùng các ngươi hòa giải còn phải vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn người nói đây có phải hay không là sỉ nhục linh tuệ hòa thượng lời nói này nói ra tự nhiên có một loại thê lương cùng bất đắc dĩ trị ý vị cái này để người ta không khỏi nhớ tới hắn năm đó đỉnh phong lúc là bực nào huy hoàng cùng tàn nhẫn Là quân khe khẽ thở dài hắn ở một bên nhìn không được nói ra nói đến nhanh nhạy ta xin lỗi người a à. linh tuệ hòa thượng khoát khoát tay nói ra cùng đạo hữu ngươi không quan hệ về sau mễ già diệp chính thức tụ hợp địch lỗ hướng trưởng lão hội bức gửi tới ngay tại ngày đó buổi tối địch lỗ mang theo song tu còn có thủ hạ mấy tên cao thủ tiến về Mễ giả Diệp điều khiển trường tôn tập kết pháp học hội các cao thủ. Một đêm này, Thiên Long Quảng Trường đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Ao Pi từ núi bị tuyết lớn bao trùm, Thiên Long trên Quảng Trường tuyết lông ngỗng liền không có ngừng qua. La Quân bọn người giấu ở linh hồn trong tinh thạch, linh hồn tinh thạch thì giấu ở Mễ giả Diệp trong lỗ tai. Tại đi hướng Thiên Long Quảng Trường thời điểm, Linh Tuệ Hòa thượng rốt cục trốn đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Đồng thời. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng La Quân ý niệm giao lưu. Đạo Hiếu bần tăng cùng Mễ Giả Diệp rất nhiều lời cũng không phải là phát ra từ thực tình. ở mức độ rất lớn là vì chấn nhiếp Mễ Giả Diệp còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. La Quân khe khẽ thở dài nói ra nhanh nhạy ta không biết ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần. Nếu như cũng bởi vì mấy câu ta còn ngờ vực vô căn cứ ngươi vậy ta vẫn cá nhân sao? Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười nói ra tốt hắn tiếp lấy còn nói thêm, luôn luôn nhiều khi, bần tăng không mở miệng, là không muốn để cho đạo hữu người đối bần tăng có ỷ lại. Lần này, người khăng khăng muốn tới kỷ phấn trắng thế giới, bần tăng cũng nghĩ đến cái này bên trong nguy hiểm. Nhưng bần tăng biết, thuyết phục người đã vô dụng, lần này nguy cơ, không phải bần tăng để chính người vượt qua, liền có thể vượt qua. Cho nên, bần tăng thì làm cho người chủ nhiều một ít. Nhưng đối ngươi như vậy, cũng không là một chuyện tốt cái kia tần khả khanh cũng không đần, nhưng ở trước mặt ngươi, luôn luôn khuyết thiếu suy nghĩ. Đồng dạng, đạo hữu người tại bần tăng trước mặt cũng dễ dàng khuyết thiếu suy nghĩ. Na đạt khắc chi lo, lấy người thông tuệ, sớm cái kia muốn lấy được. Là quân có chút xấu hổ, nói ra, luôn cảm thấy có người tại, người đã không đề cập tới, vậy ta lo lắng cũng là dư thừa. Linh tuệ hòa thượng nói ra, kỷ phân trắng thế giới hung hiểm, chính là ba nghìn thế giới số một hắn đại thần thông cao thủ đến, đều là đã đi là không thể trở về. Cái kia ngỗng chín mẹ rất thông minh, tuyển ngươi tới. Lần này, bần tăng liền giúp ngươi, ngày sau, bần tăng sẽ tìm cơ hội đi rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng để cho ngươi thiếu chút nghỉ lại chi tâm. Là quân bất đắc dĩ, nói ra, nhất định muốn như vậy phải không? Linh tuệ hòa thượng nghiêm mặt nói ra, cái giỏ áo tím trước đó đối ngươi tâm tình, cũng là lúc này bần tăng đối ngươi tâm tình chúng ta giúp ngươi giải quyết những chuyện này cũng không phải là đang giúp ngươi tương lai sẽ chỉ hại ngươi Là quân nói ra tốt a à, ta nỗ lực linh tuệ hòa thượng nói ra tốt a à. tiếp đó bần tăng còn có một cái chuyện trọng yếu bản giao ngươi lần này kỷ phấn trắng thế giới chuyến đi đến cùng ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi thì quan hệ đến chuyện này ngươi chiếu vào bần tăng nói tới trình tự đến đi nếu như vận khí tốt cũng có thể cho các ngươi giết ra một đường máu tới La Quân nói ra, tốt, người nói. Ban đêm thiên long quảng trường là mỹ lệ, tuyết hoa bay lượn. Ánh đèn trói lọi. Tại trên quảng trường, lạc tuyết bị trói tại giàn giáo phía trên, nàng tựa như là băng tuyết nữ thần một dạng. Bất quá giờ phút này, trên mặt nàng tràn ngập dã rời. Đúng lúc này, cái kia bầu trời xa xa tầng mây cuồn cuộn lao nhanh. Không đến một lát, thiên binh thiên tướng buông xuống. Mễ giả diệp bọn người rốt cuộc đến, Pháp học sẽ trở thành viên cao thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mễ già Diệp vừa đến, già thiên liền mang theo trưởng tôn, nhiều âm còn có còn lại trưởng lão đến đây trợ trận. Mễ già Diệp cầm đầu, địch lỗ bên này cũng là không chút nào yếu thế. Dạng này đội hình tuyệt đối có thể xưng hào hoa. Tuyết lớn đầy trời. Địch lỗ không khỏi cười một tiếng, nói ra, khó được a. À. Ao pi tư núi thật lâu không có xuống dạng này tuyết lớn, hùng vĩ, xinh đẹp mễ giả diệp mỉm cười nói ra đây hết thảy đều là bởi vì nữ tử này gây nên hắn chỉ chỉ phía trước bị trói lấy lạc viết nữ tử này thần kỳ như thế địch lỗ nói ra mễ giả diệp nói ra đương nhiên thần kỳ nàng đem băng tinh nguyên thạch đều cho hòa tan cái kia băng tinh nguyên thạch là chúng ta câu thông tổ long đường tắt duy nhất nhưng là chúng ta ngục sở trưởng lão ỉ vào bản sự của mình siêu cường liền muốn bởi vì bản thân chi tư tới giết rơi nữ tử này Tại hạ bất tài, vì đế quốc ngàn năm đại kế, chính là bỏ được một thân toác, cũng muốn đứng ra phản kháng ngục sở trưởng lão hung ác. Địch lỗ lập tức kẻ sướng người họa, nói ra, cái này đế quốc, còn không phải ngục chỗ một cái linh tôn đế quốc. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, hắn có thể bao trùm ở trên trời đều cùng pháp học hiểu ý chí phía trên? Chẳng lẽ hắn coi là, hắn có thể bao trùm tại hoàng đế bệ hạ ý chí phía trên sao? Ta nhìn ngục sở trưởng lão cũng là có dạng này tâm tư a Mễ giả diệp khẽ cười nói. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên thì xuất thủ muốn đem lạc tuyết cho bắt tới. Nhưng là, ngục sở trưởng lão tới càng nhanh. Trong nháy mắt đó, ngục sở trưởng lão mang theo lãnh vân trưởng lão, cơ trưởng lão, âm bước hư trưởng lão, còn có đông lâm, thiên giật trưởng lão cùng hắn một đám trưởng lão hội cao thủ toàn bộ hư không xuyên thẳng qua mà đến. Ngục sở trưởng lão vung tay lên, liền đem mế giả diệp đại thủ ấn đánh giết thành phấn vụn ngục sở trưởng lần trước thân thể hắc bào, tách mọi người đi ra, uy nghiêm cùng cực. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây, sau đó ánh mắt dừng lại tại mễ giả diệp trên thân. Hắn từng chữ nói ra, mễ giả diệp, người biết người đang làm cái gì sao? Hắn uy nghiêm quá đáng, cái này băng hàn lời nói đi ra, lại là để mễ giả diệp cũng nhịn không được trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Mễ giả diệp hít sâu một hơi, đến lúc này, hắn tự nhiên không thể luống cuống. Mễ Già Diệp cũng nhìn gần hướng mục Sở Trưởng lão, hắn nói ra, "Ngục Sở Trưởng lão, người tốt đại uy phong a. Hiện tại, cho dù là ta cùng Linh Vương cùng một chỗ đến đây, người cũng là không để vào mắt. Bởi vì ngươi cảm thấy, cái này Thiên Long Điện, ngươi là chủ nhân. Tất cả linh tôn đều phải nghe ngươi, đúng hay không?" Mễ Già Diệp, người mang theo bên ngoài linh tôn huy động nhân lực, xông vào Thiên Long quảng trường. Đây là mưu phản, là tử tội ngục sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra. Từ tội, mế giả diệp cười ha ha, hắn nói ra, trưởng lão hội đem ba tên tôn giả hại đến xít sao, mất tích mất tích. Còn đem thiên mệnh tháp tổn hại, ta ở chỗ này muốn xin hỏi ngục sở trưởng lão, ngươi là tội gì? Là ngàn đao bầm thây chi tội, vẫn là lăng trì chi tội. Ngục sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra, mế giả diệp, thiên long điện có thiên long điện quy củ. Bản trưởng lão tội, đến lúc đó từ có lão tổ tông, có hoàng đế bệ hạ đến định đoạt, mà ngươi mang bên ngoài linh tôn xâm nhập Thiên Long điện, cũng là mưu nghịch, chính là hôm nay bản trưởng lão đưa ngươi giết, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên lai, bản vương đều đã thành bên ngoài linh tôn. Địch Lỗ cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, chúng ta không phải chính pháp nhất ra thân sao? Hôm nay bản vương đến, vì chính là đế quốc ngàn năm đại kế, vì là gia sự. Ngục sở trưởng lão, ngài thật đúng là hội chụp mu a như thế nhất đại cái mũ giữ lại, bản vương cũng không dám tiếp nhận. Đại khái, người thật sự là coi là, toàn bộ thiên thiên long điện, thậm chí thiên đô, đều là người độc chiếm thiên hạ. Chính pháp hình tất cả đều là người một cái nói tính toán sao. Người đem mấy tên tôn giả hại chết chính là sự thật, người đem thiên mệnh tháp tổn hại, cũng là sự thật. Những thứ này lại đều không nói, cái này là quyết chính là câu thông tổ long trọng yếu công cụ, người vì bản thân tư lợi, thế mà còn muốn đem nàng xử tử cái này thiên đô liền không thể khoanh tay đứng nhìn ngục sở trưởng lão nói ra bản trưởng lão làm như thế chính là vì muốn nghĩ cách cứu viện còn lại hai vị tôn giả các ngươi như vậy cản trở bản trưởng lão thì kỳ quái các ngươi đến cùng là muốn làm gì cản trở hai vị tôn giả trở về thật sao mễ già diệp nói ra ngục chỗ ngươi không dùng ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn một cái múc tiếp một cái mũ đội lên trên đầu chúng ta hôm nay đến đây chúng ta chính là muốn vì thay đổi càn khôn, không cho ngươi tiếp tục tai họa trưởng lão hội, tai họa thiên long biệt, tai họa đế quốc ngàn năm đại kế. Ngục sở trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, mễ già diệp, bản trưởng lão thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thiên vị pháp tắc, ngục sở trưởng lão ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn trong nháy mắt sát khí lộ ra, đồng thời, thiên vị pháp tắc buông xuống. Trong nháy mắt đó, cả tòa ao pi tư núi thậm chí phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc buông xuống. Là quân bọn người cũng cảm giác được bốn phía toàn bộ là màu trắng tinh bích, tuyết hoa hoa, khiến người ta nhìn một cái, ánh mắt đều tựa hồ muốn không mở ra được. Tầng tầng tinh bích bên trong, không gian cùng thời gian lưu chuyển, đồng thời, thiên vị uy lực cũng hiển hiện lấy. Tựa như là trời xanh chi lực, làm cho không người nào có thể kháng cự. Tựa hồ trong này, phát sinh bất kỳ vật gì đều là bình thường, bởi vì đây là trời xanh ý chỉ. Linh tuệ hòa thượng lúc này cũng tại cảm thụ, hắn ngay tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Quả nhiên, cái này ngục so với bần tăng tưởng tượng chỉ mạnh không yếu, hắn dám có phân khích như vậy, thì nhất định có dạng này thực lực. Đạo hữu người không cần thiết không thể chủ quan, linh tuệ hòa thượng căn dặn La Quân. La Quân nói ra, ừm, ta biết. Cùng lúc đó, mễ già diệp cùng linh vương địch lỗ cũng phóng xuất ra chính mình thiên vị pháp tắc cái này đầy trời bên trong không gian hỗn loạn thời gian nghịch chuyển còn lại cao thủ đến đây toàn bộ thành bài trí bởi vì bọn hắn toàn bộ đều trong nháy mắt mất phương hướng tại không gian này trong thời gian không thể tự thoát ra được nói cho cùng trận chiến đấu này cũng là mấy cái thiên vị cao thủ quyết đấu hắn cao thủ đến lại nhiều vậy cũng là sung sung tràng diện lãnh vân trưởng lão vẫn chưa phóng thích thiên vị pháp tắc hắn cùng ngục sở trưởng lão kề vai chiến đấu Mễ giả diệp cùng địch lỗ tuy nhiên phóng xuất ra thiên vị pháp tắc, nhưng là bọn họ thiên vị pháp tắc vẫn chưa đột phá ngục sở trưởng lão pháp tắc, ngược lại vẫn là bị nhốt ở bên trong. Mà lại, ngục sở trưởng lão tướng mễ giả diệp cùng địch lỗ dùng khác biệt không gian chia cắt ra. Tại tầng tầng màu trắng tinh bích trọng tâm, thời gian, không gian rối loạn cuồng bạo. Mễ giả diệp chính mình thiên vị pháp tắc đem chính hắn bao trùm, cái này mới đứng vững trọng tâm. Đồng thời, Ngục sở trưởng lão thanh âm lạnh lùng vang lên. Lãnh vân đã đi ngăn chặn địch lỗ. Ngục sở trưởng lão lạnh lẽo nói ra: Mễ già Diệp, người thật sự cho rằng người có tư cách cùng bổn tỏa chống lại sao? Mễ già Diệp cảm giác được rồi rào thiên vị pháp tắc ngay tại áp bách tới. Hắn cùng lãnh vân cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng là ngục sở trưởng lão đã nhanh muốn đến thiên vị đỉnh phong. Tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão, Mễ già Diệp rất khó ngăn cản. Tiền bối, cái này một cái chớp mắt mễ giả diệp lập tức câu thông linh tuệ hòa thượng. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Linh tuệ hòa thượng lạnh giọng nói ra, tốt, hắn lại càn rỡ, người ứng phó. Thời điểm then chốt, bản quân hội giúp người một tay. Mễ giả diệp nhất thời lòng tin tăng nhiều. Ngục chỗ, xuất ra người bản sự tới đi. Mễ giả diệp hướng ngục sở trưởng lão hét lớn một tiếng. Ngục sở trưởng lão nghiêm nghị nói, người muốn chết. Hắn vừa mới nói xong, lập tức biến hóa không gian, thiên vị lôi phạt chi kiếm. Vô cùng tinh bích không gian, thiên vị pháp tắc, thời gian pháp tắc bắt đầu quấy tạo nên đến, hình thành một cái to lớn toàn qua. Cái này toàn qua đem tam trọng lực lượng dung hợp, tiếp mà hình thành một miệng rét lạnh màu trắng chảm thiên thần kiếm. Đồng thời, ngục sở trưởng lão phun ra ra một miệng màu đen tinh nguyên đến cự kiếm phía trên. Cự kiếm kia lập tức biến thành toàn thân đen như mực, phía trên điện quang xì xì. Âm âm khẩu này cử kiếm hướng mễ giả diệp chém giết tới, mễ giả diệp bên ngoài cũng là thiên vị pháp tắc. Bốn phía ngục sở trưởng lão pháp tắc tựa như là vô số cự thủ, thời thời khắc khắc đều muốn đem mễ giả diệp pháp tắc xé rách. Mễ giả diệp lập tức cảm nhận được ngày đó vị lôi phạt chi kiếm bên trong rồi rào thần uy. Đó là để đáy lòng của hắn phát lạnh lực lượng. Mễ giả diệp không dám khinh thường, hắn lập tức tế ra hắn pháp bảo. Thương lãng thần châu, Mễ giả diệp tế ra thương lãng thần châu, đó là một khỏa toàn thân như lưu ly li bạch ngọc hạt châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Này châu vừa đến, mễ giả diệp lập tức vận chuyển thiên vị pháp lực khu động. ầm ầm trong một chớp mắt, thương lãng thần châu bên trong tôn ra vô cùng quang hoa, quang hoa trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm chiếu sáng. Nếu là tầm thường lúc, không tại ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc phía dưới, cái này thương lãng thần châu có thể chiếu sáng hư không 10 ngàn dặm quang mang đi tới chỗ, đột nhiên, chỗ có quang mang hóa thành vô cùng thủy phân tử. ầm ầm đón lấy, biển động bạo phát. Vô cùng tận biển động trong hư không bạo phát đi ra, riêng là tại mễ giả diệp trước người. Biển cả tam trọng điệp sóng. Mễ giả diệp bạo giống một tiếng, sau đó, hết thảy tam trọng biển động, giống như thần long gào thét đồng dạng va chạm hướng lên trời vị lôi phạt chi kiếm. ầm ầm đệ nhất trọng va đập tới, thiên vị lôi phạt chi kiếm cũng phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng. Lôi quang phóng thích, cái này nhất trọng biển động toàn bộ hóa thành lôi thủy. Các loại trong nháy mắt, cái này nhất trọng biển động bị thiên vị lôi phạt chi kiếm cho thối luyện sạch sẽ. Đi, ngục sở trưởng lão đại trưởng vỗ một cái. Hắn dâu tóc đều dựng, cũng là dùng hết toàn lực. Cái kia nhất trọng lôi thủy cấp tốc hóa thành lôi long, cái này lôi long mọc ra ngàn trược, hất lên đuôi liền đem sau hai trọng biển động oanh kích thành phấn vụn đón lấy, lôi long vần quanh ở thiên vị lôi phạt chi kiếm, tiếp tục hung ác chém xuống. Kế tiếp nháy mắt, liền đã chém chúng mễ giả diệp thiên vị pháp tắc. Ngày đó vị pháp tắc hình thành tinh bích quang cầu, cái này to lớn quả cầu ánh sáng bị cắm vào chừng ba thước. Lôi long gào thét liên tục, khu động thiên vị lôi phạt chi kiếm tiếp tục công sát. Vô cùng lôi lực cuồng mẽ ngoanh tạc, ý đồ thối luyện mễ giả diệp thiên vị pháp tắc. Mễ giả diệp vất vả ngăn cản, hắn là có nỗi khổ không nói được, linh tuệ hòa thượng pháp tắc huyền ảo, nhưng rơi vào đến hắn pháp tắc bên trong, hắn không có thể tìm hiểu, dẫn đến hắn có chút không thể thông hiểu đạo lý, thực lực thật sự là lớn suy giảm a. À. Biển cả minh nguyệt, thôn phệ, mễ giả diệp tiếp tục thi pháp. Cái kia thương lãng châu lại lần nữa tách ra mãnh liệt hào quang màu bạc tới. Hào quang màu bạc cấp tốc đem chọn cái thiên vị lôi phạt chi kiếm bao phủ lại. Một giây sau, ngân quang hóa thành hàn băng, thế mà trực tiếp liền đem thiên vị lôi phạt chi kiếm cho đóng băng lại. Lôi long cũng tại đóng băng bên trong thành tượng băng. Người cóng đến ở sao? Mễ giả diệp, ngục sở trưởng lão bạo giống một tiếng. ầm ầm. Một giây sau, tất cả hàn băng phá nát. Tiền bối, ngục chỗ quá mức hung ác, vãn bối ngăn cản không nổi a. À. Trần trừ nữa đi xuống, một khi địch lỗ bị thua, hôm nay chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này mễ giả diệp hướng linh tuệ hòa thượng hét lớn một tiếng ngày đó vị lôi phạt chi kiếm mắt thấy là phải phá nát mễ giả diệp thiên vị pháp tắc linh tuệ hòa thượng nói ra tốt bản quân ban thưởng ngươi một chiêu phá hắn một kiếm này cái kia một cái chớp mắt nhanh nhạy liền lần nữa mở khóa mễ giả diệp thể nội huyền ảo pháp tắc sau đó ngay tại ngục sở trưởng lão mắt thấy là phải đánh bại mễ giả diệp thời điểm cái kia mễ giả diệp đột nhiên bạo giống một tiếng thương khung tuyệt lửa Mễ giả Diệp Thiên vị pháp tác bên trong tuôn ra một đạo hỏa diễm chi kiếm, cái này đạo hỏa diễm chi kiếm cũng không to lớn, tựa như là một đạo nhỏ bé kiếm quang. Âm âm, rất nhanh, hỏa diễm chi kiếm chém giết ở trên trời vị lôi phạt chi kiếm phía trên. Cái kia một cái chớp mắt, ngục sở trưởng lão không khỏi thất sắc. Hắn cảm nhận được hỏa diễm chi kiếm phía trên có một loại thái cổ thê lương ý vị, đồng thời còn có một loại đến từ thương khung cổ lão nguyên thủy hỏa diễm ý vị. Càng đáng sợ là, trong này còn ẩn chứa một loại giết tuyệt thiên phía dưới cuồng mãnh pháp tắc loại này pháp tắc quá kinh khủng cho dù là ngục chỗ hắn cũng kiến tạo không ra dạng này pháp tắc tới bởi vì hắn không có dạng này tâm cảnh cùng tim gấu nhưng là cỗ này hỏa diễm lại có ầm um, một giây sau thiên vị lôi phạt chi kiếm bị đánh giết thành phấn vụn đồng thời hỏa diễm chi kiếm y nguyên bất diệt lại là hướng về ngục sở trưởng lão từng đánh chết tới Ngục sở trưởng lão không khỏi thất sắc, hắn thì thào nói ra, cái này sao có thể, mễ giả diệp sao có thể có thể nắm giữ dạng này pháp tắc. Điều đó không có khả năng, hắn sau lưng nhất định có cao thủ tương trợ. Nhưng là, cái này cao thủ, tối thiểu là tạo hóa cảnh. Ở đâu tới dạng này cao thủ, chẳng lẽ, chẳng lẽ thiên Brooklyn, Hồng Khôn, Hồng Phi chết cùng biến mất, toàn bộ đều cùng mễ giả diệp có quan hệ. Hắn đã cùng nhân loại cấu kết. Cái này một cái chớp mắt, Ngục sở trưởng lão muốn rất nhiều. Hắn là thông minh linh tôn, suy một ra ba gì lợi hại. Tựa hồ đột nhiên, hắn hiểu mễ giả diệp cử động. Gia hỏa này, quá khác thường. Bất quá lúc này, cũng không phải ngục sở trưởng lão ngần người thời điểm. Ngọn lửa kia chi kiếm cực hung hung hãn. Ngục sở trưởng lão lập tức vận chuyển không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thiên vị pháp tắc ngăn cản. Sau đó ngọn lửa kia chi kiếm lấy mỗi giây 10 ngàn giảm tốc độ hướng phía trước đánh tới. Nhưng vô số không gian ngăn cản. Đương nhiên, vô luận đến bao nhiêu nặng không gian, thời gian, toàn bộ đều cấp tốc bị ngọn lửa chi kiếm phần sát thành cho tàn. Ngục chỗ trưởng lão thân hình lóe lên, tiếp lấy vặn vẹo thiên vị pháp tắc. Ngọn lửa kia chi kiếm trực tiếp thì hướng ra hắn thiên vị pháp tắc, cũng đến tận đây, hắn thiên vị pháp tắc bên trong lưu lại một tia lỗ thủng, cần hắn sau đó tu bổ mới được. Mễ giả diệp rốt cuộc dương mi thổ khí một cái, hắn lần nữa cảm nhận được linh tuệ hòa thượng cái này huyền ảo pháp tắc chỗ lợi hại. Ngục chỗ, hôm nay cũng là người tử kỳ. Mễ giả diệp bạo giống một tiếng, tiếp mà cười ha ha. Mễ giả diệp thiên vị pháp tắc đột nhiên tăng vọt, cấp tốc bao phủ ra ngoài. Lần này, thế mà đem ngục chỗ thiên vị pháp tắc bao phủ ở bên trong. Đồng thời, mễ giả diệp khống chế thiên vị pháp tắc, để hắn bên này rất nhiều cao thủ trước mắt rõ ràng sau đó, cái kia một đám cao thủ, bao quát giả thiên, trưởng tôn, song tu bọn người toàn bộ chiến đoàn. Ngục sở trưởng lão bắt đầu thời điểm, cũng nhưng như thế tới làm. Chỉ bất quá hắn tự tin có thể sức một mình cầm xuống mễ giả diệp. Mà lúc này, mễ giả diệp thì không quá giảng đạo nghĩa giang hồ. Hắn dẫn mọi người hợp lực giảo sát ngục sở trưởng lão. Đồng thời, hắn đem ngục sở trưởng lão nam một bên cao thủ toàn bộ vây ở mặt khác trong không gian, song tu cùng nhiều âm trưởng lão cùng một chỗ trợ giúp địch lỗ đối phó lãnh vân trưởng lão. Địch lỗ tu vi tại lãnh vân trưởng lão phía trên, vừa mới hắn bị ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc áp chế, ngược lại tại lãnh vân trong tay không có mò được chỗ tốt. Mà lúc này, ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc bị mế giả diệp phản áp chế ở. Địch lỗ liền có thể rảnh tay tốt dễ đối phó lãnh vân trưởng lão. Lãnh vân trưởng lão cũng cấp tốc tế ra thiên vị pháp tắc, hắn sử dụng thiên vị pháp tắc đem hắn tự thân bao lấy, đồng thời tiêu trừ địch lỗ, song tu còn có nhiều âm trưởng lão công kích. Lúc này lãnh vân trưởng lão tựa như là bị bao khỏa tại tinh cầu năng lượng bên trong, rất nhiều công kích đều chém giết tại tinh cầu phía trên. lãnh vân trưởng lão thì triển toàn thân pháp lực liều mạng chống cự. cái kia song tu cùng nhiều âm trưởng lão công kích cũng liền a. nếu là bình thường lãnh vân trưởng lão căn bản không sợ, nhưng là lúc này tại địch lỗ lôi kéo dưới ba cái linh tôn công kích liền một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Tại tưởng đổ mọi người đẩy thời điểm, đám người ô hợp lực lượng cũng sẽ trở thành sóng to gió lớn. Lãnh vân trưởng lão hết sức chống cự, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Đồng thời, mục sở trưởng lão tình huống cũng không tốt lắm. Thắng lợi cân bằng rõ ràng hướng về mễ giả diệp bên này nghiêng. Linh tuệ hòa thượng thì lập tức nói với mễ giả diệp, mở ra không gian động thiên, chúng ta muốn đi cứu lạc tuyết. Mễ giả diệp nói ra, tốt. Hắn không gian động thiên bí ẩn vô cùng, cái này là quân bọn người hóa thành linh hồn chi quang giết ra ngoài. Nhưng hắn linh tôn đều không nhìn thấy nơi này tình huống, bao quát ngục sở trưởng lão cũng không biết. Ngục sở trưởng lão bị chết vây khốn, lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ đó còn biết hắn đổ, vật. Là quân cùng tần khả khanh thi triển ra âm dương nguyên thần, lấy âm dương nguyên thần khu động linh hồn tinh thạch, linh hồn tinh thạch tạo thành màu đen ô quang cấp tốc đi vào lạc tuyết trước người lạc tuyết vốn là rất là mỏi mệt nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy đạo này hắc quang la quân thì bị lạc tuyết bên ngoài trận pháp ngăn lại cản đại linh hồn lui kiếm la quân cảm nhận được cái này trận pháp cường đại liên tục chém ra ba đạo đại linh hồn lui kiếm nhưng cái này trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào đừng nhìn ngục sở trưởng lão giờ phút này xấu hổ vô cùng thoạt nhìn như là nỏ mạnh hết đà nhưng hắn trận pháp đối với la quân bọn người tới nói, cái kia lại là vô cùng kinh khủng. Dùng huyền hoàng dịch, linh tuệ hòa thượng lập tức phân phó. La quân cũng đã biết, cường công không được, ngục sở trưởng lão na là thiên vị cảnh cao thủ, đã nhanh muốn đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Nhớ ngày đó, làm tử y động tiên cảnh tu vi, tại bất hủ chi thành trợ giúp phía dưới, tu vi tăng vọt gấp 30 lần, sau cùng còn không phải gai a một nửa công lực đối thủ. Tuy nhiên lúc này, người ngục sở trưởng lão so ra kém tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng cũng là nghiền ép la quân người kiểu này tu vi a. Ngay sau đó, la quân cũng không nghĩ nhiều, ngưng tụ ra huyền hoàng dịch, đem huyền hoàng dịch hình thành một cái dao găm. Hắn tiện tay liền đem huyền hoàng dịch cắm vào trận pháp phía trên. Trận pháp phía trên kim sắc ánh sáng hoa vốn là cường ngạnh vô cùng, đụng chạm bất luận cái gì năng lượng đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Nhưng lúc này, kim sắc ánh sáng hoa lại không có bắn ngược huyền hoàng dịch. Đơn giản là cái này huyền hoàng dịch là vạn vật bắt đầu lực lượng. Bất quá, huyền hoàng dịch cũng cũng không thể đối trận pháp tạo thành thương tổn. Bởi vì huyền hoàng dịch cũng không phải hàng đuổi trận pháp lực lượng. Âm dương nguyên thần, linh hồn tinh thạch, hướng, linh tuệ hòa thượng hạ lệnh. Ngay sau đó, là quân cùng tần khả khanh âm dương nguyên thần cấp tốc hình thành linh hồn chi quang, oanh một chút, xông vào trong pháp trận mặt. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem Lạc Tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch. Một giây sau, hắn thừa dịp Huyền Hoàng giao găm vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong pháp trận mặt, hắn lập tức liền theo Huyền Hoàng dịch lưu lại gợn sóng không gian, vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh! La Quân một đoàn người thuận lợi rời đi trận pháp, mà Huyền Hoàng dịch cũng chính thức dung nhập vào trong pháp trận mặt. Cái kia ngục sở trưởng lão trận pháp thì trả tại nguyên chỗ, nhưng Lạc Tuyết đã bị La Quân bọn người doanh cứu ra la quân không dám chỉ hoán cũng không dám lộ diện cấp tốc lần nữa trở lại mễ giả diệp trong lỗ tai lúc này mắt thấy trưởng lão hội một bên binh bại như núi đổ cái kia ngục sở trưởng lão rốt cục kìm nén không được không đến bị bất đắc dĩ hắn không muốn đi một bước này nhưng bây giờ hắn nhất định phải đi một bước này hắn một mực tại chỉ hoán hy vọng đắc tiểu tử kia có thể thông minh ra đến giúp đỡ nhưng bây giờ đắc cũng là không có trông cậy vào Ngục sở trưởng lão cũng liền mới ý thức tới, đắc khả năng cũng cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Đang dẫy ruộng khổ sở bên trong ngục sở trưởng lão đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, mễ giả diệp, người thật là muốn chết. Vốn là, bản trưởng lão là muốn đem lão tổ tông lưu lại nguyên thần hư ảnh đan phóng tới đột phá tạo hóa chi cảnh thời cơ đến dùng. Là người bức bản trưởng lão, hôm nay, các người đám này loạn thần tặc tử, toàn bộ đều phải chết. Cái cuối cùng chữ chết, ngục sở trưởng lão cuồng hống mà ra, lộ ra thê lương mà khủng bố. Lão tổ tông nguyên thần lưu ảnh đan, mễ già diệp được nghe lời này, cũng là thất sắc, lão tổ tông cư nhiên như thế bất công, đem dạng này bảo bối lưu cho ngươi, ta hận. Mễ già diệp tăng cường công kích. Cùng lúc đó, ngục sở trưởng lão tướng một cái màu đen đan hoàn lấy ra, sau đó trực tiếp ném vào đến hắn thiên vị pháp tác bên trong. Cái này màu đen đan hoàn trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn hắc vụ, vô cùng hắc vụ đem ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc toàn bộ nhuộm dần. Trong hắc vụ, liền có khủng bố tạo hóa chi lực đang tràn ngập. Trung doanh dưỡng, pháp tắc, chờ một chút hết thảy, đều tại vận chuyển. Ngục sở trưởng lão khai bắt đầu lĩnh ngộ, hấp thu. Hắn thiên vị pháp tắc đột nhiên trở nên cường đại vô cùng, sau so lúc trước trọn vẹn mạnh gấp đôi. Loại kia rồi rào, khủng bố, tinh thuần lực lượng để mễ giả diệp ngầm kinh hãi. Một giây sau, Ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc khuếch tán ra, trong nháy mắt đem mế giả diệp các loại nhận toàn bộ chân áp lại. Ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc trở nên đen nhánh vô cùng, đen nhánh bên trong lộ ra lực lượng vô pháp tưởng tượng, đó là mang theo tạo hóa chi lực uy nghiêm. Sau đó tại cái này một cái chớp mắt, lãnh vân trưởng lão cũng thu hoạch được ngục sở trưởng lão che chở. Đồng thời, song tu, nhiều âm còn có hắn giả thiên, trưởng tôn toàn bộ bị ngục sở trưởng lão pháp tắc cách ly ra ngoài không gian pháp tắc đem tất cả trưởng lão khống chế lại. Đồng thời, gơ trưởng lão những thứ này linh tôn lại là đến lãnh vân trưởng lão chiến đoàn bên trong. Sau đó, chiến cục trong nháy mắt thay đổi. Địch lỗ lập tức bị tất cả trưởng lão vây công, hiểm tượng hoàn sinh, hết sức trèo trống. Hắn ra sức toàn thân pháp bảo, thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Mễ giả diệp, người làm hại ta, lúc này, địch lỗ cuồng hống một tiếng mễ già diệp mấy lần công kích ngục sở trưởng lão động thiên nhưng ngục sở trưởng lão động thiên lại là vững như bàn thạch ngục sở trưởng lão cũng không chủ động công kích hắn ngay tại tỉ mỉ lĩnh ngộ cái này nguyên thần hư ảnh đan ảo diệu tiền bối cứu ta mễ già diệp bất đắc dĩ hắn biết lại kéo dài thêm các loại ngục sở trưởng lão hoàn toàn lĩnh ngộ nguyên thần hư ảnh đan về sau đó chính là hắn tử kỳ khi đó ngục sở trưởng lão tướng hội cường đại đến không thể tưởng tượng Ngục sở trưởng lão vẫn luôn có nguyên thần hư ảnh đan, đây là tạo hóa cảnh lão tổ tông lưu lại đồ vật, quý giá vô cùng. Ngục sở trưởng lần trước thẳng chân tàng, chính là muốn tại hắn tiến vào thiên vị cảnh đỉnh phong về sau, tại thu hoạch được cơ duyên và tích xúc đầy đủ thời điểm, một lần hành động nuốt vào quý giá này nguyên thần hư ảnh đan, sau đó trùng kích cái kia khủng bố tạo hóa chi cảnh. Mà lúc này, ngục chỗ trưởng lão là vô cùng nổi nóng. Cái kia tạo hóa cảnh là khó khăn bực nào đừng nhìn thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh chỉ có cách nhau một bức tường nhưng là tạo hóa cảnh cái này chư thiên vũ trụ bên trong lại mới mấy người hắn có thể được đến lão tổ tông nguyên thần hư ảnh đan đó là thiên đại cơ duyên hắn vốn là có cơ hội nhòm mó đại đạo chi môn nhưng lúc này hết thảy đều mẹ nó bị hủy ngục sở trưởng lão tâm lý hận tới cực điểm hắn hận không thể đem mế giả diệp chém thành muôn mảnh tại cái này một cái chớp mắt ngục sở trưởng lão tu vi đột nhiên trèo thăng lên. Hắn năng lượng, pháp lực vô hạn tăng cường, trọn vẹn gia tăng gấp đôi có thừa, rốt cục đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Tránh thức khoảng cách tạo hóa cảnh cách xa một bước. Bất quá, cái này cách xa một bước, cũng không đơn giản. Nếu là có nguyên thần hư ảnh đan, ngục sở trưởng lão còn có thể xông một cái. Nhưng lúc này, ngục sở trưởng lão tâm lý rõ ràng, hắn về sau đường, rất khó đi. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này ngục sở trưởng lão đã đầy đủ mạnh, hắn có thể bế nghĩa đây hết thảy. ngục sở trưởng lão đứng đứng ở trong hư không, hắn nhìn xuống mế giả diệp một hàng linh tôn hết sức giấy ruộng. địch lỗ, ngục sở trưởng lão khai miệng. địch lỗ đang giấy ruộng khổ sở sau khi ngẩng đầu một cái liền trông thấy toàn thân áo đen uy nghiêm khủng bố ngục sở trưởng lão. Ngục sở trưởng lão cường đại là theo trong xương cốt thẩm thấu ra, uy thế như vậy áp bách đến địch lỗ kém chút muốn cho ngục sở trưởng lão quỳ xuống. Trưởng lão, ngục sở trưởng lão, địch lỗ nhất một bên hết sức ngăn cản, một bên cầu xin tha thứ, bản vương sai, bản vương về sau nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi cho bản vương một lần cơ hội, bản vương chính là hoàng đế bệ hạ khâm định, ngươi không có thể giết ta a. À. Hắn kêu thảm nói ra, ngục sở trưởng lão từng chữ nói ra địch lỗ bản trưởng lão đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không có tuyển bây giờ ngươi lật lọng ý đồ công kích thiên long điện cái này là tử tội chính là tại hoàng đế bệ hạ trước mặt bản trưởng lão cũng sẽ chi tiết bẩm báo hiện tại ngươi đi chết đi hắn sau khi nói xong đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái sau đó thiên vị pháp tác bên trong mây mù màu đen ngưng tụ thành một nói cực lớn quyền ấn oanh Ngục sở trưởng lần trước quyền tiếp tục đánh giết. ầm ầm Trong nháy mắt, cường đại rồi dào lực lượng như thiên tai biển động đồng dạng buông xuống, trực tiếp đem địch lỗ thiên vị pháp tác đánh giết thành phấn vụn. Đồng thời, dấu quyền này đánh trúng địch lỗ thân thể. Địch lỗ trong mắt đồng tử càng thả càng lớn, sau cùng cũng chỉ còn lại có cái kia đạo màu đen quyền ấn. ầm ầm Toái phiến bay tán loạn, cái này một cái chớp mắt, địch lỗ toàn bộ thân thể bị oanh nổ thành phấn vụn. Vô số toái phiến tại ngục sở trưởng lão động thiên bên trong bay múa, ngục sở trưởng lão tướng toàn bộ hấp thu. Đệ nhất linh vương, cuối cùng mua dây buộc mình, chết oan chết uổng, cũng là nên cái này vô lượng sát kiếp. Audio điện tử võ tấn bền. Linh vương địch lỗ như thế, chết. Cái này cho đông đảo các trưởng lão một loại phi thường cường liệt cảm giác sợ hãi. Ngục sở trưởng lão liên linh vương cũng dám giết, bọn họ càng không tính là gì tại cái này một cái chớp mắt những thứ này nhàn hạ quá lâu các trưởng lão rốt cục cảm giác được tử vong tới gần vị đạo song tu tâm bi ai địch lỗ là ta hại ngươi a à. mễ già diệp người cái này thất phu làm hại ta a à. Ngục sở trưởng lão ngược lại không có ý định đại khai sát giới dù sao đây là thuộc về nội chiến nhưng linh vương địch lỗ bực này nhân vật hắn là nhất định muốn giết đây là giết gà dọa khỉ còn có mễ già diệp cũng nhất định phải chết Ngục sở trưởng lão đứng yên hư không chi, bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại. Tất cả tranh đấu đều đình chỉ. Tất cả trưởng lão nhóm toàn bộ đều nhìn về ngục sở trưởng lão, vô luận địch ta, mọi người trong mắt đều tràn ngập kính sợ. Mễ giả diệp cũng nhìn về phía ngục sở trưởng lão. Mễ giả diệp, người là bó tay cầm, vẫn là muốn bản trưởng lão xuất thủ. Ngục sở trưởng lão lãnh khốc không hỏi. Khủng bố uy áp buông xuống, mễ giả diệp cảm giác mình người đã ở tại địa ngục chi hắn thậm chí có chút muốn cùng ngục sở trưởng lão nhận thua tất cả trưởng lão đều nhận định mễ giả diệp lần này thua định đại cục đã bình tĩnh mễ giả diệp linh tuệ hòa thượng âm thanh vang lên hắn nói ra ngục chỗ là một cái không có thiên phú và cơ duyên đến tạo hóa cảnh phế vật nếu như ngươi còn hướng cái phế vật này khuất phục cả cuộc đời này ngươi cũng đừng nghĩ nhòm mó tạo hóa đại đạo mễ giả diệp tâm run lên tiền bối ta cần ngài hỗ trợ Mễ giả Diệp hít sâu một hơi, nói ra. Người muốn bản quân hỗ trợ, có thể. Hiện tại, người buông ra não vực, để bản quân tiến vào. Bản quân để ngươi xem một chút, thiên quân 10% uy lực là như thế nào. Mễ giả Diệp không có lựa chọn nào khác, hắn nói ra, tốt. Mễ giả Diệp lập tức buông ra não vực, mặc cho Linh Tuệ Hòa Thượng tiến quân thần tốc. Đương nhiên, Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này thực là trưởng khống không mễ giả Diệp thân thể. Nhưng là, linh tuệ hòa thượng một mực tại bố cục. Đầu tiên, là quân khu động linh hồn chi quang, tiến vào mễ giả diệp não vực tâm. Mễ giả diệp não vực chi, pháp lực hùng hồn, hùng vĩ, cuồn cuộn. Là quân điều động linh hồn chi quang tiến vào lúc, liền cảm giác đến trong này não vực pháp lực, rực rỡ như tinh hà. Rồi rào, núi kêu biển gầm. Nguyên lai thiên vị cảnh cao thủ, nội bộ pháp lực đã mạnh mẽ đến nước này. Ta ở trước mặt hắn, như con kiến hôi la quân cùng lan đình ngọc còn có tần khả khanh đều là lòng sinh than thở cái này giống như là một cái ức vạn nhà giàu đứng tại mấy trăm tỷ nhà giàu trước mặt cảm giác lập tức hành động linh tuệ hòa thượng mắng đều đặc biệt mẹ lửa cháy đến nơi còn xem náo nhiệt đây la quân bọn người run lên sau đó la quân cùng tần khả khanh còn có lan đình ngọc cùng lạc tuyết đem linh tuệ hòa thượng quay chung quanh ở giữa đầu tiên la quân cùng tần khả khanh âm dương song tu Linh lực giao hòa vào nhau, hình thành Âm Dương Nguyên Thần. Sau đó, Lan Đình Ngọc đem Cửu Viêm Thần Hỏa chi lực rót vào Âm Dương Nguyên Thần chi. Cái kia Âm Dương Nguyên Thần lập tức đuổi tới nóng rực không, La Quân cùng Tần Khả Khanh cấp tốc khu động pháp lực, dung hợp Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa. Lạc Tuyết thì tập hợp tinh thần ý niệm, nàng lập tức cảm giác được trong não vực băng hàn chi lực sôi trào mãnh liệt, đồng thời hướng ra ngoài phóng thích. Nắm bắt, Linh Tuệ Hòa thượng quát nói: Lạc tuyết không biết pháp thuật, cho nên không có cách nào rót đi vào, cái này liền cần la quân bọn người nắm bắt. Cái kia một cái trước mắt, âm dương trong nguyên thần bộ hỏa diễm hung mãnh, phần ngoài băng tuyết đóng băng. Đó là một cái vô cùng diệu quang cảnh. Đây là linh tuệ hòa thượng lớn mật tưởng tượng. Cũng là duy nhất sinh cơ. Linh tuệ hòa thượng tâm lý sớm có dự cảm, lần này thiên long điện chi chiến không biết thuận lợi. Ngục chỗ tay chỉ sợ còn có át chủ bài. Không phải vậy lời nói, ngục chỗ không hội tàn nhẫn như vậy kiên quyết, không để ý hậu quả. Linh tuệ hòa thượng bước đầu tiên là muốn trước cứu ra lạc tuyết. Phán cờ này, không có lạc tuyết là quả quyết không cứu sống. Lạc tuyết cứu sau khi trở về, lúc này là bước thứ hai cờ. Xưa nay, thủy hỏa không thể tương dung. Nhưng ở âm dương chi lực thai ngén phía dưới, chí dương chi hỏa cùng trí hàn chi băng năng dựng dục ra diệu pháp thì cùng pháp lực tới cái này tất cả lực lượng sau cùng toàn bộ rơi vào đến linh tuệ hòa thượng một người thân thể. Băng hỏa mãnh liệt, âm dương lẫn nhau dung. Đây rốt cuộc hội sinh ra cái gì, ai cũng không biết. Rất nhanh, cái này cổ mãnh liệt pháp lực hình thành một đóa kim sắc liên hoa. Gót sen một nửa nở rộ khủng bố băng phách chi lạnh, một nửa nở rộ cửu viêm thần hỏa. Nhưng hai thì nhưng lại hòa hợp cùng một chỗ. Linh tuệ hòa thượng ngồi ngay ngắn gót sen chi, sau đó, cái này một cái trước mắt, giống như là bốn cỗ rượu dòng nước lũ toàn bộ hội tụ đến nhanh nhạy một người thân thể. Vốn là, linh tuệ hòa thượng bây giờ thực lực quá yếu, là quyết định không thể thừa nhận. Nhưng là trải qua như vậy thai ngén về sau, linh tuệ hòa thượng lấy hắn tự thân chớ đại pháp tắc kinh nghiệm, thế mà chân dung nạp dạng này rượu pháp lực. Đây là phi thường khủng bố, khác, lực lượng cường đại. Cái này một cái chớp mắt, linh tuệ hòa thượng mắt tuôn ra sạch sẽ. Đồng thời, hắn pháp lực diễn sinh ra đi, sau đó, càng diệu nhất màn lần nữa phát sinh. Linh tuệ hòa thượng pháp lực nhô ra, như 10 triệu điều mạch lạc, thế mà toàn bộ cùng mễ giả diệp não bộ mạch lạc hoàn mỹ núi liền cùng một chỗ. Đây là tạo hóa thần, bản này là không thể nào phát sinh. Mễ giả diệp vốn là tại linh tuệ hòa thượng nói ra muốn đi vào hắn não vực lúc, trong lòng của hắn quái, cái này có thể được không? Điều đó không có khả năng đi, nhưng là dựa vào đối linh tuệ hòa thượng sùng bái cùng kính sợ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều làm theo mà giờ khắc này mễ giả diệp cảm thấy cả hai pháp lực dung hợp lúc hắn cũng cảm thấy thần thật không thể tin tới cực điểm sau đó cái này một cái chớp mắt vốn là tại ngục chỗ trước mặt trưởng lão uể oải mễ giả diệp hắn mắt đột nhiên tách ra sạch sẽ mễ giả diệp lúc này đã là linh tuệ hòa thượng khống chế linh tuệ hòa thượng bước ra một bước liền cũng tới đến hư không liền cùng ngục sở trưởng lão đứng đối mặt nhau thế nào người còn muốn cùng bản trưởng lão đấu. Ngục sở trưởng lão lãnh lạnh nói ra. Linh tuệ hòa thượng từ tốn nói, không được sao. Ngươi là tại muốn chết, ngục sở trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Linh tuệ hòa thượng rũi ra ngón tay, chui chui lỗ tai, sau đó hứng hờ nói ra, nói nhảm, quá nhiều. Ngươi động thủ đi, để ta xem một chút, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Chết, ngục sở trưởng lão mắt tuôn ra dọa người sạch sẽ, sau đó bạo giống một tiếng đón lấy, ngục sở trưởng lần trước quyền tuôn ra. Hắn thiên vị pháp tắc chi, vô cùng sương mù màu đen ngưng tụ, bao hàm tạo hóa chi lực. Cái này màu đen đại quyền ấn bỗng nhiên hình thành. Rồi rào, thê lương, phong cách cổ xưa, cuồn cuộn khí tức tại cái này màu đen đại quyền ấn hiển hiện. Tinh không chi, tựa hồ chỉ còn lại một quyền như vậy. Một quyền này ra ngoài, chính là một tòa thành trì đều muốn tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn vô cùng pháp tắc tại màu đen đại quyền ấn lộ ra hiện. Linh tuệ hòa thượng lúc này cũng là pháp tướng trang nghiêm. Phải nói là, tất cả mọi người nhìn lấy mễ giả diệp. Tất cả trưởng lão nhìn lấy mễ giả diệp đột nhiên bế hai mắt. a à, hắn muốn chờ chết sao, có trưởng lão tâm phúc phỉ. liền tại đây là, mễ giả diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một cái chớp mắt, hắn hai mắt tách ra thần mang vàng óng. Linh tuệ hòa thượng hai mắt hỏa diễm nhảy vọt. Đây mới thực là ly hỏa kim đồng. Cũng không phải diệp phàm loại cấp bậc kia có thể nghĩ. Linh tuệ hòa thượng mặc dù không có đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên, nhưng là, là quân có A. À. Bây giờ chờ sau đó 5 người lực lượng, toàn bộ đều từ linh tuệ hòa thượng cái này trụ cột trưởng khống. 5 người đối chiến ngục sở trưởng lần trước người. Tráng kiện cuồng bạo thần mang vàng óng đột nhiên chảm giết ra ngoài, ẩm ẩm thần mang vàng óng cùng màu đen đại quyền ấn đụng giết cùng một chỗ cái kia một cái chớp mắt thiên địa lay động thần mang vàng óng vô cùng xuyên thủng hỏa diễm bị ngưng luyện đến cực hạn màu đen đại quyền ấn rất nhiều pháp tắc lập tức bị đốt cháy thành cho bụi oanh hai cỗ lực lượng đột nhiên nổ tung lên bên trong thiên địa vô cùng toái phiến hỏa diễm lao nhanh ra ngoài trùng trùng điệp điệp giống như hạ lên một trận hỏa diễm mưa to đó là một phen hạng gì hùng vĩ cảnh tượng a làm sao có thể ngục sở trưởng lão không khỏi biến sắc mễ giả diệp người làm sao có thể tiếp được bổn tỏa cái này tạo hóa chi quyền ngươi đến cùng cùng người nào cấu kết ngươi đến cùng là ai ngục sở trưởng lão cuồng bảo linh tuệ hòa thượng lãnh khốc không nói ra ngục chỗ người thế mà dám can đảm đem linh vương sát hại thể hiện rõ là muốn bài trừ đối lập đem cái này kỷ phấn trắng thế giới biến thành ngươi độc chiếm thiên hạ hôm nay bản hội trưởng giết ngươi chính là vì hoàng đế bệ hạ thanh quân chắc ngươi chịu chết đi bằng ngươi cái phế vật này ngươi có thể chứ ngục sở trưởng lão mắng linh tuệ hòa thượng cười lạnh một tiếng nói ra vậy ngươi xem lấy đi cái này một cái chớp mắt linh tuệ hòa thượng bố trí xuống thiên vị pháp tắc hắn thiên vị pháp tắc trong nháy mắt ngăn chặn ngục sở trưởng lão thiên vị pháp tắc nhưng ngục sở trưởng lão cũng không cam chịu tâm hai cỗ pháp tắc quấn quyết lấy nhau không gian thời gian vặn vẹo rối loạn, giết chóc lẫn nhau. Ngục sở trưởng lão tiếp lấy xuất thủ. Lôi vân vạn châu tay, ngục sở trưởng lão tế ra hắn pháp bảo, thiên lôi châu. Đạo thiên lôi này châu tách ra 10 triệu điều điện xà đi ra, mỗi một điều điện xà ở trên không lại hấp thu lôi điện chi lực. Trong nháy mắt, mỗi một điều điện xà đều tráng kiện không. Mỗi một điều điện xà lực lượng đều là hung hãn tuyệt luân. Hư không lập tức thành điện xà thiên hạ, điện quang xì xì, tùy thời có thể bốc cháy lên, đem chọn cái thương khung đều đốt cháy. Ngục sở trưởng lão thì phát triển toàn thân pháp lực, áo quần hắn không gió từ trống. Hắn đỏ mặt lên một mảnh. Âm âm. Vô cùng tận điện xà hóa thành lôi điện chi thủ vô bắt hướng linh tuệ hòa thượng. Mỗi một tia chớp chi thủ đều có tinh khiết thiên lôi, mà lại ẩn chứa cuồn cuộn thâm ảo pháp tắc. Mỗi một tia chớp chi thủ đều là khó có thể phá giải, huống chi lúc này, là nhiều như thế lôi điện chi thủ cùng một chỗ buông xuống. Ngục sở trưởng lão có lòng tin nhất kích đem mế giả diệp giết. Hắn hiện tại cái gì đều không để ý, hắn là muốn đem mế giả diệp giết chết. Cái này linh tôn không chết, lòng hắn khó có thể bình an. Song tu, trưởng tôn, nhiều âm, già thiên các loại trưởng lão đều bấn ở hô hấp. Dạng này công sát, bọn họ biết mình là một giây đều duy trì không được. Nhưng bọn hắn không biết, mế giả diệp có hay không còn có thể sáng tạo dấu vết. Nếu như hôm nay mế giả diệp bại như vậy bọn họ xuống chàng đem về thê thảm không. Tính toán không chết, về sau cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. liền tại cái này nguy cấp nhất thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng xuất thủ lần nữa. Hắn miệng phun chân nguyên, trong nháy mắt, khẩu này chân nguyên hóa thành 10 triệu điều màu trắng cầu vồng. Những thứ này cầu vồng chính là đại phong ấn thuật, nhưng là trải qua lạc tuyết băng phách chi lực nhiễm đại phong ấn thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng lấy mễ giả diệp cường đại pháp lực vì trèo trống, lấy Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa dung hợp Đại Thiên Nhãn thuật phần sát ngục sở trưởng lão tạo hóa chi quyền. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn. Giờ phút này, hắn lại lấy Lạc Tuyết Băng phách chi lực làm dẫn, thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái kia 10 triệu điều màu trắng cầu vồng tản mát ra nhiếp nhân tâm phách băng hàn chỉ ý, một đầu cầu vồng trong nháy mắt đem phương viên 10 dặm không khí, phần tử toàn bộ đóng băng. 10 triệu điều cầu vồng đi ra, phương viên trăm dặm, toàn bộ đều bị nhanh chóng đóng băng lên. Cái kia tất cả điện xà đều bị màu trắng cầu vồng quấn chặt lấy, đóng băng lại. Hai cỗ lực lượng dây dưa, rảo sát, sau một lát, màu trắng cầu vồng bị oanh nổ thành phấn vụn. Mà ngục sở trưởng lão lôi vân vạn châu tay nhưng cũng này bị phá đi. Ngục sở trưởng lão công lực tăng vọt, nhưng chiếc này lần xuất thủ, lại tại mễ giả diệp tay không có chiếm được chút tiện nghi nào. Khiến ngục sở trưởng lão cảm thấy phẫn nộ thậm chí tuyệt vọng. Điều đó không có khả năng, ngục sở trưởng lão bạo giống liên tục. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Tại lúc này, lãnh vân trưởng lão đột phá trước mắt pháp tắc chói buộc, thế mà đi thẳng tới ngục chỗ trưởng lão thân một bên. Hắn tay ngưng tụ ra một miệng óng ánh thiên vị chi kiếm. Ngày này vị chi kiếm là lấy thiên vị pháp tắc ngưng tụ, này giống như chảm phá trước mắt chói buộc cùng pháp tắc, đối với hắn thiên vị pháp tắc thương tổn cực lớn. Nếu không có bị bất đắc dĩ, không có cao thủ nguyện ý ra hạ sách này lãnh vân trưởng lão cùng ngục sở trưởng lão vẫn là có cảm tình thêm hai người bọn họ vốn là môi hở răng lạnh cho nên lúc này lãnh vân trưởng lão cũng là liều mạng lãnh vân trưởng lão nhất thời để ngục sở trưởng thư cố tâm tăng nhiều hắn hét lớn một tiếng tốt sau đó nói người ta hợp lực thôi động thiên lôi châu chém giết cái này phản đồ tốt lãnh vân trưởng lão đáp ngục sở trưởng lão lập tức tế ra thiên lôi châu cái này thiên lôi châu nhiễm là ngục sở trưởng lão dấu ấn tinh thần, là hắn bản mệnh pháp bảo. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không nguyện ý cùng lãnh vân trưởng lão đến cộng đồng thôi động thiên lôi châu. Bởi vì điều này đại biểu lấy, hắn bí mật đều toàn bộ bại lộ tại lãnh vân trưởng lão ngay dưới mắt. Bất quá đến thời khắc này, ngục sở trưởng lão hiển nhiên cũng là không lo được. Hắn bị mễ giả diệp bức bách, một lần một lần bất đắc dĩ thi triển ra chính mình át chủ bài tới. Lãnh vân đều có thể liều lĩnh, ngục sở trưởng lão càng có thể liều lĩnh. Chiếc này linh tôn động tác cực nhanh, đạo thiên lôi này trâu tại bọn họ cuồng mãnh pháp lực thôi động phía dưới, ở trên trời vị pháp tắc làm dịu, lập tức tách ra lóa mắt lôi quang. ầm ầm trong nháy mắt đó, lôi quang chiếu dọi thiên địa. Thiên địa hư không, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị lôi vân bao phủ. Trong lôi vân, lôi quang ầm ầm cái kia tựa hồ ẩn chứa đếm mãi không hết thiên lôi. Vô pháp lực thôi động, thiên lôi cuồn cuộn lao nhanh, rồi rào, cuồn cuộn, vô cùng. Cái kia là một bộ thiên kiếp tràng cảnh, giống là nhân loại chọc giận thương, đối mặt là thương nổi giận. Thiên lôi châu vốn là phẩm đạo khí, tại hai đại thiên vị cao thủ hợp lực thôi động dưới. Cái này thiên lôi châu uy lực triệt để hiển hiện ra. Thiên lôi châu khí linh, thiên lôi vương ở trên không hô mưa gọi gió. Thiên kiếp chịu uy cấp tốc đem chọn cái thiên long điện bao phủ lại. Mễ giả diệp, còn có là quân bọn người cảm giác được dùng mình. Dạng này uy lực, thật sự là quá kinh khủng. ầm ầm song tu, giả thiên bọn họ cũng không dám có động tác gì, chỉ có thể cách cái này thiên lôi xa một chút. Mà gơ trưởng lão bọn họ cấp tốc chống đỡ lấy thiên long điện trận pháp, không cho cái này thiên lôi đem thiên long điện cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão dâu tóc đều dựng. Thiên lôi vương gào thét một tiếng, sau đó, bầu trời, Phương viên chăm dặm lôi vân nhấp nhô, một đạo tráng kiện không, giống như một trăm người ôm hết thiên lôi hình thành. Cái này thiên lôi bên trong, điện quang xì xì, ức phản điện lưu, thiên vị pháp tắc, toàn bộ ẩn chứa. Âm âm. Suốt cục, cái này đạo thiên lôi chém xuống tới. Bay thẳng đến mễ giả diệp bổ giết tới. Bốn phía thiên vị pháp tắc toàn phương vị khóa chặt mễ giả diệp. Mễ giả diệp lúc này nếu như muốn trốn, chính là một con đường chết. Cái này một cái chớp mắt tại dạng này thiên kiếp chi lôi phía dưới, tựa hồ tất cả mọi thứ đều trở thành thoảng qua như mây khói, tất cả pháp tắc tại dạng này thiên lôi phía dưới, đều thành chuyện cười. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn dung hợp mọi người pháp lực, nhưng cùng ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão hợp lực, cùng tại thiên lôi châu công sát dưới. Hắn pháp lực vẫn là kém xa. Bất quá, Linh Tuệ Hòa Thượng pháp lực cũng có diệu đặc thù tính. Cái này một cái chớp mắt, hắn khu động thiên vị pháp tắc sau đó trước mắt hắn không gian thời gian cấp tốc cuồng loạn không bắt đầu vặn vẹo nhưng là cái này thiên lôi kiếp lực lại là trực tiếp đem trước mắt không gian thời gian toàn bộ xé rách linh tuệ hòa thượng không nóng không vội cách khác tướng trang nghiêm đột nhiên phun ra một miệng chân nguyên khẩu này chân nguyên vũ khí lao nhanh oanh một chút bao trùm thiên lôi kiếp lực đỉnh đầu sau đó băng phách chi lực triệt để phóng xuất ra đồng thời cấp tốc lan tràn bay thẳng đến đóng băng đi qua. Trong nháy mắt đóng băng ngàn mét, nhưng là lại muốn hướng tiếp tục đóng băng cái này đạo thiên lôi trụ lúc, liền nghe một tiếng ẩm vang, tất cả băng phách bị oanh nổ thành vô số toái phiến. Băng phách chi lực cũng ngăn cản không nổi cái này đạo thiên lôi lực lượng. Linh tuệ hòa thượng trong lòng cũng rõ ràng, thiên lôi lực lượng sau lưng chính là hai đại thiên vị cao thủ lực lượng, cùng cái này thiên lôi châu pháp khí đã bị toàn diện thôi động cho dù hắn thì triển ra đại phong ấn thuật cũng phong ấn không được. Đại thôn phệ thuật càng là không thể thôn phệ, lúc đó đem chính mình tươi sống tăng chết. Đại hỏa diễm thuật, đại thiên nhãn thuật chờ một chút, hết thảy đều vô dụng. Mễ giả diệp ngược lại là cũng còn có pháp bảo, một miệng thanh phong thần kiếm, nhưng là thanh phong thần kiếm lợi tại bỗng nhiên giết địch. Nhưng đối mặt cái này thiên lôi chi lực, cũng là không thể làm gì. Đến mức thương lãng châu, đã không kịp, một khi thi triển đi ra, sẽ bị trong nháy mắt hóa thành lôi thủy. Linh tuệ hòa thượng chính là là nhân vật bậc nào, chưa bao giờ nhận qua bực này biệt khuất. Trong đầu của hắn phù quang lược ảnh, đem chỗ có thần thông pháp thuật đều cấp tốc sắp xếp một lần. Duy nhất có thể chống lại là la quân thiên nói bút. Nhưng linh tuệ hòa thượng không dám thi triển thiên đạo bút, thiên đạo bút một khi xuất hiện tại ngục sở trưởng lão mắt. Như vậy khả năng này sẽ cho la quân mang đến vô cùng tai nạn. Mà lại, này thiên đạo bút mất đi khí linh, chỉ sợ cũng là chống cự không cái này thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực lợi hại, ở chỗ sau lưng nó còn có phương viên trăm dặm lôi vân làm nguồn năng lượng, liên tục không ngừng công giết tới. Linh tuệ hòa thượng đột nhiên ngồi xếp bằng Cách khác tướng trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm chỗ đọc chữ, tất cả đều là khiến người ta nghe không hiểu đồ vật. Những chữ kia nhanh chóng bay ra ngoài, có là kim sắc chữ nhỏ, có là màu trắng chữ nhỏ. Kim sắc chữ nhỏ như liệt diễm đốt cháy thương khung, màu trắng chữ nhỏ như băng phách lạnh tinh, khiến người ta băng hàn tuyệt vọng. Những thứ này chữ nhỏ toàn bộ đều giống như nắm giữ linh tính một dạng, bọn họ đem linh tuệ hòa thượng trước mắt không gian chết bắt lấy. Tùy ý cái kia thiên lôi chi lực chảm giết tới, không gian nhưng thủy chung chưa từng vỡ tan. Cái kia thiên lôi chi lực hãm nhập không gian chi, mỗi giây 10.000 giảm tốc độ tiến lên. Linh tuệ hòa thượng càng đọc càng nhanh, kim sắc chữ nhỏ cùng màu trắng chữ nhỏ càng ngày càng nhiều. Bầu trời chi, lôi vân cuồn cuộn. Mà lúc này, kim sắc chữ nhỏ còn như ngân hà rực rỡ, màu trắng chữ nhỏ giống như một chút tuyết hoa hiện ra. Đón lấy, một tiếng ầm vang. Kim sắc chữ nhỏ cùng màu trắng chữ nhỏ đột nhiên bạo phát. Kim sắc chữ nhỏ nổ tung về sau, hóa thành hừng hực lửa mạnh, bốc cháy lên. Nhất thời, nửa bầu trời hình thành mây hồng. Nửa bên thương khung tựa hồ cũng bốc cháy lên. Mà màu trắng chữ nhỏ nổ tung về sau, cũng hình thành vô biên Itegumo. Hỏa diếm cùng Itegumo đột nhiên cắn cùng một chỗ, dây dưa cùng nhau, hình thành một cái rượu không ở giữa. Hỏa Diễm hình thành sáu cánh kim sắc liên hoa, Itegumo hình thành liên hoa căn thân. Màu trắng dễ cây, kim sắc liên hoa, tại liên hoa ở giữa, liên hoa xoay tròn, rượu không ở giữa hình thành. Thiên lôi chi lực xa vào đến cái này rượu trong không gian. Nhất thời, thiên lôi chi lực vô luận hung mãnh cỡ nào, Giống như là châu đất xuống biển một dạng, không có phản ứng chút nào. Cái này một cái chớp mắt, ngục sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão cũng chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn họ cảm giác tâm lý một điểm cơ sở đều không có, bọn họ công sát giống như là tiến vào không đáy, vĩnh viễn tìm không thấy mục tiêu công kích. Thiên lôi kiếp lực, sụp đổ hết thảy không gian, Bản trưởng lão không tin người có vô lượng không gian, ngục sở trưởng lão bạo giống một tiếng. Hắn không chỉ có không thu nạp công lực ngược lại càng phát ra thôi vận đến điên cuồng lên. Lãnh vân trưởng lão cũng không làm hắn nghĩ, toàn lực phối hợp. Cái này hai vị trưởng lão lực lượng, pháp lực hùng hậu vô cùng, hùng vĩ như tinh hà rực rỡ. Hai trưởng lão cùng một chỗ thôi động, cỗ này thiên lôi kiếp lực càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Tại cái kia rượu liên hoa trong không gian, âm dương lẫn nhau dung, băng hỏa triền miên. Đó là to lớn màn trời, đó là vô cùng hắc ám không gian, giống như là tại vũ trụ chi vô biên minh mông không có giới hạn thương lãng châu linh tuệ hòa thượng thi triển ra thương lãng châu cái kia thương lãng châu tại cái này vô biên trong không gian tuôn ra nguyên khí màu trắng nguyên khí màu trắng cấp tốc hóa thành hung mãnh tuyệt luân biển động biển động ngập trời gợn sóng cuồn cuộn trong vòng nghìn dặm đột nhiên thành minh mông biển lớn minh mông biển lớn chi biển động lao nhanh nhấc lên một trăm trượng đến cao hãi lãng tới Đồng thời, càng quỷ dị là, ở trong nước biển, đột nhiên toát ra vô số kim sắc liên hoa. Màu trắng dễ cây kim sắc liên hoa. ầm ầm thiên lôi kiếp lực tốc độ siêu âm chém giết tiến biển động chi, 100 ngàn trượng cao hãi lãng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đó, thiên lôi kiếp lực tựa hồ là đem ngồi quỳ minh mông biển lớn đều cho thẩm thấu, đồng thời muốn trong nháy mắt đem thối luyện. Nhưng cũng là tại lúc này, tất cả biển động, Hải Dương đột nhiên bị đóng băng ở toàn bộ thành tượng băng vô cùng hãi lãng cuồn cuộn bao trùm đạo thiên lôi này kiếp lực đồng thời cấp tốc đóng băng thiên lôi kiếp lực càng thêm hung mãnh ầm ầm lại đem tất cả đóng băng chi lực đánh thành phấn vụn những ngày này lôi kiếp lực oanh tạc qua vụn băng toái phiến thành bị thối luyện lôi lực lôi lực rơi vào hải dương chi ầm ầm đột nhiên cả tòa hải dương bốc cháy lên biển lửa vũ trụ thương khung toàn bộ biến thành hung mãnh biển lửa bị lôi lực thối luyện về sau biển lửa. Giống, cả tòa biển lửa chi đột nhiên nổ lên một thân giống to. Đón lấy, biển lửa đột nhiên co vào, ngưng tụ, sau cùng thế mà hình thành một đầu. Cửu Viêm Thần Long, đầu này Cửu Viêm Thần Long, dài đến 10.000 dặm. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, nó đầu khoảng chừng một tòa phổ thông thành trì lớn như vậy. Tổ Long, cái này một cái trước mắt, Mục Sở trưởng lão cùng Lãnh Vân trưởng lão thấy thế hoảng sợ. Không phải Tổ Long, ngục sở trưởng lão lại lập tức phủ định. Đầu này Cửu Viêm Thần Long tại cái kia vô cùng tận không gian chi, thể hiện ra to lớn thân hình tới. Nó hai mắt lớn như núi cao, mà lại, trong hai mắt ẩn chứa vô cùng hỏa diễm. Nó hai mắt vừa mở, liền trong nháy mắt đem hư không chiếu sáng, giống như là hai cái mặt trời chiếu tại hư không. Đây là Cửu Viêm Thần Long tổ tiên đồng dạng tồn tại. Ngạo mà đứng, cả tòa vũ trụ, hư không đều tựa hồ thành nó lặn hồ bơi. Ngay vào lúc này, cửu viêm thần long gào thét một tiếng, quấn quanh đạo thiên lôi này kiếp hỏa trụ. Nó quấn chặt lấy về sau, liệt diễm đốt cháy, lại há miệng cắn, xé rách. ầm ầm, thiên lôi kiếp hỏa trụ lập tức không ngừng sụp đổ, rất nhiều pháp tắc, phần tử, toàn bộ bị cửu viêm thần long đánh tan. Thiên lôi kiếp hỏa trụ liên tục không ngừng đánh giết xuống tới, nhưng chỉ cần đánh giết sau khi xuống tới, liền bị cửu viêm thần long xé rách thành toái phiến lợi hại hơn nữa pháp tác đều chịu đựng không được cửu viêm thần long xé rách. Cái kia hắc ám hư không bây giờ bị chiếu lên sáng như ban ngày, vô số thiên lôi toái phiến văng tứ phía, mỗi một đạo toái phiến đều là điện quang xì xì, mang theo uy lực kinh khủng. Nhưng những mảnh vỡ này cũng toàn bộ bị hư không thu nạp, đồng thời tẩm bổ mảnh này rượu không ở giữa. Tòa này rượu không ở giữa bên trong, giấu giếm băng phách, cửu viêm thần hỏa, âm dương chi lực, còn có linh tuệ hòa thượng chớ đại lĩnh ngộ cùng trí tuệ tại lại có mế giả diệp toàn bộ pháp lực bảo vệ. Vốn là, linh tuệ hòa thượng là ngăn cản không nổi cái này thiên lôi kiếp hỏa. Nhưng là, linh tuệ hòa thượng lấy rượu âm dương không gian làm cơ sở, lấy thương lãng châu hải nước làm dẫn. Nước biển bị thiên lôi kiếp hỏa thối luyện thành nước mắt, âm dương không gian thai ngén lôi thủy, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kể từ đó, cử viêm thần long hình thành về sau, mới có thể triệt để xé nát thiên lôi kiếp hỏa, mà không bị thiên lôi kiếp hỏa chỗ vỡ nát đây là một cái trí tuệ đánh cược. Nguyên bản, xem như linh tuệ hòa thượng xuất thủ, mặc dù có cái này rượu không ở giữa, có Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết trợ giúp, hắn cũng đối phó không hai cái này thiên vị cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, huống chi, hai cái này thiên vị cao thủ, còn thôi động thiên lôi châu dạng này phẩm đạo khí. Phẩm đạo khí bị hoàn toàn thúc phát ra tới, cái kiêu uy lực là khó có thể tưởng tượng. Mà dạng này khốn cảnh, tại linh tuệ hòa thượng trí tuệ vận chuyển phía dưới, lập tức đem tiêu trừ nếu như ngục sở trưởng lão đầy đủ thông minh kịp thời đem thiên lôi kiếp hỏa thu hồi như vậy cũng không trở thành đi đến một bước này như vậy ngục sở trưởng lão còn có thể tìm cơ hội chiến thắng linh tuệ hòa thượng nhưng ngục sở trưởng lão trí tuệ trung quy là kém linh tuệ hòa thượng quá nhiều ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão rốt cục phát giác được không thích hợp bọn họ lực lượng pháp lực tại cuồng mãnh tan biến bao quát thiên lôi châu uy lực cũng ngay tại trên diện rộng bị suy yếu đây là một loại cảm giác mình tài phú đang nhanh chóng biến mất cảm giác sợ hãi ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão không dám tiếp tục đấu nữa hai vị trưởng lão lập tức thu liếm pháp lực đồng thời đình chỉ công kích đạo thiên lôi này vương tại ngục sở trưởng lão chỉ huy phía dưới cấp tốc co vào lôi vân sau một lát thiên lôi vương hoàn thành co vào hết thảy đều trở về đến thiên lôi châu bên trong thiên lôi châu chi lôi điện chi lực đã tổn thất một phần ba Ngục sở trưởng lão thu hồi thiên lôi châu. Đi, hắn không lại trì hoán, biết hôm nay tiếp tục như vậy nữa, một con đường chết. Sau đó cấp tốc đem thiên vị pháp tác thu liếm, trực tiếp đem gơ trưởng lão, đông lâm trưởng lão, âm bước hư trưởng lão, thiên giật trưởng lão các loại trưởng lão thu sạch tiến pháp tác bên trong. Sau đó, hắn cùng lãnh vân trưởng lão lập tức xé rách hư không, liền muốn rời khỏi. Cũng là tại lúc này, cái kia cửu viêm thần long đã theo rượu trong không gian chui ra cái kia một cái chớp mắt, cả tòa thương khung đều chỉ còn lại có đầu này cửu viêm thần long. Tại kỳ phấn trắng trong thế giới, tất cả nhân loại, linh tôn ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến điều bao quát thương khung cửu viêm thần long. Cái này thần long lân phiến đều tựa hồ thiêu đốt lên liệt diễm. Toàn bộ kỳ phấn trắng thế giới đều cấp tốc ấm lên, nhiệt lực dọa người. Vô số kỳ phấn trắng thế giới cao thủ, tu sĩ tại nhìn thấy dạng này thần long về sau, đều cảm thấy hoảng sợ, run rẩy không ít linh tôn thậm chí cho rằng đây là viễn cổ tổ tiên tổ long hiển linh. Nhanh nhạy, người bây giờ có thể hay không đem cái này kỳ phấn trắng thế giới cho xé rách. La quân một mực tại chú ý tình hình chiến đấu, thấy thế nói ra. Hắn cũng là vì cái này cử viêm thần long uy lực mà cảm thấy nhìn mà than thở. Linh tuệ hòa thượng lập tức trách mắng, chuyện cười, ba nghìn thế giới, ba nghìn quy tắc, ba nghìn đại đạo. Ai có thể xé rách, dẫn tới thế giới chi lực phản phệ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Loại ý nghĩ này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Linh tuệ hòa thượng trong lúc nói chuyện, thi triển pháp quyết, khống chế cửu viêm thần long. Cái kia cửu viêm thần long hai sợi dâu rồng đột nhiên giết ra, tựa như hai đạo tuyệt thế thần tiên một dạng, đồng thời ẩn chứa cường đại cửu viêm thần hỏa chi lực. Hai đạo long dâu cấp tốc quấn chặt lấy ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão. Cửu viêm thần long không ngừng co vào, thân thể cấp tốc thu nhỏ, nhưng năng lượng lại là càng ngày càng mạnh sau cùng, toàn bộ thần long trở nên dài đến 100 trượng, chính là trước trực tiếp đem ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão quấn chặt lại ở. Cái kia còn lại tất cả trưởng lão, cũng đều bị vây ở. Linh tuệ hòa thượng thể hiện rõ là không cho ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão đào tàu. khinh người quá đáng, ngục sở trưởng lão bi phẫn nổi giận, hắn hướng lên trời cuồng phún một miệng chân nguyên, cấp tốc ngưng tụ ra 100 khẩu thiên vị lôi phạt chi kiếm, một trăm khẩu thiên vị lôi phạt chi kiếm, mãnh liệt chém tới cửu viêm thần long. Cửu viêm thần long cháy hừng hực, lại là không sợ thiên vị lôi phạt chi kiếm. Thần hỏa chi, pháp tác xâm nghiêm. Linh tuệ hòa thượng càng đem đại phong ấn thuật cũng chất chứa, băng phách đại phong ấn thuật tại cửu viêm thần long trong thân thể. Ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão mấy lần muốn đột phá, nhưng đều bị thần hỏa ngăn cản trở về. Cái kia thần hỏa nhiệt độ khủng bố tới cực điểm, nếu là bình thường thần thiết, vẫn thiết đặt mình vào, là thiên tấn số lượng, cũng phải bị trong nháy mắt luyện hóa thành một đống nước thép. Ngục sở trưởng lão cùng lãnh vân trưởng lão một mực lấy pháp lực chống cự, nhưng như vậy thời gian dài đi xuống, cũng là chỉ có một con đường chết. Mễ giả diệp, mễ giả diệp, ngục sở trưởng lão tuyệt vọng cuồng hống. Làm sao, ngươi muốn hướng bản trưởng lão cầu xin tha thứ? Linh tuệ hòa thượng cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngục sở trưởng lão. Ngục sở trưởng lão nói ra, người cái này bị ổi ra hỏa người không có bản sự này người cấu kết ngoại giới cao thủ phá vỡ trưởng lão điện phá hư hoàng đế bệ hạ cơ nghiệp ngươi là tử tội tử tội hôm nay chính là ta chết ở chỗ này ngày khác lão tổ tông trở về cũng nhất định giết ngươi tương lai hoàng đế bệ hạ buông xuống ngươi cuối cùng cũng chết hắn thê lương cuồng khiếu thanh âm hắn tràn ngập không cam lòng linh tuệ hòa thượng nhạt lạnh cười một tiếng nói ra nếu như Bản trưởng lão tại hoàng đế bệ hạ phủ xuống thời giờ đợi, đã là tạo hóa cảnh cao thủ đâu. Ngươi nói, hoàng đế bệ hạ sẽ còn giết ta sao? Ngươi, ngục sở trưởng lần trước ngốc. Không, không, ngục sở trưởng lão hai mắt huyết hồng, ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta thế mà thua ở ngươi cái phế vật này trong tay. Điều đó không có khả năng, đây không phải thật. Cái này một cái chớp mắt, Mễ già Diệp cũng đang nhìn ngục sở trưởng lão trong lòng của hắn bỗng nhiên đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn cứ việc không phải hắn tránh thức đánh bại ngục sở trưởng lão nhưng là trước đó trình chuyện cũ rất nhiều sỉ nhục cùng ngục chỗ ngạo mạn toàn bộ đều ở trong đầu hắn phủ quang lược ảnh đồng dạng thoáng hiện hắn trung quy là người thắng lợi sau cùng mễ già diệp cảm thấy khoái ý khoái ý ân cửu a à. tại lúc này đột nhiên ngoài ý muốn sự tình phát sinh ầm ầm kịch liệt nổ tung phát sinh đại ca, người không thể chết, lãnh vân trưởng lão đột nhiên tự bạo nguyên thần. Khí tức khủng bố lan tràn đi ra. Linh tuệ hòa thượng cấp tốc lấy rượu không ở giữa đem lãnh vân trưởng lão bao phủ lại, nếu là lãnh vân trưởng lão thật nổ tung lên, tòa này thiên long điện, thậm chí chỗ có pháp trận đều sẽ bị hủy diệt. Đây là mễ giả diệp không muốn nhìn thấy, mà linh tuệ hòa thượng còn trông cậy vào trận pháp rời đi, cho nên cũng không thể cho phép. Sau đó, tại cái kia rượu trong không gian, Lãnh Vân trưởng lão triệt để nổ tung. Đồng thời, ngục sở trưởng lão đã phi tốc thoát đi. Linh Tuệ Hòa thượng muốn toàn lực ứng đối Lãnh Vân trưởng lão nổ tung, ngược lại là không có thời gian đến đuổi bắt ngục sở trưởng lão. Linh Tuệ Hòa thượng đem không gian kia vô hạn banh ra, sau đó Lãnh Vân trưởng lão nguyên thần nổ tung, tận khả năng bị hấp thu, tiêu hóa. Không phải vậy lời nói, lấy cái này nguyên thần sức nổ, trực tiếp có thể đem không gian nổ toàn bộ đổ sụp. Linh Tuệ Hòa thượng cũng là ỷ vào không gian âm dương diệu, có thể không ngừng tu bổ, hoàn thiện, tự mình tăng trưởng mới dám được này hiểm chiêu. Trọn vẹn tiếp tục nửa giờ, Linh Tuệ Hòa thượng mới hoàn toàn đem Lãnh Vân trưởng lão thi thể nổ tung toàn bộ tiêu hóa hết. Đương nhiên, cái này không phải là Linh Tuệ Hòa thượng hấp thu Lãnh Vân trưởng lão lực lượng, mà chính là khiến cái này nổ tung không có đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Cái này một chút toái phiến đối với mễ giả diệp tới nói vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì vẫn luôn là mễ giả diệp pháp lực tại làm sự tình. Cho nên, mễ giả diệp đạt được chỗ tốt là nhiều nhất. Lúc này, mễ giả diệp nhịn không được nói ra, lãnh vân thật đúng là liều lĩnh lần này nếu không có tiền bối xuất thủ. Thiên Long điện cơ nghiệp này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn đều phải chết, chỗ đó sẽ quản nhiều như vậy. Huống chi, Thiên Long điện nếu là hủy, Tương lai truy trách lên, người chịu tội sẽ chỉ lớn hơn. Mễ giả diệp nghe vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, tiền bối cân nhắc toàn diện, Hôm nay nhờ có tiền bối ngăn cản lãnh vân, không phải vậy ngày khác, vãn bối xác thực khó thoát truy trách. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tốt, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Người xử lý hậu sự đi, bản quân muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn nói xong mang theo tự thân pháp lực, rời đi mễ giả diệp não vực. Mễ giả diệp lần nữa trưởng khống quyền khống chế thân thể. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình kinh lịch như thế một trận khoáng thế đại chiến về sau, thân thể pháp lực không những không có bị tiêu hao, ngược lại còn pháp lực tinh tiến không ít. Trải qua trận này, mễ giả diệp tâm đối linh tuệ hòa thượng lòng kính sợ càng cường liệt. Linh tuệ hòa thượng mặc kệ hắn, trước quay về huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi đi. Là quần khu động linh hồn tinh thạch rời đi mễ giả diệp não vực. Lúc này, là quân rốt cục thở vào một hơi. Hắn biết, hết thảy khó khăn, gặp trắc trở, đều kết thúc. Kỳ phân trắng thế giới, rốt cục muốn trọn vẹn hoàn thành. Có lẽ, đợi chút nữa hắn có thể rời đi cái này kỳ phân trắng thế giới. Đương nhiên, giờ này khắc này, là quân cũng vẫn là không thích hợp xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nếu để cho tất cả trưởng lão biết mế giả diệp cùng nhân loại cấu kết, đối với mế giả diệp tới nói, là phi thường bất lợi là quân quả quyết là sẽ không tới hố đồng đội. Mễ giả diệp bên này, liền an bài các trưởng lão đến chỉ huy, quét dọn chiến trường. Lạc tuyết thân thể đồng thời không có xảy ra vấn đề gì, Lạc quân cho nàng ăn một cái ngưng tuyết đan về sau, lạc tuyết thì cảm giác mình tinh thần càng thêm sung mãn. Lần này, lạc tuyết thuộc về là đại nạn không chết. Nàng từ khi tiến vào trưởng lão kia hội long đàm hổ huyệt về sau, liền cho rằng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại là quân cùng Lan Đình Ngọc thực hiện lời hứa đem nàng cứu ra. Lạc Tuyết kinh hỉ rơi lệ trong lòng đối La Quân cùng Lan Đình Ngọc cảm tình liền càng thêm khác biệt. riêng là Lan Đình Ngọc tựa hồ là vô luận nhiều đại hung hiểm hắn đều sẽ một mực yên lặng hầu ở bên cạnh mình thủ hộ lấy đồng thời tận cố gắng lớn nhất đến nghĩ cách cứu viện. tại linh hồn trong tinh thạch La Quân xác định Lạc Tuyết không có chuyện gì về sau hắn cũng liền ngồi xếp bằng tĩnh tu dưỡng thần. Lan Đình Ngọc cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Lạc tuyết xứng sờ xứng sờ, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ bầu không khí có chút không đúng. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, Lạc tuyết cũng không nói lên được. Tần khả khanh cùng Lạc tuyết ở giữa, cũng không có lời nào dễ nói, nàng cũng liền nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Long Điện khôi phục lại bình tĩnh, trưởng lão hội rất nhiều cao thủ đều đã rời đi. Mễ Già Diệp thuận lợi tiếp nhận trưởng lão hội. Cơ duyên xảo hợp, tựa như là hậu trường có một cái cự thủ tại thôi động vòng xoay lịch sử. Nguyên bản, mễ giả diệp là tuyệt đối không có cơ hội nhập chủ trưởng lão hội. Cái kia hồng khôn cùng hồng phi hai vị tôn giả ở thời không là thân ở, trưởng khống thiên mệnh tháp. Cũng là tới một cái tạo hóa cảnh cao thủ, cũng khó có thể dung chuyển trưởng lão hội. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lưu Gia Tam huynh đệ hướng trưởng lão hội mật báo, dẫn đến lạc tuyết cùng đường văn xanh bọn người bị bắt la quân vì cứu đi đường văn xanh cùng tại tử cấm liền dùng thế thân đến đây cái này bên trong còn có một cái thú vị trùng hợp cái kia chính là viên giác pháp thần không thích giết người ưa thích thu nhỏ chó bởi vì trưởng lão hội xác định thiên bố lỗ tôn giả còn chưa có chết cho nên cũng mới có la quân đi lừa gạt thành công cái kia hồng khôn cùng hồng phi hai vị tôn giả cùng thiên mệnh tháp bị hủy về sau cũng mới có mễ giả diệp nghịch tập mặc dù là như thế mễ giả diệp nếu không có linh tuệ hòa thượng tương trợ cuối cùng vẫn là một con đường chết mễ giả diệp con đường này đi quả nhiên là hiểm lại càng hiểm a huyền diệu khó giải thích a nhưng mặc kệ như thế nào mễ giả diệp vẫn là thành công đương nhiên mễ giả diệp trong lòng cũng biết sự tình còn xa xa không có kết thúc thậm chí tại mễ giả diệp nắm giữ thiên long biện về sau trong lòng của hắn là nôn nóng không thôi linh vương địch lỗ sau khi chết thiên đô bên kia Đắc lập tức liền ngồi phía trên vì một đời mới linh vương Song Tu cũng là ngược lại chống đỡ Đắc Hắn là người thông minh, biết nên làm như thế nào Đắc Tu Vi còn bị Mễ Giả Diệp nắm bắt Cho nên Đắc cũng không dám cùng Mễ Giả Diệp lật lên gợn sóng tới Huống chi Mễ Giả Diệp lần này là nhất chiến thành danh Ngục sở trưởng lão tại bạch thế giới bên trong Vốn chính là hung danh chiêu lấy, pháp lực thông thiên Mà lại lần này còn thôn vệ nguyên thần hư ảnh đan, công lực tăng vọt nhậm chức linh vương địch lỗ chính là tuyệt thế cường giả đều bị ngục sở trưởng lão dễ như trở bàn tay cho giết nhưng dù vậy mễ giả diệp đều lấy sức một mình đem lãnh vân trưởng lão cùng ngục sở trưởng lão liên tay chi lực đánh bại cái này là bực nào hung uy a à. hiện nay mễ giả diệp tại bạch thế giới bên trong tuyệt đối là đệ nhất cường giả đã nói là làm chí ít thiên đô phương diện đắc là tuyệt đối không dám có hai lòng mễ giả diệp nói hướng đông hắn tuyệt không dám hướng tây thiên long điện bên trong, một mảnh an lành, an bình. Bạch thế giới đại biến thiên, nhưng đây là trung tâm quyền lực thời tiết thay đổi. Đối với bình thường dân chúng tới nói, đồng thời không có cái gì khác biệt. Trung tâm quyền lực người, lớn nhiều đều coi là mễ giả diệp hiện tại là hạnh phúc nhất người. Nhưng chỉ có mễ giả diệp tâm lý rõ ràng, hắn bây giờ là cỡ nào sợ hãi cùng bất an. Tại Pháp học hội trong mật thất, mễ giả diệp bố trí xuống trận Pháp, không cho bất luận cái gì linh tôn tới gần sau đó, hắn đem linh tuệ hòa thượng bọn người mời đi ra. Tiền bối, lần này ngài nhất định muốn cứu ta, mễ giả Diệp Thành khẩn nói ra. Hắn kinh lịch thiên long quảng trường nhất chiến, trong lòng đối linh tuệ hòa thượng đã kính sợ đến một loại thiên nhân giống như cấp độ. Linh tuệ hòa thượng yên lặng không nói, hắn là ngồi tại vị trí cao nhất. Là quân, là tuyết, tần khả khanh, lan đình ngọc đều là chỉ nghe lệnh linh tuệ hòa thượng. Cho nên, bọn họ cũng không nói chuyện. La Quân có rất nhiều ý nghĩ, hắn là nghĩ đến hồi thế giới bao la. Dù sao, cái này Bạch thế giới thật sự là quá mức hung hiểm. Nhưng La Quân cũng cảm thấy còn có chút không đành lòng, bởi vì nơi này nhân loại còn thụ lấy khổ. Lúc này, đã mế giả Diệp trưởng khống Bạch thế giới, La Quân cũng muốn cùng mế giả Diệp nói chuyện một phen, để hắn đổi nhân loại lương thiện tình cảnh. La Quân vì chuyện này cùng Linh Tuệ Hòa thượng nói một phen. Linh Tuệ Hòa thượng thì là cười một tiếng, nói ra người hoàn toàn không cần lo lắng nhân loại tình cảnh bởi vì lập tức mễ giả diệp không thể không cải biến bọn họ tình cảnh la quân liền vội hỏi vì cái gì linh tuệ hòa thượng nói ra thiên cơ không thể tiết lộ không lâu nữa về sau người thì sẽ biết la quân cũng là nghe linh tuệ hòa thượng nói như vậy hắn mới an tâm giờ phút này la quân cũng liền muốn nhìn một chút linh tuệ hòa thượng đến cùng là tính thế nào linh tuệ hòa thượng đối mặt mễ giả diệp Linh Tuệ Hòa thượng trầm ngâm nửa ngày, nói tiếp, bản quân ý tứ là muốn ngươi làm con người cứu thế chủ. Bạch thế giới có 300 triệu nhân loại trong nước sôi lửa bỏng, đây là một cái được trời ưu ái điều kiện. Ngươi giải cứu bọn họ, làm thành cái này cứu thế chủ, ngươi liền có thể hấp thu đến bọn họ đối ngươi tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó, bản quân trợ giúp ngươi, tăng thêm ngươi hấp thu tín ngưỡng chi lực, liền có thể cùng ngươi lão tổ tông có sức liều mạng. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, cái này tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không biến mất, theo nhân khẩu tăng nhiều, người tín ngưỡng hội càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, nếu như ngày sau ngươi làm ra thương tổn hại nhân loại sự tình, người tín ngưỡng cũng sẽ cùng theo mất đi. Đợi đến có một ngày, những nhân loại này không lại cực hạn tại bạch thế giới, đưa người thần minh truyền bá tại hắn thế giới, như giê xu những thứ này, như vậy đến lúc đó, người pháp lực đem về lớn đến bất khả tư nghị cấp độ. Thậm chí về sau, người cũng có thể sáng tạo người thế giới bản quân một mực có chuyện không có nói ngươi, cái kia chính là tạo hóa cảnh cao thủ không giống với bất luận cái gì cảnh giới cao thủ. Bởi vì tạo hóa cảnh bên trong có 9 tầng, tạo hóa sơ kỳ có tạo hóa, giới ta, vô song tầng 3. Sơ kỳ cũng là sơ bộ nắm giữ tạo hóa lực lượng, có thể bỗng dưng tạo ra ra một cái động vật, một cái nhân loại đi ra. Nhưng là động vật này cùng nhân loại là không có quá đại năng lực. Thậm chí nhanh nhạy còn so ra kém phổ thông động vật cùng nhân loại. Đến giới ta, cũng là nắm giữ thế giới chi lực. Nhất quyền ra ngoài, cái thế giới này lực lượng đều vì ngươi sử dụng. Còn vô song, cái kia chính là nắm giữ thế giới bên trong độc nhất vô nhị lực lượng, cái này là có thể bài trừ đối phương thế giới chi lực. Mễ giả diệp, còn có là quân bọn người nghe vậy, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mới biết được, nguyên lai tạo hóa cảnh phía trên còn có chú ý nhiều như vậy. Mễ giả diệp cũng là mới biết được, cái này tạo hóa cảnh phía trên, nguyên lai like là thâm ảo như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây chính là bản quân vì cái gì dám đoán chắc ngươi lão tổ tông kia bất quá là cái bất nhập lưu tạo hóa cảnh, bởi vì bản quân có thể cảm giác được hắn căn bản không có trưởng khống đến bạch thế giới thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực bên trong, cũng còn không có hắn tạo vật khí. Chắc hẳn hắn cái này tạo hóa cảnh, cũng là đi cái gì vẫn cứ chó mới lấy được. Mễ giả diệp trầm ngâm, làm con người cứu thế chủ. Hắn tự hỏi, Hắn cũng không phải người ngu, tâm lý sẽ có chính mình phán đoán. Bản quân biết ngươi đang suy nghĩ gì, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, chúng ta không ngại thẳng thắn đi, bản quân cũng phi nhân loại. Bất quá là quân đạo hữu bọn người là nhân loại, bản quân trong lòng cũng là khuynh hướng nhân loại. Vốn là, bản quân là có thể chạy đi, nhưng là, người khốn cảnh Hòa La quân đạo bạn hy vọng là hữu tướng chờ điểm. Cho nên bản quân mới cho ngươi chỉ như vậy một đầu đường sáng đi ra cái này cứu thế chủ cũng không phải tốt như vậy làm nếu là ngươi chỉ muốn lợi dụng nhân loại cái kia cũng sẽ không lâu dài có lẽ còn không thể cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi đến cùng muốn làm thế nào loại cơ hội này cũng không nhiều bởi vì ngươi bây giờ có hai điểm một ngươi là cái thế giới này người đương quyền hai cái thế giới này nhân loại số lượng rất nhiều cũng đều thụ lấy nô dịch cơ duyên cơ duyên không phải tốt như vậy gặp gỡ lớn nhiều cơ duyên bề ngoài vẫn là bị nguy hiểm bao khỏa không phải vậy tại sao gọi là làm nguy cơ đâu mễ già diệp trầm giọng nói ra tiền bối vãn bối cần tỉ mỉ suy nghĩ linh tuệ hòa thượng nói ra có thể bản quân không biết miễn cưỡng ngươi bất quá bản quân chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc ngày mai lúc này nếu như ngươi không nguyện ý như vậy chúng ta liền đi còn bản quân đáp ứng ngươi cùng trưởng tôn tất nhiên là nói lời giữ lời tốt mễ giả diệp nói ra sau đó mễ giả diệp thì lui ra ngoài la quân bọn người thì ẩn thân tại phòng bị tu di trong biệt thự ở trong đó ngược lại là có chút rộng rãi nhanh nhạy người cảm thấy mễ giả diệp sẽ làm như vậy sao la quân nhịn không được hỏi linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nói ra cái kia nói không chừng a à, dù sao đây là cùng hắn lý niệm cùng đế quốc lý niệm xung đột nhưng là cái này thật là hắn một cơ duyên to lớn Đạo hữu người muốn a à, người trong cả đời có thể được đến hắn lúc này như thế hai điều kiện nhiều khó khăn đến a à. nếu như hắn cái này đều nắm chắc không được vậy hắn chết cũng là đáng đời là quân khe khẽ thở dài nói ra chỉ mong hắn có thể nghĩ thông suốt dạng này ngược lại là có thể giải cái này bạch thế giới bách tính khốn khó nỗi khổ linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra đạo hữu thật đúng là trách trời thương dân càng lúc càng giống những cái kia kịch vui điện ảnh bên trong nhân vật chính động một tí liền muốn lấy thương sinh vì bản thân đọc. Là quân nhất thời có chút xấu hổ, nhưng là xác thực xác thực, trong lòng của hắn là hy vọng cái này nhân loại bên trong có thể có ngày sống dễ chịu. Dù sao, tất cả mọi người là đồng loại, hắn có năng lực, hay là hy vọng có thể giúp đồng loại một tay. Hắn thiện lương cũng không phải là hợp với mặt ngoài, nhiều khi, hắn đều nguyện ý vì quốc gia, vì nhân loại đi làm một chút hắn đủ khả năng sự tình. Linh tuệ hòa thượng cũng chính là thuận miệng nói, Đón lấy, hắn thì trở lại Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi đi. Tần Khả Khanh cũng tìm căn phòng ngủ đi tính tu dưỡng thần, cái này một đám người cùng một chỗ, nguy nan thời điểm có thể chung sức hợp tác. Nhưng được cứu về sau, lại là có chút không nói chuyện có thể trò chuyện. Lan Đình Ngọc cũng tìm cái gian phòng đi tu luyện, hắn tại chưa cứu được Lạc Tuyết trước đó, một lòng muốn cứu Lạc Tuyết. Nhưng là Lạc Tuyết được cứu về sau, hắn đối Lạc Tuyết biểu hiện được rất lãnh đạm lạc tuyết có mấy lần muốn nói chuyện với lan đình ngọc nhưng lan đình ngọc đều không có cho lạc tuyết cơ hội khiến lạc tuyết có chút thương tâm nhưng nàng nỗ lực không có biểu hiện ra ngoài phòng bị tu di nội bộ bởi vì lạc tuyết lưu giữ đang trở nên băng hàn vô cùng tốt trong này tất cả mọi người người phi thường cũng là không ảnh hưởng toàn cục là quân an bài lạc tuyết tại mặt khác trong phòng nghỉ ngơi căn phòng kia chỉ một lúc sau cũng liền nhiễm lên tầng tầng băng xương Lạc Tuyết nằm giường cũng rất gần thành Hàn Băng Chi giường. La Quân tâm lý minh bạch Lạc Tuyết tâm tư, hắn chuyên môn tiến đến, bồi Lạc Tuyết nói chuyện phiếm. Lạc Tuyết nhìn thấy La Quân tiến đến, nàng liền từ trên giường ngồi xuống. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó có chút buồn giàu nói ra: thân thể này thật đáng ghét, ta hy vọng ta có thể bình thường sinh hoạt. Bộ dạng này không chỉ có chính mình không có cách nào bình thường, bên cạnh ta hết thảy đều không có cách nào bình thường không biết gặp muội muội ta có thể không thể tới gần nàng muốn là thương tổn nàng vậy ta nàng nói càng về sau lại là không hề tiếp tục nói la quân vốn là muốn an ủi lạc tuyết nhưng nghe nàng nâng lên lạc ninh hắn nhất thời trong lòng bi thương đó là hắn vĩnh viễn di hận không phải vô cùng đơn giản lạc ninh chết mà chính là hắn vừa nghĩ tới một lần cuối lại là hắn đem lạc ninh đuổi đi sau đó lúc gặp mặt lại lại là nàng một sợi tàn hồn la quân hai mắt nhất thời lâm vào huyết hồng lạc tuyết vẫn bi thương nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy la quân như vậy không khỏi bị kinh ngạc nói ra la quân ngươi làm sao rồi ta không sao la quân liền vội vàng chuyển người đi vì cái gì ta vừa nhắc tới muội muội ngươi liền hảo hảo giống không thích hợp ngươi có phải là có chuyện gì hay không là gạt ta không có la quân lập tức phủ nhận hắn nói ra ta nhớ nàng đã có đã lâu không gặp đến nàng ta nghĩ, nàng muốn là gặp ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, kém chút lên tiếng khóc lên. Cổ họng chua xót khó cản, hắn thật đang nghĩ, muốn là Lạc Ninh còn sống, như vậy nàng biết mình còn có thân nhân, còn có một người tỷ tỷ như vậy tại, nàng nên cỡ nào cỡ nào vui vẻ a. À. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì đây hết thảy đều không có thể nữa? Vì cái gì? Là quần dưới đáy lòng hò hét, vô số âm thanh hỏi vì cái gì? trong lòng của hắn bốc cháy lên một cơn lửa giận, hắn hận chính mình, hận Lan Đình Ngọc. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là đem cái này một cỗ lửa giận toàn bộ đè xuống. Bởi vì nam nhân, sinh ra chính là muốn tiếp nhận, tiếp nhận các loại ủy khuất, các loại thống khổ. Dạng này mới là nam nhân. Lạc tuyết tựa hồ cũng không phải là rất mẫn cảm người, nhưng có lẽ là la quân diễn kỹ quá tốt. Cho nên, nàng lại không có chút nào hoài nghi, ngược lại cũng theo rất mong đợi muội muội thích gì, ta muốn cho nàng tuyển cái lễ vật, nàng ưa thích hoa hoa sao?" Lạc Tuyết theo hỏi La Quân. La Quân mò xuống cái mũi, hắn suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ không biết rõ lắm Lạc Ninh thích gì. Hắn phát hiện, hắn đối Lạc Ninh giải là rất không đủ. Cần phải vẫn tốt chứ? La Quân sau một hồi khá lâu mới lên tiếng. Lạc Tuyết nhất thời cảm thấy buồn cười, nói ra, "Ta quên, nàng giống như ngươi, đều là người tu đạo, cầm giữ có thần thông." chỗ đó sẽ thích những thứ này ấu trĩ đồ vật, thế nhưng là trong lòng ta, nàng vẫn luôn là cái kia giống tiểu búp bê tiểu nữ hài đây. La Quân nói ra, nàng và ngươi giống nhau như đúc đâu, ngươi muốn là muốn biết nàng là dạng gì, thì chiếu soi gương là được rồi. Lạc Tuyết nói ra, cái kia rất tốt, có điều nàng so với ta tốt, không có cái này hỏng bét thể chất. Nàng còn có người dạng này một cái hảo lão công đây. Nàng so với ta tốt, vậy ta cứ yên tâm la quân cảm thấy mình không thể trò chuyện tiếp đi xuống hắn liền hô hấp đều nhanh không thể hắn cảm thấy ngạt thở tới cực điểm ta ta nhớ tới còn có chút việc người trước chính mình đợi đi la quân nói xong cũng quay người rời đi cái kia một cái chớp mắt la quân cấp tốc trở lại tần khả khanh trong phòng hắn kéo một cái tần khả khanh tiến linh hồn trong tinh thạch ngươi làm sao tần khả khanh vốn là đang tu luyện bị la quân như thế đánh quấy liền là có chút nổi nóng nhưng nàng lập tức cảm giác được la quân thần sắc có chút không đúng. La quân thần sắc phẫn hận mà hoảng sợ, nhưng hắn lại đột nhiên bật cười. Hắn giống như là đến bị điên. Ngươi làm sao rồi, tần khả khanh sợ lên, liên thanh hỏi. La quân bắt lấy tần khả khanh tay, nói ra, ngươi đánh ta. a à, tần khả khanh ngốc ngẩn ngơ. La quân đột nhiên buông ra tần khả khanh tay, hắn tay năm tay mười cho mình bốn cái cái tát. Hắn đánh lại nặng lại vang, hai bên gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên liền tơ máu đều tràn ra tới hắn lần này mạnh tay lại từ bỏ phòng ngự tần khả khanh hoảng sợ vội vàng ngăn cản lại la quân nói người đến cùng làm sao la quân nhìn về phía tần khả khanh hắn giống khóc đồng dạng cười cười nói ra lạc tuyết nói lạc ninh rất hạnh phúc bởi vì nàng có ta như vậy một cái trượng phu la quân đột nhiên khóc lên hắn gào khóc đồng dạng nói ra thế nhưng là Lạc ninh là bị ta hại chết ha. Nàng cả đời này, lớn nhất đại bất hạnh cũng là gặp phải ta. Ta thậm chí, thậm chí nàng chết thời điểm còn tại. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bú ký Lô Mê Tác trang web duyệt mới nhất. Thậm chí, nàng sau cùng một sợi tàn hồn đều đang lo lắng ta. Là quân khổ cùng hận, ngoại nhân đều vô pháp tưởng tượng. Hắn vẫn luôn không quá nguyện ý đi hồi ức. Ngày hôm nay lần này, Lạc Tuyết tuy nhiên không nói gì. Nhưng những cái kia tồn tại đau xót lại không thể đựng làm cái gì đều không phát sinh. Những cái kia nhớ lại rời núi lấp biển, treo đèo lội suối mãnh liệt đột kích. Trên thực tế, Lạc Ninh trước khi chết lời nói, mỗi một chữ, hắn đều nhớ tinh tường. Ta không biết, người đến cùng còn có thể hay không thu đến ta cái này một sợi tàn. Hồn giữ lại một chút ý thức, nhưng ta coi như ngươi nghe được, nếu như ngươi không có nghe. Đến, cũng hy vọng nghe được người có thể đem những thứ này lời nói thuật lại cho ngươi ta không được lúc này ta ý biết càng ngày càng mơ hồ tử vong đã cách ta rất gần ta cảm giác ta lại là như vậy sợ chết thế nhưng là cái này đều không dùng a à. ta trước khi chết lo lắng nhất vẫn là ngươi là quân ta quá giải ngươi trần phi dung chết để ngươi khổ sở như vậy ngươi hận không thể đi chết mà ta đây ta lấy như thế một cái phương thức rời đi ngươi làm ngươi biết sau khi ta chết ngươi há không phải hội hận chết chính ngươi nhưng là la quân đáp ứng ta không không nên hận ngươi từ chính mình bởi vì ta mãi mãi cũng yêu ngươi ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống ngươi như không tốt ta chết không nhắm mắt lúc này la quân giống như là một đứa bé mất đi trọng yếu nhất đồ chơi một dạng tràn ngập bất lực cùng thống khổ cái này một cái trước mắt tần khả khanh ôm chặt la quân trong nội tâm nàng giống như là có đồ vật gì vỡ ra một dạng, lại là như thế đau. Nàng đau lòng La Quân, nàng mới biết được, nguyên lai, La Quân nhìn như bất cần đời bên trong dưới đáy lòng, có dạng này đau xót. Rất rất lâu về sau, La Quân tại tần khả khanh trong ngực ngủ thật say. Những cái kia đau xót, hắn xưa nay không dám nói nói ra, thậm chí sợ bị người nhìn đi ra. Hắn cùng Kiều Ngưng cũng không nói, sợ Kiều Ngưng lo lắng. Hắn cũng cảm thấy, không cần thiết nói bởi vì hắn là cái nam nhân a à. nhưng giờ phút này hắn đã toàn bộ đều phát tiết đi ra cái này một cái chớp mắt đáy lòng của hắn rốt cuộc thống khoái không ít cho nên hắn có thể dạng này ngủ thật say la quân thiếp đi về sau linh tuệ hòa thượng nhảy ra hắn dùng linh thai quyết trung linh thai khí hơi thở đem la quân bao trùm lên tới kể từ đó la quân liền có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu tần khả khanh nhìn về phía linh tuệ hòa thượng Linh tuệ hòa thượng lại là nhìn chầm chầm la quân, hắn sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, nói ra, phát tiết ra ngoài, cũng tốt. Bần tăng có lúc thật sợ hắn hội một ngạt chính mình. Tần khả khanh nói ra, ta có lúc cũng không hiểu hắn, rõ ràng Lan Đình Ngọc là hắn cử nhân. Nhưng hắn còn có thể hợp tác với Lan Đình Ngọc, ta vốn còn tưởng rằng, hắn đối với hắn vợ vợ đã chết không có để ý như vậy, nhưng bây giờ ta mới biết được ta sai. Linh tuệ hòa thượng nói ra, là quần đạo hữu không phải không hận Lan Đình Ngọc, mà là bởi vì hắn cửu hận rõ ràng. Hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, vĩnh viễn không có khả năng hòa giải. Nhưng lúc này, dựa vào chúng tinh điện quy củ còn có trước mắt tình thế, hắn chỉ có nhẫn nại. Cũng là cái này nhẫn nại, mới có thể như vậy dày vò lấy hắn. Năm đó, hắn cùng Lạc Ninh ở giữa sự tình, bần tăng là rõ ràng. Có thể nói cho ta nghe một chút sao, Tần Khả Khanh nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, là quần đạo hữu trước kia trong não vực cũng ở một tiểu tinh linh, cái kia tiểu tinh linh cùng đạo hữu quan hệ phi thường tốt. Hai người tổng qua rất nhiều lần sinh tử, nhưng là về sau, là quần đạo hữu gặp phải một ít chuyện. Những chuyện kia, linh tuệ hòa thượng không có thân sinh kinh lịch, nhưng lại nghe trầm mặc nùng đề cập qua. Là quần tao ngộ ám toán, bên trong xuân độc, hắn vì không đi xâm phạm hắn đại tẩu cùng nhị tẩu, hắn không tiếc đem chính mình đóng băng lên, sau cùng đá lạnh thành một khối băng điêu gần chết cũng không chịu đi làm vi phạm luân lý đạo đức sự tình tần khả khanh nghe được la quân thế mà đem chính mình đóng băng đến hấp hối nàng nước mắt kìm lòng không được thì rơi xuống nàng lại nhìn trong ngực la quân lại là càng thêm đau lòng linh tuệ hòa thượng nói ra về sau vì cứu sống la quân đạo hiếu cái kia tiểu tinh linh chính mình hóa thành một cái đạo quả để la quân phục dụng là lạc ninh tế luyện cái kia tiểu tinh linh la quân đạo hiếu một mực có ý thức cũng không thể ngăn cản hắn sau khi tỉnh lại, không thể tiếp nhận cái kia tiểu tinh linh chết. Cũng không thể đi đối mặt Lạc Ninh, bởi vì là Lạc Ninh tế luyện. Cho nên, hắn đổi đi Lạc Ninh, quyết định tạm thời cùng Lạc Ninh tách ra. Thật không nghĩ đến là, làm La Quân lần nữa trở lại thế giới bao la thời điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, một lần kia, hắn trở về thời điểm, Lạc Ninh liền đã bị Lan Đình Ngọc độc thủ. Lan Đình Ngọc vì cướp đoạt một kiện như lai áo cà sa, đem Lạc Ninh giết những năm này là quần đạo hiếu chỗ lấy như vậy hận như vậy không thể tiêu tan rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì là hắn thân thủ đem lạc ninh đuổi đi hắn tự trách mình nếu như không đuổi đi lạc ninh lạc ninh liền sẽ không bị loại độc này tay hắn hận lan đình ngọc càng hận hơn chính hắn tần khả khanh đỏ mắt phành mắt nàng nói ra cái này không thể trách hắn hắn cũng không muốn linh tuệ hòa thượng thở dài nói ra Bần Tăng trải qua mấy vạn năm, được chứng kiến thương hải tang điền. Trước kia chưa bao giờ đi cùng nhân loại như thế tiếp xúc thân mật, Bần Tăng từ trước đến nay đối với nhân loại tình cảm là coi thường, cũng cảm thấy rất là buồn cười. Mà bây giờ, Bần Tăng mới hiểu được, một hạt bụi cùng hào hán vũ trụ, bọn họ đều là có tương đồng điểm ở bên trong. Nhân loại tình cảm là rất kỳ diệu đồ vật, nếu là có thể phục sinh lạc ninh, hết là quân đạo hữu tiếc nuối, Bần Tăng vừa chết thì thế nào đâu nếu như có thể cứu sống lạc ninh ngay vào lúc này lan đình ngọc hai mắt đỏ bầm tiến đến hắn đẩy cửa ra hốc mắt có nước mắt ta không biết ta không muốn giết lạc ninh chỉ là một cái không có ý giết nàng nếu như có thể cứu sống lạc ninh tiêu trừ đoạn này cừu hận ta coi như ngàn đao bầm thây cũng có thể tiền bối lan đình ngọc quỳ gối linh tuệ hòa thượng trước mặt nói ra ngài đã từng trí cao vô thượng có được vô thượng thần thông ngài nhất định có phục sinh lạc ninh chi pháp đúng không mặc kệ muốn ta làm cái gì mặc kệ có bao nhiêu nhân quả chỉ cần có thể cứu sống nàng ta đều có thể đi làm lan đình ngọc cũng không phải là muốn tại la quân trước mặt biểu hiện hắn cũng tuyệt không phải dạng này người mà lại lan đình ngọc biết la quân rơi vào trạng thái ngủ say chỉ cần không có nguy hiểm kích thích hắn hắn là sẽ không biết bên ngoài chuyện phát sinh linh tuệ hòa thượng nhìn lan đình ngọc liếc một chút nói ra chỉ sợ lớn nhất làm ngươi thống khổ là bởi vì lạc ninh là lạc tuyết muội muội đúng không lan đình ngọc trầm giọng nói ra ta cả đời không thẹn với lương tâm nhưng tại la quân cùng lạc tuyết ta thật có thẹn linh tuệ hòa thượng nói ra người chết không thể sống lại lan đình ngọc nói ra thật không có một chút biện pháp sao linh tuệ hòa thượng nói ra biện pháp không phải là không có lan đình ngọc cùng tần khả khanh nhất thời đại hỷ tần khả khanh nói ra như có cần ta địa phương, ta nguyện ý nghiêng dùng hết khả năng. Linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, các ngươi không dùng vui vẻ, tuy nhiên có biện pháp, nhưng lại chẳng khác gì là không có cách nào. Lan Đình Ngọc cùng tần khả khanh nhất thời sửng sốt. Tiền bối ý tứ đến cùng là, Lan Đình Ngọc hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, người sau khi chết, linh hồn tán ở hư không vô tận, hóa thành hạt bụi, phân tử, thừa số ức vạn vạn. Người nói, người muốn phục sinh một cái chết đi người. Làm sao phục sinh, trừ phi là mở ra vĩnh sinh chi môn, đi qua vĩnh sinh chi môn tìm kiếm những thứ này tán vào hư không bụi bặm vũ trụ, phân tử. Sau đó tại vĩnh sinh chi môn bên trong thối luyện, sau cùng mới có thể tìm về mất đi trí nhớ, cứu vãn ra một bộ linh hồn tới. Linh hồn về sau, còn có vì miêu tả thân thể, khó khó khó, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không có người làm thành qua. Mà lại, vĩnh sinh chi môn cho tới bây giờ không có thật đang xuất hiện qua. Bởi vì đây là thiên đạo chỗ không cho phép, vĩnh sinh chi môn xuất hiện, lúc đó dẫn đến thiên nhân ngũ suy, thế giới hủy diệt. Vì phục sinh một người, hủy diệt toàn bộ địa cầu. Vũ trụ đại đế hội cho phép sao? Thiên đạo không cho phép, đừng nghĩ. Lan Đình Ngọc cùng tần khả khanh ngọn lửa hy vọng nhất thời dập tắt. Là quân tại sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại, cái này một giấc hắn ngủ trước đó chưa từng có thư sướng hắn gương mặt cũng khôi phục bình thường. La Quân rời giường, vừa mặc quần áo tử tế, Tần Khả Khanh thì tiến đến. Nàng cho La Quân pha một ly tiên trà, phân vụ lao nhanh, hương khí bốn phía. Người uống lúc còn nóng điểm, sẽ rất dễ chịu. Đây là ta tại trung ương thế giới bên trong thích nhất uống phiêu miểu trà. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng nói. La Quân khuôn mặt đỏ lên, vội ho một tiếng. Hắn nói ra, ách, tối hôm qua, tối hôm qua sự tình, xin lỗi, có chút thất thố. Không có việc gì, Tần Khả Khanh nhẹ nhàng nói, người về sau có không vui, đều có thể tìm ta. Là quân ngẹo đầu nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, đột nhiên tốt như vậy. Ngạch, người cái kia không phải yêu mến ta đi. Cốt, Tần Khả Khanh nhất thời buồn bực xấu hổ, nàng nói ra, người thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, trong mồm chó là đương nhiên nhà không ra ngà voi tới hắn sau đó thì tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó thì đứng dậy nói ra, ta đi xem một chút lạc tuyết. Hắn rất nhanh liền rời phòng. Tần khả khanh sắc mặt nhất ảm, nàng thử dũng cảm tiến lên trước một bước. Điểm này, La Quân cũng hiểu, tần khả khanh cũng hiểu La Quân ý cự tuyệt. Rất hiển nhiên, La Quân không muốn cùng nàng phát sinh tình cảm thì làm. Tần khả khanh cũng không quái La Quân, nàng thậm chí có chút hiểu La Quân tâm lý hoảng sợ. Lạc tuyết ngủ một đêm, nàng vừa tốt đi ra ngoài liền gặp được la quân la quân người không sao chứ lạc tuyết lo lắng hỏi la quân cười một tiếng nói ra ta không sao ha ha người nhìn ta cái này thể trạng có thể có chuyện gì lạc tuyết lộ ra rất an tính nói ra người không có việc gì liền tốt hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mễ giả diệp thanh âm tiền bối tiền bối la quân trong lòng nhảy một cái lập tức liền gọi ra linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng sau khi ra ngoài hóa thành thụ nhân ngay tại trước sofa ngồi xuống sau đó mới chậm rãi nói ra vào đi sau đó mễ già diệp thì tiến đến mà lan đình ngọc tần khả khanh cũng liền theo đi ra mọi người liền trong phòng khách tề tụ một đường mễ già diệp cũng không ngồi xuống hướng linh tuệ hòa thượng cúc khom người sau đó nói vãn bối quyết định chiếu tiền bối chỉ thị tới làm làm nhân loại cứu thế chủ Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy rất tốt, ngươi thì đi làm đi. Đồng thời, bản quân biết giải mở ngươi pháp tắc, ngươi tốt sinh lĩnh ngộ bản quân pháp tắc, đồng thời hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tranh thủ trong vòng một tháng, có chống lại nhà ngươi lão tổ tông bản sự. Đúng, tiền bối, mễ giả diệp lập tức đáp lời. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bú ký lô mê Tạc, trang web duyệt mới nhất linh tuệ hòa thượng đến đón lấy thì truyền thụ mễ giả diệp như thế nào cấp lấy nhân loại tín ngưỡng biện pháp hắn hòa la quân thảo luận qua tuy nhiên mễ giả diệp muốn làm cứu thế chủ là có công lợi tính nhưng được hưởng lợi lại là dân chúng mễ giả diệp về sau phải gìn giữ chính mình thần lực nhất định phải đem cứu thế chủ đóng vai đến cùng linh tuệ hòa thượng đồng thời cũng truyền thụ la quân bọn người hắn là ở trước mặt giảng bài linh tuệ hòa thượng để mễ giả diệp tìm đến huyền kim giấy bạc lại để cho mễ giả diệp lấy tinh huyết thối luyện cái này huyền kim giấy bạc hắn nói ra huyền kim giấy bạc sau hoàng kim còn có các loại tinh thạch ngọc xanh chờ một chút đều phải đặc thù một chút dùng nó tới làm phù lục là không còn gì tốt hơn cái này cùng nhân loại thế giới bóng đèn sợi wolfram một dạng hoàng kim tia dây kẽm tông tia chờ một chút lại cũng không bằng sợi wolfram đến được tốt huyền kim giấy bạc sau khi làm xong mễ giả diệp ngươi tinh huyết cực kỳ trọng yếu lấy tâm lấy tinh huyết đến thối luyện để bùa này cùng ngươi thành làm một thể trở thành ngươi một phần thân thể như thế về sau bản quân lại truyền ngươi hai cái chữ hai chữ này là thượng cổ văn tự cũng là văn tự tổng cương một trong la quân còn có mễ giả diệp lan đình ngọc bọn người nghe rất nghiêm túc lan đình ngọc dùng lạnh lùng ẩn tàng hắn hôm qua mềm yếu hắn cũng để cho tần khả khanh tuyệt đối không nên nói với la quân lên hôm qua sự tình Lan Đình Ngọc không hy vọng dùng chó vẩy đuôi mừng chủ phương thức đến thu hoạch được la quân thông cảm. Hắn không cần. Linh Tuệ Hòa Thượng đem hai chữ này trước nói cho la quân, sau đó để la quân dùng thiên đạo bút giúp mế giả diệp tại huyền kim giấy bạc phía trên viết ra. Hai chữ này vặn và vặn vẹo, bút họa rất nhiều. La quân không khỏi kỳ quái, nói ra, người lần trước dạy ta thượng cổ văn tự lúc, không phải nói sẽ chỉ bảy chữ sao. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, Bản quân nói hội bảy cái văn tự, cũng không có nói sẽ chỉ cái kia bảy cái văn tự. Hai chữ này, làm sao? La quân trải nghiệm về sau, lại hỏi. Chính ngươi cảm giác đi, ngươi như cảm giác không ra, liền cũng không viết ra được bên trong chân quẩn đến. Linh tuệ hòa thượng nói ra. Hắn là thông qua nguyên thần truyền phía ý kiểu, đem hai chữ kia trực tiếp đánh vào đến la quân trong đầu. Mễ giả diệp đem huyền kim giấy bạc một điểm cái kia huyền kim giấy bạc thì hư không đứng ở la quân trước mặt la quân tay cầm thiên đạo bút hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng hai chữ này la quân là cái cảm tình tỉ mỉ người đối tâm tình đem khống rất chính xác hắn lập tức liền cảm ứng được hai chữ này chân uẩn đó là một loại an lành quen thuộc ấm áp cảm giác mà lại vô cùng thuần túy không mang theo một tia tạp chất là từ bi la quân lập tức nói linh tuệ hòa thượng mỉm cười Nói ra, không sai, xác thực cũng là từ bi. Từ bi không phải Phật môn từ bi, cũng không phải đạo gia từ bi. Từ bi là người trong thiên hạ từ bi, là thiên địa từ bi. Chỉ có từ bi hai chữ mới có thể chứa nạp vạn chúng tín ngưỡng. Hắn chứ, sẽ bị no bạo. Diệu, là quân nhịn không được nói ra, một người lòng mang từ bi, nhất định có thể chứa đựng rất nhiều khó chứa sự tình. Nhưng một người lòng dạ hẹp hòi, lại là vạn vạn không được Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, từ bi hai chữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút thì có thể làm được. Bất quá là quần đạo hữu ngươi là thật có lòng từ bi, cái này từ bi là tại ngươi trong máu tồn tại. Hắn đón đến, nói với mễ giả diệp, nếu là ngươi tương lai lòng giả không thể rộng lớn, cái này từ bi cũng sẽ biến vị nói. Việc này lớn, ngươi có thể lừa gạt chúng sinh, thiên địa, nhưng ngươi lừa gạt không chính ngươi. Mễ giả diệp nói ra, tiền bối, vãn bối hiểu được. Linh Tuệ Hòa Thượng gật đầu, sau đó cười một tiếng, nói ra, bản quân trước kia liền không dùng qua chiêu này, bởi vì bản quân tâm lý có tự mình hiểu lấy. Bản quân không có cái kia một phần lòng từ bi. Mễ Giả Diệp hơi hơi ngẩn ngơ. Linh Tuệ Hòa Thượng không để ý tới Mễ Giả Diệp, mà chính là nói với La Quân, người viết đi. La Quân gật đầu, ngay sau đó ngưng thần, khu động pháp lực, đại bút mua bút. Chỉ chốc lát về sau, từ bi hai chữ thì viết đến cái kia huyền kim giấy bạc phía trên mễ giả diệp y theo linh tuệ hòa thượng chỉ thị sau đó liền đem huyền kim giấy bạc lấy pháp lực ngưng luyện cái kia huyền kim giấy bạc cấp tốc trở thành một sợi ánh sáng màu vàng sau đó chui vào đến mễ giả diệp trong não vực mễ giả diệp nhắm mắt lại thì cảm nhận được từ bi phù lục tại hắn trong não vực phiêu đáng lúc này mễ giả diệp đã biết nên làm như thế nào đi làm hắn hiện tại chính là muốn bắt đầu đi làm cứu thế chủ, đem đầy đủ tín ngưỡng chi lực hấp thu đến từ bi phù lục bên trong. Làm tín ngưỡng chi lực đủ mạnh thời điểm, liền có thể biến thành pháp lực, vì hắn chỗ khống chế. Mễ giả diệp sau đó liền rời đi, hắn muốn bắt đầu figure sự tình. Linh tuệ hòa thượng đồng thời mở khóa mễ giả diệp trong não vực huyền ảo pháp tắc. Mễ giả diệp liền bắt đầu tiếp nhận linh tuệ hòa thượng cái kia pháp tác bên trong vô cùng huyền ảo cùng vô cùng dinh dưỡng. Mễ giả diệp cần đầy đủ thời gian khổ tu, nhưng cũng cần cấp tốc ban bố pháp lệnh, giải phóng kỳ phấn trắng trong thế giới toàn nhân loại. Làm cứu thế chủ cũng không có đơn giản như vậy. Quản chi mễ giả diệp bây giờ quyền khuynh thiên hạ, nhưng hắn muốn đi làm chuyện này, đầu tiên cũng là động đã được lợi ích sai cấp format. Linh tôn nhóm không biết chống đỡ, sẽ không thích nhân loại đột nhiên xoay người làm chủ. Mễ giả diệp liền cần có một nhóm trung tâm thủ hạ đi làm chuyện này nhưng hắn đầu tiên muốn thuyết phục bên người trưởng lão sẽ rất khó. Mễ giả diệp muốn trải nghiệm pháp tắc, muốn làm cứu thế chủ, cái này một cái chớp mắt, chưa nhiều chuyện xông tới, hắn cảm thấy phân thân pháp thuật. Nhưng bên người lại không có đáng tin người đi làm. Mà lại, chuyện này cũng không có cách nào để la quân đợi người tới hỗ trợ. La quân bọn họ cũng chấn không được tràng diện, mà lại hội càng thêm kích thích linh tôn phẫn hận, càng nguy hiểm hơn là vạn một nhân loại tín ngưỡng chạy đến la quân trên người bọn họ, kia liền càng hỏng bét. Mễ giả diệp cũng không phải là hạng người vô năng, chỉ là hắn xác thực bận quá. Mà lại, chuyện này là từ xưa đến nay chưa hề có, hắn có vẻ hơi sứt đầu mẻ chán. Hoàn toàn không biết nên từ nơi đó vào tay. Nếu là có đầy đủ thời gian, mễ giả diệp cũng không trở thành đau đầu như thế. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là không nhịn được cho mễ giả diệp nghĩ kế. Là quân bọn người ở tại một bên dự thính linh tuệ hòa thượng nói ra phi thường thời kỳ được thủ đoạn phi thường thực lực các ngươi đem những cái kia có phản đối thanh âm linh tôn giết nhiều mấy cái việc này thì đè xuống tách ra chữa trị đem đỡ một ít thành trì lưu cho linh tôn đem tất cả nhân loại cùng linh tôn cách ly làm cho nhân loại chữa trị nhân loại linh tôn chữa trị linh tôn đây là nhanh chóng nhất thủ đoạn chuyện này người muốn đi làm cần không ít nhân thủ hỗ trợ đem thiên đô trưởng lão hội Pháp học hội lão đại toàn bộ tụ tập lại, trưởng khống bọn họ sinh tử. Nói cho bọn hắn, nếu như lão tổ tông đến hỏi tội, người trốn không thoát, trước giết chết bọn họ. Nhất định muốn đem những người này toàn bộ cột vào ngươi trên thuyền. Mễ Già Diệp nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên sáng sủa. Chính ngươi đi nhiều chạy nhanh đi, làm cho nhân loại thành lập ngươi miếu thờ, pho tượng, chờ một chút. Phổ biến thì ngươi nhân từ cùng ân đức, cứ việc một tháng thời gian không đủ nhưng có thể làm được một bước kia trước hết đến một bước kia đi đúng tiền bối mễ giả diệp nói ra về sau mễ giả diệp thì hoàn toàn dựa theo linh tuệ hòa thượng biện pháp đến xử lý đầu tiên đem nhân loại giam cầm toàn bộ giải trừ sau đó hủy bỏ nô đãi chế độ chờ một chút hết thảy toàn bộ lấy mễ giả diệp mệnh lệnh đến chạy mễ giả diệp trưởng khống thiên đô cùng pháp học biết trưởng lão hội chúng lão đại sinh tử để bọn hắn lấy pháp lực đi làm việc lại đem chỗ bắt rất nhiều nhân loại tu sĩ tìm đến, cũng là đem bọn hắn khuất phục, để bọn hắn đi vì nhân loại mưu phúc chỉ. Hết thảy đều tại khu chuông gõ mỏ bên trong tiến hành. Lấy đại pháp lực cùng công nghệ cao khẩn cấp vận chuyển. Nhưng có linh tôn phản kháng, biểu tình, hoặc ác ý giết hại nhân loại, giết hết không xá. Mễ giả diệp chế định pháp luật, nhân loại cùng linh tôn thuộc về bình các loại chủng tộc. Kẻ giết người, giết linh tôn giả, chết. Đơn giản mà thô bạo hình phạt cấp tốc phổ biến. Bởi vì kỳ phân trắng thế giới công nghệ cao 10 phần phát đạt, cũng làm đến rất hữu hiệu giám sát. Tựa hồ trong một đêm, kỳ phân trắng thế giới thì đại biến thiên. Tất cả nhân loại đều bị di chuyển đến mặt khác thành thị, linh tồn bất quá 3 triệu đếm, cho hai cái đại thành thị là đủ. Nhưng linh tồn nhóm có thể sẽ vất vả một chút, bọn họ không có người hầu, công nhân. Vân vân. Linh tồn nhóm tự nhiên là phẫn nộ, phát cuồng không cam lòng. Bọn họ đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng nhàn nhã sinh hoạt. Tại kỷ phân trắng thế giới bên trong, linh tôn nhóm trong suy nghĩ, rất hiển nhiên, mễ giả diệp sẽ là bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Đem sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Nhưng lúc này, mễ giả diệp đã không lo được. Hắn lấy đại pháp lực phong tỏa, đồng thời lấy thủ đoạn bạo lực chu sát linh tôn, bình quân một ngày muốn chu sát hơn vạn tên linh tôn. Mễ giả diệp bên này cũng là giết đỏ mắt liên tục giết 10 ngày qua, linh tôn nhóm quả nhiên vẫn là trung thực đi xuống. Bọn họ phẫn nộ, đồng thời không phải là bởi vì bị buộc đến tuyệt lộ, mà là bởi vì đánh mất nguyên bản ưu Việt. Mà khi tử vong tiến đến lúc, cho nên bọn họ hội khuất phục rất nhanh. Mễ giả diệp hành vi phạm tội, tại linh tôn dân chúng trong suy nghĩ, đó là tội lỗi trồng chất. Cũng tuyệt đối là đối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cùng lúc, mễ giả diệp tại đám nhân loại trong suy nghĩ, lại là độ thiện cảm nhanh chóng kéo lên. Cứu thế chủ cái danh hiệu này lan truyền nhanh chóng, đương nhiên, đây cũng là mế giả diệp trong bóng tối tuyên truyền. Hắn tìm rất nhiều dân chúng, hứa tại chỗ tốt, tài phú, vân vân, để bọn hắn liều mạng tạo thế. Mà lại, nhân loại cũng là quả thật đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bao nhiêu nhân loại đều đối mế giả diệp cảm động đến rơi nước mắt. Vô số kiến trúc bị nhanh chóng cải tạo thành miếu thờ, từ đường chờ một chút toàn bộ đều đứng thẳng mễ giả diệp điêu khắc. Mễ giả diệp cũng mấy lần lấy thần tích hiển linh, cấp cho phúc lợi, trị liệu bệnh nhân, gieo rắc linh đan thánh thủy. Vân vân, Vẹn vẹn cũng là một tháng thời gian bên trong, Kỳ phân trắng thế giới bên trong thật sự rõ ràng phát sinh Nhưng trời lệch đất biến hóa. Cứ việc, cái này bên trong thật nhiều nhiễu loạn, thật nhiều không như ý chỗ, chờ một chút hết thảy. Nhưng, đại phương hướng vẫn là đem khống rất khá. Đồng thời, Linh tuệ hòa thượng còn nói cho mế giả diệp một chiêu. Các loại lão tổ tông kia phủ xuống thời giờ đợi, để cho thủ hạ người đem tin tức này tản bộ đến nhân loại bên trong đi. Nói cho bọn hắn nếu như mế giả diệp thất bại, như vậy tất cả nhân loại vận mệnh đem về so trước kia càng thêm bi thảm. Chỉ có mế giả diệp chiến thắng, bọn họ mới có thể vĩnh hưởng Thái Bình. Một chiêu này là tuyệt đối diệu kế. Mế giả diệp mỗi ngày đều tại thu hoạch vô cùng tín ngưỡng chi lực hắn có thể cảm giác được từ bi phù lục bên trong, tín ngưỡng chi lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng cấp độ, chính là như ngục như là biển. Hắn biết, nếu quả thật theo linh tuệ hòa thượng nói làm. Đến lúc đó, tín ngưỡng chi lực khẳng định sẽ gấp bội, lật hơn gấp 10 lần. Bởi vì mọi người có cộng đồng lợi ích. Thời gian cực nhanh, kỳ phấn trắng thế giới bên trong chỉ chớp mắt liền đi qua 5 tháng. Là quân nhiệm vụ kỳ hạn cũng liền hết thảy qua hơn 10 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian này, La Quân cùng Tần Khả Khanh còn có Lan Đình Ngọc thật sự là không dám rời đi. Bởi vì ai cũng không biết lão tổ tông kia hội lúc nào buông xuống. Không có bọn họ trợ giúp, cái kia mế giả diệp đó là một con đường chết. Quản tri mế giả diệp đã tu vi tăng vọt, tại ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, đến thiên vị đỉnh phong chi cảnh. Quản chi hắn tín ngưỡng chi lực đã càng phát ra cường đại hùng hậu. Cũng không có linh tuệ hòa thượng trợ giúp, hắn thì không chịu nổi lão tổ tông kia nhất kích. Tạo hóa cảnh cao thủ, đó cũng không phải là nói đùa. Là quân bọn người không dám đi, tuyệt đối không dám đi. Bởi vì bây giờ kỷ phấn trắng thế giới nhân loại đã được sống cuộc sống tốt. Nếu như bọn họ vừa đi, mễ giả diệp thất bại. Như vậy nhân loại thời gian đem về càng thêm thê thảm. Là quân cũng không cầu người đạt khắp thiên hạ, hắn cũng nguyện ý đem chỗ có công lao đều cho mễ giả diệp. Nhưng hắn là thật tâm hy vọng dân chúng có thể có ngày sống dễ chịu. Cho nên mặc kệ như thế nào, trong năm tháng này, La Quân cũng tốt, Lan Đình Ngọc cũng tốt, Tần Khả Khanh cũng tốt, tất cả mọi người không có đề cập qua muốn chủ động đi chứ. Bất quá, thời gian là thật càng ngày càng gấp. Lan Đình Ngọc ngược lại còn tốt, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ còn chờ đi giao nhiệm vụ. La Quân còn có hố cha sau cùng mấy món trí bảo tại hắn nhị ca trên tay. Đương nhiên, La Quân cùng Lan Đình Ngọc tình huống cũng không giống nhau. Lan Đình Ngọc là không thể thất bại, một khi thất bại liền bị đóng băng nhưng la quân còn có một lần cơ hội cho dù hắn lần thất bại này vậy cũng không quá quan trọng bởi vì lúc trước lam tử y tuy nhiên rời đi lại lưu lại một hư vô danh ngạch lan đình ngọc cũng muốn rất rõ ràng đợi thêm hai tháng tại nhiệm vụ ngày cuối cùng lão tổ tông kia còn chưa tới hắn trước hết đi giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ lại cùng tinh chủ báo cáo nhìn có thể hay không trước đến giúp đỡ cái này kỳ diệu trận pháp thiếu lan đình ngọc cử viêm thần hỏa vẫn là thật không được. Tại cái này năm tháng bên trong, La Quân mấy người cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ đều tại dốc lòng tu luyện. Linh Tuệ Hòa thượng còn chỉ điểm Lan Đình Ngọc một chút tu luyện yếu tố. Lan Đình Ngọc là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Không thể không nói, Lan Đình Ngọc mộ tính còn tại La Quân phía trên. Linh Tuệ Hòa thượng chỉ điểm Lan Đình Ngọc, khiến Tần Khả Khanh có chút bất mãn. Lén lút phàn nàn Linh Tuệ Hòa thượng, nói ra lan đình ngọc tương lai hòa la quân chính là là cứu nhân sớm muộn muốn có một trận chiến ngươi lại yếu hại chết la quân sao linh tuệ hòa thượng cười nhạt một tiếng nói ra la quân đạo hữu địch rất nhiều người lan đình ngọc bất quá là bên trong một cái hắn nếu là liền lan đình ngọc đều ứng phó không về sau thì càng ứng phó không hắn địch nhân bần tăng chỉ điểm lan đình ngọc cũng giống vậy hội chỉ điểm la quân đạo hữu trong lòng không có tự tin mới sẽ biết sợ Bần tăng tin tưởng la quân đạo hiếu. Tần khả khanh gặp linh tuệ hòa thượng nói như vậy, nàng cũng liền không lời nào để nói. La quân cùng tần khả khanh ở giữa, một mực không có vượt qua qua lôi trì. La quân đối tần khả khanh rất là lễ phép, khách khí. Tần khả khanh là bực nào cao ngạo người, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi làm chút cái gì. Đến mức lạc tuyết cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, hai người này cơ bản không có cái gì gặp nhau. Lan Đình Ngọc nhiều nhất thời điểm, cũng là trong phòng tu luyện, không hỏi thế sự. Lạc tuyết cũng thường xuyên thì đợi trong phòng. La quân thì cùng linh tuệ hòa thượng thương thảo qua lạc tuyết sự tình. Lạc tuyết có lạc tuyết buồn giàu, nàng không thích dạng này một cái trạng thái. Linh tuệ hòa thượng thì là cười một tiếng, nói ra, người hoàn toàn lo ngại. La quân nói ra, há, nói thế nào? Linh tuệ hòa thượng nói ra, chẳng lẽ người còn không nhìn ra được sao? La quân nói ra, nhìn ra cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi là người thông minh, nhưng là tại lạc tuyết sự tình phía trên, ngươi lựa chọn mù quáng. Lạc tuyết rất sớm chính là cái này thể chất, theo lý thuyết, nàng không có cái gì không quen. Hiện tại chỗ lấy không quen, là bởi vì nàng cảm thấy thân thể này sẽ trở ngại nàng và Lan Đình Ngọc tiếp xúc. Đồng thời, nàng còn không biết Lạc Ninh đã ra chuyện. Đợi nàng biết Lạc Ninh không tại, vẫn là Lan Đình Ngọc giết chết. Nàng hiện thời tất cả phiền não cũng sẽ không tiếp tục là phiền não, nàng hội ước gì chỉ có một người chỗ lấy. Là quân thân thể chấn động, khóe miệng của hắn hiển hiện đắng chát, lại là cảm thấy, vô luận loại tình huống đó đối với lạc tuyết tới nói, đều là tràn ngập tàn khốc a. À. Ta có lỗi với nàng, là quân sau cùng chỉ có thể nói ra mấy chữ này mắt tới. Linh tuệ hòa thượng khe khẽ thở dài, nói ra, vạn sự đều là có nhân quả đã định trước, đây là lạc ninh cướp, người cướp, cũng là lạc tuyết cướp, lan đình ngọc kiếp. Ta biết, là ta cùng Lan Đình Ngọc tiếp, La Quân đột nhiên nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nao nao, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là Quân có thể nghĩ thông suốt điểm này. Thiên mệnh Chi Vương, La Quân tự giễu cười một tiếng, còn không phải tùy ý loay hoay. Thiên muốn đã định trước ta cùng Lan Đình Ngọc thành thù, ta sao lại không biết? Ta còn biết giữa chúng ta khẳng định sẽ còn dẫn phát một chút chuyện trọng yếu. Đây mới là mục đích. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra người có lúc sống quá rõ cũng không tốt, mà lại người còn cải biến không. La Quân nói ra, có lẽ đi. Hắn không có cái kia hào khí tới nói, ta muốn cải biến vận mệnh, chống lại vận mệnh. Đơn giản là hắn biết, tất cả chống lại cùng cải biến, vẫn là tại cái này địa cầu bên trong. Cái này năm tháng trong tu luyện, La Quân thuần dương đan thuốc tiêu hao rất nhanh. La Quân tu vi một mực tải vững bước kéo lên bên trong. Hắn đại bản nguyên thuật tại náo tới trung vân chuyển chèo thăng lên phá lệ chậm đánh cái so sánh thường nhân ăn cơm hai bát thì no bụng là quân ít nhất phải thập bát mới có thể no bụng bất quá là quân một khi kéo lên về sau hắn cũng là tuyệt đối nghiền ép cùng cảnh giới cao thủ là quân cái này hư tiên sơ kỳ coi như vững vàng đã đánh bại hư tiên đỉnh phong thiết mộc quân năm tháng tính tu là quân sắp xếp thần thông đem trước kia không nghĩ thông suốt còn có không thuần thuộc toàn bộ sắp xếp một lần hắn cảm thấy mình đối với mình thần thông nắm giữ được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong năm tháng này, mễ giả diệp cũng một mực tại tìm tòi ngục sở trưởng lão, gơ trưởng lão cái kia một đám trưởng lão. Nhưng là khắp nơi tìm không đến, mễ giả diệp cũng biết, bọn họ không có bản sự này rời đi kỷ phân trắng thế giới. Kỷ phân trắng thế giới kết giới là năm đó tất cả trưởng lão, đại năng, cùng lão tổ tông tăng thêm đế quốc thiên chu hạ xuống phủ chiếu đến bố trí. Phải vào ra kỷ phân trắng thế giới, nhất định phải đi qua truyền tống trận. Trừ phi đối phương đối với trận pháp giải cực tinh thâm. Không phải vậy lời nói, không có người có thể tránh thoát truyền tống trận ra vào kỳ phấn trắng thế giới. Mà rất hiển nhiên, ngục sở trưởng lão đám người kia là không có bản sự này. Như vậy, ngục sở trưởng lão đám này linh tôn tại cái này năm tháng bên trong, một mực đang làm gì đấy. Tại trong núi sâu kia, kết giới bên trong, ngục chỗ các loại trưởng lão vẫn luôn tại khổ tu. Đồng thời, ngục sở trưởng lão dùng lão tổ tông lưu lại phù chiếu vẫn luôn tại thành kính cầu nguyện. Bọn họ đang chờ đợi lão tổ tông trở về. Tại cái kia thâm sơn trong động phủ, ngục sở trưởng lão trừ tu dưỡng cũng là cầu nguyện. Mà gơ trưởng lão bọn người mỗi ngày đều hội hướng ngục sở trưởng lão báo cáo tình huống bên ngoài. Nhân loại kỳ lân nắm giữ quyền chủ động, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Ngục sở trưởng lão lần đầu tiên nghe được dạng này báo cáo về sau, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta liền biết, tại mễ giả diệp sau lưng, có nhân loại đang làm trò quỷ. Bọn họ mục đích chính là muốn trợ giúp nhân loại kỳ lân thu hoạch được tự do. Mễ giả diệp đế quốc này sỉ nhục, vô cùng lớn sỉ nhục, hắn trả đắc chí. Các loại lão tổ tông buông xuống, hắn là tử tội, tử tội. Một bên tất cả trưởng lão đều bồi tiếp. Âm bộ hư lạnh hư một tiếng, nói ra, từ xưa đến nay chưa hề có, mễ giả diệp thật sự là mất hết đế quốc mặt mũi hắn hội vĩnh viễn bị đính tại đế quốc sử sỉ nhục trụ phía trên. Đây là một cái đại âm mưu, Đông Lâm trưởng lão nói ra. Nói thế nào, ngục sở trưởng lão nhìn về phía Đông Lâm trưởng lão. Đông Lâm trưởng lão trong mắt lóe qua một chút sợ hãi, hắn nói ra, theo cái kia la quân xuất hiện về sau, chúng ta bí mật liền bị bộc lộ ra đi. Sau đó nhân loại thì triển khai phản kích, cái kia la quân bất quá là cái ngụy trang. Sau lưng có tuyệt đối cao nhân đang thao túng đây hết thảy cao nhân, ngục chỗ trưởng lão trong mắt lóe qua một tia phẫn hận, nói ra, có thể đem thiên bố lỗ tôn giả sát hại, có thể đem hồng khôn, hồng phi hai vị tôn giả bắt. Có thể đem thiên mệnh tháp hủy diệt, mặt sau này đương nhiên là có cao nhân. Hiện tại bản trưởng lão hoài nghi là, cái kia sau lưng cao nhân đến cùng là có mấy cái. Cái kia sát hại thiên bố lỗ tôn giả, hủy diệt thiên mệnh tháp cao nhân cũng không tại kỳ phấn trắng trong thế giới. Thiên giật trưởng lão nói ra. Ngục sở trưởng lão nói ra, bản trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Thiên bố lỗ tôn giả, hồng khôn tôn giả, hồng phi tôn giả tại thế giới bao la bên trong gia truyện. Nếu như bản trưởng lão đoán không sai, hẳn là la quân thi triển quỷ kế đem bọn hắn đưa đến thế giới bao la thủ hộ thần chỗ đó. Tuy nhiên bản trưởng lão cũng không biết vị kia thủ hộ thần là ai, nhưng cái này thủ hộ thần hẳn là trên địa cầu trong nhân loại số một số 2 tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ như thế, cái kia hồng khôn hồng phi mấy vị tôn giả thua ở trên tay hắn, cũng không tính quá hoan uổng. Chỉ hận chúng ta khinh địch, phía trên cái kia là quân tiểu tặc ác làm tiểu tặc này, nếu để cho lão phu bắt lấy, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Âm bộ hư nghiến răng nghiến lợi. Ngục sở trưởng lão đồng thời không để ý tới âm bước hư trưởng lão, hắn nói ra, tại mế giả diệp sau lưng cao nhân, không phải là thế giới bao la thủ hộ thần. Cái này thủ hộ thần nếu là thật sự đến, chúng ta cũng không có khả năng còn sống ở chỗ này chậm rãi mà nói ngày đó bản trưởng lão mấy lần rõ ràng cảm giác mễ giả diệp đều muốn không địch lại nhưng về sau đều chiêu thần kỳ đây chính là cái kia cao nhân đang làm trò quỷ lão tổ tông chỉ cần vừa đến mễ giả diệp bọn họ toàn bộ đều phải chết âm bước hư trưởng lão nói ra ngục sở trưởng lão nói ra không sai chỉ cần lão tổ tông đến bọn họ đều phải chết bản trưởng lão rõ ràng cảm giác được cái kia sau lưng cao nhân cũng bất quá là thủ đoạn kỳ lạ, tuyệt đối không có tạo hóa chi lực. Tạo hóa phía dưới, bất luận cái gì cao thủ tại lão tổ tông trước mặt đều là con kiến hôi đồ vật bình thường. Một ngày này, tại ngục sở trưởng lão các loại linh tôn hết sức thành kính cầu nguyện dưới. Cái kia tế thiên phù chiếu rốt cục có đáp lại. Đông lâm trưởng lão một mực giám thị tế thiên phù chiếu, thấy thế lập tức hưng phấn đi la lên tất cả trưởng lão tới. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt hư không xuyên thẳng qua, cùng nhau tụ tập đến trong động phủ. Trong động phủ thơm trên bàn thờ, Tế Thiên phù chiếu toàn thân màu đỏ. Nhưng ở Tế Thiên phù chiếu chung quanh, thành kính nguyện lực như mây mù vàng óng, một mực vần quanh. Đồng thời, Tế Thiên phù chiếu bên trong vốn là một mảnh trống không. Nhưng lúc này, bên trong lại xuất hiện gợn sóng, vốn là một điểm đen, sau đó, cái điểm đen này bắt đầu phóng đại. Tế Thiên phù chiếu là một loại đặc thù phù chiếu. Mỗi một phần tế thiên phù chiếu đều là trải qua thối luyện. Mờ tỷ như cái này một phần tế thiên phù chiếu cũng là trải qua lão tổ tông thối luyện qua. Bởi vậy, ngục sở trưởng lão bọn họ liền có thể đi qua nguyện lực đến câu thông lão tổ tông. Lão tổ tông lại có thể dùng những thứ này nguyện lực cùng tế thiên phù chiếu đặc thù tính hình thành một đầu về nhà thông đạo. Cái kia tế thiên phù chiếu bên trong điểm đen bỗng nhiên biến lớn, sau cùng tựa như là tại trong hư không vũ trụ, hình thành nhất điều trùng động thông đạo đón lấy năng lượng ba động mãnh liệt lên tế thiên phù chiếu bên ngoài không khí cũng kịch liệt nhộn nhạo phần tử cuồng bạo mãnh liệt oanh một tiếng phần tử vỡ vụn bên trong một bóng người rốt cục dần hiện ra tới đây là một cái đồng thời không cao lớn dáng người hơi có vẻ khom người linh tôn lão giả lão giả trên mặt nếp nhăn giống như là như vỏ cây nếp gấp tại một chỗ nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố thậm chí không rét mà run này linh tôn thân mang trường bào màu xanh, hắn ánh mắt trong bình tĩnh ẩn chứa cuồn cuộn trụ vũ. Hắn chính là đế quốc thiên chu phái tới, giám thị kỷ phấn trắng thế giới lão tổ tông khô mộc chân quân. Khô mộc chân quân vừa xuất hiện, mục sở trưởng lão bọn người đều là đại hỷ, đồng thời kính sợ quỳ đi xuống. Cùng một chỗ nói ra, đệ tử chờ, bái kiến lão tổ tông. Khô mộc chân quân sắc mặt bình tĩnh, hắn liếc nhìn tất cả trưởng lão liếc một chút, lại nhìn chung quanh một chút nơi này không phải thiên long biệt chuyện gì phát sinh các ngươi làm sao làm thành cái dạng này khô mộc chân quân trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh ngục sở trưởng lão lập tức nói lão tổ tông đệ tử vô năng mời lão tổ tông trách phạt khô mộc chân quân nhìn về phía ngục sở trưởng lão sắc mặt hắn không tốt nói ra ngươi cứ yên tâm hẳn là ngươi trách phạt tuyệt sẽ không thiếu hiện tại trước nói cho bổn tọa đến cùng chuyện gì phát sinh Ngục sở trưởng lão trầm giọng nói ra, Mễ già Diệp phản, hắn cấu kết nhân loại cao thủ, đem chúng ta theo trưởng lão hội đưa đi ra. Mà lại, Thiên Bố Lỗ Tôn giả, Bruna chết hết. Hồng Khôn Tôn giả, Hồng Phi Tôn giả cũng bị bắt, bây giờ sống chết không rõ. Thiên Mệnh Tháp cũng bị hủy. Khô Mộc Chân Quân nghe vậy kinh sợ muốn tuyệt. Lão tổ tông, cái này cũng chưa tính, ngài không biết, Mễ già Diệp hiện tại trưởng khống Thiên Đô, trưởng lão hội hắn chuyên môn tàn sát chúng ta Linh Tôn, còn đem nhân loại cung phụng. Bây giờ Linh Tôn chỉ chiếm theo hai tòa thành thị, địa phương khác, toàn bộ là nhân loại. Nhân loại địa vị cùng Linh Tôn bình đẳng, chúng ta Linh Tôn một khi phản đối, hắn thì giết. Một ngày giết hơn 10.000 Linh Tôn bách tính, thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, Đông Lâm trưởng lão lập tức nói. Các ngươi đều là một đám phế vật, khô mộc chân quân lần nữa nổi giận, một cái mễ giả diệp, có bản lãnh như thế hắn sau lưng cao nhân là ai? Còn có, sát thiên Brooklyn, hủy thiên mệnh tháp người là ai? Ngục sở trưởng lão ngay lập tức đem tiền căn hậu quả nói cho khô mộc chân quân. Đại ước sau một tiếng, khô mộc chân quân mới tính toán rõ ràng tiền căn hậu quả. Hắn không thể nghi ngờ là phẫn nộ, hận không thể đem mế giả diệp chém thành muôn mảnh. Đồng thời, hắn lược buông lỏng một hơi là, cái kia hủy hoại thiên mệnh tháp cao thủ không ở nơi này. Nếu là loại cao thủ kia tại, Khô Mộc Trân Quân biết mình cũng chỉ có nén giận. Loại cao thủ kia, chính là là nhân loại thế giới đỉnh phong cao thủ, tránh thức đỉnh phong cao thủ. Chỉ có đế quốc thiên chu hoặc là tại trong tiên giới trưởng lão đến, mới có thể ứng đối. Khô Mộc Trân Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, đã cao thủ kia là thế giới bao la thủ hộ thần, tạm thời chúng ta cũng không cần quản. Cũng không quản được, tử vong bảng phía trên cao thủ, là phải chờ đế quốc thiên chu buông xuống về sau, lại đến tiến hành thanh trừ các ngươi nhiệm vụ là chế định tử vong bảng. Hắn đón đến, nói ra, hoàng đế bệ hạ ủy thác trách nhiệm tại chúng ta. Lúc này bí mật bại lộ, bên ngoài phương thiên thuyền muốn bắt đầu co vào. Kỷ phân trắng thế giới vô luận như thế nào không thể loạn. Các ngươi hiện tại theo bổn tỏa cùng đi hỏi tội cái kia mế giả diệp tiểu nhi. Lão Tổ Tông, mế giả diệp hiện tại làm nhiều như vậy, lộ ra không có sợ hãi. Đông lâm trưởng lão lập tức lo lắng nói ra, đệ tử lo lắng hắn sẽ có lừa dối. Khô Mộc chân Quân cũng không phải là manh mục thác đại người, có điều hắn lập tức nói, không cần phải lo lắng, bổn tỏa cảm giác cái này kỳ phấn trắng thế giới, cũng không có hắn tạo hóa chi lực. Điều này nói rõ, liền xem như mế giả diệp sau lưng cao thủ, cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh. Lại thêm trước đó mế giả diệp cùng ngục chỗ đối chiến, bổn tỏa cũng có thể rất rõ ràng biết được, cái kia cao thủ cách tạo hóa chi cảnh còn có khoảng cách. Chỉ cần bọn họ còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh, bổn tỏa thì có tuyệt đối nắm chắc hàng phục bọn họ các ngươi là trải nghiệm không đến tạo hóa chi cảnh, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Đông lâm trưởng lão gặp khô mộc chân quân nói như thế, nhân tiện nói, là đệ tử lo ngại. Trong lịch sử, còn chưa từng có tạo hóa cảnh cao thủ bị người vượt cấp đánh bại qua, cái này là chuyện không có khả năng. Khô mộc chân quân sau cùng nói ra. Giờ phút này, tại thiên long điện bên trong, linh tuệ hòa thượng đã phúc trí tâm linh. Hắn mở mắt ra, nói ra, đến mọi người đều đang đợi giờ khắc này. nghe linh tuệ hòa thượng nói như thế, lập tức cũng đã biết là có ý gì. sau đó tất cả kế hoạch lập tức khởi động. nhân loại thế giới bên trong, tin tức tùy thời đều chuẩn bị truyền bá ra ngoài. mễ giả diệp tùy ý linh tuệ hòa thượng khống chế, là quân bọn người ở tại linh hồn trong tinh thạch bắt đầu bố trận. linh tuệ hòa thượng mang theo linh hồn tinh thạch tiến vào mễ giả diệp trong óc trụ cột, sau đó liền trưởng khống mễ giả diệp não vực. ừm tại trường khống lấy mễ giả diệp não vực cùng thân thể về sau linh tuệ hòa thượng có chút hài lòng hắn nói ra quả nhiên cường đại không ít sau so trước đó phải dùng lấy thuận tay nhiều mễ giả diệp còn có thể cùng linh tuệ hòa thượng câu thông hắn là có thể khu động thân thể của mình bất quá là hắn đem quyền khống chế giao ra mà thôi như vậy tiền bối ngài nắm chắc được bao nhiêu phần mễ giả diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi nắm chắc linh tuệ hòa thượng nói ra cái này khó mà nói, trong lịch sử, còn thật không có xuất hiện qua có người có thể vượt cấp đánh bại tạo hóa cảnh cao thủ. Cho nên, chúng ta đến cùng có thể thành công hay không, cái này cũng khó mà nói. a à, mễ giả diệp không khỏi bị kinh ngạc. Linh tuệ hòa thượng nói ra, người cũng không nên giật mình, chỉ ít, chúng ta vẫn là có vận khí tại. Vận khí, mễ giả diệp không khỏi cười khổ, chẳng lẽ chúng ta muốn đem hy vọng ký thác vu vận khí. Linh tuệ hòa thượng nói ra, được rồi, đừng nói nhiều. Tuy nhiên nhà người vị lão tổ tông kia khô mộc chân quân mới tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, nhưng là tạo hóa cảnh cũng là tạo hóa cảnh, cái này tạo hóa chịu uy nghiêm. Cái kia có dễ đối phó như vậy, nhưng mà kệ như thế nào, tổng so trước đó không có chút nào hy vọng muốn tốt. Hiện tại chúng ta chỉ ít còn có một tia hy vọng. Hắn sau khi nói xong, thì thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua hư không rời đi mật thất khô mộc chân quân một hành trưởng lão ở trong hư không chính xuyên qua đến, mễ giả diệp bên này, hắn cũng là để một ít trưởng lão đi nhân loại bên kia làm việc. Chính hắn thì cũng là một người tới cùng khô mộc chân quân bọn người ứng chiến. Linh tuệ hòa thượng cũng là không có cách nào khác, còn lại trưởng lão toàn bộ đều đến, cái kia cũng không phải ngục chỗ một người đối thủ. Còn không bằng hắn dứt khoát một chút, thì chính mình đến xử lý chuyện này. Tại tầng mây hư không bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng chặn đứng khô mộc chân quân đường đi. Khô mộc chân quân một đoàn người cấp tốc theo phần tử bên trong đi ra, bọn họ thì hư lập không chung, cùng Linh Tuệ Hòa Thượng xa xa đối lập. Linh Tuệ Hòa Thượng muốn đem hắn khóa chặt ở chỗ này, miễn cho để bọn họ biết nhân loại bên kia tình huống. Khô mộc chân quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn đồng thời không nói lời nào, hắn ánh mắt rất lạnh, giống như là muốn đem Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn thấu linh tuệ hòa thượng nhạt lạnh nhìn về phía khô mộc chân quân mục sở trưởng lần trước được linh tôn cũng là nhìn gần linh tuệ hòa thượng mà linh tuệ hòa thượng đối mặt khô mộc chân quân đối mặt đám này trưởng lão hắn lại là thần sắc lạnh nhạt người quả nhiên không phải mễ giả diệp sau một hồi khá lâu khô mộc chân quân mở miệng nói ra linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng sau đó nói làm sao mà biết khô mộc chân quân nói ra nếu là mễ giả diệp gặp bổn tọa giờ phút này sớm đã dọa đến sợ chết khiếp. Hắn không có phần này can đảm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có lẽ đi, bất quá giữa chúng ta, bây giờ không có nói nhảm tất yếu. Hôm nay kỷ phấn trắng thế giới đến cùng người nào làm chủ, thì nhìn người ta ở giữa một trận chiến này. Thế nào, chẳng lẽ người cho rằng người có phần thắng? Khô Mộc chân Quân cười lạnh một tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nào, chẳng lẽ người cho là ta không có phần thắng, hội chạy đi tìm cái chết từ trước tới nay khô mộc chân quân nói ra từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt cấp chiến thắng tạo hóa cảnh cao thủ ngươi cho rằng ngươi có thể làm từ trước tới nay cái thứ nhất linh tuệ hòa thượng từ tốn nói nói nhảm thì không cần phải nói đi động thủ đi cuồng vọng khô mộc chân quân trong mắt thoáng hiện hàn ý sau đó hắn liền xuất thủ đây là linh tuệ hòa thượng tại trùng sinh chi sau đó lần thứ nhất tao mộ tạo hóa cảnh cao thủ giờ phút này hắn cũng không có khẩn trương sợ hãi ngược lại là trong lòng trong sáng rộng rãi linh tuệ hòa thượng trải qua rất rất nhiều hắn trải qua vô số lần chiến đấu chết ở trên tay hắn tạo hóa cảnh cũng không phải số ít hắn là không có nắm chắc chiến thắng khô mộc chân quân nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua hội thất bại làm khốn cuộc tiến đến thời điểm hắn mới sẽ nghĩ tới phá giải chi pháp đây là một loại vô vi trạng thái khô mộc chân quân cong ngón búng ra lại là bắn ra một đạo chỉ kiếm Đạo này chỉ kiếm gào thét mà ra Lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng Về linh tuệ hòa thượng mi tâm chảm giết tới Quá nhanh quá nhanh Là quần đám người cùng linh tuệ hòa thượng tâm ý tương thông Là quần tại cái này một cái trước mắt đều cảm giác được nguy cơ Hắn cảm thấy đạo này chỉ kiếm tựa như là kiếp trước lạc ấn Vô luận như thế nào tránh né Liền xem như cách trở trăm ngàn nặng không gian Đó cũng là không cách nào tránh né Linh tuệ hòa thượng chỉ là nhìn một chút, cái này một cái chớp mắt, trong mắt của hắn dần hiện ra một vệt sạch sẽ tới. Hắn không nói hai lời, lập tức liền là đại phong ấn thuật thi triển đi ra. So sánh khô mộc chân quân thong dong chỉ kiếm, linh tuệ hòa thượng ứng đối thì có vẻ hơi quá mức to lớn phức tạp. Tựa như là đối phương phất phất tay, bên này chạy gãy chân cảm giác. Cái kia đại phong ấn thuật trên không trung ngang dọc gian lận trăm đầu băng phách cầu vồng. Băng phách ngang dọc, trong nháy mắt đem cái này chỉ kiếm bao trùm cái kia một cái chớp mắt chỉ kiếm bên trong uy lực cấp tốc hiển hiện ra tại chỉ bên trong kiếm tựa hồ chất chứa một cái thế giới thế giới bên trong khô mộc uể oải nhưng đột nhiên lại bộc phát ra sinh cơ bừng bừng cỗ này lực bộc phát không thể muốn hướng tựa như là một cái thế giới đang sinh ra cái kia đại phong ấn thuật pháp tác trực tiếp bị chỉ kiếm chấn thành phấn vụn trăm ngàn cầu vồng từng khúc vỡ tan Chính là đại phong ấn thuật cũng không có đem đạo này chỉ kiếm phong ấn chặt. Quả nhiên là đại khô vinh thuật, linh tuệ hòa thượng lại ngừ một tiếng. Linh tuệ hòa thượng đại phong ấn thuật trong nháy mắt bị khô mộc chân quân chỉ kiếm bài trừ, chỉ kiếm bên trong đại khô vinh thuật lợi hại cùng cực. Một khô một vinh chính là thế gian sự vật phát triển sinh cơ cùng vẫn diệt. Âm dương thai ngén, diễn sinh vạn vật. Khô vinh ở giữa chính là là sinh tử chân lý. Linh tuệ hòa thượng mắt sáng như đuốc sớm biết khô mộc chân quân cái này đơn giản một bên trong kiếm đồng thời không đơn giản, hắn là lấy đại phong ấn thuật đến sò xét. Đồng thời sơ bộ tiêu trừ chỉ kiếm bộ phận lực lượng, đồng thời giải cái này chỉ bên trong kiếm kết cấu. Linh tuệ hòa thượng trí tuệ cùng kinh nghiệm gì sự khủng bố. Lúc này, hắn đột nhiên thì thi triển ra một chiêu. Đại hỗn độn lôi kiếm. Thăng cấp bản đại linh hồn lôi kiếm. Là quân được chứng kiến đại hỗn độn lôi kiếm, nhưng hắn không thi triển ra được. Linh Tuệ Hòa thượng hấp thu qua Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong quá nhiều hỗn nguyên chi khí. Cho nên hắn đang nghe qua La Quân giải thích về sau, thì lập tức minh bạch đại hỗn độn lôi kiếm tinh túy. Một đạo huyền hoàng kiếm mang từ không trung xuất hiện, mang theo một loại cực hạn phong mang, sụp đổ hết thảy quy tắc, sinh cơ. Một kiếm ra, bốn phía không gian lập tức đổ sụp. Một kiếm này chém ra, trực tiếp liền đem Khô Mộc Chân Quân chỉ kiếm chém giết thành phấn vụn. Đồng thời Đại hỗn độn lôi kiếm hung hãn tuyệt luân, mang theo nguyên thủy, tinh khiết, bài trừ hết thảy quy tắc khí tức khủng bố hướng Khô Mộc Chân Quân chém giết tới. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ thiên địa thành hắc ám, bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một kiếm này phong mang. Tựa hồ là tinh cầu đều muốn bị một kiếm này vỡ vụn. Cái kia ngục sở trưởng lão ở một bên trong mắt đồng tử co vào, một kiếm này không phải hướng hắn tới. Hắn cảm thấy khủng bố là, ngắn ngủi mấy tháng bên trong cái này mễ giả diệp tu vi tiến triển nhanh chóng, thế mà khủng bố như vậy. Chỉ là hắn cái này tiện tay một kiếm, ngục sở trưởng lão thì cảm thấy mình khó có thể chống đỡ. Trong nguy cơ, khô mộc chân quân lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn đột nhiên nhất trưởng cầm ra, lại là nhất trưởng đem đạo này đại hỗn độn lôi kiếm bắt lấy. Trong bàn tay hắn như có một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới tràn đầy tạo hóa chi lực trực tiếp đem cái này đại hỗn độn lôi kiếm biến thành một cái linh lợi huyền hoàng sắc đan hoàn. Khô Mộc chân Quân đánh giá trong tay đan hoàn, sau đó một miệng nuốt. Hắn sau khi dùng, lập tức liền hiểu được đại hỗn độn lôi kiếm thần diệu. Linh tuệ hòa thượng tuy nhiên đã từng ngang dọc vô song, nhưng hắn đại hỗn độn lôi kiếm vẫn là không cách nào cùng áo đen tố trinh đại hỗn độn lôi kiếm sánh ngang. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như tạo hóa cảnh cao thủ, cũng không có trải qua lục trọng lôi đỉnh thối luyện. Mà áo đen tố trinh trải qua, là quân tuy nhiên cũng theo trải qua, nhưng hắn là ở bên cạnh đánh đấm giả bộ cho có khí thế tất cả khổ cùng tiếp nhận, đều là tại áo đen tố trinh trên thân. Chỉ là, như áo đen tố trinh tại lục trọng lôi đình bên trong chống đỡ không nổi, là quân cũng sẽ cùng theo quải điệu. Là quân theo tiếp nhận mạo hiểm cũng không nhỏ. Khô mộc chân quân cùng linh tuệ hòa thượng giao thủ ngắn ngủi, hai người đều muốn đối phương cân lượng ước lượng một phen. Không gì hơn cái này. Khô Mộc Chân Quân cười lạnh một tiếng, đón lấy, hắn lại lần nữa ra tay. Trong nháy mắt đó, Khô Mộc Chân Quân phun ra chân nguyên màu đen. Cỗ này chân nguyên biến hóa vô cùng, trực tiếp đem thiên địa bao phủ. Đây cũng là thần kỳ tạo vật pháp tắc, đã đem thời gian, không gian, thiên vị lực lượng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành tạo hóa lực lượng. Tại tạo vật pháp tắc bên trong, để ngươi biến người biến chó, biến long đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, mỗi một cái tạo hóa cảnh cao thủ tạo vật pháp tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như gai A thói quen biến con thỏ, viên giác pháp thần ưa thích biến người thành chó. Các loại tạo hóa lực lượng cùng pháp tắc. Bên trong thiên địa, phương viên chăm dặm toàn bộ bị khô mộc chân quân tạo vật pháp tắc bao phủ. Sau đó, cái này bên trong thiên địa, một vùng tăm tối. Trong bóng tối, lại có vũ khí dâng trào. Linh tuệ hòa thượng cũng lâm vào tuyệt đối hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón cho dù là lấy linh tuệ hòa thượng pháp lực, cũng là gặp không đến bất luận cái gì đồ vật. Tạo vật pháp tắc phía dưới, là chân thật cải biến hết thảy vật chất. Đây cũng không phải là cái gì huyễn thuật. Càn khôn điên đảo, tạo hóa vô cùng, âm dương rối loạn. Khô mộc chân quân tại hư không vô tận bên trong, hét lớn một tiếng. Đón lấy, một đạo màu đen cử thủ đột nhiên theo linh tuệ hòa thượng đỉnh đầu buông xuống, sau đó trực tiếp đem linh tuệ hòa thượng vồ bắt bên trong vô cùng tạo hóa chi lực tràn vào đến linh tuệ hòa thượng trong thân thể. Những thứ này tạo hóa chi lực cấp tốc cải biến phần tử, từ trường, thậm chí tan giã linh tuệ hòa thượng thân thể. Linh tuệ hòa thượng pháp lực cũng hoàn toàn bị cải biến, hòa tan. Nếu như linh tuệ hòa thượng nghĩ không ra phá giải chi pháp, như vậy rất nhanh, linh tuệ hòa thượng liền sẽ bị cải biến thành một con chó con mèo nhỏ một dạng tồn tại. Lúc này, mễ giả diệp là thật hoảng. Nhưng hắn cô dám có bất kỳ động tác gì, mà lúc này đây, Linh Tuệ Hòa Thượng Linh Đài lại là thư thái vô cùng. Hắn sao lại không biết những thủ đoạn này đây? Tạo hóa chi lực, quả nhiên không tầm thường. Nếu để cho ngươi đến tầng thứ hai giới ta cảnh giới, ta hôm nay còn thật đến thua ở trên tay ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp lấy khu động tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực lại là hội tụ đến la quân kim sắc phủ lục bên trong. Lấy đại lôi âm phổ độ pháp đến khu động tín ngưỡng chi lực. Linh tuệ hòa thượng vung tay lên, liền tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang phù lục. Kim quang phù lục kim quang trói mắt tới cực điểm, cường đại vô cùng tín ngưỡng chi lực hình thành nguyện lực. Sau đó trong nháy mắt, hắc ám hư không được thắp sáng, tựa như là thái dương quang mang xua tan hắc ám. Kim sắc nguyện lực cấp tốc soi sáng linh tuệ hòa thượng trên thân. Linh tuệ hòa thượng trên thân vốn là bị màu đen tạo hóa chi lực đang thay đổi, lần này tựa như là nước sôi tưới nước tại bầy kiến phía trên con kiến nhao nhao bị bỏng chết, đồng thời như thủy triều rút đi. Đồng thời, kim sắc nguyện lực còn tại xua tan không trung tạo hóa chi lực, hình thành phương viên 30 dặm chân không sạch sẽ khu vực. Khó trách dám đến cùng bổn tọa chống lại. Khô Mộc Chân Quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai là trận chiến này nhân gian bách tính tín ngưỡng chi lực. Ngục chỗ, người bây giờ lập tức đi đem những cái kia nhân loại cho bổn tọa giết. Khô Mộc Chân Quân tàn khốc hạ lệnh. Ngục chỗ lập tức lĩnh mệnh, nói ra, đúng, lão tổ tông. Ngục sở trưởng lão thì muốn ly khai, linh tuệ hòa thượng chỗ đó có thể tha cho hắn rời đi. Tại hắn bên này, không có người có thể chống lại ngục sở trưởng lão. Toàn bộ đều ở lại đây đi, linh tuệ hòa thượng hét lớn một tiếng. Đón lấy, tại hắn pháp lực cuồng mãnh khu động phía dưới, tại cái kia tín ngưỡng chi lực cuồng mãnh tưới tiêu phía dưới. Hắn há mồm phun ra ra một miệng nguyên khí, sau đó, băng phách, cửu viêm thần hỏa, âm dương chi lực hình thành một đóa to lớn kim sắc liên hoa. Cái này kim sắc liên hoa, sáu mảnh liên diệp, dễ cây băng hàn. Lục diệp xoay tròn, hình thành lục đạo luân hồi. To lớn lục đạo luân hồi không gian hiển hiện ra. Thiên địa bốn phía, phương viên trăm dặm toàn bộ luân hãm đến lục đạo luân hồi bên trong. Tại lục đạo bên trong, mỗi một đạo trên không đều là tương thông. Phía trên hư không treo lơ lửng một đóa to lớn kim sắc liên hoa, liên diệp xoay tròn, lục đạo vô cùng. Ngục sở trưởng lão liên tục phi hành lấp lẽ, nhưng Thủy Trung ra không cái này khủng bố lục đạo luân hồi. Khô mộc chân quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Cho bổn tỏa phá, khô mộc chân quân liếc một chút nhìn ra quan trọng ngay tại ở cái kia to lớn kim sắc liên hoa. Một quyền này của hắn cũng là đánh giết hướng cái kia kim sắc liên hoa. Màu đen quyền ấn gào thét lên hướng cái kia kim sắc liên hoa đánh giết mà đi quyền ấn bên trong, khô vinh thế giới hình thành. Nhất quyền cũng là một cái thế giới. Khô héo thế giới cấp tốc tách ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục, cỗ này sinh cơ hình thành lực lượng khổng lồ. Tất cả sinh cơ đều ngưng tụ. Cái kia kim sắc liên hoa đồng thời không cự tuyệt cái này màu đen quyền lực, mà chính là đột nhiên mở ra liên diệp, đem cỗ này quyền lực thu nạp vào đi. Cái này cố kinh khủng quyền lực tiến vào kim sắc liên hoa trong không gian, lập tức liền giống như là rơi vào đến vô cùng không gian trong thế giới. Trong thế giới này, âm dương điên đảo, hết thảy rối loạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không gian thiên biến vạn hóa. Nhưng cỗ này màu đen quyền lực tách ra vô cùng sinh cơ giống như vô số lợi kiếm một dạng, cấp tốc đem không gian xung quanh rảo sát thành nhão nhuệt. Vô số tầng không gian, thời gian toàn bộ bị quyền ấn rảo sát thành phấn vụn. Cỗ này quyền ấn tại trong không gian mạnh mẽ đâm tới, đồng thời chỗ đến, thế mà diễn sinh ra vô số sinh cơ, hư không bên trong, tách ra đóa đóa hoa tươi, cây non. Vân vân, hắc ám không gian bên trong, rất nhiều thực vật cũng bắt đầu tươi tốt sinh trưởng. Cái này kỳ diệu không gian thế mà thì sắp trở thành khô mộc chân quân không gian. Lên, Linh Tuệ Hòa Thượng thầm quát một tiếng, hắn cũng ẩn tàng ở trong hư không, đột nhiên thì phun ra ra băng phách hàn ý. Cỗ này băng phách hàn ý cấp tốc đem trong không gian thực vật toàn bộ đóng băng nhưng là những thực vật này cũng là lợi hại lại tiếp tục sinh trưởng giống như mầm cây nhỏ theo tầng nham thạch bên trong phá vách tường mà ra diệt linh tuệ hòa thượng hét lớn một tiếng hư không bên trong đột nhiên bốc cháy lên thiên điểm hỏa diễm đến trùng trùng điệp điệp tựa như là trong vũ trụ điểm đầy ngôi sao một dạng cửu viêm thần hỏa đột nhiên nổ tung lên sau đó tất cả thực vật trực tiếp bị nổ thành phấn vụn những thứ này mảnh vỡ tán tại hư không bên trong trở thành cho tàn. Cái kia Khô Mộc Chân Quân trong mắt tuôn ra hàn ý. Tạo vật pháp tắc, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả màu đen tạo vật pháp tắc cấp tốc tụ lại, tại cái này một cái chớp mắt, tựa như là cự hình phi thuyền, quái thú xâm lấn địa cầu một dạng. Lục Đạo Luân Hồi bên trong, ngục sở trưởng lão toàn bộ bị hãm ở chính giữa. Duy chỉ có Khô Mộc Chân Quân không đếm xỉa đến, không nhận Lục Đạo Luân Hồi khống chế. Lúc này Khô Mộc Chân Quân muốn dựa vào tạo vật pháp tác đem lục đạo luân hồi cải biến. Màu đen tạo vật pháp tác đem lục đạo luân hồi ăn mòn, cấp tốc cải biến lục đạo luân hồi. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không nhiều lời, hắn cuồng mãnh hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng cùng kim sắc phù lục dung hợp, đem lục đạo luân hồi chiếu sáng. Màu đen tạo vật pháp tác ăn mòn, kim sắc phù lục kim quang ngăn cản. Hai cỗ lực lượng rằng co, nhưng màu đen tạo vật pháp tác thì rõ ràng cường hãn một chút. Cái kia trong hư không kim sắc liên hoa y nguyên xoay tròn, lục đạo luân hồi vẫn còn tiếp tục. Ngục sở trưởng lão các loại vẫn là không cách nào xông ra lục đạo luân hồi. Đây là một vòng quyết phân thắng thua đọ sức. Mắt thấy kim sắc phù lục kim quang càng ngày càng ngăn cản không nổi, nhưng vào lúc này, tín ngưỡng lực lượng đột nhiên cường hãn gấp ba. Linh Tuệ Hòa thượng trong lòng hiểu rõ, đây là hắn kế hoạch bắt đầu có tác dụng. Như Trường Tôn bọn họ đã thành công kích phát ra dân chúng thể sống chết lòng kháng cự. Đáng giận, khô mộc chân quân thấy thế không khỏi rất là nổi nóng. Hắn trở thành tạo hóa cảnh cao thủ về sau, xuất thủ lần nữa, chưa bao giờ từng gặp phải phiền phức. Hắn vẫn luôn là đánh đầu thắng đó, nhưng bây giờ lại bị linh tuệ hòa thượng cái này chướng ngại vật chỗ ngăn cản. Khiến hắn rất là mất mặt. Mà lại, khô mộc chân quân cũng nhìn ra, đối phương nguyện lực quá mạnh, hắn tạo vật pháp tắc hôm nay là khó có thể dung chuyển đối phương. Audio điện tử võ tấn bền tạo hóa cảnh cao thủ tại nhân gian, địa cầu tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là khô mộc chân quân mới tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, đó cũng là khó có địch thủ. Bất quá hôm nay, khô mộc chân quân cũng hiển nhiên là gặp phải tránh thức đối thủ. Tạo hóa cảnh tuy nhiên có một không hai, nhưng làm tới một cái dân tộc nếu là trên dưới một lòng, triển hiện ra năng lực là tuyệt đối khủng bố. Bây giờ 300 triệu dân chúng, toàn bộ cầu nguyện, lại là vì chính nghĩa cho nên, loại này lực lượng chính là khô mộc chân quân cũng có chút không thể làm gì. Cái gì gọi là chính nghĩa, cái gì gọi là tà ác. Vì bản thân tư dục, xâm lược người khác gia viên, chính là tà ác. Làm thủ hộ gia viên, không màng sống chết, chính là chính nghĩa. Kỷ phấn trắng thế giới nguyên bản cũng không phải là kỷ phấn trắng thế giới, nhân loại ở đây vốn là sinh hoạt là an lành mà giàu có. Chỉ bất quá linh tôn nhóm đến, từ khi nhân loại này mới luân hãm từ đó trải qua cuộc sống bi thảm bây giờ cũng bất quá là thiên đạo tại luân hồi tạo vật pháp tắc cũng bao phủ không tín ngưỡng chi lực lúc này khô mộc chân quân lập tức liền biết hắn duy nhất bài trừ lục đạo luân hồi biện pháp cũng là đem cái kia kim sắc liên hoa đánh nát kim sắc liên hoa chính là lục đạo luân hồi đầu mối bài trừ kim sắc liên hoa như vậy ngục sở trưởng lão các loại liền có thể yên ổn rời đi chỉ cần bọn họ tiến đến đem những cái kia nhân loại chu sát một chút như vậy cái này tín ngưỡng chi lực liền có thể giải quyết dễ dàng. Không có người có thể vây khốn khô mộc chân quân, nếu như khô mộc chân quân đầy đủ thông minh, giờ phút này bước ra rời đi, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể rời đi, bởi vì hắn một khi đi, ngục sở trưởng lão các loại thì chết chắc. Mà lại, hắn cũng không thể tiếp nhận loại này thất bại. Chuyện này với hắn lòng tin đả kích thật sự là quá lớn. Mà lại, Khô Mộc Trân Quân đồng thời không cảm thấy chính hắn hội thất bại. Hắn lúc này chỉ cần giải quyết hết đóa này kim sắc liên hoa là được rồi. Nhưng hắn còn quên một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là, hắn hoàn toàn có thể bước ra tiến đến đánh giết những dân chúng kia. Lấy hắn pháp lực, nhấc tay hủy diệt một tòa thành trì, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng Khô Mộc Trân Quân đã hãm ở chính giữa, hắn không có suy nghĩ chuyện này. Mà trên thực tế, Linh Tuệ Hòa Thượng liền nghĩ qua vấn đề này. Hắn cũng có một tay chuẩn bị, hắn biết, khô mộc chân quân tiến đến sát hại dân chúng khả năng không lớn. Vừa đến, nhân quả quá lớn, khô mộc chân quân để ngục chỗ các loại trưởng lão giết, cái kia nhân quả vẫn là tại ngục sở trưởng lão trên người bọn họ. Hắn như chính mình giết, cái này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu vi tấn thăng. Thứ hai, người tư duy theo quán tính phía dưới, tại trong cục thời điểm, là rất khó đột nhiên bước ra đi ra thấy rõ. Thứ ba, Khô Mộc Chân Quân vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cảm thấy mình còn chưa tới loại kia cùng đường mặt lộ, muốn đích thân đi đi cái này hạ sách cấp độ. Tựa như là hai quân giao chiến, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, không có khả năng vừa đánh hạ gặp phải phiền phức, lập tức liền lấy lưỡng bại câu thương thảm thiết đấu pháp. Linh Tuệ Hòa thượng một tay chuẩn bị cũng là lấy ngục sở trưởng lão đợi người tới uy Khô Mộc Chân Quân, đây là bước đầu tiên bước thứ hai là cắn chặt khô mộc chân quân tại dân chúng trên không cùng khô mộc chân quân quyết chiến để tín ngưỡng chi lực càng thêm cường đại đương nhiên đây đều là hạ hạ sách thất bại xác suất quá tốt đẹp lớn một khi khô mộc chân quân thật đi trước giết dân chúng linh tuệ hòa thượng một đám vận mệnh đem về sửa cũng may là vận khí vẫn là đứng tại linh tuệ hòa thượng bên này mà lại cái này cũng không hoàn toàn là vận khí linh tuệ hòa thượng trí tuệ quá kinh khủng hắn là người am hiểu tâm. Hắn dám chế định phía dưới kế hoạch này, thì đoán chừng qua bên trong xác suất tính, khô mộc chân quân sớm tự mình đi giết dân chúng khả năng chỉ có 10% mà thôi. Lúc này, khô mộc chân quân vận chuyển pháp tắc, lại nhất quyền oanh sát hướng trong hư không xoay chậm chậm kim sắc liên hoa. Cái kia kim sắc liên hoa hé miệng, lần nữa một miệng đem dấu quyền này thôn vệ đi vào. Giống như vừa mới một dạng, cỗ này quyền ấn lực lượng lần nữa bị kim sắc liên hoa kỳ diệu không gian thôn phệ. Khô Mộc chân Quân sớm đoán được cái này một lần, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên, liên phát ba quyền. Cái này một cái chớp mắt, không gian chấn động. Kim sắc liên hoa trong nháy mắt đem ba cỗ quyền lực thôn phệ đi vào. Ba cỗ quyền lực vừa vào kim sắc liên hoa trong không gian, lập tức ẩm ẩm chấn động lên. Vô số không gian trong nháy mắt phá nát, bể tan tành cùng hồ rán một dạng. Đồng thời, quyền kia lực diễn sinh ra vô số thực vật, những thực vật này lẫn nhau leo lên cùng một chỗ. Tách ra trước đó chưa từng có sinh cơ bừng bừng tới. Toàn bộ kỳ diệu trong không gian bị thực vật xanh lấp đầy, những thực vật này tiếp tục sinh trưởng, đồng thời thôn vệ lên cái này tòa không gian tới. Linh tuệ hòa thượng cấp tốc phun ra ra băng phách chân nguyên. Cái kia băng phách chỉ ý lập tức đem tất cả thực vật đông thành thượng băng, nhưng những thực vật kia tốc độ càng nhanh, cấp tốc đem tất cả băng phách hấp thu đi vào, Linh tuệ hòa thượng tiếp lấy sử dụng cửu viêm thần hỏa, thiên điểm cửu viêm thần hỏa nổ tung lên. Nhưng là lần này, những thực vật kia lít nha lít nhít, lại là để cửu viêm thần hỏa không cách nào triệt để nổ tung. Tựa như là bao cát đem một khỏa sao cho chết ngăn chặn một dạng, nổ tung uy lực giảm bớt đi nhiều. Hừ, khô mộc chân quân lạnh hừ một tiếng. Bồn tỏa chẳng lẽ còn hội lần thứ hai phía trên ngươi làm. Khô mộc chân quân mặt mũi tràn đầy cười lạnh khóc. Tạo hóa thiên công, Đại khô vinh thuật, khô mộc chân quân bạo giống một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, tất cả thực vật đột nhiên khô héo, đó là một loại hủy diệt tính pháp tắc, tựa như là tận thế hàng lâm. Tất cả thực vật trở thành cành khô, trong lúc này khô héo pháp tắc hình thành vô số mạch lạc lợi kiếm, đem cái này tỏa không gian chấn động đến vết thương vô số. Đại khô vinh thuật, một khô một vinh ở giữa, thần diệu cùng tưởng tượng thậm chí lực lượng không thể ngăn cản. Khô mộc chân quân pháp thuật, thiên hạ vô song a. À. Cô Mộc chân quân, người cao hứng quá sớm. Linh tuệ hòa thượng đột nhiên cười lạnh một tiếng, người tu vi ly thiên quân còn kém xa, nếu là ngươi ngay từ đầu thì tiêu hao nhiều như thế pháp lực, ta ngược lại bắt ngươi không thể làm gì. Có thể ngươi sớm nhất hai quyền lực lượng đã bị ta dùng đại thôn vệ thuật thôn vệ, hiện tại, người ra sức hơn nữa lượng cũng là là chuyện vô bổ. Đúng lúc này, linh tuệ hòa thượng bạo giống một tiếng. Cửu viêm thần long, trong nháy mắt đó, Kỳ diệu trong không gian đột nhiên không gian chấn động, vô số toái phiến, hỏa diễm bạo phát đi ra. Tựa như là minh mông biển lớn. Rất nhanh, những mảnh vỡ này, hỏa diễm tạo thành một đầu Tuyệt Thế Cửu Viêm Thần Long. Dài tới mấy vạn dặm, liếc nhìn lại, giống như ngân hà vắt ngang tại trong vũ trụ. Đầu này Cửu Viêm Thần Long toàn thân trên dưới hỏa diễm cuồn cuộn, đột nhiên, nó mở ra miệng rộng, cấp tốc liền đem Khô Mộc Chân Quân tất cả hủy diệt pháp tắc thôn phệ đi vào cửu viêm thần long cái đuôi lớn càn quét, không gian liên tục chấn động, không bao lâu, khô mộc chân quân tất cả quyền lực đều bị đánh giết thành phấn vụn. Đồng thời, cửu viêm thần long theo kỳ diệu trong không gian chui ra, liền thì hướng cái kia khô mộc chân quân quấn quanh tới. Lục đạo luân hồi vô hạn banh ra. Tại lục đạo bên trong, cửu viêm thần long thông suốt, cái này là chân chính đem khô mộc chân quân cho vây khốn. Cửu viêm thần long liên tục mấy cái quấn quanh, sau đó lên trời xuống đất, toàn bộ đều là nó thân thể khổng lồ. Hỏa diếm cút cút, khô mộc chân quân cùng mục sở trưởng lão các loại tựa như là bị vây ở núi lửa bạo phát lửa trong núi. Ngọn lửa này hung hãn tuyệt luân, để ngục sở trưởng lão các loại khó chịu tới cực điểm. Khô mộc chân quân ngược lại là chấn định, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể giết chết một cái tạo hóa cảnh cao thủ. Khô mộc, ngươi thật sự cho rằng, một cái tạo hóa cảnh đệ nhất trọng cao thủ, cũng là bất tử chi thân. Linh tuệ hòa thượng lúc này lộ ra lãnh khốc vô cùng, hắn theo rồi nói ra, chết tại bản quân trên tay tạo hóa cảnh cao thủ, không có một nghìn, cũng có tám trăm. Thì người bực này tu vi, tại bản quân trước mặt, là cái rắm Thật cuồng khẩu khí, khô mộc chân quân ánh mắt âm hàn, nói ra, trên đời này, còn có người dám nói mấy trăm tạo hóa cảnh cao thủ. Người đây là nói chuyện viển vông, người cho rằng ngươi là ai, người tạo hóa đều không có khám phá, cũng dám nói khoác mà không biết ngược. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bản quân bây giờ bất quá là tao ngộ kiếp nạn, lại tu luyện từ đầu mà thôi. Bản quân đứng tại tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hỗn động chi cảnh thời điểm, người chỉ sợ còn chưa ra đời đây. Khô mộc chân quân hoảng sợ, hắn nói ra, người nói người đã từng đến qua tạo hóa cảnh tầng thứ 9, hỗn động chi cảnh. Thế nào, âm dương hỗn động, người cũng đã được nghe nói. Linh tuệ hòa thượng cười lạnh một tiếng, điều đó không có khả năng, không có khả năng, khô mộc chân quân nói ra, chẳng lẽ ngươi đến từ tiên giới. Có thể tu đến âm dương hỗn động chi cảnh người, quá ít. Ngươi là ai, ngươi nói ra đến, bổn tọa nhất định nhận biết. Linh tuệ hòa thượng nói ra, quên nói cho ngươi, bản quân đã từng còn giết qua không ít đến đạt tạo hóa cảnh tầng thứ 9 người. Tỷ như cái kia đạo vô thiên quân, bàn nhược thiên quân, hai người đều là tạo hóa cảnh tầng thứ 9, cùng một chỗ hợp lực tới giết bản quân bản quân một dạng đem bọn hắn giết khô mộc chân quân nhất thời sắc mặt trắng bệch người đừng nói cho bổn tỏa ngươi là cái kia trùng hoàng thiên địa đại kiếp toàn bộ bắt hắn không thể làm gì trùng hoàng sau cùng bị đánh vào đến thời không loạn cảnh bên trong mất thân thể trùng hoàng xem ra người vẫn là biết rõ nói không ít thứ sao linh tuệ hòa thượng cười lạnh một tiếng nói ra người có một chút nói không sai trong lịch sử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt cấp đánh bại tạo hóa cảnh cao thủ nhưng là, trong lịch sử cũng còn chưa từng có một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong thiên quân sẽ bị đánh vào đến tạo hóa cảnh phía dưới. Người gặp phải là bản quân, người thua, cũng không tính oan uổng. Bổn tọa nếu sớm biết là ngươi, bổn tọa nhất định sẽ không thua. Khô Mộc chân quân tuyệt vọng quát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người có thế để cho bản quân vì ngươi hao phí nhiều như thế tâm lực, người chết cũng không tiếc. Lúc này, vô luận là mễ giả diệp, vẫn là la quân bọn người bọn họ đang nghe linh tuệ hòa thượng cùng khô mộc chân quân đối thoại về sau, trong lòng bọn họ đều rung động đến linh hồn run rẩy bước. Là quân đều cảm thấy trong lòng sụp đổ, ta dựa vào, trước kia chỉ biết là linh tuệ hòa thượng không đơn giản. Bây giờ nghe đến, hắn đây là lợi hại đến mức nào a? À? Cái này, thế nhưng là, người giết không bổn tọa, khô mộc chân quân lại nghiêm nghị quát, người cái này cử viêm thần long hao phí pháp lực vô số, người có thể trèo chống bao lâu linh tuệ hòa thượng nói ra khô mộc người có thể nghĩ đến người cảm thấy bản quân nghĩ không ra sao bổn tọa nghĩ không ra bổn tọa nghĩ không ra người muốn thế nào luyện giết một cái tạo hóa cảnh cao thủ khô mộc chân quân nói ra vậy nói rõ người kiến thức còn nông cạn người nghĩ không ra đồ vật quá nhiều linh tuệ hòa thượng nói ra mặc kệ người có nguyện ý hay không cái này cử viêm thần long bên trong đã có người khí thức đợi chút nữa mục chỗ đợi lát nữa trước một bước bị luyện hóa, trở thành nhiên liệu. Sau đó chậm rãi, người cũng sẽ trở thành cái này cửu viêm thần long nhiên liệu. Người chỉ có thể nhìn người pháp lực, bắp thịt một chút xíu trở thành nhiên liệu. Không, khô mộc chân quân bạo giống liên tục, M. mờ. Linh tuệ hòa thượng cười lạnh nói, chẳng lẽ người cảm giác không thấy, cái này cửu viêm thần long bên trong có người khí tức. Người càng chống cự, cái này cửu viêm thần long thiêu đốt thì càng hừng hực. Càng hừng hực, liền sẽ càng phát ra hấp thu người pháp lực cùng năng lượng đến thiêu đốt. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, duy nhất có thể giải thoát biện pháp cũng là đem thân thể người toàn bộ đốt đốt sạch sẽ. Dừng dậm lấy đại hỏa, có thể có biện pháp nào dập tắt. Cái kia chỉ có để toàn bộ đốt đốt sạch sẽ, mới có thể dập tắt. Khô mộc chân quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Người sai, dừng dậm lấy đại hỏa, chỉ cần đem trung gian triệt để cách ly đi ra, liền có thể dập tắt. Khô Mộc chân Quân giống như là tìm tới sinh hy vọng một dạng. Trung Hoang, năm đó người tung hoành vô địch, nhưng lúc này đã không phải là năm đó, bổn tọa đã biết rời đi chi pháp. Chờ bản tọa rời đi về sau, lần sau lại đến lúc, cũng là người tử kỳ. Giống, Khô Mộc chân Quân lần nữa bạo giống một tiếng. Hắn đột nhiên đem chính mình một cánh tay chặt đứt. Lại là một máu tươi đều không có để lại, cánh tay này trên không trung cấp tốc bốc cháy lên, sau cùng thế mà hình thành một cái tinh nguyên phá, khô mộc chân quân đem cái này Mai Tinh Nguyên bắn ra đi. Cái này Mai Tinh Nguyên ẩm ẩm một chút, trực tiếp bắn giết ra ngoài. Cửu viêm thần long thân thể lập tức bị bắn thủng, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Khô mộc chân quân liền dựa vào cái lỗ nhỏ này, lập tức thi triển đại pháp lực, cuồng mãnh xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, khô mộc chân quân liền rời đi cửu viêm thần long vây quanh. Khô mộc chân quân ở trong hư không giấu kín lên, nghiêm nghị nói ra, trùng hoàng, ngươi chờ, bổn tọa nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi ngươi đi không nổi linh tuệ hòa thượng lạnh lùng nói ra ngay vào lúc này cái kia cửu viêm thần long trực tiếp phát động chỗ có pháp lực liền đem mục sở trưởng lão bọn người toàn bộ trực tiếp luyện hóa sạch sẽ bây giờ linh tuệ hòa thượng hấp thu khô mộc chân quân lực lượng lại luyện hóa trước đó hắn lưu cho mễ giả diệp vô cùng pháp tắc tương đương mấy trăm triệu đan dược toàn bộ cho mễ giả diệp thân thể tiêu hóa mà lại còn có cái này vô cùng tín ngưỡng chi lực đã là đến gần vô hạn tạo hóa cảnh, cho nên, ngục sở trưởng lão các loại là căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Cửu Viêm Thần Long hấp thu ngục sở trưởng lão bọn người lực lượng về sau, cái kia trên thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Khô Mộc Chân Quân chính phải thoát đi, cái kia một đóa kim sắc liên hoa xuất hiện lần nữa. Khô Mộc Chân Quân thân hình lóe lên, thế mà trực tiếp bị kim sắc liên hoa bao bọc vào đến bên trong. Khô Mộc Chân Quân đã đoạn một tay, có điều hắn lập tức vừa dài ra một cánh tay. Nhưng mà tuy là như thế, hắn cũng đã là nguyên khí tổn hao nhiều. Trung Hoàng, ngươi làm cái quỷ gì? Khô Mộc chân Quân tại cái này kim sắc liên hoa bên trong một dây xuyên thẳng qua 10 ngàn giặc, nhưng làm sao cũng thoát đi không đi ra. Hắn tự thành vì tạo hóa cảnh cao thủ về sau, chưa từng nhận qua bực này biệt khuất. Linh Tuệ Hòa Thượng Từ Tốn nói, Khô Mộc, ngươi có vô số lần cơ hội, có thể chiến thắng ta. Đáng tiếc, ngươi toàn bỏ lỡ ngươi im miệng khô mộc chân quân bạo giống liên tục lần thứ nhất ngươi trực tiếp đi giết những dân chúng kia ta tín ngưỡng chi lực biến mất ngươi có thể gối cao không lo đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp nhưng là ngươi không có làm như thế lần thứ hai ngươi chỉ cần thừa thế xông lên đem đại bộ phận quyền lực đánh vào đến kim sắc liên hoa trong không gian như vậy kim sắc liên hoa không gian cũng sẽ không chịu nổi trực tiếp nổ tung có thể ngươi lại vô duyên vô cớ trước sau đánh vào hai quyền lực lượng để ta tiêu trừ, hấp thu. Thứ ba, mặc dù là như thế, cửu viêm thần long vây khốn ngươi. Ta y nguyên giết không chết ngươi, ngươi thực đoán không tệ. Cửu viêm thần long tiêu hao quá lớn, chỉ cần ngươi chịu cùng ta rông dài, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi lại tự bạo một cánh tay, bây giờ ngươi không chỉ có pháp lực thật to bị hao tổn, liền pháp tắc đều tàn khuyết. Ngươi đã không phải là chân chính ý nghĩa trên tạo vật cảnh cao thủ, cho nên đây chính là ngươi tử kỳ. Dừng rậm, ngươi nói rừng rậm chính là vì nhắc nhở bổn tỏa tự đoạn một tay. Khô mộc chân quân tỉnh ngộ lại, không khỏi hai mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt. Lần này, hắn là sắp điên, hắn là thật tuyệt nhìn. Nhanh nhạy lãnh đạm nói ra, người bây giờ mới hiểu được điểm này, quá trễ. Trời à, lúc này, mễ già diệp, là quân các loại trong lòng phát lạnh. Cho dù là la quân, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ giải linh tuệ hòa thượng. Có thể cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, linh tuệ hòa thượng mưu kế tránh thức là khủng bố đến làm cho người không rét mà run cấp độ A. Từng bước đều là hố A. Kỳ diệu trong không gian, vô cùng đại hỗn độn lôi kiếm, cùng băng phách chi lực, cửu viêm thần hỏa luân phiên oanh sát hướng khô mộc chân quân. Tại dài đến sau 3 ngày 3 đêm, khô mộc chân quân rốt cuộc bị luyện hóa không còn sót lại một chút cạn, đệ nhất tạo hóa cảnh cao thủ, như vậy tan thành mây khói. Từ đó, kỳ phấn trắng thế giới tại đế quốc thiên chu chưa buông xuống trước đó, mễ giả diệp thì là chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt đối chủ nhân. Tại phía xa thiên đô đắc nghe nói ngục chỗ, cùng lão tổ tông khô mộc chân quân đều chết tại mễ giả diệp trên tay. Đắc liền lại không có bất kỳ cái gì phản kháng suy nghĩ. Mà tại kỳ phấn trắng thế giới bên ngoài, các nơi phương thiên trong đỏ, bọn họ còn không biết kỳ phấn trắng trong thế giới đã phát sinh tình huống. Qua chiến dịch này, mễ giả diệp cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Linh tuệ hòa thượng không để cho mễ giả diệp tiếp tục vớt chỗ tốt, giống như khô mộc chân quân rất nhiều toái phiến, cũng bị linh tuệ hòa thượng luyện hóa sạch sẽ, cũng không có lưu cho mễ giả diệp. Những mảnh vỡ này là quân các loại người vô pháp tiêu hóa. Mà lại, linh tuệ hòa thượng nếu như đem lưu lại, mà không cho mễ giả diệp, cái kia mế giả diệp cũng sẽ trong lòng sinh nghi. Kể từ đó, Linh Tuệ Hòa Thượng dứt khoát đem luyện hóa sạch sẽ, ngược lại là 100. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng một đoàn người liền trực tiếp rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Trước lúc rời đi, Linh Tuệ Hòa Thượng bọn người cùng mế giả diệp vẫn là tiến hành một phen nói chuyện. Mễ giả diệp nói thẳng, hắn không biết đem các nơi phương thiên thuyền triệu hồi. Người nghiên cứu loại thuật pháp kế hoạch này sẽ còn tiếp tục tiến hành bởi vì cái này kế hoạch một khi kết thúc như vậy tương lai hắn không cách nào hướng đế quốc thiên chu hoàng đế bệ hạ giải thích mà tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong tình huống hắn sẽ tìm được phương pháp đi giải thích dù sao hiện tại lịch sử là từ hắn đến viết hắn có thể cùng hoàng đế bệ hạ giải thích hắn phát hiện nhân loại cũng không phải là nô dịch liền có thể đem giải hắn muốn bồi dưỡng được rất nhiều nhân loại nhân tài đến vì đế quốc hiệu lực chờ một chút còn ngục sở trưởng lão bọn người thì sẽ trở thành phản đồ. Khô Mộc Chân Quân cũng sẽ bị quan lấy ngưu phản tội. Cứ việc, đến lúc đó Mễ Già Diệp lời nói chưa hẳn làm cho hoàng đế Bệ Hạ tin tưởng, nhưng là chỉ muốn hắn làm ra đầy đủ thành tích, cùng hắn tu vi đạt tới tạo hóa cảnh. Hắn thực lực đủ mạnh, tin tưởng hoàng đế Bệ Hạ sẽ không đi vì một số đã chết đi người theo đuổi cứu Mễ Già Diệp dạng này một cái cường đại tạo hóa cảnh cao thủ. Tại Linh Tuệ Hòa thượng rời đi thời điểm, Mễ Già Diệp đột nhiên nói ra: tiền bối, nếu như lúc này, vãn bối hướng ngài xuất thủ, ngài có thể trưởng khống lấy sao? Linh tuệ hòa thượng nghe vậy nao nao. Trong nháy mắt đó, là quân các loại nhân trái tim cũng trong nháy mắt quất gấp. Linh tuệ hòa thượng sau đó cười nhạt một tiếng, sau đó nói, ngươi không dám. Mễ giả diệp nói ra, thật sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, mượn ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám. Mễ giả diệp nói ra, ngài nội tình, Vãn bối đại khái thăm dò rõ ràng một chút. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tốt, nói nhảm cũng không cần nói. Người liền thăm dò bản quân tư cách đều không có, người biết không? Mễ giả diệp hít sâu một hơi, hắn trung quy là cũng không nói gì. Về sau, là quân một đoàn người liền trực tiếp trước về Thiên Châu. Mà tần khả khanh thì là đến Thiên Châu về sau, liền ngượn nhờ thiên chỉ các truyền tống trận trở về trung ương thế giới. Tần khả khanh hòa la quân thậm chí đều không có tạm biệt, nàng trực tiếp rời đi. Mang theo một tia thương cảm cùng phiền muộn, cứ vậy rời đi. Còn ngỗng chín mẹ cho tần khả khanh thần giáp rùa lệnh tắc là từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng tới. Trên thực tế, tại dưới tình huống như vậy, đừng nói tần khả khanh cầm thần giáp rùa khiến không dùng. Chính là ngỗng chín mẫu thân đến cũng là vô dụng. Tần khả khanh trước khi đi, linh tuệ hòa thượng căn dặn một tiếng, tần cô nương, bần tăng sự tình, trừ sư phụ người bên ngoài còn lại người đều không thể truyền minh bạch tần khả khanh gật đầu nói ra minh bạch tần khả khanh cách trước khi đi là quân tâm lý biết tần khả khanh suy nghĩ gì có lẽ đồng thời không phải là muốn như thế nào nhưng là quân biết tần khả khanh là ngóng trông hắn có thể đối nàng có một tia giữ lại cùng bảo vệ nhưng là quân không nói gì hắn không muốn lại cùng tần khả khanh có quá nhiều gút mắc liền để cái kia đã từng chuyện phát sinh trở thành một đoạn kinh lịch cùng quá khứ đi. Đồng thời, Lan Đình Ngọc trở lại hắn chấn viễn phủ. Lạc tuyết thì hòa la quân trở lại thiếu uy phủ bên trong. Lạc tuyết có nhiều chuyện muốn cùng Lan Đình Ngọc nói, nhưng Lan Đình Ngọc thể hiện rõ một bộ tránh xa người ngàn giảm tư thế. Khiến Lạc tuyết không lời nào để nói. Lạc tuyết trong lòng tinh thần chán nản. Bất quá còn tốt, đáng giá nàng vui mừng là, nàng cảm thấy nàng không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy muội muội đây là một kiện thiên đại hỷ sự. Lan Đình Ngọc năm đó rời đi Hoàng Thành, chính là bị Lam Tử Y bắt buộc. Hoàng Thượng Hiên chính hạo nói qua, làm ngươi có đầy đủ năng lực thời điểm, trở lại. Mà lúc này, Lan Đình Ngọc cũng coi là có đầy đủ thực lực. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, cũng chưa nói nhiều. Làm La Quân mang theo lạc tuyết trở lại thiếu uy phủ lúc, Kiều Ngưng có chút ngoài ý muốn. Loại ý này bên ngoài là La Quân làm sao lại mang nữ nhân trở về nàng đồng thời chưa từng gặp qua lạc ninh cho nên cũng không có cảm thấy rất là ngạc nhiên nhưng kiều ngưng cũng vẫn là liếc một chút nhìn ra lạc tuyết thân thể vô cùng đặc thù nàng coi là đây là la quân mới tìm tiểu thiếp kiều ngưng ở sâu trong nội tâm là không quá dễ chịu nhưng nàng không biết biểu hiện ra ngoài bởi vì trong lòng nàng có dạng này một cái nhận biết như la quân bản lãnh như vậy nên nhiều mấy cái nữ nhân Kiều Ngưng đồng thời còn cảm giác được La Quân Tu Vi cũng tựa hồ tinh tiến không ít, người Tu Vi. Kiều Ngưng kinh hỉ nói ra, chẳng lẽ người đã. La Quân nghiêm mặt gật đầu, nói ra, không sai, đã là hư tiên chi cảnh. Kiều Ngưng đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. La Quân mỉm cười, hắn tiếp lấy để Kiều Ngưng an bài lạc tuyết ở lại. Kiều Ngưng nói ra, tân thu. Nàng là mang theo một tia trêu chọc vị đạo hỏi. La Quân lập tức nói, không phải, người đừng nghĩ lệch ra thân phận nàng rất đặc thù người an bài tốt nàng về sau ta lại giải thích với ngươi kiều ngưng gặp la quân nói như vậy nàng cũng thì không hỏi thêm nữa chỉ nói một tiếng tốt lạc tuyết tại thiếu uy phủ tạm thời ở lại la quân nói với lạc tuyết qua mấy ngày liền sẽ đi thế giới bao la lạc tuyết tâm lý còn có lan đình ngọc nàng cũng liền không có vội vã muốn đi thế giới bao la tâm lý luôn muốn chờ một chút mấy ngày đi Lạc Tuyết khi nhìn đến Kiều Ngưng về sau, trong lòng vẫn là có chút ý nghĩ. Bất quá La Quân trước đó nói với Lạc Tuyết qua, Kiều Ngưng cũng là hắn thê tử. Lạc Tuyết đồng thời không phải nhân gian phàm phu tục tử, cũng biết cái này thần diệu huyền bí pháp thuật thế giới. Cho nên mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng đồng thời không nói thêm gì. Kiều Ngưng sắp xếp cẩn thận Lạc Tuyết về sau, liền về đến phòng bên trong hỏa La Quân tự thoại. Ngươi sự tình, làm xong sao? mấy món trí bảo đều tìm đến kiều ngưng vào phòng về sau gặp la quân ngay tại ngồi xếp bằng nàng tại trước bàn ngồi xuống thuận miệng hỏi la quân nói ra có chuyện ta lừa ngươi lạc tuyết là ngươi nữ nhân kiều ngưng lập tức nói la quân không khỏi cười khổ nói ra ngươi thật đúng là mẫn cảm ta nhìn ngươi mỗi lần ngoài miệng nói không thèm để ý trong lòng vẫn là để ý không có kiều ngưng mạnh miệng nói ra thực ta không có đi tìm đại ca cùng nhị ca, cũng không có đi phía tây vương giới, trong nửa năm này, ta đi một chuyến kỷ phấn trắng thế giới. La Quân nói ra, Kiều Ngưng bị kinh ngạc, người rõ ràng nói không đi. La Quân nói ra, xin lỗi, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên không có nói thật với ngươi. Bất quá bây giờ tốt, sự tình đã giải quyết. Lại là cửu tử nhất sinh, đúng hay không? Kiều Ngưng lại là thật sinh khí, nàng nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi có chín đầu mệnh sao? la quân nói ra thật xin lỗi hắn đón đến nói ra cái kia tại tử cấm cùng đường văn xanh bị hãm tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong luôn luôn có ta trách nhiệm Và lại lúc trước đường đế tự bạo nguyên thần đổi chúng ta thoát hiểm ta cũng không thể giả bộ như thờ ơ đi hắn không tự bạo nguyên thần cũng là đường chết một đầu bất quá là cái thuận nước xong thuyền a kiều ngưng lập tức nói nàng đón đến còn nói thêm điểm này người không biết nhìn không thấu Thuận nước dòng thuyền, cũng là nhân tình, hắn nếu không quản chúng ta, chúng ta coi như không có chết tại hắn Nguyên Thần nổ tung phía dưới, cũng sẽ bị Linh Tôn nhóm bắt đi. Phần ân tình này là thật sự, La Quân nói ra. Kiều Ngưng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, ta nói không lại ngươi. Bất quá, muốn đến ngươi nếu không phải loại tính cách này, lúc trước ta cũng liền trực tiếp chết. Ngươi càng sẽ không đem duy nhất quý giá thần đan tặng cho ta. La Quân liền đem Kiều Ngưng ôm, hắn nói ra đó là cái này cuộc đời làm qua lớn nhất có lời mua bán, từ đó liền để chúng ta tung hoành thiên hạ bá đạo ngân xa vương cùng bình tĩnh ta. Kiều ngưng nghe vậy, từ cũng là vô cùng ngọt ngào. Có điều nàng lập tức còn nói thêm, người chứa cùng ta nói chêm chọc cười, chuyện này còn không có đi qua đây. La quân nói ra, thật xin lỗi a, à, về sau ta tận lực cái gì đều trước nói cho ngươi. Kiều ngưng nói ra, nói cách khác, ngươi về sau sẽ còn gạt ta. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói tiếp, trở lại chuyện chính đi, lần này đi kỷ phấn trắng thế giới vẫn là rất viên mãn. Đường văn xanh cùng tại tử cấm đã an toàn trở lại trung ương thế giới, mà lại, chúng ta còn cứu vãn kỷ phấn trắng thế giới bên trong ức vạn bách tính. Thật, Kiều Ngưng cảm thấy không thể tin, nói ra, làm sao làm được, cái này quá bất khả tư nghị. La Quân liền tỉ mỉ đem tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong phát sinh mọi chuyện cùng Kiều Ngưng nói. Kiều Ngưng nghe kinh hồn bạt vía, mặc dù đã biết La Quân không có việc gì, nhưng nghe đến nguy hiểm thời điểm, vẫn là không nhịn được vì La Quân lo lắng. Người quá lỗ mãng, Kiều Ngưng sau khi nghe xong, nhịn không được nói ra, lần này nhờ có có nhanh nhạy tại, nếu là không có nhanh nhạy, 10 cái ngươi đều không đủ chết. La Quân nói ra, ta biết, về sau, ta sẽ không lại mạo hiểm như vậy. Tốt nhất đừng lại có về sau, Kiều Ngưng hung giữ cảnh cáo La Quân, đồng thời, nàng nói ra, nói như vậy lên người còn hợp tác với lan đình ngọc một cái mà lại lan đình ngọc cùng lạc tuyết ở giữa quan hệ còn rất vi diệu la quân nói ra lạc tuyết còn không biết lạc ninh sự tình ta không dám nói cho nàng ta thật không dám tưởng tượng nàng sau khi biết chân tướng lại là cỡ nào không thể thừa nhận kiều ngưng thở dài nàng cũng là không thể làm gì la là quân sau đó lại đem ô kim áo cả xa tìm ra đưa cho kiều ngưng Ô kim áo cà sa đã tu bổ lại, kiều ngưng cầm trên tay, liền biết là kiện bảo bối tốt, cũng liền vui vẻ nhận lấy. Trong viện, ba đồ từ bên ngoài bay trở về, bây giờ ba đồ qua rất vui vẻ, mọi người đều biết ba đồ là hoàng thượng đều ưa thích thần thú, cho nên ba đồ có tự do bay lượn quyền lợi. Ba đồ sau khi trở về, gặp La Quân tại tất nhiên là cao hứng không thôi. Vây quanh La Quân cả cạc, cạc gọi, La Quân có thể cảm nhận được ba đồ vui sướng. Trong viện, là quân cùng ba đồ chơi đùa lấy. Kiều Ngưng ở một bên vừa cười vừa nói, ra hỏa này, hiện tại đem hoàng cung xem như hậu hoa viên, mấy cái tiểu công chúa, tiểu vương tử đều đối với nó hoan hỉ không được đây. Là quân mỉm cười, hắn rất vui vẻ. Hắn cũng không hy vọng ba đồ cuốn vào đến bất kỳ gió tanh mưa máu bên trong, hắn vĩnh viễn nhớ đến ba đồ mẫu thân tiểu linh. Chỉ cần ba đồ vui vẻ, khoái lạc, là quân đã cảm thấy đầy đủ. Muốn đến tiểu linh trên trời có linh thiêng, cũng sẽ an tâm đi thiếu uy phủ bên trong một mảnh an lành la quân trở về vô luận là kiều ngưng vẫn là trong phủ người hầu đều là vui vẻ vô cùng thiếu uy phủ giống như là la quân chân chính ý nghĩa nhà trên tràn ngập nhà ấm áp duy nhất để la quân cảm thấy có chút tiếc nuối là nhà người không thể toàn bộ đoàn tụ tập ở đây nếu là mặc nùng linh nhi còn có nhi tử chúng nữ nhi đều tại vậy hắn khả năng thật không nỡ rời đi tòa phủ đệ này la quân thực thường xuyên sẽ muốn lên tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi cũng không thể thường xuyên nghĩ một khi nhớ tới đã cảm thấy thua thiệt chua sót muốn đến nàng hiện tại cũng 3 tuổi đi muốn lên nhà trẻ cũng cần phải có lúc hội hỏi tại sao mình không có ba ba cùng mụ mụ a nàng nhất định lớn lên rất đáng yêu giống như là một cái búp bê la quân trong lòng nghĩ như vậy lấy thế nhưng là cái kia bình hành thế giới căn bản không phải ba nghìn thế giới bên trong một cái, hắn cũng không cảm ứng được, càng không biết nên như thế nào đi vượt qua loại này giới hạn. Hắn cũng hỏi qua Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trả lời là, chờ đợi, chờ đợi lần tiếp theo thủy triều thời không tiến đến, có lẽ thì có cơ hội trở về. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là hội bị dìm ngập tại thủy triều thời không bên trong. Mà lại, lần trước La Quân vẫn là bởi vì tại bình hành thế giới bên trong có tiểu La Quân tồn tại, mới có thể dùng nguyên thần phương thức vượt tới. Hiện tại cho dù thủy triều thời không đến, hắn lại có thể làm sao vượt qua đâu. Cái này là tuyệt đối nan đề, liền linh tuệ hòa thượng đều cho không ra một đáp án tới. Đại Khang Hoàng thành bởi vì La Quân cùng Lan Đình Ngọc trở về, đột nhiên có biến hóa vi diệu. Lan Đình Ngọc trở về, để võ trong hầu phủ lên ba động. Riêng là lúc này, vũ hầu Lan Thiên Cơ đã biến mất rất lâu. Người nào cũng không biết Lan Thiên Cơ đến đó, mà lại, hoàng thượng cũng không khiến người ta hỏi đến. Trong nửa năm này, thậm chí ngay cả hoàng thượng đều ít có người nhìn thấy. Nhưng là, Đại Khang Hoàng Thành vẫn là phòng thủ kiên cố, không ai dám tới quấy rối Đại Khang Hoàng Triều bên trong, hoàng thượng cùng thiên chỉ các liên minh, hoàng thượng không tại thời điểm, vĩnh lạc hoàng hậu chấp trưởng triều chính. Vĩnh lạc hoàng hậu thủ hạ, cũng không ít bí mật cao thủ hiệp trợ. Thiên chỉ các bên này, trường sinh đại đế cũng phái hai tên cao thủ đến hiệp trợ vĩnh lạc hoàng hậu. Tại cái này sát kiếp dung chuyển năm tháng bên trong, đại khang hoàng chiều con dân cùng quan viên đều hưởng thụ lấy khó được hạnh phúc cùng an bình. Tại sáng ngày thứ hai, hoàng cung tảo chiều sau khi tan họp, trong cung phái thái giám phân biệt đến thiếu uy phủ cùng trấn viễn phủ mời la quân cùng lan đình ngọc vào cung yết kiến. La quân cơ hồ là cùng lan đình ngọc cùng một chỗ đến hoàng cung. Hai người gặp mặt, nhàn nhạt gật đầu. Lan Đình Ngọc mở miệng trước, nói ra, ta lần này trở về, sẽ đem ra sự giải quyết song song. Về sau, người dẫn ta cùng Lạc Tuyết đi Lạc Ninh trước một phần, ta bái tế hết Lạc Ninh, sau đó ta sẽ tự mình nói rõ với Lạc Tuyết Bạch. Đến lúc đó, cái mạng này, ta sẽ còn cho Lạc Ninh. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, theo rồi nói ra, vì cái gì phải làm như vậy. Người yêu mến thượng Lạc Tuyết lan đình ngọc trầm giọng nói ra người cùng lạc tuyết đều trợ giúp qua ta chuyện này ta cần phải cho các ngươi một cái công đạo ta lan đình ngọc cả đời làm việc cúi đầu không thẹn lương tâm càng không muốn thiếu các ngươi nợ la quân nói không ra lời hắn cùng lạc tuyết cũng vĩnh viễn không bỏ xuống được đoạn này cừu hận chờ ngươi sự tình chúng ta trở lại chúng tinh điện sau đó báo cáo khâm thiên ti tại diễn võ trường tiến hành quyết đấu sinh tử đi la quân nói ra sát nhân đoạt bảo, ta cũng đã từng làm. Ta không cần ngươi ấy náy cùng nhường nhịn, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lan Đình Ngọc ánh mắt hơi hơi phức tạp, sau đó, hắn nói ra, tốt. La Quân gật gật đầu. Hai người về sau liền tiến vào trong Hoàng Cung, sau đó đến trong ngự thư phòng. Cái kia trong ngự thư phòng, Vĩnh Lạc Hoàng hậu ngay tại phê duyệt tấu trương. Vĩnh Lạc Hoàng hậu dáng vẻ đoan trang, Mỹ lệ bên trong lộ ra yên tĩnh, Yên tĩnh bên trong lộ ra cơ trí. Nàng tu vi bất quá là cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là nàng lại cho La Quân cùng Lan Đình Ngọc một loại nói không nên lời uy áp. Uy thế như vậy đồng thời không phải là bởi vì nàng tự thân tu vi, mà là bởi vì sau lưng nàng quyền lực. Phi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, La Quân cùng Lan Đình Ngọc hướng Vĩnh Lạc hoàng hậu được cái quỳ một chân trên đất lễ tiết. Vĩnh Lạc hoàng hậu ngẩng đầu, nàng hướng hai người mỉm cười, nói ra: "Hai vị ái khanh bình thân đi." Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ban thưởng ghế ngồi. Cái kia bên cạnh thái giám lập tức liền cho hai người thượng tọa. Là quân cùng Lan Đình Ngọc ngồi xuống. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, bản cung hôm nay gặp hai vị tiểu tướng quân, đồng thời không hắn sự tình. Bất quá là có chút hiếu kỳ hai vị tiểu tướng quân đi nơi nào, như thế nào vừa tốt đồng thời trở về. Vĩnh Lạc Hoàng hậu hiển nhiên là muốn giải bên ngoài sự tình, cho nên mới sẽ triệu kiến là quân cùng Lan Đình Ngọc. Đồng thời... Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng là nghĩ giải La Quân cùng Lan Đình Ngọc trạng thái. Hiên chính hạo là cái rất lợi hại người, hắn biết Lan Đình Ngọc hòa La Quân tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lúc trước trời cao tông cùng Vũ Hóa Môn, còn có thần tộc, đều không có đối La Quân dẫn tới coi trọng. Nhưng Hiên chính hạo lại là từ đầu tới đuôi thì minh bạch điểm này. Hắn mặc kệ La Quân cùng Lan Đình Ngọc phải bay tới đó, nhưng lại cho hai người này tại trong Hoàng Thành An ra. Đây là hắn lớn nhất diệu nhất chiêu cờ. Lúc này, là quân cũng không có ý giấu giếm, ngay sau đó thì ăn ngay nói thật kỷ phấn trắng thế giới một chuyện. Cái này vốn là không nên bị coi như bí mật ẩn tàng lên để, nhiều một ít người biết, liền có thể nhiều một phần đề phòng. Vĩnh lạc hoàng hậu sau khi nghe xong, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đối kỷ phấn trắng thế giới sự tình là biết một chút, đây là bởi vì nàng có một cái thiên hạ vô song trượng phu. Bất quá, nàng nhưng lại không biết kỷ phấn trắng thế giới bên trong thực lực đã mạnh đến nước này lúc này kỷ phấn trắng thế giới tuy nhiên đã không phải cái uy gì nhưng là tương lai đế quốc thiên chu buông xuống sẽ là nhân loại thế giới một trận tuyệt thế hạo kiếp lúc này viên giác pháp thần còn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa cho đến lúc đó chỉ sợ viên giác pháp thần cũng là không thể dễ dàng như thế ứng đối đến cùng đế quốc thiên chu buông xuống về sau sẽ như thế nào cái kia đều chỉ có thể là nói sau. Vĩnh Lạc Hoàng hậu sau đó liền nói, hai vị tiểu tướng quân chuyến này vất vả. Các ngươi mang đến tình báo vô cùng có giá trị, các loại hoàng thượng sau khi trở về, bản cung hội hướng hoàng thượng báo cáo các ngươi công lao. La quân cùng Lan Đình Ngọc vội vàng biểu thị nguyện vì triều đình cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Về sau, Vĩnh Lạc Hoàng hậu liền để La quân cùng Lan Đình Ngọc lui ra. La quân liền là cáo lui nhưng Lan Đình Ngọc nhưng lưu lại tới. Hắn hướng vĩnh lạc hoàng hậu hành lễ, nói ra, nương nương, vi thần còn có một chuyện muốn làm, nhìn nương nương thành toàn. La quân thì là lui xuống đi, hắn thực đoán được Lan Đình Ngọc muốn nói gì. Lan Đình Ngọc là muốn đối vũ hầu phủ ra tay, trước kia hắn thực lực không đủ. Bây giờ, hắn đã là hư tiên trung kỳ cao thủ, công pháp đặc thù, chính là đương đại nhân kiệt. Đến lúc này, hắn là muốn vì mẫu thân hắn Diệp Loan Phượng đòi lại một cái công đạo. La quân yên lặng lui ra ngoài, hắn nghĩ tới mẫu thân mình. Hắn hâm mộ Lan Đình Ngọc rốt cuộc nấu đi ra, có thể vì mẫu thân khoái ý ân cửu. Nhưng hắn vẫn là cầm Trần Thiên Nhai không thể làm gì. Mà lại, hắn rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt Trần Thiên Nhai đâu. Là quân hít sâu một hơi, sau đó hành tẩu trong Hoàng cung. Trong Hoàng cung trận pháp khí tức rất đậm, toàn bộ Hoàng thành hạch tâm đều tụ tập trong Hoàng cung. Là quân chỉ cần nhắm mắt lại liền phảng phất cảm giác được hoàng cung phía dưới, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đều là to lớn vô cùng trận pháp. Kỳ phân trắng thế giới sự tình triệt để nói cho hoàng hậu nương nương, kể từ đó, hiên chính hạo đối đế quốc thiên chu thực lực thì càng dài. Lấy hiên chính hạo trí tuệ, hắn nhất định biết làm như thế nào đến hoàng thành, đại khang, trong loạn thế này, như thế nào trổ hết tài năng. Cái này với hắn mà nói, ta thật là cho hắn lập một phần đại công. Là quân rất nhanh liền ra hoàng thành bên ngoài xe ngựa đang chờ đợi. Sa Phu là thiếu uy phủ, nhìn thấy La Quân đi ra, Sa Phu lão trương liền nói, lão ra tốt. La Quân không khỏi sướng sờ, chính mình cũng thành lão ra. Bất quá cũng không phải à, hắn cũng là thiếu uy phủ chủ nhân. Tại bộc trong mắt mọi người, hắn cũng là lão ra. Mà niệm từ thì là thiếu ra, nữ nhi hứa một lời chính là đại tiểu thư. La Quân thở dài, hắn có quá nhiều vẻ u sầu cùng suy nghĩ, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào ý cái rõ ràng. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên cùng La Quân ý niệm bắt đầu giao lưu. Hắn nói ra, người muốn cùng Lan Đình Ngọc tại chúng tinh điện diễn võ trường quyết đấu. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đánh thắng được sao? La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, người cảm thấy thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người muốn nghe lời thật. La Quân nói ra, nói nhảm hắn sau khi nói xong, lập tức lại cảm thấy không ổn, nói ra, khụ khụ, ta có phải hay không đối với người giống như quá không khách khí. Người nhà trước đó mới đánh ngã một cái tạo hóa cảnh cao thủ A. Linh tuệ hòa thượng giật mình khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, nói ra, bần tăng đều sao kém chút quên, đạo hữu người đối bần tăng quá không tôn trọng. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt A, à, về sau ta tận lực tôn trọng ngươi. Linh tuệ hòa thượng hiểu ý cười một tiếng, nói ra tôn trọng cùng kính sợ bần tăng muốn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu nhưng bằng hữu chỉ có ngươi như thế một cái la quân nói ra ngươi cũng sẽ tuyệt hảo linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng tổng không có giống đạo hữu ngươi thỉnh thoảng thì một cái nước mũi một cái nước mắt la quân bỗng cảm giác xấu hổ nói ra người khác cái kia ấm không ra sách cái kia ấm linh tuệ hòa thượng cũng không dây dưa cái đề tài này ngay sau đó liền trở lại chuyện chính nói ra bần tăng tại kỷ phấn trắng thế giới lúc đợi, đối đạo hữu người cùng Lan Đình Ngọc thực lực có rất sâu dài. Nói thực ra, lần này có thể thắng lợi, vẫn là nhờ có Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa. La Quân nói ra, cái này cửu viêm thần hỏa xác thực thần diệu vô song, so với ma đế thái ất thật giận không kém chút nào. Ta hai cái này địch nhân vốn có, một cái Lan Đình Ngọc, một cái ma đế. Hai người đều giống như bất tử chi thân một dạng, khiến người ta quá mức đau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hai cái địch nhân vốn có đều có chỗ tương đồng mà lại đều cùng ngươi dây dưa không rõ để ngươi thả không được lại giết không thoải mái la quân nói ra ngươi kiểu nói này tựa hồ thật đúng là chuyện như thế linh tuệ hòa thượng nói ra cái kia cử viêm thần hỏa lai lịch bần tăng là biết há nói thế nào la quân nhất thời đến hứng thú linh tuệ hòa thượng nói ra cử viêm thần hỏa chính là là đến từ trong vũ trụ một loại hỏa diễm nghe nói là tại một cái vô hạn tới gần Thái Dương tinh bóng phía trên để luyện ra. Tinh cầu kia mười phần thần kỳ, tại mặt trời 100.000 năm thối luyện phía dưới, sau cùng nội bộ ngưng tụ ra tinh hạch. Tinh hạch bên trong thì có cửu viêm thần hỏa, cửu viêm thần hỏa về sau bị tiên giới cao thủ rút ra. Cái kia tiên giới cao thủ tại tu luyện cửu viêm thần hỏa lúc, bị cửu viêm thần lửa đốt cháy thành cho bụi. Là quân bị kinh ngạc. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng trước đó cũng không cùng Lan Đình Ngọc tiếp xúc qua, hôm đó thi triển hắn cửu viêm thần hỏa lúc, mới nhớ tới đoạn này điển tịch. Cái kia cửu viêm thần hỏa loại có dấu tâm hỏa, tâm hỏa đã là tâm ma bên trong một loại. Bất luận cái gì cao thủ tu luyện, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết. Cái kia Lan Đình Ngọc làm sao không có việc gì? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hiếu, người lại nghe bẩn tăng nói xong sao? Hắn đón đến, nói, về sau, lại có một tên tiên giới đại năng đạt được cái này cửu viêm thần hỏa. Cái này đại năng chính là Phật giới bên trong người, hắn đem Phật giới bên trong vô thượng vãng sinh kinh cùng cửu viêm thần hỏa cùng một chỗ tu luyện, sau cùng rốt cục lấy vô thượng vãng sinh kinh đem cửu viêm thần hỏa tâm hỏa thối luyện sạch sẽ, như thế mới có hiện tại cửu viêm thần hỏa chân kinh. Vô thượng vãng sinh kinh chính là trong Phật môn một đạo cao thâm mà chắc kinh văn. Người có thể nhìn đến, Lan Đình Ngọc mặc kẻ thụ nặng bao nhiêu thương tổn, hắn khôi phục được đều.